từ khi gặp gỡ, Đan Thủy nhanh chóng rơi vào lưới tình và nguyện đời này sẽ bên anh mãi mãi. Đan Thủy hầu như không nắm bắt được suy nghĩ của anh, càng đi sâu vào thế giới của anh, cô lại càng bế tắc. Cô chỉ biết rằng mình yêu tất cả những nét vẽ của anh, dù là những nét vẽ nguệch ngoạc nhất. Câu chuyện tình yêu này rồi sẽ có diễn biến như thế nào? Thu Hà xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đi khám phá bộ truyện này nhé. Chúc quý vị và các bạn! luôn có những giờ phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Cô bước vào phòng tắm, vặn nhẹ vòi sen cho những dòng nước mắt rưỡi Tới khắp cơ thể. Những giọt nước nhẹ nhàng, mơn trớn như vút ve thân thể tươi trẻ và quyến rũ của cô. Đã lâu rồi, cô không ngắm nhìn dung nhan này thật kỹ vì bận rộn nên cô cứ thế dành chút thời gian nâng niu rồi tự mỉm cười với chính mình qua chiếc gương lớn yêu thích thường ngày. Cô thả tâm hồn mình tự do đi lang thang, rời xa khỏi thể xác đầy mỏi mệt tìm chút bình yên trước khi bước qua cánh cửa ngày mới. Mùi oải hương lại thoang thoảng, lèn qua mọi ngóc ngách trong tâm hồn cô, như muốn nhắc nhở một điều vốn đã xưa cũ nhưng chẳng thể nào quên. Hôm nay, cô ăn diện lạ hơn mọi ngày, chiếc áo sơ mi trắng tay lửng, chất liệu tơ tằm mịn và mát. Chân váy màu xám, đính hai hàng cúc ở phía trước làm điểm nhấn. Chiếc túi sách với họa tiết trang trí đinh tán kim loại được kết hợp với nhau một cách tinh tế. Đương nhiên, không thể thiếu đôi giày cao gót, một người bạn rất thân của nhiều phụ nữ trong xã hội hiện đại. Vừa tô lên nét dịu dàng, vừa thể hiện được niềm kiêu hãnh. Đôi giày màu hồng baster, gót nhọn, thanh mảnh, làm dáng đi của cô trở nên nhẹ nhàng, uyển chuyển như một vũ công ba lê đang biểu diễn trên sân khấu kiêu xa và lộng lẫy. Cháu ăn sáng rồi mới đi làm chứ con. Bà Năm giúp việc, vừa đặt bát phở bò xuống bàn, nhìn về phía cầu thang, Đúng lúc đan tùy vừa xuống nhẹ nhàng hỏi Vâng ạ Con ăn sáng rồi mới đi ạ Vừa nói dứt câu Cô tới bên cạnh mẹ điệu bộ nhõng nhẽo Vì là con gái nên bố mẹ nuông chiều cô từ nhỏ Với người khác là xến dầm Nhưng ở cái nhà này Đó là điều hết sức bình thường Nếu một ngày cô không như thế nữa Thì nơi đây sẽ như một thế giới Đã vắng đi những sự sống Ai chả Để xem nào con gái nhà ai mà xinh thế này Còn xoay một vòng cho mẹ xem nào con gái mẹ đã lớn thế này rồi à bà thanh trúc mẹ của đan thủy suýt xoa chiếc vẻ đẹp xinh đẹp của cô con gái do bản mang nặng đẻ đau sinh ra lần nào bà cũng như thế bao nhiêu năm rồi bà vẫn không thay đổi nhiều lúc bà cứ làm quá lên như thể con bà là tiên nữ vậy ông chính kỳ bố của cô cũng vậy con gái của ông lúc nào cũng lành nhất nếu có một điều ước chắc có lẽ ông ước trái đất quay quanh cô công chúa bé nhỏ của mình thôi đi bố mẹ đúng là bố mẹ của con. Để người ngoài mà biết được á, người ta lại nghĩ nhà mình mèo khen mèo dài đuôi. Mà có sinh thật là bố mẹ? Đàn thủy làm bộ trách bố mẹ làm lố. Nhưng rồi chính cô lại thấy hạnh phúc bởi sự quá lố đó. Cả ba người cùng cười khúc khích. Mùa xuân như đang vội vàng trở về trong ngôi nhà tràn ngập những yêu thương. Dù cho 9 tháng nữa, vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu. Gia đình đúng là tổ ấm, nơi tình yêu luôn bỏng cháy và hạnh phúc luôn đong đầy. Hôm nay con định đi bằng gì tới nhà xuất bản? Có cần bố cho đi nhờ không? Bố Đan Thủy nhìn con gái với ánh mắt yêu chiều dịu hiền của đứng sinh thành. kể từ khi cô được sinh ra, đối với ông đó là món quà mà thượng đế ban tặng. Món quà đó không có giá trị bằng tiền mặt hay một thứ vật chất nào khác, mà vô giá như một phép màu diệu kỳ. Dạ, con đi xe buýt tới ạ. À? Bố không cần cho con đi nhờ đâu, con tự đi làm được mà. Đan Thủy từ chối yêu cầu giúp đỡ của bố cô. Cô biết bố luôn lo lắng cho cô Lo cô bị lạc đường Gặp phải kẻ xấu, vất vả Nhưng mà cô cũng hiểu Mình lớn rồi Đã đến lúc phải tự làm mọi thứ Từ những việc đơn giản nhất Như từ nhà đến công ty Cô không phải là chú ốc nhỏ Nên không thể ở mãi trong chiếc vỏ bọc của mình Không được đâu con Đi chung với bố cho an toàn Từ nhỏ đến giờ con có đi xe biết lần nào đâu Mẹ của cô tỏ ra lo lắng Đối với bà, đàn thủy có bao nhiêu tuổi thì vẫn là một cô bé con như ngày nào bà vẫn ôm trong lòng vẫn hát ru mỗi khi quấy khóc thôi còn nó đã nói vậy thì bà nghe theo con đi mình cũng phải cho con cơ hội để tự lập để trưởng thành chứ bố của cô như hiểu được tâm tư con gái nên nhẹ nhàng khuyên mẹ cô ông đúng là một người bố tâm lý mà bao cô con gái trên đời ao ước chỉ nhìn ánh mắt thôi đã biết cô đang nghĩ gì bố đúng là người hiểu con nhất vậy con hẹn gặp lại bố sau nhé. Đan Thủy ôm cổ bố thật thân mật, tình phụ tử như ánh lên, lòng lành trong đáy mắt ngây thơ của cô. Cô chào tạm biệt bố mẹ, rồi háo hức ra bến xe buýt cho kịp chuyến. Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô dịu dàng hiển hiện, một nụ cười tươi tắn. Ngày đầu tiên đi làm, cô không muốn đến muộn. Đã lâu lắm rồi, Đan Thủy không ngắm nhìn thành phố vào buổi sáng sớm. Vì không đi làm nên ngày nào cô cũng thức dậy vào lúc mặt trời gần lên tới đỉnh đầu sợ được ngắm nhìn toàn thành phố vào buổi sớm thế này lại thấy hay hay. Từng chiếc xe buýt dừng lại, rồi rời đi, mang theo những hành khách đến nơi họ mong đợi, như một sứ mệnh mà cuộc đời ban tặng. Những chiếc xe buýt kia, mỗi ngày đều làm việc từ sáng sớm tới chiều tối, liệu có khi nào chúng thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi chăng? Bên cạnh là những dòng xe máy đang di chuyển chậm chạp do tắc đường. Vì là đường nội thành nên không có xe tải. Thỉnh thoảng cô bắt gặp những cụ già và những em bé bán vé số bên đường. Những tập vé số dày cộm là cái sinh nhai mỗi ngày của những số phận ấy. Những đôi chân bé nhỏ yếu đuối, nhưng dường như không biết mệt mỏi, song ruồi khắp mọi nẻo đường của thành phố rộng lớn để bán từng lá số, như những chú kiến tí hon ngày ngày chăm chỉ tha mùi về tổ. Một em nhỏ đang bận tạm biệt bố mẹ để vào lớp, rồi mai đây khi khôn lớn, các em cũng sẽ hòa vào dòng người đông đúc giữa lòng đường, để bon chen, mưu sinh với cuộc đời nổi trôi. Họ lướt qua cô vội vàng, một chút ấn tượng nhỏ cũng không buồn để lại. Một chiếc lá vàng khẽ rơi trên vai cô, mặc dù còn lâu lắm, trời mới vào thu, nhưng lá vẫn cứ vàng. Bởi vì khi đã mọc ra và trưởng thành đến một giai đoạn nào đó, thì lá phải về cội như một quy luật tất yếu của tự nhiên. Trận cô thần thười và suy nghĩ bố mẹ cô rồi cũng vậy, kể cả cô và những người thân yêu khác nữa một nỗi buồn miên man vừa đượm lên trong ánh mắt nâu đen diễm lệ của cô. Đợi mãi rồi chiếc xe buýt cũng đến và đón cô đi. Lần đầu đi xe buýt nên bỡ ngỡ với cảnh chen trúc trên xe, những chiếc ghế ngồi đã kín chỗ. Từ đây đến nơi làm việc mất 20 phút nên cô phải đứng suốt trong khoảng thời gian đó. Xe cứ chạy rồi lại dừng để đón trả khách. Trong số những hành khách lên xuống, họ đã lướt qua nhau một cách vô tình, giống như cái cách mà cuộc đời đang vận hành, miệt mài không ngừng nghỉ. Lúc tiến lên trên, lúc lùi xuống dưới, rồi khi xe phanh gấp vì gặp ổ gà, tất cả đều ngã nhào về phía trước, mới chật nhận ra người này đang vịn vào người kia để vững vàng. Chạm dừng xe buýt không ở ngay trước cửa nhà xuất bản mà ở cách đó chừng 3 phút đi bộ. Trước đây cô đã đến nơi này một lần nhưng cũng lâu rồi, tầm 4 năm mấy. Sau 4 năm thì mọi thứ đã thay đổi đi rất nhiều hàng cây phát tài trước cổng chính đã được đổi thành hàng cao vua thẳng tắp, nghiêm trang như hàng vệ sĩ đứng gác ngày đêm, gìn giữ vùng trời bình yên. Con đường đi vào tiền sảnh, lát đá màu tối, làm tôn lên vẻ đẹp nhã nhặn, mơn mởn của thảm cỏ xanh gì, được chăm chút tỉ mỉ ở đôi bên. Dây trầu mảnh mai, đang quấn quýt leo lên ngọn cau ngọt ngào, như mối tình nồng thắm tựa trong chuyện cổ tích. Tầm điểm là đài phút nước hình quảng địa cầu đang xoay tròn với những tia nước tinh nghịch, đang hoạt động theo một quy tắc nào đó bất di bất dịch. Những tia nhiệt trắng xóa, phun lên cao rồi lại rơi xuống tạo thành bọt, tàn biến trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng dù ngắn ngủi, con người ta vẫn kịp nhìn thấy vẻ đẹp của những giọt nước mong manh. Nên dù cuộc đời có ngắn ngủi, cũng hãy sống hết mình với những nhiệt huyết, với những đam mê. Vì đâu đó trong thế giới rộng lớn vẫn có một góc dành riêng cho những linh hồn như thế. Khoảng sân trước đại sảnh rộng lớn nhiều khoảng trời trong lòng cô đang rộng mở, từng ngày trong xanh và vời vợi. Cô dạo những bước chậm rãi qua lối ấy, như đang e rè những bước chân đầu tiên vào đời. Đó là Đan Thủy, nhân viên mới trúng tuyển trong đợt tuyển dụng lần này. Nghe nói tốt nghiệp ngành sáng tác, lý luận và phê bình văn học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Còn chạy thế, chẳng không trụ được lâu đâu. Một đàn chị đứng gần máy pha cà phê, nhìn cô với ánh mắt chẳng mấy thân thiện gì cả và một nụ cười nhếch mép kinh khỉnh làm sao. Nhưng người ta có sự nhiệt huyết và niềm tin của tuổi trẻ mà chị. Cô đồng nghiệp đi cùng tiếp lời rồi cười một cách khó hiểu. Họ cùng nhau bước đi để lại một khoảng trống thoáng đẳng như có ai đó vừa dọn đi một cái gì không cần thiết nữa. Đan Thủy ngắm nhìn một lượt sản nghiệp tâm huyết của bố, cảm giác mọi thứ thật trống trải và xa lạ. Có lẽ vì lòng cô đang lo lắng liệu mình có thể gánh vác nổi bao tâm tư nguyện vọng của người trai yêu quý. Chào em, chào em đã gia nhập đại gia đình của thế giới trẻ. Ở đây em là người trẻ tuổi nhất đấy. Sau này trong công việc, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi các anh các chị nhé. Em đừng ngại, mọi người xem nhau như người trong nhà. Giọng của một người phụ nữ tầm 40 tuổi vang lên, lành lạnh dội vào tay cô như tiếng róc sách của suối nước mát dịu chảy giữa những ngày hè nóng bức. Chị Hoa, trưởng phòng biên tập, chị trông rất trững chạc đôi gương cận dày cộp như dính chặt trên đôi mắt sáng long lanh hàng chân mày đen và dài ra tận đuôi mắt làm toát nên nét thanh tú của gương mặt tròn đầy đặn dù chỉ khoảng 40 và được trang điểm khéo léo nhưng đâu đó trên gương mặt vẫn có dấu vết của thời gian đặc biệt là những chấm đen nhỏ và những đường gấp khúc ngắn ngủi chỉ thấy trên đôi gò má mỗi khi cười chỉ khi nào đứng gần và chỉ những người tinh ý mới nhận ra Điều đó còn bình thường, khí chất nhã nhặn, lịch sự và hiểu biết đã làm lưu mở đi tất cả. Chào mọi người, em tên là Đan Thùy, năm nay 23 tuổi ạ. Em tốt nghiệp cũng chưa được bao lâu, em là người mới nên cũng còn thiếu nhiều kinh nghiệm, rất mong được mọi người giúp đỡ ạ. Ánh mắt cô nhìn lần lượt các đồng nghiệp, đôi môi hiện lên một nụ cười thân thiện, rồi tử tốn, rụt rè giới thiệu bản thân. Mọi người vui vẻ chào đón cô bước vào ngôi nhà chung có vài đồng nghiệp trao cho cô ánh nhìn thiện cảm một vài người cười xã giao còn một số ít khác chẳng buồn quan tâm cuộc sống của mỗi người luôn có cả khối việc phải lo mỗi ngày nên thêm một đồng nghiệp hay bớt đi một người cũng đâu phải chuyện gì lớn lao để mà nghĩ tới không khí thoạt nhìn có vẻ thân thiện nhưng đằng sau đó có thể là một câu chuyện dài cần kể tiếp được rồi mọi người quay về làm việc đi chị hoa trưởng phòng ra hiệu cho mọi người giải tán và bắt đầu một ngày làm việc mới rất nhanh chóng ai nấy đều vào vị trí mỗi giây mỗi phút trôi qua đều được trả lương nên thật là có lỗi nếu lãng phí thời gian làm việc dù trong bất cứ tình huống nào làm việc làm việc và làm việc đó dường như là mệnh lệnh mà mỗi nhân viên đều phải thuộc nằm lòng em đã tốt nghiệp rồi sao anh còn cứ tưởng em còn đang thực tập nữa chứ nhìn em trẻ và sinh thật đấy tuấn anh đồng nghiệp trẻ tuổi vui tính và là người đầu tiên bắt chuyện với cô. Dạ, em tốt nghiệp cũng gần một năm rồi đấy anh. Nhưng mà em chưa đi làm ở bất cứ đâu cả. Đây là nơi đầu tiên em đến đây ạ. Cô nhẹ nhàng trả lời đàn anh. Trên môi khẽ hiện lên một nụ cười thân thiện. Vậy em làm gì trong khoảng thời gian đó? Đừng nói với anh là em chỉ ăn và chơi thôi đấy nha. Tuấn tiếp lời vì anh đang rất tò mò về cô đồng nghiệp trẻ mới đến. Ở đây hầu hết là những người đã làm lâu năm ngày này rất nhiều khó khăn với những người trẻ nên chỉ có những người nhiều kinh nghiệm mới trụ vững được hiếm khi có được cô đồng nghiệp trẻ đến vậy nên anh rất háo hức chuyện trò Hàn Huyên dạ em cô đang lấp lửng không biết giải thích sao với anh đồng nghiệp hài hước này thì Tuấn nói tiếp cuộc đời này chẳng có gì thú vị bằng việc không đi làm mà vẫn có tiền để ăn và chơi đấy ảnh rất ngưỡng mộ những người mà có cuộc sống như thế chắc là kiếp trước họ phải tu hành nhiều lắm nên kiếp này mới được như vậy Nói xong Tuấn cười khúc khích Như thể mọi chuyện trên đời Đều nằm trong lòng bàn tay anh Mỗi khi cười Cây răng khảnh ngộ nghĩnh Lại lộ ra Nên trông anh càng đáng yêu hơn Thôi đi ông tướng Thấy người ta mới vào Nên bốc phét cái này cái nọ Em à Em cẩn thận Chứ không là bị lừa đấy Ở đây ạ à, Anh ấy nổi tiếng là Tuấn Hydro đấy Lan ngồi bên cạnh nói xen vào Làm cho Tuấn rừng dưng trừng hừng, chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết im lặng ngoan ngoãn và làm việc tiếp. Cửa sổ văn phòng đóng kín, nhưng nhìn qua lớp cửa kính, cô vẫn thấy được cuộc sống nhộn nhịp ở ngoài kia. Bước chân ra khỏi ngôi nhà đầy yêu thương, cô thấy lòng mình thật trống trải. Nhưng dù trống trải hay lạnh lẽo thế nào thì cũng sẽ đến ngày cô phải làm quen và thích nghi với nó. Vì cô không thể sống cả đời trong không gian nhỏ hẹp chỉ bằng một ngôi nhà. Thế giới của cô sẽ ngày càng rộng lớn hơn bầu trời trước mặt cô sẽ cao hơn và cô sẽ phải nhìn vào nó, soi vào nó để tìm thấy chính bản thân mình trong thế giới muôn màu này. Cơ người rộng lớn này, một ngày nào đó cô sẽ là người tiếp quản, bởi ngoài cô không còn ai có thể thay thế. Đặt trên vai cô gái một trách nhiệm to lớn, liệu có thỏa đáng không? Cô nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt, những cái gì ở gần đều rõ mồn một, nhưng càng xa thì lại càng ảo diệu. Cuộc đời cô cũng vậy, những năm tháng đã qua và hiện tại trước mắt tươi đẹp biết bao nhiêu Nhưng trong tương lai vẫn còn nhiều điều khó lòng đoán định trước được Ôi, quịch, được vàng tùng tóe ướt hết cả bộ cánh xinh đẹp của cô Chiếc xe vừa chạy ngang qua đã làm nước tát lên người cô Cô ngã quỷ xuống bên đường khi đang đi bộ từ trạm xe buýt về nhà Cổ chân cô dường như bị trẹo nên đứng dậy rất khó khăn Đôi chân mày trao lại, phải thừa nhận một điều rằng lúc giận nhìn cô cũng rất đáng yêu chiếc váy đã ướt ở phần dưới ngang gối hai hàng cúc đã có một cái văng ra nên bớt đi phần duyên dáng đây là chiếc váy mà mẹ tặng nhân ngày sinh nhật cô xem nó như món quà vô giá vậy thế mà bây giờ có một kẻ giờ hơi nào đó đã làm cho món quà của cô hư hao chẳng thể vẹn nguyên chiếc xe hơi vừa làm cô ngã lùi rồi lại dừng hẳn trước mặt một chàng trai trẻ tuổi cao tầm một m tám làn da trắng ngần đôi mắt dáng nhưng đượm buồn sâu xa. Vầng trán cao, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu nhỏ nhã đến bên cạnh. Cô gì ơi, cô có sao không? Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp như cơn gió mùa xuân và nhẹ vào bầu trời mùa hè, đang đỏ những vệt sáng hoàng hôn. Anh thấy tôi bây giờ có giống người không sao không? Cô đáp lại với tâm trạng của một người đang rất bực bội, vì bỗng nhiên gặp chuyện xui xẻo. Cô không quan tâm anh là ai, anh như thế nào. Cô chỉ biết rằng anh là người đã làm cô ngã và làm hỏng chiếc váy của yêu thích nhất. Cô cứ thế ngồi phịch xuống, mặc kệ anh lo lắng và bối rối. "Tôi đỡ cô đứng lên nhé. Tôi mua cho cô bộ quần áo khác. Thật xin lỗi, tôi vô ý quá, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn." Anh tiến lại gần hơn, rồi nhẹ nhàng nói như một người đang hối lỗi sau khi gây ra sai lầm lớn. "Ai bảo anh đắc tội với phụ nữ chứ? Làm phụ nữ giận là một trong những điều ngốc nghếch nhất của đàn ông." bất ra cô ngừng mặt lên hai mắt tròn xoe nhìn anh ngờ ngạch trong giây lát đôi mắt sáng vóc dáng cao lớn phong thái lịch sự giọng nói ấm áp dường như cô đã từng gặp nhưng mà chẳng thể nhớ cụ thể là lúc nào ở đâu cô cứ như thế nhìn anh anh cũng rất ngạc nhiên khi một cô gái cứ nhìn mình không chớp mắt dù chỉ mới gặp lần đầu phụ nữ xưa này có cảm tình với anh thật sự không thiếu nhưng mà nhìn đắm đuối thế này khiến anh không thể không tò mò lý do vì sao anh hắng giọng ngại ngùng cất tiếng Thật xin lỗi vì đã làm bẩn quần áo của cô Tôi... Đàn thủy cướp lời khi anh đang nói Có lẽ như thế thật mất lịch sự Nhưng cô thật sự không muốn nghe thấy giọng nói này thêm nữa Nó khiến cho cô nhớ về một ai đó Đã nhiều năm rồi không gặp Tôi không sao cả Nhưng mà anh đừng chạy xe nhanh thế Còn đường này hơi nhỏ nên chạy chậm thôi Lần này anh may mắn Gặp phải người hiền lành như tôi đấy Chứ nếu mà gặp người khác thì... Cô dừng lại khi bắt gặp ánh mắt tội nghiệp trên gương mặt điển trai của anh. Ánh mắt này vô chốc khiến cô chẳng nỡ nói tiếp những lời trách móc. Anh đang rất hối hận vì chót làm cho một cô gái xinh đẹp tức giận. Cô từ từ đứng dậy và bước đi từng bước nặng nề vì chân vẫn còn đau. Anh đứng trông theo cho đến khi bóng cô quất xa dần sau những hàng cây bên đường. Vóc dáng mảnh mai của cô như dần thu nhỏ giữa phố xá thanh thang. Thành phố này rộng lắm, nên con người lại càng thêm bé nhỏ một lần lạc nhau là tìm nhau tới cả đời cũng chưa chắc đã gặp lại nhân sinh trên đời gặp gỡ cũng như chia ly đôi khi khoảng cách chỉ như bề dày của một sợi tóc hai con người vừa mới gặp nhau đây trò chuyện đây nhưng mai này biết có còn duyên tái ngộ nghe tiếng chuông reo bà nam ra mở cửa rồi mẹ cô từ trong nhà đi ra hai người hoảng hốt khi chứng kiến tình trạng hiện tại của đan thùy hôm nay đi làm ngày đầu tiên thế nào rồi con Ôi, sao thế này hả con? Đàn Thùy được mẹ đỡ vào nhà ngồi ở ghế sofa rồi kể cho bà nghe toàn bộ sự việc. Bla bla bla. Chuyện là vậy đấy mẹ. Bà Nam đi lấy hộp y tế đến nhưng mà cô xua tay ra hiệu không cần vì cô chỉ bị say sát nhẹ. Cô kể một mạch cho mẹ nghe. Mẹ cô xót ra và tủi thân thay cho con gái. Con gái bà chân yếu tay mềm, cuộc sống nhung gấm đủ đầy, ít va chạm. Nên những chuyện như thế này tạm thời chưa thích nghi được trong lòng ít nhiều lo lắng. Mẹ cô ôm đứa con gái bé nhỏ vào lòng an ủi, dỗ dành, tình cảm nồng thắm họ dành cho nhau, có thể làm cho người khác sẽ phải ganh tị. Đàn thủy như chỗ cuốn nhỏ mắc mưa, ướt hết bộ lông mịn màng, xinh xắn, lăn vào lòng mẹ để được vỗ về an ủi. Thôi, con lên tắm rửa thay đồ, đợi bố về rồi thì cả nhà ăn cơm. Dạ, cô vâng lời mẹ rồi ngoan ngoãn lên phòng. Ngả lưng trên chiếc giường rộng lớn, êm ái, cảm giác thoải mái vô cùng. Đúng là chẳng có nơi nào tốt bằng nhà mình. Không gian quen thuộc, đồ vật quen thuộc, mùi hương quen thuộc và hình ảnh anh chàng lúc nãy hiện ra ở trong đầu cô cũng rất quen thuộc. Cô không biết đã từng gặp anh ở đâu, nhưng cứ ngỡ như đã thân thuộc từ lâu. Ánh mắt màu xám cho thoáng buồn đó, cứ nhắc nhớ trong cô về một ai đó mà cô tạm thời cũng chưa định hình được. Chỉ biết rằng rất quen thuộc, cuộc đời này vẫn có nhiều chuyện kỳ lạ. Nhưng sao chính bản thân cô cũng trở nên kỳ lạ thế này? Cô hoang mang, thở dài rồi để mọi thứ lại trong suy nghĩ còn đang giang dở. Tắm rửa xong xuôi, cô lấy khăn lau mái tóc ướt cho thật khô. Con gái để tóc ướt quá lâu sẽ không tốt cho sức khỏe, về lâu dài và nhất là khi bên ngoài trời đã vào đêm. Yêu anh đi, khi chia tay anh không đòi qua. Cô bước tới bên cửa sổ, ngồi trên chiếc ghế mây bập bùng, lắc lư thưởng thức những giai điệu sôi động của ca khúc trẻ trung một ca khúc đang rất được giới trẻ yêu thích. Vừa nghe, cô vừa nhịp theo giai điệu một cách thích thú. Hai tay cô vẫn liên tục xoa đều lên mái tóc mềm mượt của mình. Chiếc váy quay bó sát khiến cho đường cong cơ thể càng trở nên quyến rũ. Cuộc sống đối với cô hầu như chẳng có điều gì muộn phiền. Cô có tất cả những điều mà bác cô gái trên đời áo ước. Gia đình hạnh phúc, xinh đẹp, học thức và cả gia sản thừa kế cách dù. Cô khẽ nghiêng người về phía trước, lướt nhẹ những ngón tay thon trên bàn phím, rồi chợt dừng lại, trang mua hàng online của một thương hiệu thời trang danh giá. Đôi mắt cô mở to, tròn xoe long lanh như đôi ngọc trai được tắm mình trong nắng, dừng lại ở chiếc túi sách hiệu Hermes. Chất liệu da cá sấu xanh ngọc thật khó có thể khiến cho các tín đồ thời trang như cô có thể cưỡng lại niềm đam mê của chính mình. Cô vội vàng, kích vào một số lượng, thật may là vẫn còn một chiếc. Đây là mẫu mới và số lượng có hạn, nên khó có cơ hội được sở hữu. Đặt hàng xong, cô cởi tùm tìm một mình như một cô gái đáng yêu. Cuộc sống của những cô tiểu thư nhà giàu tuyệt vời biết bao. Họ có thể dễ dàng có được bất cứ những gì mà họ muốn. Một tuần làm việc thấm thoát trôi qua, Đan Thủy đã bắt đầu thích nghi với công việc của mình. Chị Hoa trưởng ban biên tập rất hài lòng với thái độ và năng lực làm việc của cô nhân viên mới này. Chị nở một nụ cười niềm nở như bao ngày khi gặp Đan Thùy ở cầm nhà xuất bản. Chị tiến lại gần, đôi mắt ánh lên một tia nhìn trìu mến. Đi làm sớm thế em? Em ở gần đây hay sao? Mà hôm nào chị cũng thấy em đến sớm vậy? Dạ, em đi xe buýt nên phải dậy sớm cho kịp chuyến chị ạ. Khuôn miệng xinh xắn của Đan Thùy khẽ nở lên một nụ cười tươi tắn. Một nụ cười thật khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Chị Hoa lại tiếp lời. Sao em không đi xe máy cho tiện? Đi xe buýt nhiều khi cũng vất vả lắm dạ lúc đầu em cũng thấy không quen nhưng bây giờ ổn rồi chị ạ à. cô lại nhuền miệng cười những lúc như thế nhìn cô mới đáng yêu làm sao chị hoa cười vui vẻ rồi quay người bước đi đàn thủy cũng bước theo sau họ vào văn phòng khi mọi người vẫn còn chưa đến phòng làm việc rộng lớn được chia làm nhiều ô làm việc mỗi nhân viên là chủ sở hữu của một ô đàn thủy lại lấy tấm ảnh có chụp lúc tốt nghiệp được gắn trong khung đặt ở trên góc trái bàn làm việc chiếc lọ đựng bút các tên cô đã vỡ một miếng trên miệng được làm thủ công từ những que kem ghép lại như ai đó vừa đánh mất một phần hồi ức tươi đẹp vội vàng gom nhặt mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn thiếu mất một mảnh ghép quan trọng nhìn chiếc lọ được đặt ngay ngắn trên bàn nỗi đau về phần hồi ức bị mất mát của tuổi thơ như trỗi dậy càng tìm kiếm lại càng vô vọng nhiều năm tháng đã đi qua những hy vọng như héo úa dần cùng thời gian ký ức lắng xuống nhưng không tan biến mà ám ảnh, dày vò. Nhìn qua khung cửa kính, những ánh nắng vàng rực đã bắt đầu xâm chiếm. Cảnh vật như đang dạng dỡ hẳn lên sau một đêm dài yên giấc. Tuần làm việc đầu tiên trôi qua trong yên ắng. Đàn Thủy hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao và cô cũng có thêm niềm tin với đồng nghiệp và bản thân. Hôm nay, cô mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lơ như màu của bầu trời những ngày nắng đẹp tươi. Tay áo dài được xoắn lên gọn gàng ở ngang khuỷu trông cô càng thêm thanh lịch. Phải công nhận một điều rằng, cô rất hợp với phong cách thanh lịch, rất kín đáo, nhưng cũng rất quyến rũ. Bất chợt, Lan, một đồng nghiệp lớn hơn cô tầm 3 tuổi, xoay ghế đến gần rồi thò thẻ vào tai cô. Em biết tin gì chưa? Nhà văn Ngọc Trai sẽ hợp tác với chúng ta để xuất bản cuốn tiểu thuyết mới Tuyết rơi giữa tháng 7. Điều đặc biệt là người vẽ bìa sách lần này là một anh chàng họa sĩ trẻ vừa trở về từ Mỹ nghe nói anh ta là một thần tượng của cư dân mạng và còn được xem là nam thần trong mộng của bao cô gái trẻ đấy chị đang rất là tò mò muốn gặp quá đi ôi ước gì được việc với anh ấy một lần nhỉ là nói với vẻ đầy hứng khởi mà không hề quan tâm đến thái độ chẳng có gì thích thú của đan thùy ngọc ngồi bên cạnh lắng nghe nãy giờ nên cũng xen vào không biết ai sẽ là người được chọn vào dự án này nhỉ không chỉ đẹp trai tài năng mà anh ta còn đang độc thân nữa đấy Ước gì người may mắn ấy là mình. Ngọc nhìn Lan và Đan Thủy rồi nháy mắt lia lịa như đang có ý gì mờ ám. Thôi đi mấy bà, chế biết chăm chú và trai đẹp. Trên đời không phải lúc nào đẹp cũng tốt đâu. Cứ như tôi đây này, dù có chút mỡ thừa nhưng mà tấm lòng lúc nào cũng ấm áp. Tuấn Hiro vừa nói xong liền vành mặt lên trời rưng rưng tự đắc. Có vẻ anh ta đang rất tự hào vì số mỡ bụng của mình nhiều hơn hẳn mọi người. Chỉ cần được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh ấy mỗi ngày là đủ rồi. Mọi điều khác có gì là quan trọng. Trai đẹp trên đời này đồng ý là nhiều. Thế nhưng mà đẹp như anh ấy thì chỉ có một thôi. Lan nhìn về phía Đan Thủy và Ngọc để tìm kiếm đồng minh rồi thao thao bất tuyệt, nói ra những suy nghĩ thầm kín trong lòng và ra sức lôi kéo người khác trung hội. Từ nãy đến giờ, Đan Thủy vẫn im lặng trong cuộc đối thoại giữa ba người bọn họ. Cô chỉ khẽ cười để lấy lòng đồng nghiệp chứ không tán thành cũng không phản đối. Nhìn biểu cảm không mấy hứng thú của Đan Thủy, họ tinh ý nhận ra cô không phải là đồng đội trong cuộc trò chuyện thế này, nên đã tự động tản ra về, và đề tài về anh chàng họa sĩ đẹp trai cũng tạm thời được gác lại. Đan Thủy chẳng có ấn tượng gì về anh huệ sĩ được nhắc tới, và cũng chẳng có chút tò mò gì về anh ta. Bởi vì trong tâm trí cô giờ đây, luôn miên man về một ký ức xưa cũ khó phai. Đàn ông đẹp trai chưa hẳn đã tốt, với cô, đàn ông thâm tình mới có sức cuốn hút. Màn hình điện thoại chợt chuyển sang trạng thái có cuộc gọi đến. Cô nhấc máy, bên kia giọng một cô gái vang lên lanh lành. Cậu đoán xem, bây giờ mình đang ở đâu? Giọng nói quen thuộc của cô bạn thân Kim Quý, nhưng chẳng phải giờ này cô đang ở New York sao? Tại sao một người lẽ ra đang ở một nơi cách đây nửa vòng trái đất, lại gọi tới nói những lời mập mờ thế này? Chẳng lẽ... Làm sao mình biết được chứ? Mình có phải là con run trong bụng cậu đâu Giấu đi những hoài nghi trong lòng Đan Thủy làm bộ như chẳng biết gì Nhưng thật ra cô chỉ muốn xác minh lại Những điều mình vừa nghĩ đến Gặp nhau sau giờ tan ca của cậu nhé Mình có một bất ngờ dành cho cậu đấy Không đi là sẽ hối hận Đợi cậu ở quán quen ngày trước Tút 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 Điện thoại đã tắt Cô còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra Và sắp xảy ra nữa Nhưng hơn ai hết Cô hiểu rằng cuộc họp đang đợi cô phía trước mà cô thì vẫn chưa chuẩn bị như ý muốn. Đàn Thủy xem lại tài liệu lần nữa rồi sắp xếp gọn gàng mang tới phòng họp. Mọi người bắt đầu đến, ai nấy đều hy vọng sẽ được chọn tham gia dự án lần này. Cô thầm nghĩ, người mới như cô hầu như không có cơ hội. Các đồng nghiệp đang bàn tán xôn xao thì bỗng cánh cửa phòng họp mở ra, âm thanh ôn ao tắt dần. Chị Hoa cầm trên tay bản thảo dự án lần này, đặt xuống bàn rồi từ từ cất giọng. Tôi biết là mọi người đang nghĩ gì và mong đợi được nghe thấy điều gì. Nhưng mà trước khi đưa ra thông báo chính thức, tôi có những điều này muốn nói. Cơ hội chỉ trao cho một người. Vì vậy, nếu ai không được chọn phụ trách dự án lần này, thì không phải là người đó không tốt mà có thể chúng ta phù hợp với một dự án tốt hơn. Mọi người cười dâm gian khi nghe những lời nhằm mục đích công tác tư tưởng cho những ai không được tham gia dự án. Tuấn Hiro nóng lòng không kiềm chế được lên tiếng. Chị cứ nói thẳng ra đi. Sao nghe như có mùi drama thế nhỉ? Nhắm mắt em cũng biết, dự án lần này chắc sẽ ưu tiên cho một cô gái xinh đẹp nào đó. Em vẫn giữ nguyên lập trường, đẹp trai, chưa chắc đã tốt nha. Nói rồi, anh ta lướt nhìn một lượt phía các cô gái trẻ, xinh đẹp, như có ý nhắc nhở. Mọi người liền hiểu ý cười lớn hơn, cả căn phòng rộn rã tiếng cười nói vui vẻ. Chị Hoa nhìn về phía đan thủy, ánh mắt tin tưởng rồi nói lớn. Nếu đã vậy, tôi không để mọi người phải đợi lâu, tôi tuyên bố người sẽ tham dự vào dự án lần này là biên tập viên trẻ đan thủy chị hoa dừng lại khi nhắc tới tên cô rồi nở một nụ cười yêu quý có lẽ đối với đan thủy người phụ nữ này luôn dành sự yêu mến nhiều hơn những đồng nghiệp khác sau đó chị tiếp lời dù mới tới chưa lâu nhưng mà tôi tin với năng lực và sự tâm huyết với nghề của mình cô ấy sẽ hoàn thành tốt dự án lần này tôi tin cô ấy và cũng mong muốn mọi người hãy chào cho cô ấy cơ hội để chứng minh bản thân Chúng ta là một tập thể. Chúng ta cần đoàn kết để tạo ra sức mạnh và cơ hội để thành công chia đều cho tất cả. Người phụ nữ ấy vừa nói dứt lời thì mọi người liền vỗ tay. Nhưng trong những tiếng vỗ tay tán thành, Đan Thủy vẫn nhìn thấy đâu đó một vài ánh mắt ghen tị. Cũng đúng thôi, vì cô vừa mới đến lại được giao cho một dự án quan trọng. Sao họ có thể tâm phục khẩu phục? Cô Thiết nghĩ, có lẽ nào chuyện này liên quan tới người bố quyền lực của mình? Đan Thủy giật mình khi một bàn tay vừa vỗ nhẹ lên vai cô. "Chúc mừng em nha, đừng để anh họa sĩ đẹp trai chạy mất đấy, chị ủng hộ em, cố lên." Làn nháy mắt ra hiệu động viên, nhưng Đan Thủy vẫn đang bàng hoàng vì dự án. Cô thật sự chẳng nghĩ gì tới anh họa sĩ nào cả. Toàn bộ tâm tư lúc này, cô chỉ đặt vào công việc, vì mục đích phát triển bản thân và kế thừa sự nghiệp của gia đình. Tan họp, Đan Thủy quay về bàn làm việc, bao nhiêu thứ phải chuẩn bị khiến cho cô quên mất cả thời gian nghỉ ngơi. Chiếc điện thoại trong túi cô đã dùng không biết bao nhiêu lần vì cô bạn thân cứ gọi dục mãi. Nhưng cô chẳng có cách nào tới sớm hơn vì vừa bận lại thêm cơn mưa chiều bất chợt đã cản bước chân cô. Vừa xuống taxi, cô gọi ngay cho Kim Quý, cô bạn thân từ thời đại học. Quý đứng dậy, vẫy tay ra hiệu để Đan Thủy nhìn thấy cô. Khi đến gần, cô chợt nhận ra đây không phải là một cuộc gặp đơn thuần giữa hai người bạn thân lâu ngày xa cách. Kim Quý đang trò chuyện với ai đó rất vui vẻ. Trông cứ như hai người thân thiết từ lâu Khi mà Đan Thủy đến Kim Quý mau chóng kéo cô ngồi xuống bên cạnh Là anh Người đàn ông vài hôm trước cô gặp ở gần khu nhà mình Nụ cười và ánh mắt của anh Một lần nữa dội vào tâm trí Khiến cho cô bâng quân, nghĩ mãi Không biết tại sao chỉ gặp gỡ đôi lần Mà ngỡ như thân quen tự thuở nào Gương mặt thanh tú Đôi mắt sáng, sống mũi cao và thẳng tắp Nhìn anh thật chẳng có điểm nào đáng chê Hôm nay, Cô mới có cơ hội ngắm nhìn kỹ người đàn ông này Ở mọi góc độ Trứng chạc và trưởng thành Trong bộ âu phục của một thương hiệu nổi tiếng Cô lịch sự mỉm cười nhìn anh Anh cũng cười đáp lại Nhưng không có ý để người thứ ba biết được Hai người trước đó đã gặp nhau Để tránh làm cô ngại ngùng và khó xử Kim Quý nhanh nhau giới thiệu hai người với nhau Giới thiệu với anh Đây là Đan Thùy, bạn thân của em Cô ấy đang công tác tại một nhà xuất bản Bạn em dù còn trẻ Nhưng là một cô gái cẩn mẫn và có tâm với công việc, đặc biệt vẫn là một quý cô độc thân. Người đàn ông phía đối diện nở nụ cười thân thiện và chia tay về phía cô, ngỏ ý muốn làm quen. Thấy Đan thủy ngại ngùng, kim quý tiếp lời. Còn đây là anh Chí Nam, một người bạn mà mình quen biết khi đi công tác bên Mỹ. Anh ấy cũng làm công việc liên quan tới sách. Cậu làm quen đi, để sau này biết đâu lại có dịp hợp tác. Đan thủy khẽ chào làm quen, nhưng quên mất cái bắt tay của anh. Anh khẽ rụt tay, có đôi chút xấu hổ vì bị phụ nữ từ chối Trong suốt cuộc nói chuyện Kiểm quý luôn là người đóng vai trò chủ trì Bởi cô đã để sướng ra cuộc gặp không báo trước này Nói chuyện được một lúc Chị Nam có điện thoại Nên xin phép ra ngoài nghe máy Lúc anh ta vừa rời đi Kiểm quý trùng người về phía cô Đan Thùy và hỏi nhỏ Cậu thấy anh ấy thế nào? Mình thấy rất hợp với cậu Mình đã cất công sang tận Mỹ để mang về đấy Cậu đừng có vụ lòng mình nha Cô biểu môi khi thấy đàn thủy không mấy hứng thú với việc cô đang làm, kiềm quý lại tiếp lời. Sao thế? Cậu không thấy anh ấy hấp dẫn sao? Đàn thủy ánh mắt trong veo, nhìn qua cô bạn thân đang mẻ nheo rồi lạnh lùng nói. Cậu thích anh ấy thế, hay là giữ lại dùm đi, đưa cho mình làm gì chứ? Cô không thể ngờ rằng những lời này của mình vô tình đã trở thành sự thật. Và cũng chính nó đã mở ra những ngày tháng cô không dám nghĩ tới, không dám nhắc lại, mà chỉ có thể nức những tiếng nghẹn ngào ở trong tim. Bên mình lỡ lời, Kim Quý liền chữa cháy bằng nụ cười như nắng mùa xuân ấm áp và trong lành. Khỏe môi cong lên rất thật thà thú nhận. Chúng ta là bạn thân, mình có gì tốt cũng nhường hết cho cậu, cậu mới chính là chân ái của mình. Đôi gò má ửng hồng của Đan Thủy đã bị Kim Quý vèo đến mức không thể đỏ thêm được nữa. Đan Thủy không kìm được, khẽ gỡ tay Kim Quý xuống, tiếng cười rộn vang, họ rất hạnh phúc. Đã hơn một năm rồi, họ không gặp nhau, kể từ khi Kim Quý ra trường, đi làm rồi nhận được khóa học lên cao của một trường đại học ở Mỹ. Khoảng cách về không gian lẫn thời gian đã khiến cho cô không còn nắm rõ tung tích của cô bạn như trước. Lúc còn đi đi về về cùng nhau mỗi ngày, dù vẫn liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội, nhưng những phút bên nhau vui vẻ thế này mới là điều đáng giá hơn hết. Đan Thủy ngước nhìn qua trái, trí Nam tiến lại gần sau khi nghe xong cuộc gọi. Đan Thủy nghiêng người và thì thầm với Kim Quý. Những chuyện như thế này, sau này cậu không được tùy tiện sắp xếp nữa nghe chưa? Tuần lệnh, nhìn hai cô gái cười khúc khích, từ xa chế Nam hiểu rằng có người đang nhắc đến mình. Vẫn cười chỉ lịch thiệp, phòng thái thư thả và nụ cười thân thiện, anh ngồi lại vị trí ban đầu của mình. Khóe môi biết cười cong lên để những lời ấm áp được tuân ra nhẹ nhàng và quyến rũ. Hai em đang nói chuyện gì mà vui thế? Kể cho anh nghe với được không? Thầy Đan Thủy vẫn im lặng, Kim Quý liền lên tiếng bạn em nói nếu ai đó nói xong trong kỳ là người đàn ông quyến rũ nhất thì chắc có lẽ là người ấy chưa từng gặp anh cậu nói gì thế đàn thủy liếc xéo qua bên cạnh khi kim quý vẫn đang rất hứng thú với những lời đùa của mình cô càng lúc lại càng trở nên ngượng ngùng dường như đây là cuộc gặp gỡ không nên có từ nãy đến giờ kim quý toàn dìm hàng cô không biết cô đã làm gì để cô bạn thân phải phật lòng chị nam thấy thế cũng không nhịn được cười cũng may anh đã kịp hớp xong ngụm cà phê Chứ không lại phải phun hết ra ngoài Tình huống này thật khó xử Rồi anh nhanh chóng lấy lại phong thái điểm tĩnh Nhìn cô gái phía đối diện nhẹ nhàng nói Em làm việc trong ngành xuất bản lâu chưa? Em mới đi làm được hai tuần thôi ạ à? Nhìn dáng bộ rụt rè Nhút nhát của đan thủy Kiểm quý lại không nhịn được cười Cô nhìn sang phía trí nam Rồi lại nói nhỏ vào tai anh Bạn em xưa nay không quay tiếp xúc với người lạ Nên hơi ngại Chẳng sau này em sẽ hẹn hai người đi chơi nhiều hơn Để quen dần Nhìn bạn ấy cứ cách ly với đàn ông mãi, em thấy lo lắm. Vừa nói, cô vừa nhìn về phía của Đan thủy, cười cười như đang trêu chọc lại, khiến cho Đan Thùy càng thêm e ngại. Cô nghĩ thầm, không biết cuộc trò chuyện này đến khi nào mới dừng lại. Không lẽ mình cứ phải ngồi đây để bị dìm hàng mãi sao? Phải nghĩ ra cách gì thôi, nhưng sự thật chẳng có cách nào cả. Đan Thủy vừa uống ngụm nước cam, vừa để ý xem hai người kia có nói gì liên quan tới mình không đôi móc trong veo như là hai viên ngọc dò xét tình hình bỗng vô tình chạm phải ánh mắt ai kia cũng đang nhìn mình cô xấu hổ uống thêm ngụm nữa anh lại càng nhìn cô thì cô lại càng ngại ngùng cô không hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì nếu giữa anh ta và kim quý thân thiết sao anh ta không nói đã gặp cô từ trước phải chăng đây là có chủ ý chị nam thi thoảng lại cười thế nhưng không muốn để ai nhìn thấy trong lòng thầm nghĩ cô gái này Tại sao lại làm như đây là lần đầu gặp mặt Tại sao cô lại ngại ngùng Tại sao lại sợ anh gặp được suy nghĩ của cô Nhưng sự ngượng ngùng của cô trong suốt cuộc nói chuyện Đã khiến anh nhận ra được phần nào Cả đêm Đàn Thùy không thể nào chợp mắt Những suy nghĩ về trí nam cứ hiện lên Trong tâm trí vừa gần gũi Lại vừa xa xôi Giọng nói ấy dường như đã từng được nghe Ở đâu đó Nhưng nhất thời cô không thể nhớ rõ Nhưng nếu hai người đã từng gặp nhau Trong một dịp đặc biệt nào đó thì có lẽ anh đã nhận ra cô vào ngày họ gặp nhau ở trên phố lần đầu tiên gác lại suy nghĩ đó tầm tư của cô lại trôi giạt đến dự án mà cô vừa được giao phó ngày mai nhà văn ngọc trai và họa sĩ vẽ bìa sách sẽ đến cả ba sẽ cùng hợp tác trong dự án lần này dự án này đối với cô và với cả nhà xuất bản thế giới trẻ có ý nghĩa sinh tồn cô nghĩ chẳng không phải ngẫu nhiên mà cô được chọn vào một dự án lớn như thế trong khi công ty của bố cô sở hữu rất nhiều nhân tài ngành xuất bản. Hay là có bàn tay của một quyền lực nào đó đã xen ngang? Với tính cách công tâm, minh bạch của mình, cô nhất định phải làm rõ chuyện này. Mùi oải hương vẫn thoang thoảng, nhẹ nhàng mà khoác khoải. Đã lâu rồi, hương thơm ấy luôn tồn tại trong không gian riêng tư của cô, như một phần không thể thiếu. Mỗi lần nghĩ về nó, cô lại tự mỉm cười như một người đang yêu dù chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai. Trời vừa sáng, đàn thủy đã vội vội vàng vàng thức dậy để chuẩn bị đi làm, lấy chiếc túi sách mà cô yêu thích nhất đeo lên vai. Cô xoay người ngắm mình trong chiếc gương lớn, cô tự mỉm cười hạnh phúc. đã lâu rồi chưa dùng tới chiếc túi này vì nó dành riêng cho những dịp đặc biệt. Hôm nay chính là ngày đặc biệt đó. Ngang qua phòng bố, cô vô tình nhìn qua cánh cửa khép hờ, dường như bố đã thức dậy. Ông vừa nghe xong một cuộc điện thoại, nhưng ai lại gọi tới sớm thế này cơ chứ? Mất mấy giây suy nghĩ, cô khẽ đẩy cửa bước vào. Nghe có tiếng động sau lưng, ông chính kỳ giật mình quay lại. Gương mặt đăm chiêu như đang đắn đo chuyện gì quan trọng. Nhưng rất nhanh, ông đã thay đổi thái độ, mỉm cười, nhìn con gái chịu mến như bao ngày. Đan Thủy đến bên cạnh bố, sau vài câu hỏi thăm sức khỏe. Cô ấp úng, nửa muốn hỏi, nửa muốn để từ từ. Bởi vì quyết định đến công ty làm việc là theo ý của cô, nên mọi việc sau này thế nào cô phải tự chịu trách nhiệm. Bố à, con có chuyện này vẫn để trong lòng. Nếu bố không phiền, con có thể hỏi bây giờ được không? Ông Chính Kỳ bước ra khỏi bàn làm việc, đến bên cạnh con gái, vỗ nhẹ lên vai, ra hiệu ngồi xuống bàn trà trước mặt. Ông rất điểm tính, bởi trong cuộc đời ông đã từng trải qua rất nhiều việc, từ chuyện gia đình đến làm ăn và những mối quan hệ xã hội khác. Kể từ khi còn bé, Đan Thùy chưa từng thấy bố mình buồn phiền, than trách, lo lắng hay nóng giận với vợ con với cô, bố luôn là người đàn ông thành công, là người cô luôn thần tượng ở trong lòng. Được rồi, nói bố nghe xem chuyện gì đã khiến cho con gái bố lo lắng, không yên, mà mới tờ mở sáng đã chạy sang tìm bố thế này đây. Ông nháy mắt lia lịa như đang ngỏ ý hỏi xem con gái có cần gì nhờ vả. Đàn thủy đang rất nghiêm túc, cô không có ý nói đùa như mọi ngày bởi ở nhà, bố mẹ và con cái vẫn hay nói những lời bông đùa hoặc là tấu hài. Ông Chính Kỳ thấy vậy, liền cười bởi ông dường như đã đọc được suy nghĩ của những người kế nghiệp của mình. Ông nói tiếp. Con đang định hỏi bố chuyện dự án của nhà văn Ngọc Trai đúng không? Bố cam đoan là bố không tham dự vào chuyện này. Trăm lần không, ngàn lần cũng không. Con phải tự tin vào năng lực của mình và con mắt tinh tường của xếp hoa chứ. Không lẽ con nghĩ rằng cấp dưới thân cận của bố là một người bất tài, đến cả việc giao cho ai việc gì cũng không phân định được. Đàn thủy thấy bố kiên quyết, nên đã phần nào yên tâm, nhưng cô vẫn có điều còn vân vân. Nhưng con chưa mới đi làm, còn chưa qua hết thời gian thử việc, nên việc chị ấy đánh giá cao khả năng và giao một dự án lớn như thế cho con có mạo hiểm lắm không ạ? Ông chính kỳ nhìn con gái nhỏ bé trước mặt mình rồi nhẹ giọng. Cuộc đời của bố trước khi có được vị trí ngày hôm nay thì đã phải qua biết bao nhiêu là việc. Còn là con gái của bố, người kế thừa sự nghiệp của bố, thì sao lại có thể do dự khi đứng trước một dự án con sẽ phải thực hiện rất nhiều, rất nhiều dự án lớn hơn nữa, để bố còn được nở may nở mặt với thiên hạ. Còn chuyện con hỏi có mạo hiểm hay không? Bố sẽ nói để con rõ. Trước khi tác phẩm Harry Potter được xuất bản và thành công như ngày hôm nay, thì đã 12 nhà xuất bản từ chối. Nhà xuất bản thứ 13 đã nhìn thấy tiềm năng của tác phẩm và điều đó đã mang về cho họ một khoản lợi nhuận khổng lồ. Vì thế, đôi khi chỉ một thương vụ thành công, chúng ta có thể trở thành một ông lớn trong ngành. Vậy con nói xem, Chúng ta có nên mạo hiểm không? Nhưng hai chuyện đó là khác nhau. Cô vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bố. Không có những nhị gì hết. Nếu như cô ấy đã chọn con, thì có nghĩa là con có đủ khả năng để đảm nhiệm trọng trách đấy. Còn nên nhớ, bố không trả lương cao cho những ai không làm được việc. Và xếp hiện tại của con, chính là người được trả lương cao nhất. Nhìn bố kiên quyết, cô chẳng còn gì để hỏi. Chắc hẳn ông ấy có lý do riêng của mình nhưng sự thật cuộc nói chuyện này đã khiến cho cô tâm trạng thoải mái và tự tin hơn cô không biết vì sao cứ mỗi lần nói chuyện với bố xong tâm tư lại vui lại phấn khích cô nghĩ rằng chỉ cần mình có bố bên cạnh cuộc sống sẽ chẳng có điều gì đáng để buồn phiền mai này khi trở thành người đứng đầu một công ty nhưng bố vẫn ở đó và hỗ trợ cô mọi thứ thì sao phải lo lắng chứ cả nhà ăn sáng giống như mọi ngày bữa sáng thật sự rất quan trọng không chỉ đối với sức khỏe mà còn là cơ hội để cả nhà quây quần bên nhau. Bởi công việc mỗi người ai cũng bận rộn. Nếu buổi sáng không gặp nhau thì phải đợi đến tối hoặc sáng hôm sau. Từ ngày bắt đầu đi làm, Đan Thủy đã ít tâm sự với bố mẹ hơn. Mai này biết bao việc phải lo, chỉ sợ giây phút ngắn ngủi thế này cũng hiếm thấy. Hôm nay, bà Nam nấu món bún bò Huế cho cả nhà. Món này phải nói cay mới ngon, đặc trưng của xứ Huế, món nào cũng cay. Dù Đan Thủy không ăn cay nhưng vẫn thích vừa ăn vừa hít hà, thốt thít như đang khóc và mẹ cô nói đùa. Ai đánh mà con cứ phải khóc chứ? Kiểu này để người ngoài nghe thấy, người ta lại nghĩ bố mẹ hà khắc. Bà Thanh Trúc lắc đầu rồi nhìn chồng. Ông Chính Kỳ cũng hùa theo chiều con gái. Ăn sáng mà khóc lóc thế kia, mai mốt đi lấy chồng, chẳng cái nhà này ngập lụt luôn. Không biết hai người có biết bơi không, chứ tôi thì chịu. Ông Chính Kỳ nhìn hai người phụ nữ lớn tuổi rồi, khiến cho lại lên không nhịn nổi mà cười lên. Đã thế thì con khỏi lấy chồng Còn cứ ở đây cho đến già luôn Cho bố mẹ khỏi lo lắng Cô hử nhẹ một tiếng Lời nói ra thật dễ Nhưng có thực hiện được hay không Mới là điều đáng để suy nghĩ Ba người còn lại nhìn nhau đầy ẩn ý Lòng thầm nghĩ Cô gái này thật non trẻ Đáng để lo lắng lắm chứ Đan Thủy tạm biệt bố mẹ rồi đi làm trước Cô không được trễ Lần hợp tác đầu tiên không nên để lại trong lòng đối tác ấn tượng không tốt. Đàn thủy xem lại các tài liệu cần thiết rồi tới văn phòng của sếp hoa. Cốc cốc cốc. Đàn thủy đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào sau khi nghe tiếng mời vào của chị Hoa. Trong phòng có ba người đang đợi. Người thứ nhất chắc chắn là sếp cô. Người thứ hai tầm 30 tuổi, vóc người không cao cũng không thấp. Làn da không trắng sáng, cũng không đen nhưng rất mịn màng. Trẻ đầu rất nhiều lọn tóc nhưng được sắp xếp gọn gàng, đúng là kiểu tóc đang thịnh hành. Thoạt nhìn đã biết là người rất theo thời, theo mốt người đó nhìn cô với một ánh mắt không mấy thiện cảm nếu không muốn nói là khó chịu có lẽ là nhà văn ngọc trai nhưng người thứ ba thật sự khiến cô bất ngờ một người đàn ông thân hình mảnh khảnh gương mặt đẹp như tạc tượng dường như anh sinh ra là để cho các cô gái si mê cô thầm nghĩ anh chàng họa sĩ trong truyền thuyết đây rồi rất lãng tử và cũng rất phong trần trí nam cô lịch sự chào mọi người nhưng người phụ nữ thứ hai không mấy quan tâm khiến cho mọi người cũng mất tự nhiên chị Hoa bắt đầu cuộc họp bằng việc giới thiệu mọi người với nhau. Thái độ khó chịu ngày càng rõ ràng hơn nên mặt câu có của Ngọc Trai. Cô không hài lòng vì biên tập viên làm việc với mình còn quá trẻ. Cô cho rằng đàn thủy không có đủ năng lực và kinh nghiệm để đạm nhiệm trọng trách lần này. Chị Hoa, tôi không phải lần đầu công tác với nhà xuất bản thế giới trẻ, nhưng lần này tôi thật sự rất thất vọng. Trước khi quyết định hợp tác với phía chị, tôi đã có trao đổi rằng đây là dự án mà tôi rất tâm huyết nhưng sao chị có thể sắp xếp cho tôi một biên tập viên còn non nớt như thế này? Tôi đã trải qua hơn 10 năm trong nghề viết. Tôi hiểu rất rõ công việc này, đòi hỏi những người phải có kiến thức, trải nghiệm, vốn sống phong phú và phải rất kiên trì thì mới có thể thành công. Mỗi một tác phẩm làm ra đều là công sức và sự cố gắng không mệt mỏi của tác giả. Tôi không cho phép bất cứ ai hay là bất cứ sai lầm không đáng có nào làm ảnh hưởng không tốt tới tác phẩm của tôi. Ngọc Trai xưa nay nổi tiếng là một người khó tính, cô đưa ra yêu cầu rất cao cho tác phẩm của mình, từ bìa sách, nội dung, cách thức quảng bá. Cô cũng là người rất cầu toàn, nhưng thẳng thắn từ chối thế này thật khiến cho người ta đau lòng. Đàn thủy bối rối trước những lời mình vừa nghe thấy, nhưng chị Hoa đã kịp thời lên tiếng để giải thích. Như cô nói, đây không phải lần đầu chúng ta làm việc cùng nhau. Những lần trước cô cũng nói thế, nhưng đã có lần nào chúng tôi thất bại chưa? Tôi phân công cho nhân sự của mình, đảm nhiệm dự án nào đều đã có chủ kiến từ trước, chứ không phải là tùy tiện. Cô tâm huyết với tác phẩm của mình, thì chúng tôi cũng hết lòng với dự án của chúng tôi. Nếu cô muốn được người khác tôn trọng ý kiến của mình, thì trước tiên cô hãy tôn trọng ý kiến của họ. Những lời sắc bén được phát ra từ miệng của một người phụ nữ nhiều năm gắn bó trong ngành xuất bản. Đã phần nào khiến cho Ngọc Trai rè chừng nhưng cô ta vẫn chưa dừng lại. Chị tâm huyết với dự án này sao? Tôi không phải là chưa từng tìm hiểu hay làm việc với các nhà xuất bản, nhưng chưa từng nghe thấy cái tên Đan Thủy ở trên bìa sách cái dự án nào cả. Rõ ràng cô ấy rất trẻ, là người mới, không có kinh nghiệm, và cũng không biết trình độ thế nào mà chỉ có lên mặt với tôi. Chị... Đan Thủy nghẹn ngào, chỉ có thể thốt ra một từ duy nhất, cổ họng như bị vật gì ngăn lại. Tình huống này cô dư nay chưa từng gặp, và cũng chưa từng lường tới. Chị Nam ngồi bên cạnh, không kìm nổi cơn giận mà thốt ra. Còn trẻ thì đã sao? Chẳng phải tôi vẫn còn rất trẻ, nhưng đã có nhiều dự án thành công, không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Nếu chị không tin tôi, thì có thể xác minh điều này. Thành công hay thất bại của một con người, đâu thể dựa vào tuổi tác mà phân định. Chẳng phải trước khi xuất bản cuốn sách này, chị cũng đã xuất bản cuốn đầu tiên. Nhân sinh trên đời, việc gì mà chẳng có lần đầu. Bản thân chị cũng thế. Sao có thể không cho người khác cơ hội chứ? Là một người từng trải và gắn bó với con chữ, chị nên hiểu sức sát thương của những câu từ vì thế đừng tùy tiện nói ra những lời khiến cho người khác kinh bỉ cả ba người phụ nữ đều rất ngạc nhiên trước những lời nói người đàn ông duy nhất trong phòng vừa nói chuyện bốn dĩ không liên quan đến anh ta nhưng phản ứng của anh ta thật sự đã làm cho ngọc trai phải giật mình cô ném cái nhìn tức giận về phía trí nam rồi buông ra những lời căm ghét lại nói đấy nếu dự án này không thành công tôi sẽ khiến cho các người phải nhận trái đắng các người nên hiểu được tầm quan trọng của vấn đề có những sai lầm có thể sửa đổi và cũng có những sai lầm mãi mãi không có cách nào cứu vãn được đường tới địa ngục không xa chỉ cần một cái xảy chân báo cố gắng cũng chỉ là hoài phí ngọc trai mang túi sách vào vai rồi rời đi nhưng không quên liếc nhìn lấy đan thủy một cách phẫn nộ áp lực thật sự đè nặng lên trên vai cô bởi cô chính là nhân vật chính của chuyện này rời khỏi phòng họp đan thủy không về bàn làm việc mà buồn bã ra ban công hít chút không khí trong lành cũng như tìm trốn bình yên để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình. Từ đây nhìn xuống phố xá không xa, cũng không gần, những con người thật bé nhỏ làm sao. Công ty này là tâm huyết cả đời của bố cô. Ông đã tốn biết bao thời gian công sức để xây dựng và củng cố từ những ngày đầu khởi nghiệp với muôn vàn khó khăn. Đã có lúc, ông muốn từ bỏ, nhưng mẹ cô vẫn luôn ở bên động viên tiếp thêm sức mạnh để có được cơ ngơi hôm nay. Đan Thùy Ngày ai đó vừa gọi tên mình, Đan Thủy giật mình quay lại, là anh, cái người mà trong một khoảng thời gian ngắn cô đã gặp mấy lần. Đan Thủy giấu nỗi buồn, rồi cất tiếng hỏi, "Anh tìm tôi có việc gì sao?" "Nếu không có việc thì tôi không tìm em được sao? Nếu như thế thì tôi e là sau này sẽ thường xuyên gặp em, bởi từ giờ giữa chúng ta có rất nhiều việc để mà tìm nhau." Anh cười, nụ cười ấy khiến cô cảm thấy hai người như đang thu hẹp khoảng cách. Cô khẽ nhàn miệng cười rồi đáp lại, "Cảm ơn anh chuyện lúc nãy." Nhưng sao anh lại nói giúp cho chúng tôi Chúng ta đâu phải đồng nghiệp hay là bạn bè thân thiết Ai nói với em thế chứ Hợp tác cùng một dự án Có chung một người bạn Sống cùng nhau trong một thành phố Ngắm nhìn cùng một khung cảnh Mang cùng một quốc tịch Như thế đã đủ thân thiết chưa Anh hử nhẹ một tiếng Rồi lại cười thật tươi Nụ cười ấm áp Chân thật như làn gió mát Khiến cô gái bên cạnh Cảm nhận được phần nào sự quan tâm Và chu đáo của anh Nhà văn Ngọc Trai là một người nổi tiếng trong giới nên em sợ sự việc lần này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến anh. Hơn nữa dự án này chỉ mới bắt đầu. Sau này sẽ còn rất nhiều việc cần bàn bạc. Nhưng cái đà này... Cô thở dài một tiếng, ánh mắt trồng xuống, dự cảm những điều không hay sẽ đến. Trí Nam nhìn cô không nhịn được cười, nhưng cũng cảm thông cho những lo lắng của một biên tập viên trẻ mới vào nghề, đã gặp phải bà cô già khó tính. Em nghĩ anh là kiểu người sẽ bị người khác làm ảnh hưởng sao? Nếu đơn giản thế, sao lại có thể tồn tại chứ? anh quen rồi cuộc sống phiêu diêu tự tại đôi lúc lại muốn có ai đó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình để ngày tháng trôi qua đỡ nhàm chán chị nam có chút tự mãn về thực tại tự do phóng túng của chính mình không ngại ngùng kể với cô đưa chút cảm nhận của anh về thế giới mà cả hai đang tồn tại giọng điệu hào hứng có lúc nói đùa vài câu vui vui nhưng cũng có lúc chậm rãi sâu sắc nhắc tới những quan điểm cuộc sống mà anh tâm đắc thỉnh thoảng lại tò mò về cảm giác bị ảnh hưởng bị ràng buộc đàn thủy ngắm nhìn say sưa gương mặt của người đàn ông đang khao khát được ràng buộc rồi tự mỉm cười anh ấy như cánh chim trời khi phương bắc lúc phương nam không gò bó không tử túng mà tự do biết bao chỉ sợ đến lúc đó anh không chịu nổi mà sợ hãi kêu gào đòi trở về những ngày tháng tự do rồi lại thấy hối hận là một người thông minh anh nhanh chóng hiểu được dụng ý của cô anh mỉm cười rồi đáp lại cứ đợi xem kể từ lần đụng độ trong buổi họp đầu tiên đàn thủy rất ít khi gặp được ngọc trai chị hoa giao mọi việc cho cô đảm nhiệm còn mình chỉ là người kiểm duyệt sau cùng nên những lần bàn bạc bà góp ý đều chỉ có cô và trí nam càng tiếp xúc cô càng hiểu hơn về tính chất công việc cũng như con người của anh quá trình từ khi phát thảo đến khi hoàn chỉnh một bìa sách đưa tới công chúng phải trải qua rất nhiều công đoạn cô phải thừa nhận một điều người đàn ông này rất cầu toàn tỉ mỉ Cẩn thận trong từng tiểu tiết. Anh vẽ đi vẽ lại rất nhiều mẫu cho đến khi chọn được bìa ưng ý nhất. Điều đáng nói hơn nữa, anh làm việc gì cũng đều bàn bạc với cô, giống như đang cố tình kiếm cớ gặp mặt. Vì có những việc liên quan tới chuyên ngành của anh, cô không hề biết, nhưng anh vẫn muốn nghe ý kiến của cô. Hôm nay, anh lại hẹn cô ra quán cà phê để cùng bàn bạc về màu sắc của chiếc bìa. Cô hỏi, tại sao lại không đến văn phòng mà lại chọn nơi đông người qua lại? anh không nói, chỉ bảo rằng đến nơi rồi sẽ biết. Dù đang trong giờ làm việc, nhưng mà Đan Thủy vẫn được phép ra ngoài bởi cuộc gặp này cũng là vì công việc. Cô lấy bản thảo bỏ vào túi, định rời đi thì sau lưng nghe tiếng các đồng nghiệp xì si xầm. Dạo này cô ấy rất hay ra ngoài trong giờ làm việc, dường như đi gặp anh họa sĩ thiên tài ấy. Không biết là có ẩn tình gì không, nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ngọc đang buông những lời xèm pha về Đan Thủy với các đồng nghiệp khác một người khác đồng tình, cất lời nói tiếp. Người ta còn trẻ, còn anh ấy lại quá hấp dẫn, lửa có cháy thì cũng có sao đâu. Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi, chúng ta lo lắng cũng có ích gì. Nhưng nếu chuyện này là sự thật, thì sếp của chúng ta chính là con chim hỷ thước. Mọi người được một trang cười phấn khích. Đàn thủy tức giận, quay lại định phản bác, nhưng chị Lan đã ngăn cô vì không muốn to chuyện. Đàn thủy nhìn cánh tay đang bị đồng nghiệp giữ lại, mà nén giận bước ra ngoài, Môi trường công sở thật sự cũng có điều phức tạp riêng của nó mà chỉ những ai đã từng trải qua mới hiểu được. Quán cà phê anh hẹn đã ở ngay trước mặt. Qua khung kính, đàn thủy nhìn thấy Chí Nam đang ngồi bên trong với một cuốn sách trên tay. Anh chàng này chắc thường ngày vẫn hay tranh thủ đọc sách khi rảnh rỗi, kiểu người đàn ông như thế thật đúng gu của cô. Đàn thủy chỉnh lại tóc và tay áo rồi bước vào. Bàn anh chọn nằm ở góc trong cùng. Hai bàn bên cạnh tạm thời bị bỏ trống, quán không đông khách, có lẽ vì đây không phải là khung giờ vàng, không gian yên tĩnh rất thích hợp để bàn bạc công việc. Em đến rồi sao? Anh đợi em lâu chưa? Cô đặt túi xuống chiếc ghế bên cạnh, cô chỉ gọi một ly sinh tố cà chua như mọi ngày, bởi loại uống nước này rất giàu vitamin A bổ mắt đẹp da nên cô rất yêu thích. Chí Nam nhìn cô mỉm cười. Em vẫn như mọi ngày nhỉ. Anh không biết đến bao giờ em mới chịu thay món khác. Người ta nói rằng Phụ nữ trung tình thường có thói quen dùng mãi một món đồ, không đổi. Cũng giống như là uống mãi một loại nước không chán. Biết anh đang nói đùa, cô đánh trống làng sang chuyện khác, nhưng hai bên má vẫn ửng hồng vì ngượng ngùng. Bản tóm tắt nội dung hôm trước, em đưa anh, anh đã đọc xong chưa ạ? À? Chị Nam lấy trong cặp giá chiếc máy tính sách tay nhỏ gọn. Đây chắc hẳn là mẫu mới nhất của một thương hiệu nổi tiếng. Anh cũng là một người rất kỹ tính. Những món đồ anh dùng, dù có giá trị thế nào, hay dùng vào việc gì, cũng đều yêu cầu phải có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng. Nếu là hàng không rõ thương hiệu, tuyệt đối không dùng đến. Cách anh sử dụng và bảo quản cũng rất đặc biệt. Anh ghét nhất là việc người khác tự ý sử dụng đồ của mình khi chưa được cho phép. Bật máy lên, đôi bàn tay thon dài, từng ngón nhỏ nhắn nhưng rất dài của một họa sĩ. ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Đan Thùy. Cô từ nhỏ vốn dĩ rất thích những người có đôi bàn tay đẹp. Và cũng chính vì thế mà cô rất yêu đôi bàn tay của người nghệ sĩ. Trước đây, cô đã từng gặp một người như thế, nhưng cũng từ sau lần gặp đầu tiên ấy, họ đã không còn liên lạc với nhau nữa. Ánh mắt cô trùng xuống khi chợt nhớ đến một ký ức buồn đã xa. Chị Nam vẫn đang chăm chú vào máy tính, anh mở lên một vai ảnh rồi xoay về phía của Đan Thùy. Em xem hình ảnh và màu sắc thế này đã thích hợp chưa? Hay cần chỉnh sửa thêm chỗ nào? Đan Thùy nhìn về phía chiếc máy tính đang hoạt động. Những hình ảnh sống động, màu sắc đẹp mắt hiện ra trước mắt cô trong phút chốc, cô bỗng nghĩ sao người đàn ông này có thể đọc hết những tâm tư của cô. Trong ảnh là một bức vẽ một chàng trai đang ngồi bên cửa sổ suy tư. Trong đôi mắt toàn lên sự chân thành và tha thiết được bên người con gái mình yêu. Nhưng những bông tuyết mùa đông rơi đẩy con đường phía trước khiến ngày trở lại của cô gái trở nên xa vời. Đàn Thủy chật lưỡi tiếc nuối khi xem xong bức vẽ. Cô yên tĩnh một lát rồi cất lời. Giả như những bông tuyết kia đường rơi, chắn hết lối đi. Thì có lẽ họ sẽ được bên nhau Chị Nam nhìn cô Đôi môi nhếch lên Nhưng hình ảnh nụ cười vẫn không hiện rõ Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý ta muốn Đôi lúc vì một điều gì đó không nên Mà có phải đánh mất tất cả Quan trọng hơn hết Vẫn là phải biết điều gì quan trọng đối với mình Để gìn giữ Nếu không đến lúc nhận ra thì đã muộn Đan Thủy vẫn ngồi đó Nhưng vẫn chưa hiểu hết những gì mình vừa nghe thấy Có lẽ so với Chí Nam Cô chỉ như một cô bé với những suy nghĩ non nớt, chưa thể hiện hết tâm tư của một gã đàn ông trưởng thành. Nên dù anh có nói gì thì cô cũng vâng dạ cho qua. "Tặng cho em đây. Hôm trước anh có ghé qua bàn làm việc của em, thấy hộp bút đã không còn nguyên vẹn, nên tự tay làm cái mới cho em. Em xem có thích không?" Chí Nam đưa cho Đan Thủy một chiếc hộp đựng bút được làm từ những que kem ghép lại một cách tinh xảo, giống hệt cái mà cô đang dùng. Chỉ khác hình ảnh trên đó không phải là một chú bé ngồi một mình mà là một cô gái đang say sưa đọc sách cô ngạc nhiên về sự trùng hợp này đôi mắt mở to nhìn anh rồi hỏi trước đây anh có từng làm những vật thủ công như thế này hay là đã bao giờ tặng ai một cái tương tự vậy chưa chưa em là người đầu tiên được tặng đấy sao thế em không thích à hay là để anh làm cho em cái khác cô lắc đầu lia lịa cô không phải không thích chỉ là hơi ngờ ngợ vì trước đây đã từng có người tặng cô một vật tương tự vậy trong lúc lúng túng cô đã đánh rơi chiếc bút bi bí trên tay chiếc bút lăn xuống bàn về phía đối diện Chí nam vội cúi xuống nhặt giúp cô vừa ngẩng đầu lên gương mặt điển trai nam tính với những đường nét thanh tú của anh đã chạm phải đôi mắt ngây thơ hồn nhiên và khuôn miệng xinh xắn của cô cô trố mắt nhìn anh nhưng linh hồn dường như đã bị chôn sâu trong đôi mắt của anh lạc lối không tìm được đường trở về cô cảm nhận bên gò má vừa chạm vào anh bỗng nóng gian như có một luồng điện cực mạnh chạy ngang qua những giọt mồ hôi lấm tấm khiến cho cô thêm thẹn thùng, mọi cảm xúc đã bị cử chỉ của cô vạch trần càng thêm xấu hổ. Chị Nam lấy ra chiếc khăn tay, đưa cho cô rồi dối rít hỏi. Em sao thế? Ở đây nóng lắm hay sao? Hay là để anh nói phục vụ hạ thấp nhiệt độ máy điều hòa thêm chút nữa nhé? Cô chẳng nói gì, chỉ lắc đầu ngoài ngoại. Thấy thế, anh lại càng thêm lo lắng. Em uống thêm ly sinh tố nữa đi, cho đỡ nóng. Bốn dĩ nó rất tốt cho việc thanh nhiệt cơ thể đấy. Anh vội đưa tay ra hiệu cho phục vụ, nhưng đã bị đan thủy cản lại. Lần này, đôi bàn tay vụng dại của cô đã chạm vào đôi tay đẹp tựa tuyệt tác nghệ thuật của anh, khiến cho cô một lần nữa rơi vào trạng thái ngại ngùng và xấu hổ. Anh dường như nhận ra điều gì đó bất thường trong tâm tư của cô gái đang ngồi đối diện mình. Anh lặng lẽ mỉm cười như vừa khám phá một bí mật thú vị. Anh cứ nhìn cô rồi lại mỉm cười Nụ cười khoái trí khiến cho cô không biết phải phân bua thế nào. Nếu em muốn, em có thể nắm lấy tay anh bất cứ lúc nào và làm bất cứ điều gì với nó mà không cần phải xin phép. Anh cấp cho em giấy phép đặc biệt có được không? Đến tận lúc này, cô mới dám ngừng đầu lên nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt người mà cô đang cảm mến. Từ đôi mắt bổ câu đen tròn, đến mái tóc cánh én đen mượt, rồi chiếc mũi thẳng với phần túi mũi đầy đạn rất đẹp và khuôn miệng như một đóa hoa thơm Bất cứ chi tiết nào cũng khiến cô mê đắm. Bầu trời ngoài kia đã nhuốm màu hoàng hôn, còn trong cô lòng bình minh vừa mới chớm. Không gian xung quanh chẳng còn ý nghĩa gì bởi điều khiến cô chú ý nhất lúc này là chàng trai trước mặt. Anh là cả tâm hồn, cả bầu trời và cả tương lai của cô. Một người hoàn hảo như thế, chân thành như thế. Nếu không ở trước mặt cô lúc này thì chẳng biết đến bao giờ mới có duyên gặp gỡ. Sau 8 tháng hợp tác dự án, cuối cùng đã hoàn tất chỉ còn vài ngày nữa, sách sẽ được lên kệ. Ngọc Trai ban đầu tỏ ra rất hoài nghi về sự thành công của dự án, nhưng giờ đây, cô đã hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của nhà xuất bản, đặc biệt là cô biên tập viên trẻ Đan Thủy. Hôm nay là buổi tổng kết, nhà văn Ngọc Trai đã đến từ rất sớm. Cô diện bộ vest lửng ngang gối màu xanh ngọc, trên áo có hai hàng nút sắt sáng choang. Chiếc quần chỉ dài tới nửa ống chân, đính nút ở túi, làm điểm nhấn, đã khiến cho đôi chân thon thêm dài kết hợp với giày bít sang chảnh, trông chẳng khác nào một doanh nhân trẻ thành đạt. Ngọc Trai là một trong những nhà văn nổi tiếng với tính cách lập dị. Khác người, chính vì thế mà gu thời trang của cô, lúc thanh lịch, lúc xến rúa, lúc bụi bặm, lụng lại rất sang chảnh. Cô là một tín đồ thời trang sành điệu của các nhà mốt nổi tiếng. Nhắc đến cô, như nhắc tới một người trẻ đa tài, chỉ tiêu phóng khoáng, am hiểu về nhiều lĩnh vực và khác người, khác đời. Cũng vì có một tâm hồn phong phú như thế, nên mỗi tác phẩm do cô tạo ra đều mang một sắc thái riêng biệt, không trùng lập, cũng không nhàm chán mà luôn luôn tươi mới. Giới trẻ bây giờ nhiều người xem cô là thần tượng, mỗi một phát ngôn trên mạng xã hội đều tạo thành những xu hướng được nhiều người yêu thích. Khi mọi người đã tập trung đông đủ, chị Hòa Gia Hiểu bắt đầu cuộc họp. Cuộc họp hôm nay nhằm tổng kết lại những việc đã đạt được trong thời gian qua. Và để cảm ơn sự nỗ lực của tất cả mọi người, thì công ty sẽ có một phần quà nho nhỏ, một chuyến dã ngoại hai ngày một đêm ở thành phố. Tiếng vỗ tay giòn tan và tiếng cười giòn dã vang lên khi thông báo của trưởng ban biên tập kết thúc. Ai cũng háo hức, bạn tán xem mình sẽ phải sắm thêm những gì, hay trưng diễn cái gì để đẹp đẽ, lộng lẫy hơn, nổi bật hơn. Và có người đang dự định sẽ đổi avatar cho trang cá nhân trong dịp này. Mọi người, tôi xin mọi người ít phút, hãy lắng nghe tôi nói đôi lời. Ngọc trai hắng giọng để đám đương chú ý, giọng nói sang sảng bắt đầu cất lên. Chúng ta đến hôm nay là đã đi được một quãng đường dài cùng nhau. Quãng đường ấy bước đầu tuy có trắc trở do những hiểu lầm không đáng có, nhưng mà cuối cùng thì cũng đã thành công ngoài mong đợi. Tùy sách vẫn chưa lên kể, nhưng đơn đặt hàng đã nhiều vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Nhận đây tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người trong nhà xuất bản đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Tôi luôn ghi nhớ và trân trọng những chân tình mà mọi người đã dành cho tôi. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn. Dáng vẻ thành khẩn của Ngọc Trai thật khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Cô như một cơn gió đổi chiều rất nhanh, đến cả vạn vật cũng không lường trước được. Tuấn Hy Đô đá mắt sang đan thủy và ngọc rồi thi thầm. Chẳng lúc trước nhà bán bánh tráng nướng hay gì, nên là lật mặt nhanh thế. Hồi trước ga à, cứ nhảy dựng lên đòi hủy hợp đồng, do không tin tưởng giờ thì nói chân thành cảm ơn Tuấn Hiro vừa dứt lời thì Ngọc Trai đã nói tiếp tôi biết ở đây chắc chắn sẽ có những người còn chưa hài lòng về tôi có thể vì tôi khó tính cũng có thể vì họ chưa hiểu hết về tôi hoặc là họ đang ganh tị với tôi để bù đắp cho công lao của mọi người và những buồn phiền về tôi trong thời gian qua tôi xin được trở thành nhà đồng tài trợ cho chuyến dã ngoại lần này vỗ tay vỗ tay tiếng vỗ tay bông bốc của Tuấn Hiro khiến cho mọi người vừa bất ngờ vừa khuấn khích. Ngọc ngồi bên cạnh bĩu môi. Trời, có tới hai người bán bánh tráng nướng lên Cô khẽ cười, Khuyết nhẹ cánh tay của Ngọc vì sợ Tuấn nghe thấy. Bản thân cô cũng thấy thật thú vị và mong chờ chuyến đi này biết bao. Buổi sáng mặt trời còn chưa ló khỏi tòa nhà cao tầng ở đằng xa. Đàn thủy đã thức dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến đi. Cơn gió xuân thổi nhẹ qua từng góc phố. Ở thành phố Đông Đúc, quanh năm khói bụi, một chút mát rượi thiên nhiên ban tặng Thật sự rất quý giá. Cả đêm, Đàn Thủy không tài nào chợp mắt, mà thật ra kể từ sau khi bắt đầu hợp tác với Chí Nam, tần suất ngủ của cô giảm dần, thay vào đó tâm hồn ngày càng thêm mộng mơ. Cô đã nghĩ về rất nhiều thứ, mà hầu hết đều liên quan đến anh ta, giống như một người đi lạc vào mê cung, không tìm được lối thoát. Đúng như người ta nói, chẳng có say gì lâu bằng say tình. Từ thành phố ngược dòng ra ngoài ô rồi men theo quốc lộ 1A. Chiếc xe bon bòn trên đường đến resort, nơi họ sẽ qua đám trong chuyến đi lần này. Càng cách xa thành phố, nhà cửa càng thưa dần, những con đường cũng nhỏ dần và nhịp sống cũng chậm rãi hơn rất nhiều. Nhắm mắt lại, cảm nhận sự thư thái, trầm tĩnh và thoải mái. Hít thật sâu những luồng không khí trong lành rồi thở ra nhẹ nhàng để tận hưởng hương vị ngọt ngào của cuộc sống. Sau mấy tháng tất bật Đàn thủy đã quá mệt mỏi vì chuyện nọ chuyện kia. Giờ là lúc để tự thưởng cho mình những ngày nghỉ ngơi thú vị. Đàn thủy ngủ thiếp đi khi xe đang chạy. Cái đầu nhỏ cứ gật qua gật lại. Từ phía sau, chị Nam tự mỉm cười thầm nghĩ. Cô ấy thật là... Anh từ từ tiến lên, ngồi xuống ghế bên cạnh, khẽ đỡ chiếc cổ của cô, ngả vào vai mình. Mỗi lần bấp phải ổ gà, anh lại đỡ cho đầu cô khỏi bị va đập. Cứ thế cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chị Nam đọc sách, thì thoảng lại nhìn cô. Anh chăm chú ngắm nhìn rồi tự mỉm cười. Khi đan thủy, cũng đang cười. Không biết cô đã mơ thấy gì mà lại hạnh phúc đến thế. Lúc được gọi dậy, trời đang độ giữa trưa và thành phố đã ở ngay trước mặt. Trước đây, cô đã tới đó một lần, nhưng cũng lâu lắm rồi, còn điểm tham quan này thì chưa từng. Cả đoàn vào nhận phòng rồi chuẩn bị ăn trưa. Buổi chiều, họ sẽ bắt đầu hành trình khám phá và trải nghiệm những dịch vụ đáng mong đợi của khu du lịch này. Bữa trưa chủ yếu là những món được chế biến từ hải sản, rất dân dã và rất ngon miệng. Khách đến đây chủ yếu từ các tỉnh phía Nam nên khẩu vị không khác mấy người Phan Thiết nên rất dễ thích nghi. Tuấn Hidro luôn là người đàn ông đảm đang trong những cuộc vui. Anh đã nhận phần nướng cá mú và so dẻo cho mọi người. Mùi mỡ hành bốc lên thơm lực, sọc vào mũi rất kích thích. Tuấn không kiềm chế được mà thốt lên. Giả như có thêm ly bia mát rượi nữa là hết ý đấy. Ngọc ngồi đối diện nháy mắt tiếp lời. Nhà muốn nổi không mà nói. Lần trước anh say đến không biết trời đất là gì. Bọn em khó khăn lắm mới đưa được anh về đấy. Đó đã là quá khứ rồi. Nếu em không tin, tối nay là một trầu long trời lở đất luôn. Anh nói lời là phải giữ lời đấy nha. Họ ngoắc tay hẹn ước chốt kèo. Tối nay coi như đã định sẽ là một đêm không ngủ của những con người tràn đầy nhiệt huyết. Hai giờ chiều, nhóm tham quan du lịch gần đó và trải nghiệm với suối nước nóng Ai cũng mang theo, nào là khăn tắm, quần áo hai ba bộ để chuẩn bị bung lụa trong những kiểu ảnh độc đáo. Tuấn, Lan và Ngọc thay nhau tạo dáng rồi thay nhau chụp hình. Nhà văn Ngọc Trai rất trầm tĩnh, cùng chị Hoa dạo một vòng quanh khu tham quan và nói với nhau chuyện gì đó rất vui. Tuấn là vò nháy đặc biệt cho hai mỹ nhân. Anh liên tục ra hiệu và chỉnh sửa dáng để cho ra đời những kiểu ảnh nghệ thuật và không đụng hàng. Xải chân thì phải dai ra một chút, chân trụ nhón lên, chân còn lại xoạc nhẹ ra. Mặt thì nhìn về phía trước, đừng có nhìn về ống kính để tạo cảm giác tự nhiên như là đang bị chụp trộm ý. Ngọc và Lan rất đam mê và quyết tâm theo đuổi đến cùng, nên dù trời hơi nóng, nhưng vẫn nhiệt tình làm theo hướng dẫn của Tuấn. Lan vừa thay xong chiếc đầm mới, trở lại nhìn hai đồng nghiệp, đang say sưa tác nghiệp, liền trêu đùa. Bỡ đẹp lại đi, kẻo hết phần thiên hạ đấy. Ngọc cũng rất hài hước, vừa uốn người vừa nói. Tạo hoài á, chưa có mỗi chỗ này hay là qua bên kia đổi khung cảnh xong rồi diện đồ tắm luôn. Tuấn ngay lập tức đồng ý. Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm. Bên kia gần chỗ con suối, chị Nam đang ngâm mình trong dòng nước ấm. Anh thả lỏng cơ thể để dòng nước mát nhẹ nhàng trên từng bắp thịt săn chắc. Nhìn từ xa, tầm lưng rộng lớn, bờ vai vững chãi, vừa khiến cho người ta tin tưởng, lại khiến cho người ta mê đắm. Bỗng anh quay người, di chuyển về phía gần bờ. Bị phát hiện đang nhìn trộm, hai bên má ửng hồng, Đàn thủy ấp úng, chẳng nói nên lời. Sao em lại ngồi đây? Có muốn xuống tắm cùng không? Lời đề nghị này có phần sỗ sàng, cộng với nụ cười với như thực với như đùa của gã đàn ông, khiến cho cô gái càng co rúm tự vệ. Không để cô có cơ hội trốn chạy, hắn lại tiếp tục dồn ép. Em sợ gì thế? Ở đây ngoài em ra thì chỉ có lại mỗi anh. Cô hố hấp không đều, nhưng rồi cũng đáp trả. Em, em không biết bơi nên là không dám xuống nước. Hắn lại cười, một nụ cười thật quyến rũ làm sao. Xuống đây, anh tập cho em bơi. Cô rụt chân lại lùi về sau và vào trong bờ. Em mệnh hỏa nên là không hợp với nước. Anh cười đầy nham hiểm, rồi tiến lại gần cô thêm một chút, tiếp tục dồn ép không chỉ bằng lời nói. Vậy thì hợp mệnh với anh rồi đấy. Cô lùi lại về phía sau, đẩy nhẹ tay anh ra, nhưng hai mắt cô cứ nhắm nghiền lại. Người ta nhìn thấy đấy. Anh cười lớn, lùi về phía sau rồi nói. Anh đùa thôi, em sợ à anh đi lấy chai nước rồi sẽ quay lại hắn bước lên thân hình cường tráng hiện ra ngay trước mắt khiến cho đan thủy xấu hổ che mặt đi thân thể người đàn ông chỉ được che chắn độc nhất bởi một chiếc quần bơi nhỏ nhắn những phần không được che cứ thế phơi bày ra trước mắt anh không ngại nhưng mà đan thủy rất ngượng ngùng mà cô càng như thế thì anh lại càng thích thú có thể trời sinh cho anh một cơ thể tuyệt đẹp vạn người mong ước càng tiếp xúc đan thủy càng nhận ra anh ta có nhiều ưu điểm mà những người khác khó lòng có được. Chị Nam vừa rời khỏi, Tuấn, Lan và Ngọc chạy tới, họ đang rất tháo hức được ngâm mình trong dòng nước ấm sảng khoái tê tê người. Cô vẫn một mực không xuống nước, mặc cho đồng nghiệp có trèo kéo thế nào. Âm, Ngọc từ phía bờ, bất ngờ, đẩy mạnh khiến cho cô rơi xuống nước. Ba người họ cười đùa vui vẻ, khi cô đang cố vùng vẫy trong vùng nước cao gần ngập hết cả người. Hai chân cô cố đạp thật mạnh, nhưng vẫn không thể đứng thẳng người và càng không thể nào vào bờ. Đan Thủy cố ngoi đầu lên khỏi mặt nước để thở. Cả thân hình như ngã nhào về phía trước, cô chẳng khác gì chú ếch con, đạp mạnh tứ chi nhưng cũng không có tác dụng. Trong khi đó, ba người đứng trên bờ nghĩ rằng cô đang giả vờ nên lại càng tỏ ra thích thú. "Em lên bờ đi, tôi chỉ biết em chỉ giả vờ thôi, nước ở đấy đâu có sâu lắm." "Đúng đấy, làm bộ làm tịch gì thế chứ? Em tự lên đi, bọn anh không xuống đâu, đừng có đợi nữa." đàn thủy cứ thế từ từ chìm xuống khi đã không còn sức vùng vẫy đôi mắt đờ đẫn khép lại âm thanh bên tai nhỏ dần rồi mất hút vùng nước vừa dậy sóng dần thu hẹp rồi yên tĩnh đến lạnh người cô giống như một viên đá lúc mới ném xuống khẽ làm cho mặt hồ dậy sóng nhưng lâu dần chẳng còn dư âm sau một lúc không khí trở nên yên ắng ba người bọn họ bắt đầu lo sợ và nháo nhào hô hoán âm tiếng động vang lên sẽ tan bầu không khí yên tĩnh Chị Nam ném chai nước trên tay xuống, rồi như một chú bói cá lặn xuống đáy sâu. Và khi trở lên, anh không quên mang theo bên mình một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu. Hành động diễn ra chớp nhoáng, khiến ba người vẫn còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thêm sợ hãi. Đan Thủy, Đan Thủy! Đặt Đan Thủy nằm người trên nền đất, hai tay vỗ nhẹ vào mặt để gọi. Nhưng mà vẫn không nghe thấy tiếng trả lời hay bất kỳ tiếng thở nhẹ. Chị Nam nhanh chóng thực hiện các thao tác hô hấp. đổi tay anh tác dụng lực vừa nhanh vừa mạnh dồn dập ép hết nước trong người cô ra. Cô nằm đó bất tỉnh, nhưng tâm trí thì nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai. Cứu, cứu! Hình ảnh của một con tàu du lịch sang trọng với rất nhiều hành khách đang trên đường ra một hòn đảo bất ngờ bị đắm. Con tàu dần chìm xuống, âm thanh cầu cứu lẫn trong những tiếng khóc hỗn loạn. Người ta chen lấn nhau để được đứng ở nơi cao nhất của con tàu, rồi lại tranh nhau những chiếc phao của đội cứu hộ vừa đến. Một cô bé 12 tuổi một mình trên tàu gào khóc trong sợ hãi và tuyệt vọng cô nhìn quanh không tìm được bố mẹ nửa thân tàu đã đắm chìm trong làn sóng hung dữ cô đứng trên mũi tàu lan can mỗi lúc lại cách mặt nước càng gần hơn Sóng đánh liên tục khiến cho con tàu rung lắc dữ dội hai tay cô bấu víu vào lan can như một con sóng đột ngột đã hất tung cô sang một bên một tay bị tuột mất cô ré lên trong sợ hãi tột độ đưa tay đây mau lên một cậu bé hét vang khiến cho cô quay đầu nhìn lại. Cậu đang đứng ở trên chiếc phao cứu hộ mà nhân viên vừa đưa cho. Cô mòn men ra gần lan can rồi đưa một tay cho cậu. Đôi bàn tay thon dài chai sạn nhưng ấm áp nằm lấy bàn tay nhỏ bé mong manh của cô. Nhảy xuống đây, nhanh lên. Cô sợ hãi khóc lớn, gương mặt xanh ngắt như tàu lá, một giọt máu cũng chẳng còn đọng. Không, không, em sợ lắm. Nhanh lên nếu không sẽ chết đấy. Nước từ trong miệng của cô phun ra thật mạnh. Cô từ từ mở mắt, cả tá con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Những đôi mắt đang quan tâm, lo lắng cho cô nhất chính là cậu bé năm ấy, Trí Nam. Đàn thủy bật dậy, ôm lấy cổ anh khóc nước nở. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc, cô siết thật chặt như thể sợ anh chạy mất. Trước sự chứng kiến của bao người, cô không hề ngại ngùng mà như công chúa nhỏ sau bao năm ngủ trong rừng. Cuối cùng đã được hoàng tử đánh thức. Sau phút ban đầu đầy lo lắng và hoàng sợ, giờ đây mọi người đã yên tâm hơn họ lặng lẽ rời đi nhường lại không gian riêng tư cho hai người bên dòng suối ấm nóng chị nam đỡ nhẹ cánh tay của đan thủy. chẳng cần nói gì họ cũng đã hiểu hết tâm ý của nhau ngoài nào chỗ kiểu non mọi chuyện qua rồi em đừng sợ nữa anh sẽ luôn ở bên cạnh em anh vén nhẹ mái tóc ướt sũng của cô khuôn mặt trái xoan lộ ra ngây thơ trong sáng như vầng trăng trắng trong giữa đêm rằm anh chăm chú ngắm nhìn rồi ôm cô vào lòng âu yếm Ánh mắt của anh chưa bao giờ ấm áp và si mê như bây giờ. Tình yêu đã làm cho tâm hồn thiên sức sống, giống như một cây khô đâm chồi sau cơn mưa. Cuộn người trong vòng tay ấm áp, lắng nghe từng nhịp tim dồn dập của anh, đàn thủy thực sự hiểu được cảm giác được yêu thương và được trân trọng. Cô tin rằng định mệnh trên đời là có thật, bởi nếu không có thì sao hai người có thể gặp nhau lần nữa. Trái tim yếu đuối của một cô gái như đang được du ngủ trong những giai điệu ngọt ngào của tình yêu anh tinh ý liền lấy chiếc khăn nhẹ nhàng quấn quanh người để che đi phần cơ thể bị lộ do quần áo ướt dính sát vào người cô cô hơi xấu hổ chỉ biết đứng yên mặc cho anh tùy ý những động tác ân cần chu đáo khéo léo thận khiến cho người ta mê mẩn buổi chiều sau khi trở về resort mọi người thống nhất với nhau tổ chức tiệc nướng các loại hải sản dù buổi trưa đã được ăn hải sản nhưng chỉ qua loa vì vậy cả nhóm vẫn quyết tâm ăn thêm một bữa tối thịnh soạn thật may là resort này lại gần với chợ bán hải sản tươi sống, đặc biệt buổi chiều, hải sản từ những chiếc ghe cập bến rất tươi mà giá lại rẻ. Chỉ cần ướp chút muối ớt hoặc sa tế rồi nướng trên lửa than là có một bữa tối xịn sò hết chỗ chê. Chị Nam thuê một chiếc xe máy của resort rồi đèo đan thủy ra chợ cá. Hoàng hôn đỏ rực phủ lên bầu trời trong xanh cùng với những làn gió mát rượi, khiến cho không gian trở nên trong lành và lãng mạn. Thật may cho họ, hôm nay biển êm nên rất nhiều tôm cá Tha hồ mà lựa chọn Họ đã nhìn trúng mấy chú ghẻ của cô bán hàng ở đằng kia Nên liền tiến tới gần Cô bán hàng tầm ngoài 60 Cô trông rất vui tính Cô tư vấn cho cả hai cách chọn ghẻ ngon và chắc Ghẻ này bán như thế nào ạ? À? Cô bán hàng vui vẻ trả lời ngay Ghẻ này bán theo ký Ghẻ loại 1 là 270.000 một ký Còn loại 2 là 160.000 một ký Ở đây cô chỉ còn một ít Chỉ có một ký hay Cháu lấy hết đi, rồi đưa cho cô 300 cũng được. Đàn Thủy cầm số ghẻ lên xăm soi. Cô bán hàng thấy thế, nhận ra ngay. Cô dừa này không có kinh nghiệm mua hải sản, liền nói. Hôm nay là cuối tháng trăng tối, nên là ghẻ sẽ chắc hơn những ngày mà có trăng. Cháu cứ mua đi, nếu không ngon, mai lại đem trả lại cho cô. Ngày nào cô cũng ở đây cả. Chị Nam nghe thấy chỉ cười, vì anh biết đây chỉ là những lời hứa hẹn ngọt ngào của người làm ăn chưa ai đời mua về ăn rồi còn đem ra trả lại. cô đã nói thế thì bọn cháu chỉ còn cách tin tưởng thôi ạ. À. cô bán hàng nhìn hai người rồi tò mò hỏi hai cháu đến đây du lịch tuần trăng mặt phải không? nhìn là cô biết ngay hai cháu rất đẹp đôi. vừa dứt lời đàn thủy liền lên tiếng phân mua. không nhưng mà chí nam nhanh hơn đáp lại đúng thế ạ. À. đợi đến lúc có em bé cháu lại đưa nó đến đây lần nữa ạ. cô bán hàng cười rất tươi cô nhanh nhẩu đáp Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Đàn thủy đánh nhẹ lên lưng anh, tỏ ý của trách. Anh khẽ nháy mắt, rồi kéo nhẹ tay cô, cùng nhau qua hàng bên kia mua thêm ốc, tôm, mực và hầu, sau đó trở về. Về đến nơi, Ngọc Trai đang xem bói chỉ tay cho mọi người, nên chưa ai chuẩn bị gì cả. Thấy anh và cô, Lan bảo hai người vào xem chỉ tay xem tình duyên, tài vận thế nào. Chỉ nam xua tay, anh giờ này chưa từng tin vào mấy chuyện bói toán, anh không tin vào số mệnh, bởi nếu có thật thì anh không phải mang số kiếp mồ côi. Chị Hoa cho mọi người giải tán để chuẩn bị cho bữa tối. Lan, Ngọc, Tuấn, Đan Thủy, mỗi người một việc, còn Ngọc Trai đang bực bội vì Trí Nam không tin vào khả năng bói toán của cô. Ngọc Trai đã bước tới và ngồi đối diện với Trí Nam, hất thảm về phía anh rồi nói. Nếu mà bây giờ tôi xem và nói đúng những gì sẽ xảy ra với anh trong 5 năm sắp tới thì sao? Anh có muốn cược với tôi không? Anh cười như thách thức, trong lòng thầm nghĩ, có phải Ngọc Trai quen làm thần tượng nên kiêu ngạo không? Được, nếu mà lần này chị sai, thì sau này đừng xem cho ai nữa hết. Ngọc Trai giọng điệu rất quả quyết. Được, tôi đồng ý. Anh ngửa lòng bàn tay để Ngọc Trai nhìn kỹ những đường chỉ, ngang dọc. Cô nhìn rất kỹ rồi mỉm cười đầy khó hiểu. Sau đó, Ngọc Trai ghé sát vào tay anh, nói nhỏ điều gì mà chỉ có hai người biết. Chị Nam vừa nghe xong thì liền cười đắc ý. Chị nói thế là không phải rồi, Tôi không phải là người như thế Ngọc trai thư thả đáp Phải hay không Nếu sau này có duyên hội ngộ thì hãy nói cho tôi biết Đây là số phận của anh Trời ban cho như thế nào Thì phải nhận như thế đâu thể từ chối Buổi tối hôm nay trời rất trong xanh Một cơn gió đi lạc thổi ngang qua Mang theo sự dịu dàng của đất trời và biển cả Đan Thủy nhìn bầu trời đầy sao mà thích thú Bất giác nụ cười hiện rõ Trên đôi môi trái tim của cô những ai sống ở thành phố lớn nhiều năm đều sẽ hiểu rằng bầu trời ở đó chẳng bao giờ nhìn thấy trăng sao bởi nó đã bị che khuất bởi những làn khói đen do các khu công nghiệp thải ra nên lúc nào cũng tối mịt còn ở nơi bình yên này bầu trời lúc nào cũng sáng trong và rất đẹp cô say mê ngắm nhìn những vì sao nhấp nháy thì thoảng có cả một chiếc máy bay bé tí ngang qua hoặc một đường khói trắng kéo dài đến bất tận do một chiếc hỏa tiễn để lại đàn thủy đang thả hồn trong những suy nghĩ mộng mơ thì chợt tỉnh bởi tiếng nói lanh lảnh của Ngọc vang lên. Mọi người ơi, thức ăn xong hết rồi, tập trung phụ mỗi người một tay dọn ra rồi cùng chiến thôi nào. Mọi người đang loay hoay sắp xếp bàn ghế, bày biện món ăn, làm nước chấm. Thì chí nam từ trong villa bước ra, trên tay cầm theo chai rượu vang đỏ, anh đặc biệt mang từ Mỹ về. Nhìn dáng đi từ phía xa, chồng anh chẳng khác gì một quý ông sang chảnh và lịch lãm, cười như anh sinh ra là để phụ nữ phải lòng đến cả bộ quần áo anh đang mặc cũng rất sành điệu và tinh tế. Mỗi bước đi cử chỉ đều toát lên tính cách mạnh mẽ của người đàn ông, trộn lẫn sự sâu sắc của người nghệ sĩ. Mọi người ngồi vào bàn ăn, chỉ nam gắp một miếng mực thơm phức, bỏ vào chén của đan thủy. Tuấn ngồi đối diện không kìm được mà ganh tị thốt lên. Cứ tưởng là được đi chơi giải tỏa căng thẳng, ai rẻ lại phải chứng kiến cảnh phát cơm chó thế này. Người hạnh phúc trong nhân gian ở đâu cũng có, cơ sao trong đó lại không có tôi nhỉ? Mọi người cười ồ lên, làn gắp một con hầu sữa nướng mỡ hành, bỏ vào chén của Tuấn rồi nhắc nhở. Ăn nhiều vào, rồi còn có sức mà phát cơm chó với người ta. Rồi Tết này mang vợ về cho ba mẹ vui lòng. Bị dìm hàng, Tuấn liền chữa cháy. Tôi đây không phải là không có đối tượng, chỉ là nhiều quá nên nhất thời chưa biết chọn ai. Ngọc ngồi bên cạnh không thể im lặng được nữa liền lên tiếng. Đây á, chính là châm ngôn của những người đang ế, vì họ cần phải chống chế. Mọi người lại ồ lên không khí trở nên vui vẻ và hòa đồng hơn bao giờ hết. Bỗng, Lan nhìn về phía Đan Thùy, ánh mắt hiện rõ sự hối lỗi rồi nói. Chị xin lỗi về chuyện lúc chiều nhé. Tụi chị vô ý quá, suýt chút nữa thì... Không khí trầm xuống hẳn, Ngọc và Tuấn cũng cảm thấy mình đã đùa quá đáng, nên chị im lặng nhận lỗi. Đan Thùy nhẹ nhàng nói. Chuyện đã qua rồi, mọi người đừng nhắc lại nữa. Rồi sao bây giờ em cũng không sao nữa rồi, mọi người đừng lo lắng quá. Cô không muốn mọi người phải khó xử, bởi lẽ dù gì cũng là đồng nghiệp của nhau Hơn nữa cũng không cố ý Không khí bây giờ rất gượng gạo Bỗng nhiên ngọc trai cầm trên tay chai rượu vang Đứng lên và nói lớn Mọi người, chuyện cũ xin hãy bỏ qua Tôi có một đề nghị thế này Chúng ta đến hôm nay là cũng đã gắn bó với nhau một thời gian Người xưa có câu Không đánh không quen biết Không say không là bạn bè Vậy thì hôm nay hãy say hết mình Cùng nhau một lần để tình bạn thêm gắn bó Như thế có được không? Tuấn làn vào ngọc vỗ tay bôm bốp Họ đang rất háo hức, chờ mong bữa tối không say không về là đây. Hay, hay quá. Ngọc trai ra hiệu mọi người trật tự rồi nói tiếp. Trong lúc chờ nhân viên mang bia ra, chúng ta hãy cùng khởi động với chai rượu này và bốc thăm chia đội. Mỗi đội ba thành viên, lần lượt uống đội nào thì uống hết 40 ly trước thì sẽ là người chiến thắng. Cánh tay phải của Ngọc dơ lên để xin phát biểu ý kiến. Phần thưởng cho đội thắng cuộc là gì ạ? Ngọc trai suy nghĩ rồi đáp. Đội thua cuộc sẽ xách hành lý ra xe cho đội thắng cuộc vào ngày mai. Và đặc biệt là... Ngập Trai dừng lại, như sắp thông báo một chuyện gì đó rất đặc biệt, rồi từ từ thông báo. Đội thắng sẽ được đọc tất cả tác phẩm của tôi miễn phí trọn đời. Trời! Mọi người đồng thanh hô lên, không khí mỗi lúc lại thêm hào hứng. Ngọc Trai lấy giấy ra viết tên mọi người, rồi gấp lại tung lên. Khi những tờ giấy vừa chạm xuống bàn, những bàn tay nhanh nhỏ nhất đã chụp lấy. Những người bốc chúng số giống nhau sẽ cùng ở một đội. Chị Hoa được ưu tiên làm trọng tài Ngọc Trai nhìn chị Hoa vui miệng nói đùa Làm trọng tài phải cẩn thận Có chừng bị mua độ Chị Hoa cũng khéo léo đáp lại Chị chồng có ai mua thì chị bán cho rồi Cả nhóm lại cùng cười Hai đội đã được chia xong Lan, Đan Thùy và Trí Nam Là cùng một đội Những thành viên còn lại cùng một đội Tuấn nhìn Đan Thùy với ánh mắt giò xét Nghe nói trước đây lúc còn đi học Em là cao thủ hả Thủy vui vẻ trả lời em là cao thủ điểm số chứ không phải là cao thủ ăn chơi tuấn nghe thấy trong lòng phần nào yên tâm rồi quay sang phía ngọc nghe nói em uống bia cũng tốt lắm phải không ngọc lắc đầu lia lịa em xưa nay đâu có uống bia em toàn uống rượu không à ba em kể ba mẹ đã sinh ra em khi họ đang ngây ngất trong men rượu nên em chỉ thuộc về nơi nào có rượu ngon tuấn nhìn sang đội đối diện và tự hào nói mọi người nghe thấy chưa giờ thì đã biết phần thắng cuộc thuộc về ai rồi đúng không Chị Nam nghe thế liền lên tiếng. Bên này có tới ba người. Cuộc nói chuyện giao lưu giữa hai đội diễn ra rất vui vẻ. Giờ cũng đã đến lúc nổi còi khai cuộc. Chị Hoa liền ra hiệu cho hai đội bắt đầu. Mười ly đầu tiên, hai đội uống rất nhanh. Đội này được quyền treo chọc để làm chậm tốc độ của đội kia. Nếu mà đội nào làm đổ bia của mình thì sẽ bị phạt thêm hai ly nữa. Mười ly tiếp theo vẫn rất hào hứng, nhưng sau đó tốc độ đã chậm dần. Cô là người đầu tiên bỏ cuộc chơi cô chỉ trụ được đến ly thứ năm là nằm gục xuống bàn một mình một giấc mơ chị nam cởi áo khoác cho cô gối đầu còn mình thì vẫn tiếp tục hầu đến cùng tuần lúc mới bắt đầu ra vẻ rất oai nhưng đến ly thứ 8 đã đầu hàng số phận anh nằm dài trên băng ghế ngáy khò khò trông rất bất cần đời ba người phụ nữ và một người đàn ông vẫn chiến đấu câu chuyện họ kể cứ mỗi lúc một dài thêm như chẳng thể nào kết thúc được ngọc trai kể lại lần đầu có xuất bản một cuốn sách sau khi gửi mail cho nhà xuất bản hầu như một ngày cô vào mail kiểm tra cả chục lần để xem những thư hồi âm cho đến ba tháng sau thì nhận lại được thư từ chối vì bản thảo không ấn tượng lúc đó cô đã buồn và tuyệt vọng đến chết đi sống lại một mình lang thang ở bờ biển suốt đêm sau đó cô quyết định chỉnh sửa lại và thử thêm một lần nữa nửa năm sau cô lại gửi mail cho nhà xuất bản rồi chờ như lần đầu nhưng rồi lại bị từ chối chuyện này cô chưa từng kể với bất cứ ai phải đến lần thứ bảy cô mới nhận được tin vui. Kể đến đây, bỗng nhiên Ngọc Trai từ trên ghế ngã xuống nền cỏ. Một chân vẫn còn gác trên ghế. Cô ngủ say nhưng nhiều thiếu ngủ lâu ngày, đến cả hình tượng sang chảnh cũng không cần nữa. Vậy là một người nữa đã chấp nhận số phận thua cuộc. Ba người vẫn tiếp tục, cho đến khi hết bia thì chỉ còn mỗi một người tỉnh táo, trí nam. Chị Hoa nhờ nhân viên phục vụ đưa mọi người về phòng đây là lần đầu tiên chị được tận mắt chứng kiến cuộc giao lưu giữa các nhân viên thân mật đến thế này. Khi đã có hơi men trong người, cái gì họ cũng nói, kể cả nói xấu lãnh đạo. Chị Nam đỡ đàn thùy đứng dậy, thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô, tựa vào cơ thể rắn chắc và cao lớn của anh, cứ thế bước đi. Kể từ khi rời khỏi bàn, cho đến khi về đến phòng, cô chưa từng mở mắt. Cô cứ tựa vào anh mà bước đi không một chút lo lắng, không một chút hoài nghi một bên vai của chiếc đầm bị trễ xuống để lộ ra bờ vai mịn màng cùng xương quay xanh quyến rũ về đến phòng anh đỡ cô ngã xuống giường cởi giày và để túi sách trên tủ cho cô anh sửa lại cánh tay vươn ra khỏi thành giường cho ngay ngắn để cô khỏi mỏi khi ngủ bỗng cô xoay người ôm lấy cánh tay anh bất chợt anh ngắm nhìn thân hình đẹp như tuyệt tác nghệ thuật của cô nhịp tim hỗn loạn mặt nóng bừng lên nhưng cố gắng kiểm chế anh đẩy nhẹn tay cô xuống rồi đi lấy khăn lau những vết bẩn còn sót lại trên áo cô. Đàn thủy ngả đầu về phía sau, dường như men rượu nóng, khiến cho cô thấy khó chịu. Cổ họng hơi khát, cô reo lên. Nước, nước. Chị Nam lại bàn, lấy cho cô ly nước. Anh đỡ cô dậy uống vội, vì không cẩn thận nên cô ho sặc sụa, nước chảy xuống ướt hết cả cổ. Anh lấy chiếc khăn lau nhẹ quái miệng, bở môi và chiếc cằm xinh xắn. Trở trong ánh mắt anh, lần nữa hiện lên một ý nghĩ không trong sáng. Tay anh dừng trên đôi môi trái tim thật lâu, mỉm cười, mần mề bờ môi mềm mịn, sự yêu thích dâng lên trong đáy mắt như muốn nuốt trọn vào trong. Bàn tay di chuyển xuống dưới, nơi vẫn còn vài vết bẩn. Anh kéo cổ áo lại cho ngay ngắn, duỗi thẳng chân cho tư thế thoải mái hơn. Xong rồi, anh vào nhà tắm, cất khăn rồi rời đi. Nhưng vừa quay ra thì đã nhìn thấy Đan Thùy nằm ngay dưới sàn, miệng nói cái gì nghe không rõ không cầm được lòng anh bế cô lên giường bỗng cô luồn tay ôm lấy hông anh và xiết mạnh vào lòng miệng lắp bắp anh ghé sát tai để nghe được những lời cô nói đừng anh đừng đi anh do dự nhịp tim mỗi lúc càng nhanh hơn thôi thúc lý trí phải nghe lời nó mách bảo anh cúi xuống khô lên bờ môi gợi cảm hõm cổ và xương quay xanh của cô bị kích thích bất ngờ cơ thể cô phản ứng co lại cuộn tròn vào lòng anh không dừng lại ở đó Mọi nơi trên cơ thể cô lần lượt in dấu nụ hôn nồng nàn. Cô ưỡn người ép sát vào cơ thể của anh, bàn tay mân mê khuôn ngực rắn chắc của anh, còn bàn tay hư hỏng của anh luồn vào bên trong. Nó di chuyển dần lên trên, cảm xúc mỗi lúc thêm đê mê. Cô không kiềm chế được mà phát ra những âm thanh nhẹ nhàng. Quần áo nhanh chóng được bóc ra, họ đã bắt đầu nhập cuộc trong tình trạng cả hai đều không thể kiềm chế thêm nữa. Đan Thủy phối hợp nhịp nhàng với cơ thể của người đàn ông đang khiến mình say đắm bàn tay không ngủ yên của anh mỗi lúc lại thêm hư hỏng vốt vé khắp cơ thể của cô hơi thở mỗi lúc lại thêm nồng cháy cô dường như sắp không thể thở nổi vì những nụ hôn rồn rập và kéo dài không dứt hai cơ thể dính sát vào nhau hai nhịp tim đã hòa chung thành một anh nhẹ nhàng di chuyển lần đầu tiên cô cảm nhận được dòng điện phát ra từ trong cơ thể của mình có lúc êm ái có lúc lại kích thích cực mạnh nhịp độ mỗi lúc một tăng lên trong ánh đèn mờ ảo Hai cơ thể tựa như tuyệt tác đang viết lên những giai điệu ngọt ngào của tình yêu. Buổi sáng, mặt trời vừa mới bình minh, những ánh nắng xuyên qua rèm cửa làm chói mắt của cô, cô xoay người để tránh đi. Chợt cô giật mình khi nhận ra các đầu ngón tay đang chạm vào gì đó mềm mịn. Di chuyển lên trên, cô nhận ra bờ vai quen thuộc, cảm giác lâng lâng của đêm qua vẫn còn chưa tan hết. Cô từ từ mở mắt, không thể không ngạc nhiên, tất cả những đêm qua cô mơ thấy đều là sự thật. Vòng tay nụ hôn tất cả đều là thật. Đàn thủy kéo chăn, che đi hai phần cơ thể xinh đẹp của mình. Cô gối tay lên đầu, yên tĩnh, ngắm nhìn người đàn ông đang ngủ rất ngon sau một đêm say tình. Cô mỉm cười hạnh phúc, nhớ lại mọi chuyện rồi khẽ vuốt tóc anh, chạm nhẹ lên bờ môi nồng nàn của anh. Bất giác, tay cô dừng lại trên sợi dây chuyền anh đeo ở cổ. Trên sợi dây có một chiếc nhẫn trước đây cô chưa từng nhìn thấy và cũng chưa từng nghe anh nhắc đến. Cô hiếu kỳ cầm lên mân mê, Bên trong có khắc chữ. Cô cúi lại gần để nhìn cho rõ thì bỗng nhiên tay bị giật mạnh ra phía sau. Cơ thể cô ngã xuống giường. Đến lúc bình tĩnh lại, cơ thể một người đàn ông đã nặng chịu trên người cô. Cô trù môi nũng nịu. Anh làm em hết hồn. Anh cười dịu dàng. Ai bảo em đánh thức anh? Nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền của mình. Ánh mắt anh trầm xuống, nỗi buồn khẽ vương trên mi. Đây là kỷ vật của mẹ anh, để lại cho anh trước lúc mất anh lúc nào cũng mang theo bên mình đã có lúc cuộc sống khó khăn dặm không giữ lại được nhưng mà anh vẫn cố gắng hết sức để giữ lại anh rất trân trọng nó nói đến đây anh dừng lại suy tư rồi tiếp lời mẹ là người phụ nữ quan trọng đối với anh và em cũng vậy Chí nam cởi sợi dây chuyền trong cổ ra rồi vòng tay đeo cho cô anh trao nó cho em cũng như anh trao cả trái tim lẫn cuộc đời mình cho em xin em hãy nhận lấy đồng ý lấy anh nhé Đôi mắt cô lưng tròng những giọt lệ hạnh phúc sắp tuôn trào. Cô nghẹn ngào, một lời cũng không thể nói, chỉ im lặng gật đầu. Cô xăm soi từng đường nét tinh xảo trên chiếc nhẫn, rồi đặt lên một nụ hôn của sự yêu thương và trân trọng. Hôm nay, quả thật là một ngày ngập tràn hạnh phúc và may mắn. Cô ôm lấy cổ anh, kéo sát anh vào gương mặt mình và đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Họ quần lấy nhau trên chiếc giường đêm qua và hạnh phúc thêm một lần nữa. Tiếng cười khúc khích và tan không gian yên tĩnh Chẳng lời nào có thể tả hết cảm xúc của cô lúc này. Từ lần đầu gặp gỡ cho tới hôm nay, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Sao cô có thể ngờ rằng ông trời sẽ ban cho mình một chàng trai hoàn hảo và tuyệt vời đến thế? Cô muốn giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi, để mỗi ngày đều được sống trong hạnh phúc và an yên. Hạnh phúc đôi lúc không phải là điều gì xa vời. Đó đơn giản chỉ là những khoảnh khắc được ở bên người mình yêu, được cảm nhận trái tim, hát những khúc nhạc vui. Kể từ khi dự án kết thúc, anh và cô không còn gặp nhau ở công ty, nhưng những cuộc hẹn hò vẫn diễn ra đều đặn và tình cảm ngày càng mặn nồng. Đặc biệt, chị Nam cũng đã về ra mắt gia đình cô. Ông Chính Kỳ và bà Thanh Trúc rất hài lòng về trang rể tương lai này. Ngôi nhà vốn dĩ đã vương giả, này còn thêm ấm cúng, thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Dù chưa cưới, nhưng tình cảm của người nhà, cứ như mỗi cuối tuần, anh lại về nhà cô ăn tối cùng bố mẹ. Chuyện đám cưới chỉ là sớm muộn, Trí Nam ngày càng chứng tỏ mình là một người ấm áp, bao dung và chân tình. Xét từ ngoại hình tới nhân cách, anh chẳng có điểm gì đáng chê trách. Nên ngay từ lần đầu gặp mặt, bà Thanh Trúc đã cho rằng không ai xứng đáng làm con rể của bà hơn là anh. Đồng nghiệp ở công ty cứ thi thoảng lại nhắc tới Chí Nam và rất tò mò về tiến độ của hai người. Tuấn lúc đầu đã để mắt tới đan thủy, nhưng việc cô nhiều lần khéo léo từ chối nên thôi. Nếu mà biết cô sắp lên xe hoa, Chắc hẳn anh sẽ rất buồn Nhưng biết làm sao Đâu phải lúc nào cũng có thể làm vừa lòng tất cả mọi người Ngọc và Lan cứ thắc mắc Đàn thủy có tài cán gì Mà có thể làm tan chảy trái tim anh chàng họa sĩ đẹp trai Họ hỏi cô Xem khi nào sẽ được dự đám cưới Và liệu có được làm phù dâu không Dù bị tra khảo thế nào Cô vẫn một mực che giấu Vì cô sợ lỡ nói trước bước không tới Đúng như ông chính kỳ dự đoán Dự án lần này thành công ngoài mong đợi ông đã lên kế hoạch tái bản lần thứ hai do lượng đặt hàng đang tăng nhanh đáng kể. Trong lần tái bản này, họ sẽ thay đổi biệt sách để tạo ra sự mới mẻ. Và ông cũng đã lên sẵn kế hoạch chuyển ngữ sang tiếng Anh để mở rộng trong thị trường châu Âu. Đây thực sự là một dự án rất quan trọng trong sự nghiệp của ông. Ông dự định sau khi ổn thỏa hết mọi chuyện, ông sẽ giao quyền quản lý nhà xuất bản cho cô, còn mình sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình. Hôm nay, đàn tùy đặc biệt vào bếp nấu món trứng cút lộn lagu cho mọi người. Bà Thanh Trúc vẫn hay nhắc con gái nên học thêm vài món ăn để con đi lấy chồng. Đồng ý phụ nữ không nhất thiết phải nấu ăn ngon, nhưng mà chỉ ít cũng phải có vài món sở trường để thỉnh thoảng con trổ tài trước mặt chồng con. Cô vừa mang tô súp ra, đặt trên chiếc bàn rộng lớn. Cô răng nhẹ một ít thành hoa trang trí. Ông chính kỳ nhìn tô súp nóng hổi suy xoa. Không biết con gái ai mà giỏi thế này. Cô chủ môi nũng nỉu. Bố làm như thế trong nhà chỉ có mỗi con với bố ấy. Ông chính kỳ nhìn qua bên kia, thấy chị Nam đang lấy bún ra đĩa rồi cắt ngắn để dễ dàng hơn khi ăn. Ông nháy mắt rồi nói với Đan Thủy. Chị Nam giờ đâu phải là người ngoài, không bảo lâu nữa rồi sẽ trở thành con rể của nhà này thôi. Bà Thanh Trúc nghe thấy thế, liền cười tỏ ý đồng tình. Bố con nói đúng đấy, người nhà cả con ngại làm gì chứ? Chị Nam mang đĩa bún đặt bên cạnh tô súp, anh cười rất tươi rồi nói. Với con trên đời này không ai nấu ăn ngon bằng vợ con và bố mẹ ạ. Chắc hẳn là cô ấy đã được di chuyển gen tốt từ bố mẹ rồi. Bà Thanh Trúc cười tươi ra mặt. Đấy, con thấy chưa? Đàn ông hiểu chuyện thế này chỉ có mỗi con rể của mẹ thôi. Cả nhà ngồi vào bàn. Bà Nam mang vào trong một vài món phụ để bữa ăn thêm đầy đủ. Bà Nam đã ở trong ngôi nhà này kể từ khi đan thủy chỉ được vài tháng tuổi. Bà đã chứng kiến cô tập bò, tập đi tập nói, lớn lên và trưởng thành. Chưa bao giờ gia đình này hạnh phúc trọn vẹn như hôm nay. Nước mắt lưng tròng, bà năm lau vội để không ai nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ, mong sao giây phút này sẽ tồn tại mãi mãi. Tiếng trò chuyện cười đùa xôn xao, không gian ngập tràn sự ấm cúng. Ông Chính Kỳ nhìn Đan Thủy và Trí Nam rồi cất giọng. Đám cưới của các con phải tổ chức thật hoành tráng mới được. Nhà mình có nhiều mối quan hệ làm ăn, khai cửa rất đông, hơn nữa bố mẹ chỉ có mỗi một cô con gái nên cơ hội ăn trên ngồi trước mở mặt mở mày với thiên hạ chỉ có một lần nên không thể qua loa nổi còn bao năm chỉ mong được đến ngày này để còn vui với thiên hạ hai đứa bàn bạc xem đám cưới phải chuẩn bị những gì rồi báo lại cho mẹ yên tâm nhà mình chẳng thiếu gì cả nên là hai con không cần phải lo biết bố đang quan tâm đến đám cưới của mình đàn thủy nhìn qua phía anh rồi đáp lại chúng con cũng đã tính rồi ạ cuối tuần này sẽ đi thử váy rồi chuẩn bị chụp hình cưới luôn ạ à. Chí nam hiểu ý nên liền phối hợp với cô và tiếp lời ảnh cưới chúng con dự định chụp ngoại cảnh ở đà lạt nhưng mà vì công việc của cô ấy khá bận nên phải tranh thủ để con về kịp đi làm ạ à. bà thanh trúc quay sang chồng rồi nói hay là ông nói công ty cho con bé nghỉ một tuần để chuẩn bị cho đám cưới trừ công việc dồn dập thế này sẽ cực cho con lắm ông chính Kỳ định lên tiếng thì đan thủy đã ngăn lại không sao đâu ạ à. Ở công ty con cũng chỉ là nhân viên Nếu cứ được ưu tiên cái nọ cái này Thì sau này sẽ tạo ra dị nghị và tiền lệ xấu Mọi chuyện con vẫn có thể tự sắp xếp ổn thỏa được ạ à. Ông chính kỳ nghe cô nói thế Cũng có lý nên gật gù đồng ý Bữa tối kết thúc Ông chính kỳ và bà Thanh Trúc ra phòng khách xem tivi Cô lên phòng Nhưng mà không nhìn thấy anh đâu Cô ra ban công thì thấy anh đang nghe điện thoại Cô không biết ai gọi Nhưng chỉ nghe giọng nói ấm áp của anh Đấy lúc nào thế? sao không báo trước để ra đón? trông có vẻ người này với anh khá thân, anh cười tỏ vẻ thân mật. yên tâm đi, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chắc chắn sẽ thành công. Chỉ nam tắt máy, quay lại định bước vào trong, thì nhận ra Đan Thủy đang đứng sau lưng, sắc mặt thoáng chút thay đổi, nhưng nhanh như chớp, anh đã lấy lại sự bình tĩnh thường ngày, nhìn cô âu yếm. Đan Thủy đưa cho anh ly sữa nóng rồi hỏi: ai gọi thế anh? công việc của anh dạo này có thuận lợi không? em bận quá nên là không thể quan tâm anh nhiều hơn anh đừng buồn nhé chị nam đón lấy ly sữa rồi đặt xuống chiếc bàn bên cạnh anh vòng tay ôm cô cô xoay lưng về phía anh hai người cùng ngắm những ánh đèn ở những tòa nhà đằng xa sáng rực cả một góc thành phố anh chỉ tay về phía tòa nhà cao nhất thành phố giọng nói trầm ấm vang lên em có thấy tòa nhà kia không rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ là chủ của tòa nhà đó em sẽ là bà hoàng Hai chúng ta sẽ có một công chúa nhỏ hay khóc nhè Hay nũng nịu giống như em Và một hoàng tử đẹp trai như anh Đàn thủy ngước lên nhìn anh Và chu môi nhõng nhẽo Vậy em không còn được làm công chúa nữa sao Anh không nhịn được cười dỗ dành cô Em sẽ là công chúa của anh mãi mãi Hạnh phúc đang lan tràn trong không gian rộng lớn này Mọi ngóc ngách đâu đâu cũng chỉ có niềm vui và mật ngọt Đêm nay, ngàn ánh điện lung linh kia Sẽ chứng nhân cho những lời hẹn ước của hai người Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Ánh nhìn âu yếm và vòng tay siết chặt như lần nữa khẳng định mối quan hệ gắn kết bền lâu. Ngắm nhìn mình trong chiếc gương rộng lớn, đàn thủy không kiềm chế được mà ngạc nhiên khi không nhận ra chính mình. Cô xoay người để ngắm nhìn kỹ hơn. Cô nhân viên bên cạnh cũng bất ngờ mà thốt lên rằng Cô là cô dâu đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy đấy. Chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi cúp ngực này là món quà của cô bạn thân Kim Quý. Dù Kim Quý đang ở một đất nước xa xôi cách đây nửa vòng trái đất. Nhưng khi nghe tin, Đan Thủy sắp lên xe hoa, cô đã không quản công sức mà sắp xếp tặng cô một chiếc váy cưới. Đan Thủy cũng rất mong cô bạn có thể sắp xếp thời gian và công việc để về dự lễ cưới của mình. Chiếc váy vừa in với thân hình của cô, vì kiểu dáng cúp ngực nên giúp cô khoe trọn bờ vai tròn cùng xương quay xanh tuyệt đẹp. Phần thân dưới xòe rộng bồng bềnh, khiến cho cô khẹt như một cô công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Trên ngực còn được theo những cánh lan rừng làm điểm nhấn trông vừa đơn giản lại vừa thanh thoát đàn thủy nhìn mãi không thấy chán tâm trạng cô lúc này đang rất vui và háo hức mong chờ đến ngày đại lễ từ phía sau tiếng cô nhân viên bán hàng vang lên hôm nay chú rể không đến thử lễ phục luôn sao ạ à? bất giác tâm trạng cô trùng xuống đàn thủy di chuyển lại chiếc ghế ngồi xuống cô gượng cười nói khẽ anh ấy bận việc đột xuất nên lan nữa sẽ đến ạ cô nhân viên tươi cười đáp lại Vậy cô dâu ngồi chờ một lát, tôi có việc sẽ quay lại sau. Khi nhân viên vừa đi, đàn thủy trong lòng cảm thấy bất an. Chị Nam đã hẹn cô lúc 3 giờ mà đã hơn 4 giờ vẫn chưa thấy đâu. Cô cầm tạp chí đẹp fashion show số mới nhất trên tay mà lòng chẳng còn tâm trạng để xem. Cô lấy điện thoại ra gọi, nhưng mà không có ai bắt máy. Cô gọi thêm lần nữa, nhưng kết quả vẫn không khác lần đầu. Chiếc váy màu xanh biển của bộ siêu tập váy cưới mới nhất năm nay thật đẹp. Đàn thủy dự định khi nào anh tới thì cô sẽ thử thêm bộ này một giờ đồng hồ nữa lại trôi qua chờ điện thoại reo lên cô giật mình vội vàng bắt máy đầu bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ chững chạc chín chắn nhưng hơi ấp úng đàn Đan Thủy, em đang ở đâu thế bây giờ em có thể đến nhà xuất bản ngay được không chúng ta có việc cần họp khẩn để giải quyết cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cô ngạc nhiên hỏi lại chuyện là sao vậy ạ à? chị hoa nói rõ về vấn đề cho cô hiểu có một nhà xuất bản kiện tác phẩm tuyết rơi giữa tháng 7 của nhà văn Ngọc Trai, đạo ý tưởng của họ. Tòa án đã gửi thông báo đình chỉ việc xuất bản cho điều tra làm rõ. Giờ mọi chuyện đang rối hết cả lên. Cô tắt máy, thay vội chiếc váy rồi chạy ngay tới nhà xuất bản. Đường phố lúc tan tầm xe cộ tấp nập, di chuyển vô cùng khó khăn. Phía trước lại tắt đường, tiếng còi xe, tiếng động cơ, tiếng giao hàng, tiếng la hét, hỗn tạp, giống như tâm trí hoang mang và hỗn loạn của cô lúc này. Đan Thủy nhấn còi liên tục, để hối thúc xe phía trước. Một ông chú khó tính thò đầu ra cửa kính, quay lại, nói như hết vào mặt cô. Bị điên à? Nhấn còi gì mà lắm thế? Không thấy đang tắt đường à? Hơn 6 giờ, cô mới tới được nhà xuất bản. Trong phòng họp, ông Chính Kỳ đang ngồi ở chiếc ghế chủ trì, đam chiêu nhìn ra cửa. Đán thủy vừa vào, liền chạy tới chỗ bố. Sao có thể xảy ra chuyện này được ạ? À? Ngọc trai đã đợi cô từ lâu, vừa thấy cô đã không kìm chế được mặt to tiếng. Chuyện này phải hỏi cô mới phải tôi đã phải tốn bao nhiêu thời gian vào công sức mới hoàn thành bản thảo một cách hoàn chỉnh nhất vậy mà tại sự tắc trách của cô nên giờ công sức của tôi đã đổ sông đổ bể lẽ ra tôi nên kiên trì phản đối khi nhà xuất bản đã đề xuất cố phụ trách dự án này tôi thật sự hối hận chị hoa tức giận lên tiếng phân giải mọi chuyện còn chưa rõ ràng cô không nên đổ lỗi cho người của chúng tôi cho đến bây giờ tòa án vẫn chưa phân xử ai đạo ý tưởng của ai chúng ta vẫn có thể nộp hồ sơ và thu thập chứng cứ để kiện ngược lại vì vậy cô hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu có lỗi. Chúng tôi sẽ không để cho cô phải chịu thiệt thôi. Ngọc Trai đanh giọng. Cô là một nhà văn đã từng bôn ba ngược xuôi mới có ngày hôm nay. Nên những lời nói, lập luận luôn rõ ràng và sắc bén. Thứ nhất, trong quá trình làm việc, nội dung chi tiết chỉ có tôi và cô ấy biết. Nội dung bị đạo lại có nhiều yếu tố trùng hợp như thế. Lẽ nào là vô tình? Nếu không phải là có người từ bên trong tiết lộ, không lẽ là nó tự có cánh mà bay? Thứ hai, tin tức ngọc trai đạo văn đã lan truyền khắp mọi nơi. Tôi đang phải hứng chịu một cơn bão tẩy chay mạnh mẽ từ trước đến nay chưa từng có. Chị nghĩ xem, như thế tôi có thể không thiệt thòi sao? Trước đây chúng ta đã từng hợp tác, còn người tôi như thế nào, lẽ nào chị không hiểu à? Chị Hoa hiểu rất rõ những gì ngọc trai vừa nói và đang nghĩ trong lòng, cô ấy không hẳn là vô lý, trên đời này, chuyện cô ấy ghét nhất là đánh cắp công sức của người khác. Ngọc trai quan niệm việc mình không muốn nó xảy ra với mình thì đừng mang nó đến cho người khác là một người luôn yêu nghề tâm huyết với nghề ngọc trai dù tính cách lập dị nhưng vẫn luôn giữ lấy sự tự tôn của mình nên chuyện đạo văn là hoàn toàn không thể ông chính kỳ không thể tiếp tục im lặng được nữa khi sự việc mỗi lúc lại căng thẳng đôi mắt của người đàn ông sành đời nhìn về phía ngọc trai rồi nói chuyện ngày hôm nay vẫn còn chưa ngã ngũ đường dài mới biết ngựa hay tôi nhất định sẽ điều tra rõ để trả lại sự trong sạch cho cô và cho chúng ta vụ kiện này đâu chỉ có mỗi cô thiệt hại chúng tôi cũng tổn hại không ít trong đời tôi cũng đã từng trải qua không ít khó khăn nhưng chưa từng gục ngã trước bất kỳ một đối thủ nào ngọc trai vẫn hoài nghi nên hỏi thêm lần nữa ông lấy gì để đảm bảo cho những gì ông vừa nói ông chính kỳ nhìn về phía đan thùy trong đôi mắt của người cha lộ rõ sự dịu dàng và yêu thương vô bờ bến tình phụ tử thiêng liêng cao quý không gì có thể thay thế Đàn Thủy là con gái tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn thương con mình. Những kẻ đã gây ra chuyện này, nhất định sẽ phải trả giá đắt. Ngọc Trai đã hiểu ra mọi chuyện. Cô nhếch môi cười khổ và nhìn về phía chị Hoa. Vậy là cô ấy được tham gia vào dự án này là vì là con của ông chủ. Chứ không phải vì tài năng vượt bật như chị đã nói. Trong cuộc đời, thứ tôi ghét nhất chính là mấy người ỉ mình là con ông cháu cha. Muốn làm gì cũng được. Coi thường công sức của người khác. Ông Chính Kỳ tức giận hết lớn. Nhưng muốn cả thế giới cùng nghe thấy. Cô im đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết thỏa đáng. Đừng có tùy tiện, phán xét khi mọi chuyện còn chưa rõ trắng đen. Ngọc trai ném cho cha con của Đan Thủy một cái nhìn oán hận tức tưởi. Ông nói được thì nhất định phải làm được. Đừng có để thiên hạ chê cười. Sau khi Ngọc Trai rời đi, căn phòng trở lại yên ắng đến đáng sợ. Ông chính kỷ ra hiệu cho cấp dưới ra ngoài. Bây giờ không gian này chỉ còn lại mỗi ông và con gái. Ông chính kỷ nhìn con cảm thương lên tiếng chị nam đâu sao có lại đến một mình cô ấp úng anh ấy nhận ra có chuyện bất thường ông không hỏi nữa mà nhẹ nhàng khuyên cô nên về sớm nghỉ ngơi hôm nay cô đã vất vả nhiều rồi còn ông vẫn nán lại thêm lát nữa vì có chuyện cần bàn với chị hoa về nhà đàn thủy không ăn cơm mà liêm phòng luôn bà thanh trúc nhìn thấy dáng điệu buồn bã và mệt mỏi của con gái mà đau lòng đàn thủy lấy điện thoại ra kiểm tra nhưng vẫn không có tin nhắn hồi âm hay một cuộc gọi nhỡ Thất vọng, cô đặt điện thoại xuống giường, nhưng ngày sau đó đã cầm lên và tiếp tục gọi cho Trí Nam, nhưng vẫn không có phép màu nào xảy ra. Lục lại trí nhớ, cô nhận ra chuyện bất thường, Trí Nam hứa sẽ tới nhà đón cô rồi cùng đi, nhưng sau đó lại chuyển ý, hẹn gặp nhau studio. Phải chăng anh có việc gì quan trọng hơn việc cùng cô thử lễ phục? Càng suy nghĩ, cô lại càng cảm thấy bất an. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ phải lo lắng như bây giờ. Dự cảm điều chẳng lành xảy ra, cỡ ấm ảnh trong tâm trí của cô và chẳng tài nào chợp mắt được. Căn hộ này rất rộng và sang trọng, nội thất bên trong rất cao cấp, tường nhà dùng sơn đắt tiền nên không hề dính một chút bụi bẩn hay chảy xước. Nhìn không gian sống thế này, đủ hiểu gia chủ là người có tiềm lực tài chính thế nào. Bên trong vọng ra tiếng cười đùa thân mật của một đôi nam nữ. Họ có thể là một đôi vợ chồng trẻ hoặc là một cặp tình nhân. Bỗng chuông điện thoại reo, Người đàn ông liếc mắt, nhìn thấy tên người gọi thì liền đổi sắc mặt, trầm xuống, do dự cầm máy áp vào tay. Đầu bên kia, giọng của một người đàn ông khác lớn tuổi, trầm trầm vọng ra. Cậu có thể cho tôi một cuộc hẹn được không? Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu. Dự sắp có chuyện gì quan trọng xảy ra, anh ta nhếch môi rồi từ tốn đáp. Được thôi, nếu hôm nay ông không gọi thì tôi cũng sẽ liên lạc. Chuyện của chúng ta nên giải quyết sớm chừng nào thì tốt chừng đó, họ là hai người đã từng rất thân thiết nhưng nghe giọng điệu bây giờ thì thật khó nói sau này thế nào. lát nữa tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ. tút tút tút. điện thoại vang lên những tiếng dài khó chịu. trí nam đặt xuống bàn trầm tư không nói gì. kim quý thấy thế thoáng chút lo lắng cô nhẹ nhàng hỏi ông ta muốn gặp anh. ánh mắt của anh đỏ rực như vừa bị ai chọc giận. ông ta không cam tâm muốn biết mình tại sao mình chết. hãy để cho ông ta được tội nguyệt. Kiêm Quý nghe thế liền có chút sợ hãi, tô bún bỏ Huế nóng hổi, thơm ngon cũng chẳng buồn ăn nữa. Hôm nay, ông Trịnh Kỳ không ăn sáng tại nhà mà đã rời đi từ sớm. Căn nhà mới hôm nào có rộn rã tiếng cười, này bỗng điều hưu, không gian yên ắng bao trùm khiến cho ai nấy đều bất an. Đan Thủy cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm, nhưng mà không nói đi đâu. Bà Thanh Trúc rất lo, cứ 10 phút lại hỏi thăm bà năm, Đan Thủy có gọi về không. Xe của ông chính Kỳ dừng lại trước cổng của một nhà hàng mà những ai yêu thích trà đạo Nhật Bản đều hay lui tới. Ông bước vào trong một mình theo sự hướng dẫn của nhân viên. Ông vào một căn phòng lớn mà mình đã đặt sẵn. Ngồi xuống chiếc cối đã kê sẵn, trà được mang ra. Ông căn dặn nhân viên khi nào khách của ông đến thì báo. Ông suy tư nên mặt nghiêm nghị rất khác với mọi ngày. Đang rót một tách trà thì nghe ngoài cửa có tiếng người. Thưa ông, khách của ông đến rồi ạ. À? Ông đặt chiếc ấm về chỗ cũ cánh cửa từ từ mở ra chàng trai đứng trước mặt ông đang mặc bộ công lê lịch lãm phong thái các hẳn vẻ lãng tử và phong trần mà ông vẫn thường thấy chị nam bước tới ngồi xuống phía đối diện mà không cầm được ông chính kỳ mời thái độ kiêu ngạo trước đây chưa từng thấy tôi không biết tại sao hôm nay ông lại có nhã hứng gặp tôi thế này phải chăng trong lòng đang có khúc mắc ư ông chính kỳ nhíu mày quan sát rồi điềm tĩnh nói cậu có thích trà không tôi thì rất thích vì chúng không chỉ thơm mà còn tốt cho sức khỏe chứ không phải như nhiều thứ vô bổ ngoài kia nhiều cũng chẳng có ích gì anh nhìn tách trà được rót sẵn cho mình lạnh lùng nói thứ do mình tạo ra mới là tốt nhất đối với mình của người khác chắc gì đã tốt ông chính kỳ vẫn rất kiên nhẫn nhưng đến đây thì đã muốn đi vào vấn đề chính tại sao cậu lại tiết lộ nội dung bàn thảo ra bên ngoài tại sao cậu lại muốn hại tôi chị nam đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của ông chính kỳ hắn tiếp tục khiêu khích cái này thì ông phải tự hỏi chính mình mới đúng chứ chẳng phải chỉ có những kẻ đã từng hãm hại người khác mới biết được tại sao hắn lại làm như thế ông chính kỳ trao mày khi cảm thấy lời của chí nam nói ra càng lúc càng khó hiểu cậu đang nói cái quái gì thế cậu nói tôi hại người sao tôi có thể cho cậu ngồi tù vì đã lăng mạ danh dự của tôi chí nam cười lớn như cố tình chọc thức rồi hắn gầm mặt gần hơn về phía đối diện. Ông biết tôi là ai không? Tôi là Lưu Trí Nam, con trai của Lưu Hồng Tiến, người đã bị ngọn lửa năm đó thiêu chết. Giờ thì ông đã hiểu chưa? Ông đã nhớ ra những tội ác của mình chưa? Ông Chính Kỳ buông tay khỏi ly trà, bàn tay khẽ run lên với những bản lĩnh của một người đàn ông từng trải. Ông không dễ dàng để hắn nhận ra điểm yếu. Tôi nghĩ giữa chúng ta đã có hiểu lầm. Tôi với bố cậu là bạn tốt từ thuở mới lập nghiệp. Với tôi, Bố cậu không chỉ là cộng sự mà còn là một người bạn tin cậy. Tôi sao có thể hại ông ấy? Chuyện này cậu nghe ai nói thế? Ngọn lửa tức giận bắt đầu bùng cháy trong con người hắn. Nó thiêu đốt tâm can hắn, nỗi hận chôn giấu bao năm cuối cùng cũng có ngày được nói ra. Ông đừng hòng qua mắt tôi, kể từ khi tôi nhìn thấy cái xác cháy đen của bố tôi được mang ra từ trong đống đồ đổ nát, tôi đã thề sẽ không để cho những người đã hại bố tôi được sống yên ông nghĩ việc ông làm không ai nhìn thấy sao hôm đó sau khi ra về vì quên đồ nên bác bảo vệ đã quay lại và chứng kiến mọi thứ ông chính là người đã phóng hòa giết người nếu không vì ông hại chết bố tôi thì mẹ tôi đã không đau buồn mà đổ bệnh qua đời tôi đã không trở thành trẻ mồ côi chị nam càng ngày càng không kiểm soát được giọng nói của mình đôi mắt đen tròn đỏ lên hừng hực như trăm ngàn ngọn lửa đang bùng cháy mỗi ánh nhìn của hắn như một viên đạn đâm xuyên tim người đối diện ông chính kỳ cũng bật hết âm lượng vì tức giận. Thế giới trẻ là của tôi. Tôi đã tạo lập nó từ khi cậu chỉ còn là một đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới. Cậu lấy cớ gì để cướp nó từ tay tôi? Ấm trà vẫn đang sôi, tiếng kêu sụp sụp là thứ nhẹ dịu nhất trong căn phòng này. Chí Nam nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc sảo, gương mặt lấm tấm, những nếp nhăn của ông chính kỳ rồi nói. Tôi không cướp cái gì cả. Tôi chỉ lấy lại những thứ đáng lẽ phải thuộc về mình. Và thêm phần lãi, coi như bao năm qua, ông đã vay của tôi bây giờ đã tới hạn trả ông chính kỳ đứng bật dậy run run chỉ thẳng tay vào mặt của chí nam mà hét lớn mày định làm gì con gái tao tao sẽ không để cho mày được yên thân chí nam cười thách thức giọng điệu rất hài hê vậy ông có thể làm được gì chứ con gái ông giờ đã mê mẩn tôi rồi ông chẳng thể làm gì được đâu mày chí nam vừa ra khỏi phòng bên trong vọng ra tiếng vỡ của ấm chén rất inh tai hắn dừng lại rồi quay mặt bước đi vừa ra đến cửa thì có xe cấp cứu chạy tới, tiếng còi hú vang đinh tai nhức óc. Nhân viên nhà hàng nhanh chóng dẫn đường cho nhân viên y tế vào trong. Mọi người liền tránh đường, ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đan Thủy lần theo địa chỉ ghi trên tờ giấy rồi tìm tới khu nhà mà Chí Nam đã nói với cô. Cô chợt nhận ra, trong thời gian qua mình đã vô tâm biết bao, dù là vợ chồng sắp cưới, nhưng cô chưa một lần đến nơi anh đang sống. Hãy hỏi xem anh thích nơi như thế nào Khu chung cư này không tệ Nhưng nằm cách nhà cô hai quận Cô lại không dành đường Nên tốn khá khá thời gian mới tìm ra Căn hộ của anh lại nằm ở tầng 14 Bởi anh từng nói Mình thích ngắm nhìn quang cảnh từ trên cao Nên như thế này là khá hợp lý Căn hộ 1407 Đã ở ngay trước mặt Trong nhà có tiếng nói chuyện Cô thầm nghĩ anh đang mở tivi Hoặc có bạn đến chơi Sau một đêm bật vô âm tín Cuối cùng cô cũng tìm thấy một chút niềm tin. Cô vui mừng bấm chuông. Bên trong có tiếng người trả lời, rồi một người phụ nữ hơn cô vài tuổi ra mở cửa. Cô tìm ai thế? Đàn thủy ngây người thoáng chút, không biết phải nói gì, cô ấp úng. Cô, cô là ai vậy? Người phụ nữ vô cùng ngạc nhiên khi bỗng dưng có người tìm đến nhà mình rồi lại hỏi mình là ai. Tôi là chủ của căn hộ này, cô đến để tìm ai? Đan Thủy xem lại địa chỉ ghi trên tờ giấy rồi gức nhìn số nhà Quả thật không sai Nhưng sao lại thế này Cô lấy lại bình tĩnh rồi trả lời Tôi tình em Trí Nam Người phụ nữ mỉm cười trả lời Cô tìm nhầm nhà rồi Ở đây không có ai tên là Trí Nam cả Cánh cửa khép lại Cô hoàn toàn suy sụp Cô thật sự không thể ngờ Người đàn ông mà cô luôn tin tưởng và yêu thương Lại có thể lừa cô một cú thật đau Cô xoay người tựa vào tường Buồn rầu tuyệt vọng Bỗng có tiếng điện thoại reo Khiến cho cô giật mình Mở ra xem bà năm đang gọi. cô vừa bật sang chế độ nghe máy, thì bên kia đã nghe tiếng khóc nghẹn ngào của bà năm. đàn thủy còn ở đâu đây? đến bệnh viện ngay đi. bố còn lên cơn đau tim nên nhập viện rồi, tình hình nguy cấp lắm. cô tắt máy lao như bay ra khỏi tòa nhà. cô không còn cảm giác mình đang chạy, mà như đang lơ lửng trên không trung. sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có nhiều chuyện không hay xảy ra thế này? thành phố này thật đặc biệt. cô đúng vào lúc cần chạy thật nhanh thì đường lại tắc. Đan thủy chờ đợi rồi khóc trong tuyệt vọng. Cô bỏ ô tô giữa đường rồi đón xe ôm chạy nhanh tới bệnh viện. Hành lang dài thăm thầm. Cô hỏi thăm mãi rồi cuối cùng cũng tìm ra được nơi bố cô đang nằm. Mở cửa bước vào, không gian bên trong thật thê lương. Bà Thanh trúc đang ngồi cạnh giường, nắm chặt lấy tay chồng khóc nước nở. Đan thủy đến bên bố rồi ngã quỵ xuống sàn. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay dần trở lạnh của ông. Ông chính kỳ đã chẳng thể nói được gì rõ ràng, chỉ lắp bắp. Đan thủy, con... Cô nước lên từng tiếng rồi vỡ òa. Ông Chính Kỳ vẫn đang thở oxy nhưng hơi thở mỗi ngày một yếu ớt. Ông Chính Kỳ bị lên cơn đau tim đột ngột nên bị vỡ mạch máu lúc đưa tới bệnh viện. Thì trạng thái đã trở nên nguy kịch dù thời điểm nguy hiểm nhất đã qua. Nhưng bác sĩ khuyên người nhà nên chuẩn bị tâm lý vì tình huống xấu nhất vẫn có thể xảy ra. Những ngón tay yếu ớt của ông cố bầu víu vào tay của Đan Thủy nhưng chẳng hề giữ lại được. Ông cố ngừng đầu lên để nói với cô điều gì nhưng không thể thành lời. Bà Thanh Trúc khóc vật vã trước hoàn cảnh gia đình hiện tại. Một người phụ nữ đã từng rất rắn giỏi cùng chồng vào Nam Gia Bắc, nhưng nay đã suy sụp hoàn toàn. Bà hầu như chẳng còn sức lực để khóc, để nói bất cứ điều gì. Cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của chồng, tim gan bà như muốn vỡ vụn bởi ngàn nhát dao đâm xuyên qua. Cô thấy bố dường như rất muốn nói điều gì đó, cô áp sát tai vào miệng ông cố gắng nghe những gì ông muốn trăng chối cô vẫn chưa nghe được nên hỏi lại sao ạ à? bố nói gì ạ à? cô lại áp tai lần nữa ông chính kỳ dùng chút hơi thở cuối cùng của mình để nói lại lần nữa ngẩng đầu lên cô đã phần nào nghe được lời ông nói bỗng ông chính kỳ thở gấp màn hình theo dõi nhịp tim réo lên liên tục âm thanh thật sự rất ám ảnh đàn thủy vội vàng gọi bác sĩ lúc quay lại màn hình đã hiển thị một đường dài và im lặng đáng sợ ông chính kỳ đã chút hơi thở cuối cùng tiếng khóc nghẹn ngào của bà thanh trúc khiến không gian trở nên thê lương cô ngồi xuống để đầu mẹ tựa vào vai mình cho những giọt nước mắt trào ra dễ dàng hơn bàn tay cô đặt lên bờ vai của mẹ nhưng chẳng thể giữ yên cơ run lên từng hồi lồng ngực trái nhói đau như muốn giết chết cả thể xác lẫn tâm hồn cô bác sĩ bỏ ống thở ra vậy là có một người đã đi về thế giới bên kia cho người ở lại nhiều nuối tiếc. Tang lễ của ông Chính Kỳ diễn ra trong thầm lặng vì công ty đang ở trong giai đoạn khốn khó, nên gia đình cũng không muốn nhiều người nhòm ngó. Người đến viếng chỉ có bạn bè thân thiết, chiến hữu và nhân viên công ty. Vì bố mẹ chỉ có một mình cô, nên trong suốt tang lễ, cô phải một mình lo hết mọi việc. Ai đến viếng, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, phở phạc của cô cũng đau lòng. Bà Thanh Trúc liên tục ngất xỉu vì sự mất mát này thật sự quá lớn đối với bà bà chưa từng nghĩ sẽ có một ngày người đàn ông mình yêu thương gắn bó nhiều năm lại có thể bỏ mình ra đi hôm nay ngọc trai cũng đến nhưng chỉ viếng rồi đi ngay vì cô đang gặp rắc rối với đám truyền thông sau tin tức đạo văn nên không thể nấn ná lâu hơn hơn ai hết ngọc trai là người hiểu rõ cảm giác mất đi người thân yêu nhất có chịu đến thế nào bởi cô đã từng trải qua sau khi mọi người đã về hết không gian trở nên vắng vẻ u buồn chẳng ai thiết ăn thiết uống cứ thờ thần như người vô hồn. Bà năm nấu cho cô bát cháo bảo ngư, nhưng vừa đưa lên miệng, nước mắt lại trào ra, tiếng nước vang lên nghẹn ngào, chẳng tài nào nuốt nổi. Cô còn nhớ trước đây bố hay nấu món này cho cô ăn mỗi khi thèm, vì đây chính là sở trường của ông. Giờ nhìn thấy bát cháo, cô như thấy bố vẫn còn đây, ngay bên cạnh mình lúc này, cô lại khóc nước nở. Chị Hoa an ủi cô, hãy nén đau buồn, bởi cuộc sống đâu lường trước được điều gì. Cô vẫn còn có mẹ và trí Nam. Nhắc tới Chí Nam, đàn thủy lại buồn và tuyệt vọng hơn nữa. Kể từ khi xảy ra chuyện thì anh bật vô âm tín. Hơn nữa cô nghĩ chắc chắn có điều gì không hay đã xảy ra. Nhưng thật tình lúc này, cô không dám nhắc tới. Đã hơn một tuần lễ, vấn đề về tác phẩm của Ngọc Trai ngày càng trở nên khó giải quyết. Đàn thủy thật tâm rất cần một lời giải thích từ Trí Nam lúc này. Cô thật sự không dám nghĩ và cũng chẳng dám tin anh là người có liên quan. Địa chỉ anh cho là giả, Đan thủy chẳng biết phải cầu cứu ai Cầm điện thoại trên tay Cô đi qua đi lại Cô đang rất muốn gặp anh Để hỏi cho ra nhẽ Bỗng điện thoại báo có thông báo mới Trong tài khoản Facebook của cô Cô ủ rũ mở ra xem Kim quý khoe hôm nay vừa mới nấu được một món ngon Tại căn hộ của cô ấy ở trong nước Phút chốc Một ý tưởng vụt qua trong đầu Cô tự hỏi Kim Quý đã về nước từ khi nào? Sao cô không biết? Nhưng điều kỳ lạ hơn, gia đình đan thủy xảy ra chuyện, Lẽ nào cô ấy lại không biết? Mở điện thoại, kéo xuống phần danh bạ nhấn vào số Kim Quý. Điện thoại reo như không ai bắt máy. Đàn Thủy nhận ra giờ cô chỉ có thể nhờ một người này nữa thôi. Không nghĩ ngợi gì thêm, cô một mình lái xe đến căn hộ của Kim Quý. Với hy vọng cô ta có thể cung cấp cho cô tìm ra hành tung của Chí Nam. Địa chỉ hoặc số điện thoại có thể liên lạc với Trí Nam vào lúc này. Căn hộ Kim Quý đang sống, nằm ở tầng 10 trong một khu dân cư đắt đỏ và tiện nghi. Bản thân những người sống ở đây đều có tiềm lực kinh tế tốt, nhưng Kim Quý chỉ là một phóng viên xuất thân không hề khá giả. Khó khăn lắm mới tìm được xuất học bổng ở nước ngoài, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã có một căn hộ hạng sang. Lần trước về nước, Kim Quý có mời đan thủy đến mừng tân gia, cũng là vào thời điểm cô giới thiệu cho cô gặp gỡ Trí Nam. Khi mà Đan Thủy hỏi cô ấy hiện tại không ở Việt Nam thì sao lại phải tốn nhiều tiền bạc để đầu tư căn hộ tốt thế này. Cô ấy đã không ngần ngại đáp, để đấy sau này sẽ ở. Sau chuỗi các sự kiện, Đan Thủy nhận ra tất cả mọi chuyện, có lẽ kiếm quý ít nhiều sẽ biết. Sau vài phút đợi thang máy, Đan Thủy bước vào trong phòng, không ngần ngại bấm số tầng căn hộ mình cần đến. Do dự một hồi, cô quyết định nhấn chuông, khi ngón tay sắp chạm vào cô bỗng dừng lại. Bên trong, tiếng của một người phụ nữ đang cười cợt trước những lời trêu chọc khiếm nhã của một gã đàn ông. Âm thanh vọng ra rất quen thuộc. Đàn thủy phút chốc hối hận vì đã đến đây. Nhưng vì cái chết tức tưởi của bố cô và còn nhiều khúc mắc trong lòng, cô mạnh tay đẩy cửa bước vào khi phát hiện cửa không bị khóa. Trên chiếc sofa màu trắng rộng lớn và sang trọng, một đôi nam nữ đang nằm đè lên nhau âu yếm và thoải mái buông ra những lời khiến bất cứ ai nghe thấy đều phải xấu hổ. Đàn thủy chết lặng, đứng chân một góc nhìn họ tận hưởng hạnh phúc, được đánh đổi bằng sự đau khổ của cô. Cô dằn chặt điện thoại trên tay, Ánh mắt đỏ ngầu, chỉ hận, không thể đánh cho hai kẻ vô liêm sỉ này một trận đòn nhờ tử. Cánh cửa khép lại, tạo ra âm thanh không to không nhỏ, đủ để cho trí nam phát hiện có người lại trong nhà. Hắn giật mình, ngẩng đầu và quay về phía sau lưng. Kim Quý cũng vì thế mà im bặt tiếng cười. Nhìn thấy đan thủy đứng như trời trồng, hắn không tỏ vẻ gì hối lỗi hay muốn thanh minh cho bản thân mình. Hắn rời khỏi ghế, lấy chiếc sơ mi dưới sàn mặc vào bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Kim Quý cũng mặc lại những món đồ đã cởi, nét mặt kinh khỉnh, tỏ vẻ xem thường. Đàn Thủy không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì sâu xa, liền tiến tới, tùm lấy tóc cô ta, dự sẽ là nhổ hết tóc cô ta ra, sau này không còn mặt mũi nhìn ai. Nhưng mà cô chưa kịp thực hiện, thì đã bị hắn ta chặn lại. Hắn giật mạnh tay cô không thương tiếc, gần giọng hết lớn. Cô nghĩ mình là ai mà đến đây làm loạn? Cô lấy tư cách gì mà đánh cô ấy chứ? Đan Thủy dừng lại, sững sờ trước những lời chồng sắp cưới vừa nói. Trong phút chốc, cô ngỡ như vừa có một vụ nổ lớn xảy ra bên tay. Cô ngành mặt nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lớn tiếng. Lấy tư cách là vợ sắp cưới của anh. Lẽ nào tôi không có quyền đánh người phụ nữ quyến rũ chồng tôi? Hắn ngửa mặt cười lớn. Tiếng cười của hắn như xé nát tâm can của đan thùy ra thành từng mảnh. Chồng cô sao? Cô nghĩ bây giờ mình vẫn còn là tiểu thư cao quý. Cô tưởng rằng bản thân mình đủ bản lĩnh để chiếm giữ được trái tim tôi. Tôi nói cho cô biết, nếu không có ông bố tài giỏi và gia sản kích sổ kia. Thì cô chỉ là một tấm rẻ rách, rất đáng để vứt đi. Nước mắt đã chảy thành dòng trên gương mặt xinh xắn của Đan Thủy. Cô hận mình, sao lại có thể yếu đuối trong lúc này? Rõ ràng biết người ta đang ruồng bỏ, đang sỉ nhục mình, nhưng lại cứ rơi lệ. Cô từ từ bình tĩnh, lấy hết can đảm và bước tới gần hắn để xác nhận lại lần nữa. Nếu anh đã biết tôi bất tài vô dụng như thế, sao từ đầu còn nói yêu tôi? Câu hỏi này đối với cô, đối với Chí Nam thật sự rất thừa thãi. Hắn trong lòng thầm nghĩ, sao trên đời lại có người ngốc thế này? Cô tưởng tôi không biết cô giàu có nên mới theo đuổi cô. Cô lầm to rồi. Tôi vì biết cô có tiền, cho nên đến giờ cô chẳng còn gì nữa, tôi hà tất phải giữ lại. Mỗi một lời hắn nói ra như một nhát dao cứa vào trái tim cô, khiến nó dỉ máu và cạn dần sức lực. Đưa mắt nhìn qua bên cạnh người đàn bà của hắn đồng thời cũng là bạn thân của cô. Đan Thủy cảm giác rất ghê tởm, bọn họ đúng là nồi nào úp vung nấy. Kiếm Quý nhìn cô rất hại hê. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô ta cũng được chứng kiến cảnh tiểu thư cao quý. Đan Thủy thất bại thảm hại dưới tay mình. Cô ta ném cái nhìn khinh bỉ về phía kẻ thua cuộc, vẻ mặt tự đắc và thỏa mãn. Để từ khi quen biết, chưa bao giờ cô ta thôi ganh tị với Đan Thủy về mọi thứ, bởi hiện thực của Đan Thủy chính là giấc mơ của cô ta. Bao năm đi cạnh nhau, cô ta không cam tâm việc một người sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn mình thì phải bươn chải, đua tranh mãi vẫn không thể ngóc đầu. Dù là bất cứ điều gì, Đan Thủy cũng đều có được một cách dễ dàng, còn với cô ta lại như vì sao trên trời, có cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạm tới. Mỗi khi được Đan Thủy giúp đỡ bất cứ việc gì, đối với Kim Quý, đó cũng là sự thương hại sự bố thí. Cô ta chưa từng thừa nhận tấm lòng của người bạn thân thiết bên cạnh mình. Chính vì thế, Ngày nào mà đan Thủy còn hạnh phúc Ngày đó trong lòng kim quý như có kim châm Hôm nay Chị Nam đã thay cô ta biến ước mơ thành hiện thực Hẳn những ngày tháng sau này với bọn họ Sẽ là những ngày tháng tươi đẹp nhất Điện thoại gieo từng hồi liên tục Đan Thủy mệt mỏi nhòi người Cô cố hết sức nhấc máy Giọng nói yếu ớt Chị Hoa Mới sáng mà có chuyện gì thế hả Giọng nói hoảng hốt bên kia Rội vào tai khiến cho Đan Thủy giật mình bật dậy Cô vừa nói vừa bước nhanh xuống giường sao lại có chuyện đó sao họ lại có thể quá đáng như vậy được em sẽ đến ngay chị nói họ cho em chút thời gian dưới nhà bà nam đã nấu xong bữa ăn sáng bà trúc vừa thấy đan thùy liền gọi nhưng không kịp cô đã lái xe đi rồi vừa đến công ty chị hoa nói cho cô biết về tình hình các khách hàng đã ký hợp đồng với thế giới trẻ đang tụ tập và đòi bồi thường thiệt hại do tác phẩm của nhà văn ngọc trai đang bị tẩy chay sự cố của nhà xuất bản đã khiến họ tổn thất rất nhiều Ông Quân là chủ một cửa hàng sách uy tín với nhiều chi nhánh nhỏ giải đều khắp các tỉnh thành phố trên cả nước, đồng thời cũng là đối tác lâu năm của Thế giới trẻ, bày tỏ quan ngại về tình hình hiện tại của nhà xuất bản. Thưa các vị, trong thời gian gần đây sự cố của nhà xuất bản Thế giới trẻ xảy ra, chúng tôi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Gần 90% đơn đặt trước đã bị hủy. Uy tín đối với khách hàng của chúng tôi bị giảm sút. Chi phí để quảng bá tác phẩm mà chúng tôi bỏ ra coi như mất trắng. Vì vậy tôi mong trong cuộc họp này, bên phía nhà xuất bản phải đưa ra một giải pháp hợp lý để giảm thiểu thiệt hại hoặc bồi thường tổn thất cho chúng tôi. Mọi người xôn xao, rất nhiều đối tác đồng tình với ý kiến của ông Quân. Họ tiếp tục đòi nhà xuất bản phải bồi thường do vi phạm điều kiện trong hợp đồng. bản Liên cũng là một đối tác quen thuộc của thế giới trẻ, bày tỏ sự bức xúc. Thật sự là việc lần này vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Hiện nay, không chỉ tác phẩm tuyết rơi giữa tháng 7 đang bị tẩy chay, mà các cuốn sách khác Chúng tôi vẫn không bán được Nhiều độc giả còn vào trang web quảng bá chính Bình luận những điều không hay Vì cho rằng chúng tôi đang bán sách không rõ nguồn gốc Bàn những tác phẩm kém chất lượng Không khí mỗi ngày một căng thẳng Nhiều đối tác thẳng thắn bày tỏ quan điểm Về mối hợp tác của hai bên Đặc biệt có những người đòi hủy bỏ hợp đồng Chấm dứt hợp tác Đàn Thủy đứng lên giải thích Cô không mong họ ngừng chỉ trích Mong có ai đó hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của mình hiện tại Các vị các vị hãy nghe tôi nói đôi lời. Cả hội trưởng im lặng. Họ rất muốn nghe cô gái trẻ non nớt này. Liệu sẽ làm gì để đáp ứng yêu cầu của họ? Hay cô chỉ nói được những lời vô nghĩa? Khi không gian đã trở nên im lặng, Đan Thủy bắt đầu nói tiếp. Tôi hiểu tất cả mọi người ở đây đều là làm kinh doanh. Chính bản thân tôi cũng vậy. Kinh doanh mà không có lợi nhuận thì sao có thể tồn tại được? Nhưng nếu chỉ vì lợi nhuận và lợi ích riêng của mình thì sao có thể kinh doanh lâu dài? chúng ta phải hướng tới một mối quan hệ tương sinh, hợp tác cùng phát triển thì mới có thể xây dựng một cộng đồng các doanh nghiệp phát triển bền vững. Tôi biết sự việc lần này của chúng tôi đã làm ảnh hưởng tới mọi người, nhưng mà trắng đen vẫn chưa phân biệt rõ. Tôi mong mọi người hãy cho chúng tôi chút thời gian để giải quyết ổn thỏa. Đến lúc đó, nếu vẫn không được, chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đã được ghi trong hợp đồng thỏa thuận của hai bên. Một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình lùn, mập khuôn miệng hơi nhô ra để lộ hai chiếc răng, liền nói. Cô nói như vậy, không khác nào muốn chúng tôi chết chung với các người. Chuyện đáng xấu hổ như đạo văn các người còn dám làm, sao dám chắc được sẽ không quyết tương của chúng tôi. A à, theo đám đông, những người khác lên tiếng phản đối rầm rộ. Mọi điều mà cô vừa nói đối với họ chỉ là nước đổ lá khoai. Lúc bình yên kiếm được tiền thì không sao, giờ xảy ra chuyện mạnh ai nấy mạnh. Họ không ngần ngại dồn ép người khác vào bước đường cùng chỉ vì lợi ích của bản thân là trên hết. Người phụ nữ mặc chiếc đầm ôm sát người màu đỏ rực rất chói mắt, cầm trên tay chiếc ví của một thương hiệu cao cấp, nghênh mặt rất bất mãn to giọng. Bố cô thật không có phúc khí, sinh ra một cô con gái vô dụng như cô. Theo như tôi được biết, chuyện lần này cũng do cô mà ra, còn gã đàn ông sắp trở thành chồng cô đâu, sao anh ta không giúp cô giải quyết chuyện này, có phải đã theo người khác rồi không? Mà cũng đúng, với một người phụ nữ bất tài như cô chồng cũng không giữ được thì sao có thể điều hành một công ty lớn những lời cay nghiệt ấy đang bóp thắt trái tim vừa bị tổn thương sâu sắc của cô nó kêu gào đau khổ nhưng người ta vô tâm tiếp tục sát muối khiến nó quần quại chẳng thể nào yên sau nửa ngày ồn ào văn phòng cuối cùng cũng trở về yên tĩnh cô chỉ muốn úp mặt vào bờ vai ai đó khóc một trận cho thỏa thích nhưng cô đã kịp nhận thức rằng tất cả mọi thứ đã không còn bố đã đi xa chồng sắp cưới đã ở bên người khác, bản thân phản bội, còn công ty đang bên bờ vực phá sản, đúng là họa vô đơn trí. Cô bây giờ chẳng còn gì cả, mẹ là người thân duy nhất, thật có tưởng tượng một ngày tới mẹ cũng không còn bên cạnh sẽ thế nào. Trống trải trong lòng, hỗn loạn trong suy nghĩ, rồi sợ hãi hiện thực. Cô bước đến gần cửa kính, nhìn dòng người đang di truyền. cô tự hỏi, bản thân có ai trong số họ đang phải trải qua hoàn cảnh của cô hiện tại? không một câu trả lời câu hỏi ấy bởi họ không biết và cũng không quan tâm. Cô ước được sống một cách vô lo vô nghĩ, tùng tăng đi lại và được làm mọi điều mình muốn. Ngày tháng trôi qua vô tình và những ngày như thế này lại càng vô tình hơn nữa. Cô rất sợ những cuộc gọi đến vì hầu hết là những cuộc gọi phàn nàn hay thúc giục bồi thường hoặc tòa án thông báo về sự cố của tác phẩm Ngọc Trai. Vụ án vẫn chưa thể kết thúc, nhưng ngày càng trở nên bất lợi với cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy nặng nề và ngột ngạt như thế này, tuyệt vọng và bất lực mọi sinh lực trong cơ thể cô đã trở nên tàng hình. Rời khỏi phiên tòa, đàn thủy bị cảnh báo chí vây quanh, họ liên tục đặt ra những câu hỏi hóc búa, nhằm moi móc thông tin, một số khác đang đục nước béo cò, dựa vào sự việc này mà mỉa mai, châm chọc vào nỗi đau của cô. Hình ảnh của Đan thủy trong bộ vest sang trọng, đeo kính dâm đen, cùng luật sư biện hộ, bị bao vây được phát đi khắp các kênh truyền hình nhà nước lẫn tư nhân, đã khiến cho kim quý vô cùng đắc ý kim quý bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa rộng lớn cô ta lấy nĩa cố tình mạnh tay đâm vào một miếng táo rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến còng môi cười mãn nguyện đan thủy cuối cùng cũng bị cô ta đánh bại dáng vẻ u buồn tiểu tuệ của đan thủy lúc này thật khiến cho kim quý hài lòng chị nam vừa về kim quý ra mở cửa nũng nịu kéo cánh tay hắn lại gần rồi cùng ngồi trên ghế anh xem đi tin tức sáng nay nhà họ cuối cùng cũng đã đến ngày tàn anh xem đi tin tức sáng nay nhà họ cuối cùng cũng đến ngày tàn rồi phải thế cô ta mới bỏ được cái thói tiểu thư chảnh chọe hay thương hại người khác trí nam nhìn vào màn hình rồi cười lạnh đôi mắt hiện rõ sự ghét bỏ như thâm thù đại hận gieo nhân nào gặp quả đó lần này hắn thật sự đã trả được mối thù luôn để trong lòng suốt mười mấy năm qua nên có phần cảm thấy thoải mái nhưng hắn không biết được rằng mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc Ngày tháng phía trước sẽ còn rất nhiều chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Kim Quý nghe thấy có phần trột dạ. Cô ta ngẩng mặt quan sát thái độ của hắn một hồi. Thấy hắn vẫn bất động, không hề để ý nên có chút buồn tủi úp mặt vào ngực hắn làm nũng. Anh nói xem, chúng ta sau này sẽ hạnh phúc chứ? Không thấy hắn trả lời, cô ta đánh nhẹ vào ngực hắn. Hắn giật mình nhìn xuống gương mặt đang phụng phịu kia, lạnh lùng đáp. Dĩ nhiên rồi, ông trời chỉ trừng phạt những kẻ làm điều sai trái, hắn đứng dậy bước vào phòng đọc sách mở máy tính lên làm việc mặc cho cô nhân tình đang giận dỗi tính hắn xưa nay là vậy làm gì cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân cái gì có lợi thì làm còn nếu không có lợi cho mình tuyệt đối không làm kim quý không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn bỏ mặc cô khi cả hai đang trò chuyện mặc dù ở bên cạnh nhau nhưng cô luôn cảm giác hắn có thể sẽ rời xa cô bất cứ lúc nào lúc mới quen hắn hứa hẹn rất nhiều điều nhưng dần dần càng trở nên xa cách mỗi lần trò chuyện cũng chỉ kéo dài vài câu rồi thôi hắn thật sự rất khó đoán lúc ngọt ngào lúc thở ơ lúc lại âm trầm lạ lẫm sau khi phiên tòa kết thúc đàn thủy không về nhà mà tới nhà xuất bản cô có rất nhiều vấn đề cùng bàn bạc với chị hoa chị hoa vào phòng gương mặt không thể vui nổi bước tới cảnh bàn cô nhìn thấy liền hỏi mấy ngày nay chị có liên lạc với ngọc trai không chị ấy thế nào rồi chị hoa trầm ngâm rồi trả lời cô ấy bây giờ thảm lắm Toàn bộ danh tiếng đều bị hủy hoại, cánh nhà báo cũng không tha cho cô ấy, chắc có lẽ trong thời gian sắp tới sẽ không xuất hiện trước công chúng, cô ấy cần một khoảng thời gian ở ẩn để đợi mọi chuyện qua đi. Đan Thủy cảm thấy rất có lỗi trong chuyện này, bởi cô đã quá nhẹ dạ cả tin nên đã làm liên lụy tới Ngọc Trai. Nếu lúc đó cô đừng vì một phút yếu lòng, chìm đắm trong những lời đường mật thì sẽ không xảy ra cơ sự như hôm nay. Đan Thủy chống khuỷu tay xuống bàn, cô úp mặt vào hai lòng bàn tay cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này bỗng chị hoa cất giọng khiến cho cô giật mình vậy bây giờ những hợp đồng đã ký với các đối tác phải giải quyết thế nào đan thủy trần nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là phán quyết thua kiện của tòa án mà là giải quyết các vấn đề sau khi thua kiện cô không thể để công ty phá sản vì đó là tâm huyết cả đời của bố cô nhưng với tình hình hiện tại cô đã bị các ngân hàng liệt vào danh sách đen không thể vay vốn khó khăn trồng chất khó khăn cô cuối cùng cũng đã hiểu ba từ bước đường cùng trước sức ép bồi thường hợp đồng cho các đối tác cô đành áp dụng biện pháp còn nước còn tát cô lần mò lên các trang mạng xã hội và hỏi thăm bạn bè để tìm được chỗ vay tiền cô hy vọng sẽ giúp giảm nhiệt tình hình đợi tới phiên phúc thẩm bởi cô vẫn còn cơ hội kháng án cô biết rằng đây là giải pháp rất nguy hiểm nhưng giờ đã là lúc nước sôi lửa bỏng cô không thể chậm trễ được nữa số tiền mà cô vay phải nhờ cần thế chấp cả công ty Cô đã khóc ngất khi nghe được yêu cầu của bên cho vay. Cô từ trước đến nay hoàn toàn không tính tới sẽ có ngày xa cơ thất thế như thế này. Nếu đúng thật, phải thế chấp cả công ty thì không khác nào là phá sản. Đàn Thủy đành phải cắn răng chịu đựng, chỉ mong một ngày có cơ hội để chờ mình. Người đàn ông sau khi thực hiện giao kết hợp đồng, liên hẹn thời gian chuyển khoản số tiền trên. Hắn còn quả quyết với cô sẽ không trễ hẹn. Giấy nợ đã được ký, cô sắp nhận được một khoản tiền lớn, nhưng sao trong tâm trí cô lại trống rỗng như sắp mất tất cả. Cô thở thận bước ra ngoài, bầu trời đầy nắng, nắng gắt khiến ai cũng thấy oi bức khó chịu. Còn riêng cô bỗng thấy toàn thân lạnh ngắt, lạnh vì sợ hãi và lạnh vì tuyệt vọng. Sau khi đan thủy rời đi, người đàn ông liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Nhìn cách nói chuyện của hai người, có thể đoán rằng họ rất thân nhau kiểu như bạn bè từ thùa Hàn Vi. Gã đàn ông này ăn mặc rất lịch sự. Khác với trí nam, trong con người hắn toát lên khí chất vừa chân thật lại vừa không chân thật. Khi hắn nói chuyện, luôn cố gắng nói ít nhất có thể những gì và hắn nói ra chỉ vừa đủ, không thừa cũng không thiếu dù chỉ là một từ. Nhưng có một điểm đặc biệt, hắn chỉ nhìn vào mắt của Đan Thủy đúng một lần trong suốt cuộc nói chuyện. Và đâu đó trong ánh mắt của hắn có chút cảm thông cho cô gái này. Không biết vì lý do gì, hắn đã dấn thân vào con đường này, nhưng đây chính là con đường chỉ có đi không có về. Chiều tối, đàn thủy mới về đến nhà. Tinh thần mọi mệt, cô thư thần lên lầu mà không ghé qua chào mẹ. Bà Năm cảm thấy hôm nay, đàn thủy có gì rất lạ, muốn quan tâm. Nhưng nghĩ lại, bà chỉ là giúp việc, không nên quan tâm quá nhiều đến những chuyện riêng tư của nhà chủ. Ngả mảnh lưng xuống giường, tấm đệm loại cao cấp độ đàn hồi rất tốt, êm ái, khiến cho cô nảy nhẹ. Đàn thủy buông điện thoại xuống bên cạnh, khép nhẹ mi để tận hưởng một chút thoải mái hiếm hoi này mỗi ngày trôi qua đều với cô đùi rất nặng nề số tiền đã vay cứ theo đó mà tăng lên chẳng mấy chốc đã trở thành một con số khổng lồ cô đang phải gồng mình chống chọi với những suy nghĩ tiêu cực từng ngày ngày tháng cứ thế trôi qua tình thế trước mắt vẫn chưa thể tìm ra phương án tốt nhất lại một ngày nữa đàn thủy về nhà muộn trong trạng thái mỏi mệt cô lặng lẽ lên lầu khi ngang qua phòng khách cô không nhìn thấy mẹ có lẽ bà đã đi ngủ sớm vài phút sau Cô nghe thấy dưới nhà có tiếng cãi vã rồi tiếng vỡ của đồ đạc, cô vội vàng chạy xuống. Một đám đàn ông cao lớn hung hăng đang đập phá, biến phòng khách trở thành nơi hỗn loạn đầy những mảnh vỡ. Dưới sàn, bà Thanh Trúc và bà Năm đang nài nỉ van xin họ dừng tay nhưng không có tác dụng. Đan Thủy đoán ra, đây chắc chắn là đàn em của chủ nợ, nhưng cô không nghĩ trông hắn cũng đàng hoàng lịch sự nhưng lại có thể làm ra những chuyện này. Đan Thủy hét lớn: "Dừng lại ngay!" nếu không tôi sẽ báo công an bắt các người Tên cầm đầu nghe thế, liền ra hiệu cho đàn em dừng lại, rồi tiến về phía đan thủy. Hắn bênh mặt tỏ ý khiêu khích. Cô vay tiền không trả đúng hạn, giờ còn đói báo công an, cô định ăn quỵt à? Ánh mắt nham hiểm, như đang có ý đồ xấu. Hắn một lúc lại tiến gần hơn, cô hoảng sợ lùi về phía sau tránh né. Chẳng may, cô đã dám lên một mảnh vỡ và chảy máu, cô đau đớn la lên. Hắn vẫn không dừng lại, mắt hắn đột dần, Mồi cong lên hình một nụ cười nham nhở Chồng cô cũng không đến nỗi nào Cô có muốn dùng cách khác để trả nợ không? Đan Thủy dùng hết sức bình sinh đứng dậy Nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hét lớn Đừng hỏng, đổ cạn bã Hắn tức giận, trọng mắt long sòng sọc Vùng cây gậy trong tay lên cao Dự đập thẳng vào cô Theo phản xạ tự nhiên, cô cúi người Quay mặt né tránh Bỗng cô nghe thấy một tiếng hét thất thanh quen thuộc vang lên sau khi hắn ra đòn Toàn thân cô không sao cả nhưng có ai đó vừa ôm lấy cô rồi ngã xuống, một chất dịch rất lạ chảy ra ướt áo cô, rồi một thân hình nặng nề đè lên, khiến cho cô không đứng vững mà ngã xuống. Cô mở mắt, trên tay mình là người phụ nữ vẫn luôn chăm sóc và yêu thương cô ngần ấy năm, dù họ không phải là máu mủ ruột thịt. Bà năm đã bị đánh trúng đầu, máu chảy ra rất nhiều. Đan Thủy và Thanh Trúc đều hoảng sợ khóc nức nở. Còn gã đàn ông xấu xa kia, sau khi gây án thì bình thản rời đi như chưa hề xảy ra chuyện gì trước lúc rời khỏi hắn còn ném lại một câu chua chát nếu trong vòng một tuần cô không trả đủ thì tôi sẽ lại đến đến lúc đó mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn thế này nữa nhớ đấy không gian bừa bộn từ vật chất lẫn tinh thần nỗi sợ hãi bao trùm lên tất cả bà năm vẫn ở trong vòng tay của đan thùy giọng nói run run đang cố trụ để thốt ra điều gì đó cô lấy điện thoại định gọi cấp cứu thì bà năm cản lại tôi có chuyện muốn nói với hai người đan thủy và bà thanh trúc ngạc nhiên áp sát tai để nghe được những lời yếu ớt tôi xin lỗi vì đã giấu mọi chuyện nhưng xin hãy tha thứ cho tôi đan thủy thực ra con bé không phải là con ruột của bà mà là cháu ngoại của tôi tôi không cố ý lừa dối nhưng năm đó vì tôi không còn cách nào khác nên đành phải đánh cháu hai đứa trẻ tôi biết tôi đã sai quá nhiều bà có thể không tha thứ cho tôi nhưng đàn thủy vô tội tôi xin bà hãy bỏ qua cho nó những lời này như tiếng sét ngang tay bà thanh trúc không thể ngờ đứa con gái mà bà vẫn luôn chăm sóc yêu thương lại không phải là máu mủ ruột thịt bà từ từ đứng dậy tay chân run rẩy nhìn hai người phụ nữ trước mặt như hai sinh vật lạ cổ họng nghẹn lại từng giọt nước mắt không kiềm chế được cứ thế rơi ra cô đơn vây lấy người phụ nữ đang rất đau lòng này đàn thủy cũng thế cô không hiểu được Tại sao lại có chuyện này? Cách đây không lâu, cô đã mất đi một người thân, giờ lại sắp sửa mất thêm người nữa. Và điều tồi tệ hơn hết là, việc cô không xác định được ai là người thân, ai là người dưng. Giây phút sắp chết của một người, bao giờ cũng là lúc họ muốn nói ra những bí mật được trôn giấu bấy lâu. Bởi đây đã là cơ hội duy nhất. Bà Năm nắm lấy đôi bàn tay sợ hãi của cô rồi yếu ớt nói. Ngoại xin lỗi con, nhưng tất cả mọi chuyện ngoại làm đều là vì con, còn hãy mau chóng rời khỏi đây Gia đình này không phải là nơi dừng chân an toàn nữa Nếu cứ tiếp tục Thì con sẽ là người bị hại Đan thủy cay đắng Khi nhận ra mình và người nhà này không hề liên quan đến nhau Nhưng họ đã luôn yêu thương cô Nếu cô rời đi vào giờ phút này Thì lương tâm cô thật sự không cho phép Đan thủy nhìn bạn năm yếu dần trên tay mình Mà hoàn toàn bất lực Cô gào khóc thảm thiết Nhưng chẳng ích gì Cô khóc vì sợ hãi Khóc vì hoang mang và khóc vì bất lực bà thanh trúc vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng rồi bà nhào tới lại thật mạnh cái xác vừa tắt thở rồi chất vấn trong đau khổ tột cùng vậy con của tôi đâu bà không được chết bà phải nói cho tôi biết nói đi nói đi cả căn nhà vang lên những âm thanh ai oán sự ấm cúng vui vẻ thường ngày đã tan biến tất cả mọi thứ như bong bóng xà phòng vỡ tan theo từng cơn sóng đời cuộn trôi bà thanh trúc đang cố gắng dùng hết sức lực để đánh thức một cái xác đã mất linh hồn. Bà hy vọng cái xác đó sẽ bất chợt tỉnh dậy, nói cho bà biết về đứa con gái bị thất lạc của mình, nhưng càng cố gắng thì lại càng tuyệt vọng. Một đám tang nữa lại diễn ra trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Người ra đi không biết có thanh thản, nhưng người ở lại thì lòng nặng trĩu. Đan Thủy ngồi bên bàn thờ của bà ngoại, nét mặt thơ thần, buồn bã. Bỗng cô giật mình khi nghe thấy âm thanh lạ vang lên ở phòng khách. Bọn trống lại đến lần nữa. Gã đàn ông hôm trước điểm tĩnh nhếch môi Sợ hất hàm nói lớn Thế nào rồi? Cô đã chuẩn bị đủ tiền chưa? Người kiên nhẫn như ông chủ của tôi trên đời này không có nhiều đâu Đám đàn em của gã cũng rất rất sực cười lớn Một vài tên tiện tay làm vỡ đồ Khiến cho âm thanh trở nên hỗn tạp Đàn thủy vô cùng tức giận Định đáp trả Thì hắn nhanh hơn đã ra tay trước Hắn tát vào mặt cô một cái như trời sáng Khiến cho cô lảo đảo Nhưng tay vẫn còn kịp trống xuống chiếc bàn sát bên tường Cô ngước mặt, nhìn hắn, ánh mắt đỏ rực, chỉ hận không thể đưa hắn vào tù ngay lúc này. Thời hạn trong hợp đồng còn chưa hết, sao các người lại dám nuốt lời? Hắn ngửa mặt cười lớn, giọng đanh thép, ném vào mặt cô những lời ngang ngược. Thời gian gì chứ? Có vẻ như đây là lần đầu cô vay nặng lãi nhỉ? Chúng tôi chẳng cần hợp đồng gì cả, chỉ cần có nợ là nhất định sẽ đòi. Cô cứ cầm cái tờ giấy kia mà lên phường ý kiến, nhưng hãy nhớ, phải giữ được cái mạng trước đã. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì cách đây vài hôm, nhà cô có ba người, giờ chỉ còn lại hai. Gương mặt xanh sao, đầy mệt mỏi của đan thủy, Bữa nghe thấy những lời này, liền thay đổi trở nên hoảng hốt. Nhưng cô vẫn cố chống trả. Cô lấy điện thoại ra gọi công an, nhưng chưa kịp gọi, thì điện thoại đã bị giật lấy rồi ném mạnh xuống sàn. Hắn lần nữa đanh giọng đe dọa. Ở cái đất nước này, chẳng có luật pháp nào có tác dụng với ông chủ của chúng tôi. Cô đừng hòng, mau hù ga rõ khỉ. Nếu cô biết điều, thì hãy ký vào tờ giấy đồng ý chuyển nhượng công ty và các tài sản khác của gia đình cho chúng tôi. Thì vụ này coi như xong. Bà Thanh Trúc trên lầu bước xuống, nghe thấy liền giật mạnh tờ giấy trên tay của Đan Thủy. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, bà đã ném ánh nhìn hình viên đạn về phía cô và hét lớn. Cô, cô đang làm cái gì thế hả? Có phải cô âm mưu chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi? Chúng tôi đối xử với cô nào có tệ bạc. Nhưng tại sao? Cô lại phản bội chúng tôi. Bà Thanh Trúc gào khóc trách móc đủ điều. Ông ơi, ông mở mắt ra mà xem, chúng ta đã nuôi dưỡng ai thế này? Có lẽ ngay từ đầu, họ đã cấu kết để hãm hại chúng ta rồi. Kiếp trước, tôi đã làm gì sai, mà kiếp này lại gặp phải cái loại người xấu xa thế này. Đan Thủy cố gắng giải thích, nhưng bà Thanh Trúc kiên quyết không chấp nhận. Tình hình mỗi lúc lại càng thêm rối xen. Gã đàn ông thấy thế, cũng không muốn nán lại lâu, hẳn ta ra tối hậu thư Tôi cho hai người 24 giờ đồng hồ để đưa ra quyết định. Ngày mai tôi lại đến. Hẳn ra hiệu cho đám đàn em rút lui. Đàn thủy ngã quỵ xuống sàn bên cạnh mẹ. Cô nắm lấy cánh tay nhưng bà dứt khoát gạt ra. Cô vẫn kiên trì, tiếng nói nghẹn ngào trong sự nước nở. Mẹ à, mẹ hãy tha thứ cho con, con nhất định sẽ nghĩ ra cách. Bà Thanh Trúc ngừng mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của cô. Nội oán trách dâng lên đỉnh điểm. Vì sự xuất hiện của cô, nên tôi đã phải mất đi đứa con gái của mình. Bao năm qua, vị trí này là cô đã đánh cắp của con tôi. Những gì cô đang có, lẽ ra đều là của con tôi. Giờ con gái tội nghiệp của tôi không biết đang ở nơi nào. Cô nghĩ xem, tôi làm sao có thể tha thứ cho bà cháu các người. Bà Thanh Trúc siết chặt cổ đan thủy như muốn bóp chết cô. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được mẹ đang làm mình tổn thương. Trước đây, yêu thương nhiều bao nhiêu, thì giờ đây thủ hận bấy nhiêu. Đan thủy hiểu, Cô đã nợ gia đình họ một món nợ rất lớn Mà có thể đến chết cô cũng không thể nào trả hết Những hạt mưa đang đập vào cửa kính Khiến cho khung cửa trong suốt bỗng mờ mịt Cảnh vật bên ngoài Bị mưa dày vò Còn lòng cô lại bị tội lỗi giam cầm Bà Thanh Trúc nói không sai Nếu không vì lòng tham của ngoại Thì cô đã không có được cuộc sống sung túc đủ đầy Tới ngày trưởng thành Ông trời thật biết trêu ngươi Cô vừa chào đời Đã là đứa trẻ mang theo tội lỗi cái tội mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết Cô không biết vì sao năm xưa Bà ngoại đã đánh cháu Nhưng kể từ giây phút ấy Cô đã phải sống với một thân phận không phải là của mình Bà Thanh Trúc hẳn học lên lầu một lát Sau trở xuống với chiếc vali trên tay Bà ném mạnh tới trước mặt cô Chỉ tay và nói những lời chua chát Cút đi Cút ra khỏi nhà tôi ngay Ngôi nhà này đã không còn chỗ cho cô nữa rồi Đan Thủy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Người mẹ mà cô luôn yêu quý trong phút chốc đã trở thành người xa lạ hay nói đúng hơn là người hận cô tới tận xương tủy cô đến gần bà đôi mắt buồn khổ cầu xin một chút lòng thương hại còn xin mẹ đừng đuổi con đi chúng ta từng là mẹ con còn biết mẹ đã rất thương con và con cũng vậy con hứa sẽ giúp mẹ tìm lại chị ấy mẹ hãy cho con cơ hội để chuộc lại lỗi lầm bà thanh trúc lạnh lùng lùi lại phía sau để từ chối sự cầu xin của cô bà nhắm nghiền mắt như không muốn nghe thấy hay nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa. Cô hãy đi đi, duyên phận chúng ta coi như đã hết, sau này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Ngoài trời mưa rơi mỗi lúc càng nặng hạt, Đan Thủy một mình xách chiếc ba ly rời đi trong lạnh giá. Cô chưa từng nghĩ mình có lúc sẽ phải trải qua hoàn cảnh bi đát đến thế này. Đêm càng về khuya, đường phố càng vắng vẻ, khung cảnh càng tĩnh mịch, một cô gái bước đi trong mưa như người vô hồn. Cô có thể trú trước kiên một ngôi nhà bất kỳ, đợi mưa tạnh. Nhưng không, cô vẫn bước đi bởi cô không biết mình phải dừng chân ở nơi nào. Bàn chân cô tê buốt vì lạnh cóng, tiết trời đang vào hè nhưng lại có một cơn mưa rầm rề như thể là mùa đông. Cơn mưa không gột rửa nỗi cô đơn mà lại tắm tâm hồn trong nỗi buồn cực độ. Cô như cánh chim lạc đàn, không thể tìm về tổ ấm, một mình phải phiêu bạt chân trời góc bể. Để rồi khi đã quá mệt mỏi, không trụ được mà ngất đi. Bóng hình lẻ ló trên con đường rộng lớn thanh thang, đơn độc và mất phương hướng. Hơn 20 năm về trước, cũng trong một đêm mưa gió trước cửa cô nhi viện vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Viện trưởng An khi ấy đang ngồi trong phòng làm việc, bà đang cố gắng sắp xếp lại sổ sách ghi chép thu chi của cả tháng. Mấy tháng gần đây, cô nhi viện không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ của mạnh thường quân nào, nguồn quỹ đang dần cạn kiệt. Đã nhiều đêm bà suy nghĩ không biết phải làm thế nào để duy trì hoạt động của cô nhi viện. Trong thời gian sắp tới, khi mà nguồn thu nhập duy nhất còn lại là chút vốn liếng riêng tư mà bà đã dành dụm nhiều năm. Tiếng khóc mỗi lúc càng vang to, bà không kìm được mở cửa ra xem, xung quanh chẳng có ai, chỉ có một đứa bé gái được gói trong chiếc khăn của bệnh viện, dường như vừa mới chào đời. Trên làn da non nớt bắt đầu có những vết tím dường như trời lạnh quá, khiến cho đứa trẻ bị nhiễm lạnh và ngày càng trở nên yếu ớt. Bà An bế đứa bé vào trong chăm sóc ủ ấm cho nó bằng vòng tay và sự ấm áp của trái tim người mẹ. Bà chăm chú quan sát đứa trẻ ngủ say, bỗng khóe mắt cay xẻ vì những giọt lệ không kìm được cứ thế trào ra. Gương mặt trái xoan, bờ mi dài cong vút, khóe môi nhỏ xinh mềm mại, dù đang ngủ nhưng vẫn khiến người ta say mê. Thoạt nhìn, bà An đã cảm nhận được đứa trẻ đối với mình rất gần gũi, thân quen và quyến luyến vô cùng. Cả buổi tối, bà túc trực bên cạnh và say sưa nghĩ về nó, như một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình bà an được sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng số phần an bài bà phải chịu số kiếp đơn côi khi đến nay vẫn không có chồng con lúc còn trẻ bà cũng là một cô gái xinh đẹp giỏi giang bao người theo đuổi nhưng tuyệt nhiên không ai trong số họ khiến cho bà siêu lòng điều đáng nói hơn nữa bà luôn day dứt trong lòng về người em gái bị thất lạc khi còn nhỏ mà phần lỗi hoàn toàn thuộc về bà cũng chính vì lẽ đó mà mối quan hệ của bà và gia đình đã trở nên xa cách. 18 tuổi, bà rời khỏi nhà lên thành phố học tập và lập nghiệp. Cũng kể từ đó, bà không còn liên lạc với gia đình vì bà biết những nỗi lầm mình mắc phải đã để lại cho họ vết thương lòng khó phai. Họ không phải tuyệt tình với bà, mà tự bản thân bà cảm thấy mình không đủ tư cách để trở về. Sống nơi đất cách quê người, với một trái tim cô đơn và thương tổn, mỗi lần nhìn thấy một em bé bán vé số giữa trời nắng, hay một đứa trẻ bị đối xử tệ vì không có gia đình, bà lại rủ lòng thương cảm. Bà nghĩ đến đứa em thất lạc của mình, không biết giờ này đã ở đâu, sống có tốt không. Những thứ tình cảm ấy lớn lên mỗi ngày, thôi thúc bà phải làm gì đó an ủi, giúp ích cho những số phận bất hạnh. Kể từ khi đủ khả năng để nuôi sống bản thân, bà đã bắt đầu lên kế hoạch tích cóp mở một cô nhi viện giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ. Mỗi lần cô nhi viện có thêm một thành viên mới, bà lại vừa buồn lại vừa tụi buồn vì một mảnh đời nữa bất hạnh nhưng lại vui vì từ nay bà có thể dùng tình thương và sự bảo vệ che chở để em được sống an yên giữa cuộc đời lắm nỗi lo toan Nhìn cô gái nằm trên giường vì quá lạnh mà co so nắm chặt chiếc chăn bông trong tay bà an rất thương cảm bà kéo chăn lên che cho cô đỡ lạnh rồi sửa lại cánh tay đang vươn ra thành giường cho ngay ngắn buổi sáng khi thức dậy Đàn thủy không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện mình đang ở nơi mà cô chưa từng đặt chân đến. Cô nghe bên ngoài ồn ào tiếng vui đùa của trẻ con. Cô kéo nhẹ rèm cửa bên ngoài sân. Có một nhóm con nít đang vui đùa vui vẻ. Đã lâu rồi, đàn thủy không được cảm nhận sự hạnh phúc, viên mãn mà cô đã từng có. Cô mở cửa bước ra ngoài, bỗng một quả bóng vô tình từ đâu bay tới va vào chân cô. Cô nhặt lên, một em bé tầm 5 tuổi chạy đến, gương mặt thơ ngây hồn nhiên cùng giọng nói thỏ thẻ đáng yêu vô cùng chị tỉnh rồi à chị có mệt lắm không đàn thủy vô cùng ngạc nhiên cô thắc mắc không biết tại sao em ấy lại biết cô đàn thủy khủy chân chăm chú nhìn chú bé một cách thích thú rồi dịu dàng sao em lại biết chị giọng nói hồn nhiên lại một lần nữa khiến cho cô thích thú chị cũng ở thành phố sao nhìn chị ăn mặc sang trọng rất giống với chị lớn của bọn em nhưng chị lâu lắm rồi không trở về đây Cô ngạc nhiên Khi mình được miêu tả rất giống với ai đó Cô tò mò hỏi thêm Chị của em làm công việc gì Chú bé không nói gì mà chỉ lắc đầu lia lịa. Đan Thủy không biết người được cậu nhóc kia nhắc đến là ai Nhưng cô cảm thấy Cô ấy rất hạnh phúc Khi được mọi người ở đây yêu mến Cô cũng muốn một cuộc sống yên bình, giản dị Và được nhiều người quý mến như thế Cô vươn vai vạn người qua lại Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu không khí trong lành rồi thở ra nhẹ nhàng. Cô cứ như thế, lập đi lặp lại vài lần, đến khi no nê những luồng khí mát lạnh. Mặt trời mỗi lúc càng lên cao, ánh nắng xuyên qua những đám mây mỏng chiếu lên vạn vật. Đàn thủy ngồi trên trọng tre, đặt gần bên cây me, lâu năm, ngẫm nghĩ về những ngày tháng sau này, mình sẽ đi về đâu. Bà An bước tới bên cạnh lúc nào, cô không hề hay biết, mãi cho tới khi giọng nói của bà làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Cháu đang nghĩ gì thế? Cô nhìn sang bên cạnh, ánh mắt của cô đang ẩn chứa rất nhiều khúc mắc trong lòng. Cô muốn biết mình tại sao lại ở đây? Đây là đâu? Và người phụ nữ này là ai? Không đợi cho cô cất lời, bà An đã cho cô câu trả lời. Bác là viện trưởng của cô nhi viện này, cháu cứ gọi bác là bác An. Tối qua bác từ thành phố trở về, bộ tình nhìn thấy cháu ngất xỉu trên đường nên đã đưa cháu về đây. Lúc sáng, bác tới phòng thăm cháu, nhưng lại không thấy Bác hỏi thăm thì biết cháu đang ở đây. Đan Thủy đã hiểu ra mọi chuyện, liền cảm ơn, nhưng bà An xua tay tỏ ý không cần, bà vui vẻ trò chuyện và hỏi thăm mọi điều về cô. Khi bà An hỏi cô quê quán ở đâu, tại sao lại lên thành phố, sao đêm khuya lại ngất xỉu giữa đường, đàn Thủy đã không kìm được mà rơi lệ. Cô không biết phải nói gì về hoàn cảnh hiện tại. Bà An nhận ra mình đang chạm vào nỗi đau của cô, nên vội xin lỗi và động viên cô. Một lúc sau, bà An chậm rãi nói. Nếu cháu chưa có nơi nào để đi, thì hãy ở lại đây một thời gian, cho đến khi tìm được nơi thích hợp. Ở đây chỉ có bác và bọn trẻ, không ai làm phiền cháu cả. Cứ ở lại đây, bao lâu cũng được. Nụ cười hiền từ trên gương mặt của người phụ nữ lớn tuổi, khiến cho đan thủy nghĩ đến mẹ. Cách đây không lâu, cô cũng có gia đình, có mẹ, có tổ ấm để đi về. Nhưng giờ mọi thứ đều mất hết. Cô tự hỏi, tại sao ngày vui lại nhanh chóng, còn ngày buồn thì kéo dài tới vô tận. Cô nhi viện này tuy không lớn và tiện nghi như nơi trước đây cô từng sống, nhưng giữa lúc bơ vơ nhất, bì đát nhất, có một chốn để trú thân thì chẳng còn điều gì hạnh phúc hơn nữa. Một đêm nữa lại trôi qua ở một nơi xa lạ nhưng ấm áp tình người. Vẫn như hôm trước, cô thức dậy từ sớm ra ngoài tập thể dục, hết chút không khí trong lành. Bỗng cô nghe ngoài cửa, có tiếng ô tô xình xịch rơi dừng hẳn, tiếng của những em bé reo lên rộn rã. Chị lớn về rồi, mẹ ơi, chị lớn về rồi. Những đứa trẻ ở đây đều gọi bà An là mẹ, bởi chúng từ khi bị bỏ rơi đã không còn mẹ của riêng mình, mà chỉ có một người mẹ chung là viện trường. Từ trong nhà bếp, bà An nghe gọi, liền hối hả các lạnh nồi cháo đang nấu dở chạy ra. Bà lướt qua đan thủy, nhưng hoàn toàn không để ý đến cô. Ngoài cửa, tiếng của một cô gái trẻ vang lên, vừa thân thiết vừa vui mừng. Đây, quà của các em đây, chị mua cho mỗi đứa một phần, các em chia nhau nhé, ai cũng có phần hết, không cần tranh giành. Một em gái nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đầy ngưỡng mộ cất giọng hỏi. Chị lớn đi đâu? Sao lâu quá? Không về thăm em và mẹ. Mẹ nhớ chị nhiều lắm. Mẹ ngày nào cũng nhắc đến chị. Cô gái cúi xuống, nhẹ nhàng do lên mái tóc đen mượt cắt ngắn. Đôi mắt to đen, đường nét sắc sảo bởi lối trang điểm đậm từ tốn trả lời. Chị ở thành phố rất bận, nên không thể về thường xuyên. Giờ chị sẽ vào gặp mẹ ngay đây, em yên tâm nhé. Vừa nói xong ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô đã chạm phải gương mặt thân thương, hiện từ của người cô vẫn gọi là mẹ. Từ trong đôi mắt ấy, toát lên một tình yêu thương vô bờ bến. Không chần chừ thêm nữa, hai người ôm chầm lấy nhau. Bà ăn vỡ òa trong hạnh phúc, bởi cô con gái bé nhỏ ngày nào, sau bao năm đi xa, cuối cùng cũng đã trở về trong vòng tay của bà. Bà xoa xoa lên gương mặt trẻ trung xinh đẹp, đã qua mấy lớp phấn son khẽ cười khi thầy cô đã khôn lớn biết sửa soạn biết chăm chút cho bản thân vóc dáng phỏng phao cân đối làn da mịn màng tươi trẻ và thành công trong công việc bà an đang mừng thầm vì sau bao khó khăn con gái của bà cũng đã đạt được những thành tiệu nhất định bà an lùi ra xa tầm ba bước rồi quan sát thật kỹ từ mái tóc quần áo túi sách đến đôi giày bỗng bà cười tủm tỉm như đang ngụ ý điều gì sâu xa Cô gái thấy mẹ hôm nay có biểu cảm lạ thường, không kiềm được tò mò, liền nói. Mẹ ơi, hôm nay sao thế? Có phải lâu quá rồi con không về gặp mẹ? Nên là mẹ sợ quên mất con mới phải ngắm nhìn thật kỹ không? Bà ăn dừng ánh mắt trên gương mặt của cô con gái rồi thông thả đáp. Con gái ngày xưa đã không còn nữa rồi. Con gái của mẹ giờ trong lòng đã có người khác nào quan trọng hơn mẹ rồi đúng không? Khải màu đi để mẹ con mừng. Cô gái nũng nịu, bám vào cánh tay mẹ cùng bước vào nhà. Đúng là không có gì có thể giấu được mẹ tuyệt vời của con rồi. Hai bóng hình bước bên nhau, nhìn từ phía sau chẳng khác gì là người trong một nhà. Dù cho họ ngay từ lúc bắt đầu chỉ là người dưng, nhưng sau bao năm tháng chăm sóc, che chở và vun đắp tình cảm, cuối cùng cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Bà An không thể hiểu tại sao, ngay từ lần đầu gặp gỡ, bà đã suy nghĩ rằng đứa trẻ này sẽ gắn bó với cuộc sống của bà sau này và mãi mãi không bao giờ chia xa căn phòng của bà an không rộng nhưng đủ để hai mẹ con ngồi chuyện trò và tâm sự sau bao ngày xa cách các vật dụng trong phòng rất đơn giản chỉ có những thứ thiết yếu bởi bà an vốn dĩ rất yêu thích lối sống tối giản như người nhật mọi thứ chỉ nên vừa đủ cho những nhu cầu cuộc sống không nên quá nhiều và quá thừa thãi bà quan niệm rằng đơn giản cho đời thanh thản cô con gái của bà được chính tay bà nuôi dạy và giáo dục nên thừa hưởng rất nhiều nét tính cách giống bà. Chỉ riêng khoản này là chưa bao giờ đồng tình. Cô đứng dậy bước tới bên giường rồi ngồi xuống, sau đó nhíu mày tỏ ý không vừa lòng. Còn đã nói với mẹ, chiếc chiếu này cũ lắm rồi, mẹ nên thay đi. Với lại thời đại nào rồi mà con nằm chiếu? Chiều con đưa mẹ đi mua một tấm đệm mới nha. Bà An trách yêu con gái. Nổi còn bao nằm, đến khi khôn lớn lại chê mẹ già nên lạc hậu. Ờ, ừ, bà già lạc hậu này đã nuôi lớn cô từ thuộc con nằm nôi đấy con gái thấy mẹ dỗi liền ngồi xuống ôm mẹ từ sau lưng cô ngả đầu lên tấm lưng mình đã từng nương tựa bao ngày dỗ dành mẹ yêu đừng giận nữa con chỉ là đang thương cho tấm lưng của mẹ ngày ngày tạo tần vì chúng con mà lại không có được một giấc ngủ ngon bà an nghe xong những lời này thì mùi lòng bà nằm lấy đôi tay của cô kéo cô ra phía đối diện rồi yêu chiều hỏi nhỏ người đàn ông đó có tốt với con không anh ta là người thế nào Bao giờ thì mới về ra mắt cho mẹ yên tâm Cô gái liền cắt lời mẹ Mẹ hỏi lắm thế Bọn con chỉ mới quen nhau thôi Khi nào thời điểm thích hợp Con sẽ nói với mẹ Bà An không thể không rốt ruột Ai có con gái Chẳng muốn con sớm tìm được một chỗ tốt mà nương tựa Hơn nữa Tính con gái bà bướng bỉnh Nên bà lại càng lo hơn Đi cả thế gian không tìm được người phải lòng Trước những lời thúc giục của mẹ Cô gái không thể giấu được nữa cô bắt đầu nói về người trong lòng một cách cào hứng anh ấy là một người đàn ông chín chắn trưởng thành và rất có tài ạ à. anh ấy cũng làm công việc liên quan tới sách nếu có nói cụ thể hơn có thể mẹ sẽ sốc đấy bà an nghe thấy lại càng tò mò hơn bà hít tay vào hông cô và thúc giục nói nhanh đi không là mẹ lên cơn đau tim đấy cô gái càng lúc lại càng không kìm được sự phấn khích anh ấy tên là cánh cửa đột nhiên mở ra Đàn thủy bưng khai trà bước vào Định đặt xuống bàn Thì nhận ra kim quý đang ngồi phía đối diện Quá đột ngột tay cô trứng lại Khai trà khẽ rung lên Ánh mắt đối diện sắc lẹm như xuyên qua tim cô Khiến cho nó đau đớn đập mạnh từng hồi Bà An đang hào hứng Để nghe tiếp câu chuyện của kim quý Bỗng dưng dừng lại khi nhận ra điều khác thường Bà nhìn lần lượt từng người rồi cất tiếng hỏi Hai đứa trước đây đã từng quen biết nhau sao? Kim Quý quay mặt đi hướng khác, đáp thập lạnh. Sao có thể chứ? Bà An lại càng cảm thấy kỳ lạ, quay sang nhìn Đan Thủy, ánh mắt như muốn hỏi điều tương tự. Cô đáp lại không chút kiêng rẻ "Cháu lại càng không thể ạ." À. Bà An vẫn chưa tin liền hỏi thêm. "Con gái bác trước đây cũng từng học đại học, cháu cũng sống và học tập ở đó, biết đâu đã từng gặp nhau trong dịp nào đó." Kiêm Quý bực bội ngắt lời mẹ. "Còn đã nói không rồi mà. Thành phố này rộng lớn lắm, nếu không có duyên sẽ không gặp được." Đan Thủy quay đi che nụ cười khổ trên môi rồi đáp. Đúng thế. Nếu có gặp được nhau thì chắc hẳn cũng là oan gia từ kiếp trước đấy ạ. À? Kim Quý nghe thấy liền tái mặt nhưng cố tỏ vẻ không sao để khỏi bị mẹ chú ý. Bà An lại nghĩ đây là câu nói đùa thú vị nên cười lớn. Cháu cũng thật biết nói đùa. Bác và cháu sống ở hai thành phố khác nhau mà cũng còn có duyên gặp gỡ. Vậy chắc hẳn cũng là oan gia kiếp trước. Kim Quý không chịu được nữa liền lên tiếng đuổi khéo. Mẹ thật là lạ, đang nói chuyện của chúng ta, tự nhiên lại lảng sang chuyện khác làm con mất hứng. Thôi con về phòng đây." Khi Kim Quý đã rời đi, bà An quay sang phía cô và cười nói. "Con gái bác tính tình bướng bỉnh từ nhỏ đến lớn vẫn không hề thay đổi. Bác lúc nào cũng lo lắng cho nó, sợ nó quá cố chấp mà sinh chuyện. Giá như nó có thể bình tĩnh và ôn hòa như cháu thì bác đâu phải ngày đêm lo lắng thế này." Cô thì trong lòng đang nghĩ là duyên phận gì đây, cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc. Hòa ra chỉ mới là bắt đầu Cô bây giờ đã không còn trốn để đi Khó khăn lắm Mới tìm được một chỗ dừng chân tạm thời Nhưng tình hình này Thật khiến cho cô khó xử Cả ngày đàn thủy không thể tập trung vào làm việc Cô rất thắc mắc Tại sao Kim Quý lại ở đây Ngẫm đi ngẫm lại Cuối cùng cô đã hiểu Tại sao trước đây Kim Quý rất ít khi nhắc tới người thân Bởi cô ấy từ nhỏ đã không có một gia đình trọn vẹn Dù rất giận về những chuyện đã xảy ra Nhưng xét về góc độ này Đàn thủy cảm thấy giữa cô và Kim Quý có nét tương đồng, đều là trẻ mồ côi. Cô từng có một gia đình, nhưng hóa ra là gia đình của người khác. Bao năm chung sống, cũng là ngần ấy năm, cô đánh cắp hạnh phúc của người khác, còn bản thân lại chẳng có gì. Đàn thủy không tài nào chợp mắt, hình ảnh của bố, mẹ, bà ngoại cứ hiện về, khiến cho cô đau đớn khi nhớ lại tất cả. Cô chui vào trong chăn để tránh né mọi thứ ánh sáng, hay nói đúng hơn là tránh né thực tại bỗng có tiếng ai gõ cửa đan thủy bước xuống mở cửa kim quý bước vào phòng với vẻ mặt đầy khó chịu cô ta rào mắt nhìn quanh một vòng rồi dừng lại trên người của đan thủy soi từ đầu tới chân nhếch môi cười mỉa mai thiên kim tiểu thư sao lại có ngày phải sống ở một nơi nhỏ bé đơn sơ và thấp kém thế này tôi thật sự không hiểu được tại sao cô lại có thể ở đây thêm được nữa bị xem thường đan thủy rất tức giận nhưng rồi cô cũng hiểu ra những lời trên nhằm mục đích gì nên liền tương kế tiểu kế cô nói nơi nào thấp kém chứ là nơi cô đã được nuôi nấng tới ngày mình trưởng thành sao cô nói vậy không khác nào là tự hạ thấp chính mình trước sự đối đáp không kiêng nể của đan thùy kiềm quý không kịp được ánh mắt đỏ rực tức giận quát cô im đi cô là cái thá gì chứ cô nghĩ mình vẫn còn cao quý sao cô chỉ là kẻ bị đàn ông ruồng bỏ một kẻ bị phá sản không còn trốn để nương thân Chẳng ai trên đời này cho rằng người như cô là tốt đẹp hay cao sang gì cả. Trước đây, mỗi lần đi chung với cô, tôi đều phải làm nên. Còn bây giờ thời thế thay đổi rồi, vì thế đừng có lên giọng với tôi. Cô nên biết mình là ai thì hơn. Đan Thủy cười trong đau khổ. Hóa ra người cô vẫn xem như chị em, luôn xem cô là cái gai trong mắt. Những nụ cười, lời nói, sự quan tâm cô ta dành cho cô chỉ là giả dối. Những gì cô vừa nghe mới là sự thật. Đan Thủy lùi lại, cách xa kẻ xấu xa trước mặt mình vì quá sợ hãi sự tàn nhẫn trong con người cô ta. Cổ họng nghẹn ngào, từng từ phát ra khó khăn. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô lại có thể làm ra cái việc tồi tệ đó là cướp chồng của bạn thân. Kim Quý hất mặt về phía của Đan Thủy và thách thức. Cô nói thử xem, để tôi coi cô thông minh được bao nhiêu. Đan Thủy chẳng cần gì mà phải giữ dĩ diện cho cô ta, chuyện đã đến nước này, chi bằng một lần nói hết. Bởi vì cô luôn ganh tị với những gì tôi có Cô ngoài mặt nói là ngưỡng mộ Nhưng mà trong lòng thì lại ghen ghét Cô cho rằng tôi không xứng đáng với những thứ đó Chỉ có người tài giỏi như cô mới xứng Đan Thủy tiến tới gần cô ta Chỉ tay về phía cô ta và nói những lời trong lòng Trước nay chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải nói ra Tôi nói cho cô biết Có những thứ trên đời này Không phải chỉ cần muốn là được Với những kẻ lòng dại hẹp hỏi như cô Cả đời này cũng sẽ không hạnh phúc Kim Quý gượng cười, nhưng trong giây lát đanh mặt lại ngay. "Cô có muốn biết tại sao? Chí Nam chọn tôi mà lại không chọn cô?" Đàn Thủy chưa kịp hiểu cô ta định nói gì, thì Kim Quý đã ngay lập tức phun ra những lời không thể tàn độc hơn được nữa. "Đơn giản là vì tôi có thể cho anh ấy cái mà cô không thể cho. Anh ấy muốn cô tan cửa nát nhà. Anh ấy muốn bố cô phải trả giá cho những nỗi đau mà ông ta đã gây ra cho gia đình của anh ấy. Tôi đã giúp anh ấy tiếp cận cô." và gia đình cô để rồi cuối cùng khiến cho cảnh nhà cô rơi vào bức đường cùng như ngày hôm nay những gì hôm trước anh ấy nói với cô chỉ là một phần trong kế hoạch sự thật còn tàn nhẫn hơn nữa kìa kim quý chững lại đôi môi nhếch lên để lộ một nụ cười hiểm độc cô ta không dừng lại mà tiếp tục khiến cho đan thủy đau đớn ngay từ đầu sự gặp gỡ của hai người đã là một sự sắp xếp chắc không phải giờ này cô vẫn còn ngây thơ tới mức nghĩ rằng tôi đang cố tình lừa cô chứ tỉnh lại đi cô đã bị lừa một cú thật đau rồi tất cả mọi chuyện đều được người ông tài giỏi đó lên kế hoạch và cô chỉ là một con ngốc chui đầu vào rõ cô cố gắng giảng lòng phải mạnh mẽ nhưng mà đứng trước những lời lẽ cay độc này cô không thể trụ được mà rơi lệ tất cả là tại cô quá nhẹ dạ cả tin nên đã tạo cho hắn cơ hội làm hại gia đình cô đan thủy nhận ra trong những lời đói đó có chút sơ hở Cô bước tới trước mặt Kim Quý và hỏi thẳng Nếu mọi thứ là kế hoạch do anh ta tạo ra Thì việc anh ta ở bên cô Cũng chỉ là một kế hoạch không hơn không kém Kim Quý giật mình Cô ta hét lớn vào mặt của Đan Thùy Không phải như thế Tôi đã gặp anh ấy trước khi biết về quá khứ của gia đình cô Anh ấy nói yêu tôi Vì chúng tôi có nhiều điểm chung Anh ấy nói giữa chúng tôi có sự đồng cảm Và chính nó là sợi dây liên kết bền chắc Cho tình yêu tồn tại mãi mãi không như cô. Cô chỉ là con gái của kẻ thù. Một lần nữa, đàn thủy cảm thấy trái tim mình như bị dao đâm khi nghe hai tiếng kẻ thù. Cô đã đến bên anh ta với tình yêu chân thành, còn anh ta đáp lại cô bằng những hận thù. Nhưng hắn đâu biết, cô bây giờ cũng chỉ là đứa trẻ không gia đình, không người thân. Người cô vẫn xem là cha mẹ của mình, chẳng qua cũng chỉ là người dưng. Kim Quý vẫn chưa dừng lại, bởi cô ta vẫn chưa đạt được điều mình mong muốn. Cô ta ngồi xuống bàn, Ánh mắt vẫn sắc lạnh, giọng nói rõ ràng cất lên. Cô không được phép ở lại đây, bởi đây là nhà của tôi. Sự xuất hiện của cô ở nơi này chỉ khiến tôi thêm khó chịu. Người như cô, tốt nhất nên trốn đến một nơi hang vu, hay là đến một ngôi chùa nào đó. Không nên cứ lượn lờ ở nơi đông người, cho thêm ô nhiễm không khí. Uất nghẹn trước những lời vừa nghe thấy, đàn thủy cam ghét vô cùng cái con người giả nhân giả nghĩa, cuối cùng cũng lộ nguyên hình. Tiếng bước chân đã rời đi, nhưng tổn thương vẫn ở lại Đàn thủy không biết tại sao Mình lại phải gánh chịu những sự sỉ nhục này Cô hoàn toàn không phải là phạm nhân Mà là nạn nhân Nhưng cô lại không có cách nào kháng cự Mà đêm yên tĩnh không một tiếng động Cũng chính vì nó yên tĩnh Nên tiếng khóc lại càng rõ Đây không phải tiếng khóc của một đứa trẻ chào đời Mà là tiếng của một người trưởng thành bị tổn thương Cô ngồi bên cạnh giường Suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra Lời của Kim Quý Không phải không hợp lý nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được. Cô không thể để kẻ những kẻ đã khiến cô đau đớn được mãn nguyện. Họ nhất định phải trả giá cho tất cả những gì đã gây ra cho cô. Cô từ nay không chỉ sống vì mẹ, vì bố, vì bà ngoại, mà còn phải sống cho chính bản thân mình. Mặt trời đã lên cao, bà ăn đợi mãi, vẫn không thấy đan thủy thức dậy ăn sáng cùng mọi người, như là hai hôm trước. Bà đến phòng gõ cửa, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Bà áp tay vào cửa, cũng không thấy động tĩnh gì. Bà ăn bắt đầu lo lắng, bà đẩy mạnh cánh cửa bước vào trong. Sau khi quan sát một lượt thì nhận ra chiếc vali của cô đã không còn ở đây. Bước tới bên bàn, đập vào mắt bà là một tờ giấy với những dòng chữ viết vội. Bà cầm lên đọc, bỗng bàn tay run lên, ánh mắt chịu xuống, suy nghĩ nặng nề, vậy là bà đã không thể giúp gì được cho cô nữa rồi. Trong đêm khuya, Đan Thủy lặng lẽ kéo lê chiếc vali một mình rời đi. Bởi cô biết nếu để bà An nhìn thấy thì cô sẽ rất khó lòng giải thích. Trái đất đúng là hình tròn, những người cô không muốn gặp cuối cùng lại cứ gặp nhau hoài. Đường phố vắng vẻ, chỉ có những người lái xe ôm hay thi thoảng có một chiếc taxi ghé lại hỏi cô đi đâu. Đan Thủy không trả lời mà cứ thế bước đi mặc cho một số người nhìn cô với ánh mắt tò mò hay rẻ biểu. Cô nhớ lại trước đây khi còn sung túc. Cô chưa bao giờ phải nghĩ tới chuyện đi đâu, về đâu, hay ngày mai thế nào? Còn bây giờ những câu hỏi ấy chính là tất cả cuộc sống của cô. Bỗng một chiếc xe dừng lại bên cạnh, khiến cho cô giật mình khi nghe thấy tiếng vanh gấp của nó. Cô lùi ra xa, cô loạn trọng xít ngã. Vài người đàn ông cao lớn tiến tới túm lấy cô. Họ lấy khăn bịt miệng cô lại, tay bị khóa chặt ở phía sau. Cô cố vùng vẫy kêu cứu, nhưng chẳng có tác dụng gì. Vài giây sau, cô đã bị rơi vào trạng thái hôn mê, chiếc xe rời đi. Chiếc vali bị bỏ lại bên đường khi chủ nhân đã không còn bảo vệ được nó chiếc xe lao nhanh trên đường rồi rẽ lối vào một công xưởng dường như đây là nơi đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài khung cảnh vắng vẻ hoàng vui tới đáng sợ tên cầm đầu đưa cô vào một căn phòng khi cô vẫn còn đang bất tỉnh hắn căn dặn đàn em canh chừng cẩn thận rồi rời đi hắn đến một căn phòng rộng lớn bên ngoài có nhiều đàn em đứng gác rồi nói đại ca em đã đưa cô ta về rồi đang ở trong phòng chờ anh xử trí ạ à? tên đại ca kia có vóc dáng cao lớn rắn chắc đang đứng chắp tay ra phía sau hắn không quay lại nhưng vẫn có thể nhận ra nụ cười nhếch môi lạnh lùng đang hiện diện trên khuôn miệng của hắn gã đàn ông bên cạnh nghe thấy thế thích thú lên tiếng người anh em nên xử trí thế nào đây tôi đã làm mọi việc đúng như ý cậu rồi đấy phần còn lại là của cậu hết nói xong hắn rời đi nhưng gã kia liền quay lại từ tốn nhả ra những lời lạnh lùng. Cậu không tò mò muốn xem kết quả sao? Đến đó cùng tôi rồi cậu sẽ biết. Hai người nhìn nhau đắc thắng rồi cùng rời đi. Căn phòng này không rộng nhưng cũng không hẹp. Không ngờ bên trong một công xuồng bỏ hoang lại có một không gian sống đầy tiện nghi. Đan Thủy vừa mở mắt ra đã phát hiện mình đang ở một nơi mà mình chưa từng biết. Đầu cô vẫn còn rất đau. Có lẽ là do tác dụng của thuốc vẫn chưa phai hẳn. Cô nhèo mắt tìm ra rồi từ từ bước xuống giường đi được chừng ba bước thì lại ngã quỵ. Cứ thế, cô lấy từng bước nặng nề ra đến cửa. Vừa chạm được tay vào nắm cửa, bỗng cô bị đẩy ra phía sau khi có người đẩy mạnh bước vào. Đan Thủy ngước mắt lên, người bấy lâu nay cô rất thận đang đứng trước mặt cô. Quá bất ngờ, cô không kiềm chế được mà gào thét. Sao anh lại ở đây? Chí Nam đẩy cô sang một bên rồi tiến vào trong ngồi xuống ghế. Hắn bắt chéo chân đắc ý. Cô nghĩ xem là tại sao đan thủy sững sờ bất giác cô nhớ lại chuyện tối qua tại cô run lên vì tức giận quát lớn anh bắt cóc tôi tại sao anh cứ đeo bám tôi tôi nợ gì anh sao chị nam vẫn rất bình tĩnh và kiêu ngạo đáp tôi đâu có đeo bám cô là cô nợ của người ta không trả được cho nên mới bị bắt đấy chứ những lời mờ ám này của chị nam khiến cho đan thủy khó hiểu cô trao mày hỏi lại tôi nợ gì anh chị nam ghé sát tai cô thì thầm Nợ tình, nợ tiền. Đan Thủy bình tĩnh lại nhìn sang gã đàn ông bên cạnh. Không ai khác đó chính là người đã cho cô vay một khoản tiền với cái lãi cắt cổ và đã cho đàn em đến nhà đập phá đổ đạc, tấn phong. Đan Thủy giờ đã hiểu ra mọi chuyện. Họ là cùng một ruột câu kết với nhau để lừa cô vào chồng. Cô ngửa mặt lên trời và cười lớn. Cũng đúng. Loại người như anh thì chỉ có thể làm bạn với hạng người này thôi. Chị Nam tức giận, đôi mắt hắn đỏ lên, Hắn tôm lấy cổ cô, bóp mạnh như muốn sâu xé thành từng mảnh gần dọc. Cha cô cũng có tốt lành gì đâu. Có quá nhiều thứ về tôi mà cô còn chưa biết. Từ từ, rồi cô sẽ được nếm trải. Tôi sẽ khiến cuộc sống không bằng chết. Cả đàn ông bên cạnh vẫn lạnh lùng theo dõi cuộc đối thoại này mà không hề lên tiếng. Đôi mắt hắn có chút đượm buồn, không biết là thật hay là giả, dạ. lòng hắn thật khó hiểu. Cô không sợ hãi, gạt mạnh tay hắn. Cô khẽ hò lên mấy tiếng, vì khó thở. Rồi ngừng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn Tôi bây giờ không có gia đình Không tiền Anh có muốn đòi nợ cũng chẳng có gì mà lấy Hắn dò xét một lượt trên cơ thể cô Ánh mắt sắc lạnh Sâu xa khiến cho cô dùng mình sợ hãi Chị Nam quay sang phía Tấn Phong rồi nói lớn Số tiền tôi đưa cho cậu Tôi không cần lấy lại nữa Còn cô gái này cũng vậy Tôi tặng cậu Có như món quà mừng sinh nhật năm nay của cậu Người anh em Tấn Phong nghe thấy liền sừng sốt Hắn đến để xem kịch không ngờ lại hay tới không tưởng. Tấn Phong bật cười, hiểu ý của Chí Nam liền đáp. Anh bạn thật là hiểu ý tôi. Tôi chưa bao giờ từ chối phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp. Chí Nam nhìn cô khinh bỉ rồi rời đi, trong lòng rất hả hê. Hắn còn không quên căn dặn đàn em canh chừng cô cẩn thận, không được để cô trốn thoát. Khi bọn họ đã rời đi, đàn thủy ngã quỵ xuống sàn. Những gì hắn vừa nói khiến cô không thể tin được đây là người đàn ông đã từng cùng mình chung chăn gối. Càng ngày, cô càng nhận ra lời Kim Quý nói, thật chẳng sai. Cô chỉ là một con rối trong tay hắn, lại còn là một con rối ngốc nghếch. Đã ba ngày rồi, hắn không tới, một mình đan tùy trong căn phòng lạnh lẽo và u tối. Đan thủy không biết, cả đàn ông kia định làm gì. Sự im lặng của hắn khiến cho cô ngày càng sợ hơn. Có lẽ hắn đang chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó. Cô mở cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, tưởng quá cao khiến cho cô dùng mình. Xung quanh công xưởng này là lau sậy, không có bất cứ nhà dân hay công ty xí nghiệp nào, nên cũng không có người hay xe cộ qua lại. Nếu may mắn thoát ra khỏi đây, thì cô cũng cần phải đi bộ một đoạn rất xa mới có thể bắt được xe. Nhưng cô không có tiền, cũng không có điện thoại, nên không thể nhờ người giúp đỡ. Cô đắn đo suy nghĩ, rồi cuối cùng quyết định cứ ra khỏi đây rồi tính tiếp. Cô lấy ga giường, xé ra thành từng sợi dây dài rồi nối chúng lại với nhau. Cô sẽ theo sợi dây này từ từ leo xuống dưới. Chuẩn bị dụng cụ xong xuôi, cô mở cửa sổ để chuẩn bị hành động. Bỗng, cô nghe bước chân ai đó tiến đến gần. Chắc là bọn đàn em của hắn. Cô dừng lại vì sợ bị phát hiện. Cánh cửa mở ra, chúng bảo cô đi theo vì đại ca chúng muốn gặp cô. Đan Thủy kháng cự. Cô nói nếu hắn muốn gặp thì sao không tự tới. Bọn đàn em bất chấp áp giải người cho bằng được. Thế là cô bị lôi đi không thương tiếc Căn phòng Nơi được cho là nơi riêng tư của Chí Nam Được thiết kế theo hai màu trắng đen Vừa nhìn đàn thủy đã không khỏi thắc mắc Tại sao hắn lại chọn màu này Khi mà từng nói với cô là không thích màu u tối Cô đảo mắt nhìn xung quanh Rồi dừng lại khi phát hiện một ánh mắt căm thù nảy lửa Đang chăm chú nhìn mình Chị Nam với sắc mặt lạnh lùng lên tiếng Đêm nay Tôi sẽ cho cô biết làm thế nào để trả hết nợ và giá trị thực sự của bản thân cô là gì Chạm phải ánh mắt sắc lạnh ấy Cô có phần sợ hãi Nhưng sau nhiều chuyện Cô đã không còn yếu đuối như trước mà phản kháng Anh định làm gì tôi Hắn nhếch môi cười khinh bỉ Ghé sát vào mặt cô Cô vội thế làm gì chứ Chẳng phải tôi nói rồi sao Tối nay cô sẽ biết Đàn thủy căm ghét con người hung bạo Và vẻ mặt dương dương tự đắc của hắn Hắn ra lệnh cho đàn em đưa cô đi tắm rửa Sửa soạn rồi tối nay sẽ đem theo cô đến một nơi mà cô không hề được biết trước. Đan Thủy nhìn thẳng vào mặt hắn oán hận. Cô không hiểu, người đàn ông trước đây đã từng yêu thương, chiều chuộng cô biết mấy. Bây giờ đã trở thành kẻ máu lạnh không tình người. Buổi tối, hắn đưa cô tới một hộp đêm nằm trong con phố nổi tiếng ăn chơi của thành phố Phồn Hoa và Đô Hội. Trước đây, cô chưa từng tới những nơi như thế này, nhưng cũng từng nghe kể qua đôi lần. Âm thanh ồn ào, những chiếc loa được bật hết công suất, khiến cho những người không quen hoặc lần đầu đến đều cảm thấy khó chịu. Hắn dẫn theo cô và gã bạn thân của hắn bước vào trong. Nhân viên ở đây, ai cũng gọi hắn là đại ca, nên đàn thủy nghĩ hắn chắc chắn là ông chủ của nơi này. Đi hết khoảng ồn ào náo nhiệt, nhân viên dẫn đường cho họ tới một căn phòng rộng lớn và sang trọng, tách biệt với bên ngoài. Đan Thủy nhìn thấy trong phòng có một gã đàn ông lớn tuổi và vài cô gái trẻ ăn mặc mát mẻ đang uống rượu, đùa vui và những hành động phản cảm như âu yếm ôm hôn. Thấy hắn vào, tất cả dừng lại, người đàn ông chỉ tay vào ghế đối diện ra hiệu mời ngồi. Ông ta nhìn Đan Thủy với ánh mắt tò mò và các cô gái kia cũng hiếu kỳ không kém. Thật chẳng mấy khi thấy cậu đi đâu mà mang theo người nhà như thế này. Giới thiệu một chút cho tôi làm quen được không?" Hắn nhếch môi nhìn cô rồi nói. "Cô ấy nào phải người nhà của tôi, mà là món quà tôi tặng cho người bạn làm ăn cùng tôi tối nay." người đàn ông lớn tuổi bất ngờ ngớ người rồi từ từ hiểu ra mọi chuyện liền thích thú trả lời cậu quả thật là một người thông minh lúc nào cũng làm tôi thích chị nam hất mặt về phía cô ra hiệu cho cô sang bên kia phục vụ gã đàn ông lớn tuổi là đối tác của hắn các cô gái bên đó tỏ ra ganh tị nhưng cũng đều lần lượt né ra cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục tới thế này cô đứng bật dậy giở tay lên định tát vào mặt hắn nhưng dường như Hắn đã đoán trước ý định của cô, liền chặn tay cô lại, lạnh lùng ra lệnh. Nếu muốn mẹ cô sống miên thì mau qua đó đi. Hắn lấy mẹ ra để đe dọa cô. Đàn thủy đã biết hết những chuyện xấu xa mà hắn có thể làm, nên nếu như không nghe theo thì hắn sẽ hại mẹ cô thật. Nén cơn tức giận ở trong lòng, đàn thủy cúi gầm mặt, từ từ bước qua, trong lòng không thôi nguyền rủa các đàn ông xấu xa này. Bỗng ai đó đẩy cô từ phía sau, khiến cho cô ngã nhào vào lòng của gã đàn ông kia. Bọn họ reo lên thích thú, có người còn giễu cợt cô. Thật không ngờ nha, mới cự tuyệt đó mà giờ đã ôm người ta rồi. Đêm còn dài, cô đâu cần phải vội. Gã đàn ông kia ra hiệu cho một cô gái, rót cho cô một ly rượu, rồi bảo cô uống hết ly này, coi như là phép lịch sự chào hỏi. Khi thấy đàn thủy từ chối, ông ta tỏ ý không vui. Chỉ nam không muốn làm vật lòng đối tác, liền ra lệnh cho cô uống rượu. Hắn nhìn cô với ánh mắt ghép bỏ và thu hằn. Ánh mắt của hắn như nhát dao đang dày vào thể xác, lẫn tâm hồn của cô. Chú tình yêu cuối cùng cô dành cho hắn đang bị chính hắn bóp nát. Đan Thủy đáp lại bằng ánh mắt oán hận, rồi người cô ực một hơi, hết ly rượu. Cô tự do thêm vài ly nữa rồi uống sạch. Tất cả bọn họ đều chú ý vào cô. Không biết cô gái này có còn bình thường nữa không? Hay đã uống nhầm thứ gì rồi? Gương mặt cô đỏ ửng, Đôi mắt mơ màng nửa say nửa tỉnh khiến cho gã đàn ông bắt đầu say mê. Hắn không còn để ý tới cuộc trò chuyện nữa mà luôn chú mục vào cô. Bàn tay hư hỏng của hắn luồn xuống dưới váy kia, tay kia kéo eo cô lại gần. Hắn nhẹ nhàng xoa rồi di chuyển lên trên, khiến cho cơ thể cô từ từ mất cảm giác. Chí Nam ngồi đối diện, vẫn chú mục tới mọi hành động của gã đàn ông kia. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu. Hắn siết chặt ly rượu trên tay hận không thể bóp nát ngay lúc này. Khi cả đàn ông kia định đặt lên môi của cô một nụ hôn, thì bỗng nhiên một bàn tay lực lưỡng kéo cô ra xa. Bị kéo bất ngờ, cô loạn trọng suýt ngã. Tấn Phong để cô ngã vào lòng hắn, rồi kéo cô ra ngoài trong sự sừng sốt của tất cả bọn họ. Cô cảm nhận được sức mạnh của bàn tay kia, như đang dùng hết sức lực giữ lấy cô. Toàn thân hắn nóng lên vì tức giận, ánh mắt hừng hực, như muốn đốt cháy cả nơi này ông đang làm gì người phụ nữ của tôi có phải chán sống rồi không thẳng khốn mày biết tao là ai không tấn phong cười khinh khỉnh ông là cái thá gì sao tôi lại phải biết ông chị nam chưa kịp phản ứng thế nào trước thái độ của tấn phong thì hẳn đã kéo cô bước đi ra khỏi căn phòng đầy nhơ nhớp đó gã đàn ông lớn tuổi nói với theo trong sự tức giận chuyện hôm nay tôi sẽ không để yên đâu đôi mắt diều hâu với hàng lông mày rất đậm trao lại vô cùng đáng sợ hẳn hẳn không thể bóp chết kẻ đã phá hỏng cuộc vui của hắn. Đan Thủy bị đẩy lên xe rồi cánh cửa đóng sầm lại rất mạnh, khiến cho cô sợ hãi. Đan Thủy co người trên chiếc ghế, một lời cũng không dám nói. Thì thoảng cô lén nhìn người đàn ông đang cầm vô lăng để dò xét thái độ của anh ta. Chiếc xe quay đầu chạy nhanh như bay trên đường phố đông đúc, rẽ qua ngã tư rồi mất hút. Lúc chế Nam đuổi theo ra tới nơi đầu xe thì đã không còn nhìn thấy nữa. Hắn bực tức dậm chân rồi ra lệnh cho đàn em lái xe đuổi theo. Về đến nhà, Tấn Phong đưa cô về phòng. Hắn không nói gì cả, chỉ bảo cô nên cẩn thận vì người xấu ở đâu cũng có. Nếu không đề phòng, rất có thể sẽ bị lợi dụng. Đan thủy rất hoang mang, không hiểu tại sao hắn lại nói với cô những lời này. Chẳng phải hắn và Chí Nam cùng một đồng bọn sao? Sao hắn lại phải lo lắng cho cô chứ? Hắn vừa ra khỏi phòng, thì cô nghe bên ngoài có người đang to tiếng với nhau. Đan Thủy tò mò tiến lại gần khe cửa quan sát. Chị Nam đã về và hắn đang rất tức giận với Tấn Phong, hắn quát lớn. Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu có biết là đã làm hỏng chuyện lớn của chúng ta không? Tấn Phong cũng không nhịn mà lớn tiếng đáp trả. Đó là chuyện lớn của cậu, chứ không phải là của mình. Vụ làm ăn này là của riêng cậu. Trước thái độ thách thức của Tấn Phong, chị Nam không kìm được mà tung ra một cú đấm thăng vào mặt của người anh em. Tấn Phong không né kịp, nên trao đảo suýt ngã, nhưng hắn cũng không phải dạng vừa. Sau vài giây hoang mang đã lấy lại tinh thần, nhân lúc Chí Nam không để ý liền đánh trả. Vừa ra đòn, hắn vừa hét lớn. Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả? Chí Nam càng lúc càng tức giận hơn, sống tới tùm lấy cổ áo của Tấn Phong, giờ nắm đấm định tung đòn, nhưng hắn kìm lại. khi bắt gặp ánh mắt oán trách của Tấn Phong, hắn dừng lại và lạnh lùng hỏi: Tại sao cô lại giúp cô ta? Tấn Phong nhìn vào ánh mắt đang giận dữ của Quang Minh mà đáp trả từng lời rất rõ ràng. Bởi vì cậu đã nói cô ấy là của tôi. Những lời này của Tấn Phong đã khiến cho Chí Nam hiểu ra mọi chuyện, thì ra hắn đã xem thường người anh em này rồi. Hắn từ từ hạ tay xuống, buông cổ áo nhưng nắm đấm vẫn siết chặt, hận thù đã khiến hắn mất hết lý trí. Chí Nam ném cái nhìn rực lửa về phía Tấn Phong, hắn chưa từng nghĩ có lúc hai người lại trở mặt nhau hơn nữa lại còn vì một người phụ nữ. Tấn Phong thở nhẹ, ánh mắt chịu xuống. Hắn hiểu mối quan hệ của hai người từ nay sẽ không thể như trước. Đan Thủy đưa tay che miệng để không phát ra tiếng động. Cô thật không thể ngờ, cả đàn ông lạnh lùng kia lại có thể vì bảo vệ cô mà phản bội tình bạn thân thiết bấy lâu. Tại sao hắn phải làm như thế? Những gì cô vừa nghe thấy là lời chân thành hay lại là một kế hoạch đã được vạch ra từ trước đây? Cả đêm, Đan Thủy không thể nào chợp mắt. Cô lo lắng và sợ hãi, cô không biết hai gã đàn ông kia sẽ làm gì cô và làm thế nào cô mới có thể thoát ra khỏi nơi này. Hôm nay, Trí Nam chính thức tiếp quản nhà xuất bản Thế giới trẻ. Vậy là mơ ước bấy lâu nay của hắn đã trở thành hiện thực. Kim quý ăn mặc lộng lẫy, miệng luôn nở nụ cười tươi và không ngừng cúi chào giới truyền thông báo chí. Nhưng điều kỳ lạ nhất là trong một ngày quan trọng thế này, bên cạnh Trí Nam lại không có người bạn đồng cam cộng khổ Tấn Phong. Có lẽ chuyện tối qua đã khiến mối quan hệ của họ ít nhiều có chút dạn nứt. Chi Nam trong bộ âu phục màu xanh, rất sang trọng và lịch thiệp. Người đàn ông này, dù ở vai trò ông chủ, họa sĩ hay một đại ca thần thái, đều gây chú ý với tất cả mọi người. Hắn ngồi ở vị trí trung tâm. Các câu hỏi của phóng viên đặt ra đều nhằm vào hắn. Một cô phóng viên đã hỏi. Theo như tôi được biết trước đây, anh từng tham gia vào một dự án của nhà xuất bản Thế giới Trẻ. Và suýt chút nữa, đã trở thành con rể. Những thông tin này liệu có phải là sự thật? Kim Quý ngồi bên cạnh nghe xong thì liền tái mặt. Cô lúng túng không biết phải làm thế nào. Ngược lại, chị Nam không hề lo lắng. Hắn nở một nụ cười rất tươi để đánh lửa dư luận. Tất cả những điều đó chỉ là bịa đặt. Chị Nam tôi chưa từng động lòng trước bất cứ ai. Vì vậy cơ hội trở thành một nửa của tôi chia đều cho tất cả. Đám đông vỗ tay tán thưởng, tiếng cười, tiếng họ reo rộn rã bởi hắn với vỏ ngoài là một anh chàng họa sĩ vẽ bìa sách tài năng và điển trai, đang là hình mẫu lý tưởng của đông đảo phàm nữ. Mỗi lời hắn nói ra đều khiến cho người khác si mê. Còn Kim Quý, cô ta không thể ngờ lời này có thể được thốt ra từ miệng của người đàn ông đã từng thể non hết biển cùng mình. Ngay lúc này, những lời mà Đan Thủy Tưởng nói với cô lại hiện về trong tâm trí rõ ràng, chẳng thể lẫn vào đâu. Kim Quý gượng cười, nhưng trong lòng lại vô cùng chua xót cả buổi họp chị nam không hề nhìn kim quý một lần còn cô lúc nào cũng để ý tới cường cử chỉ hành động của hắn mặc dù được hắn giao cho vị trí trưởng ban biên tập nhưng thực ra đó chỉ là hiệu danh vô thực bởi trong lòng hắn từ lâu đã chẳng có chỗ cho cô hắn có thể chiếm được nhà xuất bản một phần là nhờ công của kim quý vậy mà ngay khi đạt được mục đích thì liền cho cô ra rìa kim quý trong lòng oán hận nhiều hơn yêu thương nhưng tạm thời vẫn chưa thể làm gì được hắn Đan Thủy sợ hãi thức đến khuya rồi mới chợp mắt. Cô mơ mơ màng màng, linh tính mách bảo như có ai đó đang đến gần. Mí mắt nặng trĩu vì quá mỏi mệt, cô không thể nào mở mắt. Mấy ngày nay, cô đã chẳng đêm nào được yên giấc. Cô luôn muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này, nhưng dù dùng cách nào thì kế hoạch cũng luôn bị thất bại. Đan Thủy chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào bi kịch như hôm nay. Nắm cửa lung lay một tiếng cạch vang lên rõ, khiến cho cô giật mình thức giấc. Cô hoang mang, nửa nghi nửa ngờ, không biết giấc mơ liệu có thật. Cô nắm chặt chiếc chăn, ngồi dậy thu mình vào một góc yên lặng, quan sát xung quanh. Đèn trong phòng đều đã tắt, không gian yên lặng tới đáng sợ. Đàn thủy hét lớn, khi thân thể của một người đàn ông cao lớn đang đè lên cô. Hai tay của hắn đang ghi chặt tay cô trên đỉnh đầu. Trong lúc hoàng sợ, cô vùng vẫy kháng cự quyết liệt. Cô càng kháng cự thì lại càng kích thích sự hưng phấn của hắn. Hắn lại càng ghi chặt. Trong bóng đêm, một giọng nói đàn ông lạnh lùng sắc bén cất lên. Cô nghĩ rằng tôi sẽ để yên cho cô sao? Cả đời này, cô có làm trâu làm ngựa, cũng không thể trả hết những gì đã nợ tôi. Hắn cúi đầu hôn mạnh lên môi cô, quay mặt tránh né. Hắn tức giận, cắn một cái thật mạnh lên tay, khiến cho cô đau đớn mà thét lên. Anh điên rồi sao? Hắn ngẩng đầu lên, khơi thở nặng nhọc nhìn chăm chăm vào cô. Đúng rồi, tôi điên rồi nên mới đụng vào một con đàn bà nhơ nhức như cô. Đan Thủy vừa mới bị sử dụng một cách thẩm tệ. Cô cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đáp trả. Bây giờ anh mới biết điều đó sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ anh đã biết ngay từ lần đầu tiên rồi chứ. Nhưng tôi vẫn rất thắc mắc. Nếu thật sự tốt đẹp, thì tại sao nửa đêm nửa hôm lại tìm đến một con đàn bà nhơ nhuốc? Chứ phải chẳng anh đang thèm khát điều gì? Hắn càng nghe thì lại càng tức giận. Hắn giang tay tắt mạnh một cái vào mặt cô rồi đay nghiến. Tôi chỉ muốn giày vò cô cho tới chết đừng có ở trước mặt tôi mà liếc mắt đưa tình với gã khác cô sẽ không còn cơ hội để bất cứ gã đàn ông nào để mắt tới vì cả đời này cô phải trả nợ cho tôi đàn thủy tái xanh mặt trước những lời cay độc vừa nghe thấy hắn lấy tư cách gì để trả đạp cô quan có đầu nợ có chủ cô đâu phải là người đã mang tới cho hắn đau khổ hơn nữa cô đã từng yêu hắn rất thật lòng đàn thủy tức giận quát lại hắn tôi liếc mắt đưa tình với ai thì liên quan gì đến anh anh lấy từ cách gì mà ngăn cấm chứ việc anh giam giữ tôi ở đây là trái phép tôi hoàn toàn có thể kiện anh đôi mắt hắn đỏ ngầu như đang chứa cả biển lửa cô tuyệt đối không được có ý gì với người anh em của tôi đừng tưởng người ta giúp đỡ cô một chút thương hại cô một chút thì có nghĩa là động lòng cô chẳng là cái thá gì cả loại người như cô giờ chẳng khác gì một đóa hoa tan cô hét toáng lên bỏ tôi ra bỏ tôi ra hắn mặc kệ hùng hãn cúi xuống hôn mạnh lên hõm cổ của cô rồi nụ hôn được di chuyển xuống ngực đôi tay hắn gỉ chặt cơ thể cô khiến cho cô không thể phản kháng hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt cô đê mê lưu luyến cánh tay nới lỏng hơn rồi di chuyển xuống vòng eo thon gọn của cô trong phút chốc đàn thủy bị hương đàn ông trên người hắn làm cho mê muội nên ý thức phản kháng yếu dần đi hình ảnh của lần thân mật đầu tiên cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu cô Hắn say mê mơn trớn vào cơ thể phụ nữ trong vòng tay mình mà quên mất đó là con gái của kẻ thù. Cả người hắn nóng gian, phần thân dưới bắt đầu khó chịu, lớp quần áo bên ngoài trở nên vướng víu. Bàn tay hư hỏng của hắn đã luồn qua lớp váy áo của cô, tiến vào bên trong. Cơ thể cô bắt đầu phản ứng mạnh mẽ hơn. Cô run lên từng hồi và di chuyển theo từng đụng chạm của hắn. Cơ thể cô không chịu nằm yên, vòng tay cô siết chặt bờ vai rộng lớn của hắn, mọi lý trí đều phải nhường chỗ cho cảm xúc. Rồi bỗng, hắn dừng lại bất ngờ đẩy cô ra, hắn ngồi bật dậy, nhìn cô với ánh mắt căm phẫn. Những chuyện vừa xảy ra đối với hắn là chuyện đáng xấu hổ. Hắn im lặng, không nói một lời, mặc lại chiếc áo sơ mi rồi lạnh lùng bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Gương mặt nhăn nhó rất khó chịu, giống như một kẻ vừa phạm phải sai lầm lớn trong cuộc đời. Hắn cố tỉnh đi nhanh để không bị phát hiện ra những tâm tư đan xen, giảng xé ở trong lòng. Đàn thủy bật khóc Khi nhận ra đó chỉ là một cái bẫy Gã đàn ông xấu xa kia hận cô tới tận xương tủy Thì sao lại có cảm xúc với cô chứ Vậy mà trong một phút yếu lòng Cô đã lần nữa tin tưởng hắn Cô thật sự cảm thấy mình rất ngu ngốc Những gì hắn nói lúc nãy Cô vẫn còn nhớ Nhưng sao chỉ một cử chỉ yêu thương của hắn Đã khiến cho cô quên đi tất cả Người xưa có câu Kẻ yếu lòng luôn là kẻ thất bại Vừa thức giấc Cô đã nghe thấy bên ngoài ồn ào, dường như một đôi nam nữ đang cãi nhau kể từ khi bị bắt tới đây cô chưa từng thấy người phụ nữ nào lui tới nên trong lòng rất muốn biết rốt cuộc là ai mà lại ở đây cô ngóng tai nghe kỳ âm thanh lanh lảnh nam nữ xem kẽ rất quen thuộc cô cố gắng lọc lại bộ nhớ rồi cuối cùng cũng ngủ ra kim quý kim quý đang chất vấn trí nam lý do vì sao lại không nghe máy khi cô ta gọi đến tại sao anh lại không nghe máy của em có phải anh đang có gì giấu diếm em em cảm thấy thời gian này anh rất lạ chị nam tiếp tục bước đi mà không thèm nhìn kim quý hay chú tâm vào những gì mà cô ta vừa nói thấy thế kim quý liền bước nhanh về phía trước và chặn hắn lại thái độ rất không hài lòng anh không nghe thấy hay là cố tình làm lơ em bị chăn phía trước hắn không còn cách nào đành dưng lại trả lời em đang làm cái gì thế anh đã dặn nếu không có việc gấp thì đừng đến đây rồi mà Kim Quý vẫn chưa hài lòng, cô ta lại càng khó chịu hơn khi thấy Chí Nam đột nhiên thay đổi thái độ với mình. Anh nhiều ngày không về nhà, làm gì cũng không nói cho em biết, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, thì thử hỏi em có thể không gấp sao? Chí Nam mất kiên nhẫn liền hét lớn. Sao cô lại quan tâm nhiều như thế tới việc của tôi? Chẳng phải tôi đã giúp cô trả thu rồi à? Chúng ta coi như đã xong, từ nay cô đừng làm phiền tôi nữa. Những gì cần làm tôi đã làm hết rồi, Cô đã trở thành tổng biên tập như cô muốn, mối quan hệ này giờ chỉ còn trên danh nghĩa, muốn giữ hay không thì tùy cô." Kim Quý sững sờ, không còn tin vào tai của mình nữa, bờ môi đỏ khẽ phai màu khi nhận ra từ lâu, mối quan hệ này chỉ là một vụ giao dịch không hơn không kém. Cô ta luôn cho rằng mình nắm giữ được trái tim của gã đàn ông kia, nhưng hóa ra, cuộc chơi này, anh ta mới là người làm chủ. Bước thẫn thờ trên hành lang dài và hẹp, một vài hạt bụi vướng vào khóe mắt khiến cô ta rơi lệ. Chưa bao giờ cô ta cảm thấy trong lòng ấm ức như thế này, kể cả khi canh tí với một người bạn thời thân thiết. Nhưng hôm nay, chị Nam đã khiến cho cô ta cảm thấy bản thân thật thảm bại khi trở thành quân cờ trong tay hắn. Căn phòng phía trước mở cửa, một người đàn ông bước vào, kiểm quý nhận ra đó là Tấn Phong, cô ta vội bước lại gần. Qua khe cửa, cô gái ngồi trên giường không ai khác chính là Đan Thùy. Kiểm quý tự nhủ, sao Đan Thùy lại ở đây? cô ta ở đây làm gì cơ chứ tấn phong sao lại có vẻ quan tâm tới đan thủy như vậy tấn phong mang tới cho đan thủy bát cháo anh ta đặt trên bàn rồi nhìn cô với đôi mắt cảm thương cô ăn đi để nguội không ngon đâu tôi đã phải đi rất xa mới mua được cho cô đấy đan thủy nhìn tấn phong với ánh mắt hiếu kỳ cô không biết tại sao anh ta lại quan tâm đến cô phải chăng đang có âm mưu việc gì anh phải làm thế nếu anh quan tâm đến tôi thì sao không thả tôi ra Tần Phong từ trước tới giờ chưa từng gặp cô gái nào đang ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng mà lại bình tĩnh thế này. Anh ta chật lưỡi. Giảm cô không phải là ý của tôi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, dù hoàn cảnh thế nào thì cũng nên chăm sóc tốt cho bản thân. Tần Phong tiến lại gần, gỡ vài cọng tóc rối đang che đi một phần gương mặt cô. Anh ta không giống người xấu, nhưng không hẳn là tốt. Tần Phong không có ngoại hình xuất sắc như là trí nam, nhưng cũng thuộc dạng khó kiếm hiếm tìm khí chất đàn ông có chút cao ngạo, có chút bản lĩnh và có chút khó đoán. Ánh mắt anh ta khi nhìn thấy cô vừa như quan tâm vừa như mặc kệ. Đúng là ở trên đời, chỉ có những người hợp cả mới có thể kết bạn dài lâu. Đàn Thủy càng lúc càng thấy khó hiểu, tại sao cùng một phe mà mỗi người lại có một thái độ khác hẳn nhau. Cô không thôi tự đặt ra cho mình trăm câu hỏi ở trong đầu. Bát cháo nóng, trở thành ý hay là ý đồ đen tối nào đó nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì cuộc trò chuyện của hai người đã được Kim Quý ghi lại. Sau đó cô ta hí hửng đến gặp Chí Nam. Chí Nam đã một mình tới công ty mà không mang theo Kim Quý. Lúc đầu anh ta bảo sợ báo chí nhìn thấy sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng, nhưng thật ra là muốn cắt đuôi. Kim Quý bước vào văn phòng với vẻ mặt huynh hoang vì cho rằng mình đã lập công lớn. Cô ta đặt điện thoại xuống trước mặt Chí Nam và rồi tự mở đoạn video lên mà không cần hỏi ý hắn. Chí Nam không biết cô ta hôm nay làm sao mà lại tùy tiện như thế. Định bảo cô ta thôi, đừng có làm trò thì giọng nói trong video cất lên. Tôi biết cô và Chí Nam đã từng có một khoảng thời gian bên nhau, nhưng mà tôi không bận tâm vì điều đó. Hơn nữa, anh ta cũng đã hứa tặng cô cho tôi, cho nên việc chúng ta có đến với nhau hay không cũng không đến lượt anh ta can thiệp. Cái gì anh ta có thể cho cô thì tôi cũng có thể. Tôi không phải là đàn ông tốt, nhưng cũng không phải là sự lựa chọn tồi tệ vì ít nhất tôi có thể đảm bảo sẽ bảo vệ được người phụ nữ của mình mãi mãi chị nam cầm điện thoại lên rồi ném mạnh xuống sàn khiến cho nó vỡ tan kim quý không hề hoảng sợ mà chỉ thấy trong lòng vô cùng sảng khoái cô ta vui vì mình vừa đánh úp kẻ đã khiến mình ấm ức và cũng vui vì có thể níu kéo được mối quan hệ này thêm một thời gian nữa bỗng chị nam quay lại và nhìn thẳng vào kim quý mà đanh thép tuyên bố đoạn video này cô từ đâu mà có tôi không biết cô tạo ra nó với mục đích gì nhưng mà nếu cô cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ không khách sáo đâu cút đi kim quý sợ hãi mặt tái mét như không còn chút máu vội vàng nhặt điện thoại lên rời đi chị nam không kìm được tức giận liền đập phá đồ đạc chiếc laptop trên bàn bị hắn ném xuống đất không thương tiếc hắn không thể tin được người bạn từng vào sinh ra tử cùng hắn đã ở sau lưng đâm hắn một nhát thật đau nhưng nghĩ kỹ lại, thì người đã bắt đầu mọi chuyện chính là hắn. Nếu hắn không lỡ mồm nói tặng người ta, thì đâu xảy ra chuyện khó xử thế này. Hắn không cần Đan Thủy nữa, nhưng khi có gã đàn ông khác thích cô, thì lòng hắn lại không kiềm chế được. Hắn bây giờ đang ở trong tình trạng tiến thoái lượng nan. Đan Thủy đang suy nghĩ về những gì Tấn Phong đã nói với mình. Cô không nghĩ hắn tốt, nhưng ở thời điểm hiện tại, hắn là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô. Chỉ có hắn mới có thể giúp cô thoát khỏi sự khống chế và giam cầm của trí nam. Muốn chống lại một người đàn ông, đôi khi lại cần phải sử dụng một người đàn ông khác. Đàn thủy đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ. Tấn phong có thể là chiếc chìa khóa để cô thoát ra khỏi chuyện này. Nhưng cũng có thể sẽ khiến cho cô rơi vào một cái bẫy khác. Nhưng dù kết quả thế nào thì cô cũng phải thử. Khác với trí nam, đối với tấn phong cô không cần phải theo đuổi mà chính bản thân hắn đã thổ lộ sự yêu mến đối với cô. Đan Thủy không biết tại sao, nhưng cô chỉ cần đưa ra yêu cầu, ngay lập tức, hắn sẽ đáp ứng. Nếu hắn đã nhiệt tình như thế, sao cô lại có thể từ chối cơ hội này? Đan Thủy càng nghĩ, thì lại càng hận trí chí Nam. Chính vì thế, cô sẽ xem tình cảm mà Tấn Phong dành cho mình như một cơ hội trời ban. Tan làm, chị Nam lái xe một mạch về công xưởng. Hắn vẫn chưa ngồi cơn giận lần này. Hắn quyết làm rõ mọi chuyện. Hắn lấy chiếc điện thoại lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng ngón tay dừng lại trước cái tên người anh em. Hắn chững lại do dự, thì bỗng điện thoại reo lên báo hiệu của gọi đến. Thật trùng hợp, người anh em đã gọi đến. Hắn cười khổ lầm bầm một mình. Biết ngay mà. Giữ vững vô lăng, nhấn mạnh chân ga, hắn cho xe tăng tốc lao như bay trên con đường dài nhựa. Còn vô sáng đèn, còn trong lòng hắn, những suy nghĩ tăm tối. Trong sự phẫn nộ, mỗi lúc lại càng tăng cao. Trong phòng khách, Tấn Phong đã đợi sẵn, nét mặt suy tư và lo lắng hắn có lẽ cũng đã dự đoán được chuyện gì sắp xảy ra và đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận chị nam bước vào hắn chẳng nói gì cả nhìn tấn phong với ánh mắt khó chịu rồi thốt ra những lời châm chọc tìm tôi có việc gì không sao dạo này không thấy chú tới công ty cũng không thấy chú tới trốn ăn chơi có phải đã bị ai đó trói chân rồi không tấn phong nghe thấy liền hiểu ý chị cười cố tình không tức giận để đáp trả hắn đúng thế Đời người có bao lâu ngày đâu Có thể vui thì phải vui chứ Không nên lãng phí Hơn thua gian dối chỉ khiến ngày tháng trở nên vô nghĩa Chị Nam liền đổi sắc mặt Và đổi luôn thái độ hàn quát lớn Chú hôm nay làm sao thế Những lời này nên để cho những kẻ chưa từng trải đời Còn những người như chúng ta Đã quá hiểu tất cả chỉ là giả dối Chúng ta đã từng vào sinh ra tử Từng phải khổ sở như thế nào Mới có ngày hôm nay Giờ lại nói dừng lại là có thể dừng lại sao? Con đường nào mà chúng ta đang đi Chỉ có thể tiếp tục và không thể dừng lại Tấn Phong cười khổ đáp lại Con đường này Ngay từ đầu là do anh lựa chọn Nếu như không gặp anh Thì tôi đã sống một cuộc đời khác Giờ tôi đã quá chán với cuộc sống cướp giật Rối trá và tàn nhẫn Tôi muốn được sống một cuộc sống bình thường Tất cả mọi thứ đều là của anh Tôi sẵn sàng ra đi với hai bàn tay trắng Chị Nam tiến lại gần Và nhìn vào đôi mắt đang bất lực của Tấn Phong hẳn như muốn ngấu nghiến người anh em của mình không phải là hai bàn tay trắng mà là với cô ta đúng không tân phong không thể tránh né ánh mắt sắc lẹm như chiếc máy siêu âm đa chiều đang dò xét tâm tư của mình tân phong lúng túng đáp đúng thế tôi và cô ấy yêu nhau rất mong anh sẽ chúc phúc cho chúng tôi chị nam ngửa mặt cười lớn vì cuối cùng hắn cũng nghe được những lời thú nhận khiến cho hắn đau lòng hắn không giấu được tức giận mà hết lớn yêu ơ Chú biết cái gì là tình yêu cơ chứ? Cô ta có tình cảm với chú sao? Tôi không tin. Đừng để cho người đàn bà xấu xa kia, làm cho đồ óc mù quáng. Cô ta chỉ vì muốn thoát khỏi nơi này, cho nên mới lợi dụng chú. Không ngờ chú lại tin là thật. Hảo hán, đúng thật là hảo hán. Tiếng vỗ tay bôm bốp của Trí nam khiến cho tấn phong vô cùng khó chịu. Hàn kiên quyết đáp trả không lùi bước, không thay đổi ý định. Chẳng phải giờ cô ấy đã không còn gia đình, không còn tài sản, không còn địa vị xã hội, Cô ấy đã mất tất cả. Anh còn gì mà không hài lòng nữa chứ? Kế hoạch của anh đã thành công mỹ mãn. Tại sao lại không thể kết thúc đi? Chí Nam càng nghe thì lại càng khó chịu. Hắn lạnh lùng nói. Hết rồi sao? Vậy bố mẹ của tôi, gia đình của tôi có trở lại như xưa không? Tôi đã phải khổ sở bao nhiêu năm. Còn cô ta chỉ mới có vài tháng. Thì sao lại có thể kết thúc được chứ? Ngày nào tôi còn sống trên đời này, cô ta sẽ không được hạnh phúc. Tấn Phong không thể hiểu con người này Tại sao lại có thể tàn nhận với một cô gái đến vậy? Anh ta trước đây là người trọng tình nghĩa. Nhưng sau bây giờ? Lại hệt như một kẻ điên vậy. Tần Phong cũng tiến lại gần hơn nữa, khẳng định là sẽ không bỏ cuộc. Dù anh có ngăn cản như thế nào, thì tôi cũng sẽ mang cô ấy đi. Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu, và tôi sẽ bảo vệ cô ấy cả đời này. Bốp! Âm thanh của một cú đấm vang lên khi chỉ nam vung tay. Tần Phong không kịp né, nên đã lạnh nguyên đòn, màu đã ướt khóe miệng, hẳn đưa tay quệt một cái rồi khạc ra. Tần Phong hùng hăng xông lên đánh trả, nhưng chị Nam chủ động nên né tránh được. Đánh trượt một đòn, hắn liền tung ra đòn thứ hai, hai đòn liên tiếp nhau khiến cho Chí Nam cuối cùng cũng trúng phải một đòn loạn trọng, suýt ngã. Nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng và đáp trả bằng một đòn trời giáng. Tần Phong ngã xuống nhưng vẫn không chịu khuất phục, hắn lồm cồm ngồi dậy định đáp trả thì đã bị Đan Thủy ngăn lại. Cổ đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người bọn họ trong lòng căm phẫn vô cùng. Đan Thủy từ từ tiến lại gần phía Chí Nam, nhìn thẳng vào mắt hắn, bằng tất cả sự hận thù hẳn sâu trong tim mà nói ra những lời khiến cho hắn ám ảnh cả đời. Tổ hôm nay rơi vào tay anh, bị anh giày vò, nhưng sau này sẽ không như vậy. Sẽ có một ngày tôi khiến anh nhận ra, anh thật ra, anh không bằng loại cầm thú. Đàn thủy được tấn phong rời đi, ngay trước mắt Trí Nam, nhìn hai người tay trong tay, vai kể vai, trong lòng Trí Nam nổi lên một con sóng ẩm ý, nhai nuốt tất cả mọi thứ xung quanh. Dầm. Một cú đấm bằng tất cả sức lực giáng xuống chiếc bàn gương thường ngày hai người vẫn ngồi uống cà phê trò chuyện, khiến cho tấm gương vỡ vụn. Bàn tay hắn rưng rưng máu, nhưng hắn không hề hay biết, bởi vết thương thể xác không thể sánh được vết thương lòng đang dày vò tâm can của hắn. Đêm tối thanh tĩnh, bên ngoài không cửa gió khẽ lay đóa hoa phủ dung, làm thân cây không giữ được, cứ thế mà đung đưa. Đàn thủy không dám nhìn vào màn đêm, cô gục xuống cơ thể run lên vì sợ hãi khi nghĩ tới những ngày tháng phía trước trước đây cô muốn gì cũng có còn bây giờ bản thân cô như một kẻ yếu thế phải rửa dẫm kẻ khác để tìm kiếm cơ hội sống tiếp đàn ông đối với đan thủy là một nỗi ám ảnh những lời nói yêu thương những hứa hẹn đã trao chẳng qua là nói cho vui nhưng cô quá dại khờ tin là lời thật lòng nên cuối cùng đã tự khiến trái tim mình bị tổn thương đan thủy có cho đi bao nhiêu yêu thương thì anh ta cũng chẳng động lòng bởi sự hận thù đã hằn sâu trong trái tim. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, ngay từ đầu đã chẳng có hình bóng của cô. Đêm mỗi lúc càng dài thêm, không khí lạnh hơn và nỗi cô đơn thì lại càng thấm sâu. Không cha mẹ, không nhà cửa, không bạn bè, không sự nghiệp. Cô bật khóc, nhưng cô vẫn ý thức được rằng sự yếu lòng của đêm nay nhất định không được để ai biết. Nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường, cô lại càng gây tởm bản thân mình. Lại một người đàn ông nữa, nói lời yêu thương, nhưng liệu anh ta có giống như người đến trước đó lại đâm cô một nhát thật đau cô thấy mình chẳng khác gì một mảnh giấy bê bết những vết mực đen những vết mực có thể cả đời này cũng không thể nào tẩy xóa hết mỗi cái đụng chạm của hắn đều khiến cho cô ghê tởm bởi cô hiểu được rằng với hắn cô chỉ có thể là một món đồ chơi để thỏa mãn dục vọng tấn phong hay trí nam đối với cô đều không quan trọng việc trước mắt làm thế nào để rửa được nỗi hận này nhưng cũng chính vì thế Đan Thủy lần nữa chấp nhận vòng tay Của một người đàn ông Những đêm như đêm nay Không chỉ một mà còn tiếp diễn lâu dài Ngày nào cô chưa trả được thù Thì mối quan hệ này vẫn còn chưa chấm dứt Cô và Tấn Phong ai thật lòng Chỉ có bản thân họ biết Trước đây cô luôn cho rằng Những người đã làm cô tổn thương là xấu xa Nhưng giờ chính bản thân cô Cũng đang trở nên vấy bẩn Cô thấy mình và họ đã chẳng khác nhau là mấy Cô hận họ một Thì hận mình mười Bởi những gì mình đang làm đã đánh mất nhân cách của chính mình. Đan Thủy đấm mạnh tay vào ngực, cho tiếng khóc bật ra khi cô thật sự không thể kiềm chế được nữa. Lồng ngực trái đau nhói, như đang bị mũi dao đâm trúng, nước mắt giàn giụa. Đã nhiều đêm rồi, cô không thể ngủ bởi những cơn ác mộng. Cương mặt điển trai, nụ cười ấm áp và những lời đường mật ấy cứ hiện ra khiến cho cô thức giấc. Cô khóc òa à, khi nhận ra tất cả chỉ là mơ, còn sự thật lại tàn nhẫn tới mức khiến cho cô chỉ muốn chết đi. Đan Thủy không phải chưa từng muốn kết liễu đời mình, mà là cô vẫn còn ân tình chưa trả hết và những nỗi hận canh cánh trong lòng. Cuộc đời của mỗi người vẫn là do họ tự sống lấy, người khác không thể sống thay hay bù đắp và thông cảm bất cứ điều gì. Kiếp này, coi như cô đã tin lầm nên uổng phí một đời. Ngày tháng phía trước, cô phải tự sống cho riêng mình. Sáng sớm, cô trang điểm thật đậm vì cô không muốn ai nhìn rõ diện mạo hiện tại của mình tân phong bước tới vòng tay qua eo ôm cô tử phía sau đêm qua hắn thật sự đã ngủ rất ngon hắn nhìn đan thủy âu yếm còn sớm sao em đã thức đêm qua anh có làm em buồn không đan thủy cảm thấy buồn nôn khi nghe thấy những lời này cô bây giờ đâu phải là cô gái mới lớn chưa hiểu sự đời nên dễ dàng tin vào những lời đường mật của đàn ông đan thủy khẽ cười trẻ đi nét mặt khó chịu trộn lẫn trong sự khinh bỉ cô đặt tay lên bàn tay hắn nhẹ nhàng nói Em biết, anh rất yêu em. Và em cũng biết là anh chẳng cần gì ngoài em cả. Em chỉ muốn anh hiểu rằng, nếu đã là của nhau, thì việc của anh cũng là việc của em và ngược lại. Tấn Phong chăm chú lắng nghe, rồi đặt một nụ hôn lên má cô. Đôi má giảm đầy phấn, nên đã không còn thấy được vẻ đẹp tự nhiên của nó. Hắn thì thầm. Vợ nhỏ bé của anh, muốn gì anh cũng cho em hết. Nói anh nghe xem, em đang chăn trở việc gì? Đan Thủy ngập ngừng, Do dự rồi quay lại ngã vào lòng hắn Cô nũng nịu Em thấy rất lo cho anh Em biết hai người là bạn tốt vào sinh gia tử Cùng nhau nhiều năm Nhưng này đã trở mặt Nếu lỡ anh ta lén lút làm gì mờ ám sau lưng anh Thì sự nghiệp của anh coi như mất hết Tấn Phong vốn dĩ là gã đàn ông thông minh Tài giỏi Không hề kém cạnh trí nam Nhưng từ khi rơi vào ái tình Hắn đã không còn đủ sự minh mẫn thường ngày Hàn Đam trêu suy nghĩ vì những gì mà Đan Thủy vừa nói, không phải là hoàn toàn vô lý. Hắn buông tay, bước đến ghế sofa ngồi xuống, ánh mắt mông lung vô định. Cô cơ hồ không thể dò xét được tâm tư của hắn. Bất chợt, Tấn Phong nhìn Đan Thủy với ánh mắt trìu mến, nói là cô đừng lo lắng, tự bản thân hắn sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Nói rồi, hắn đi ngay và có chuyện riêng cần giải quyết. Đan Thủy trong lòng rất lo lắng, cô không biết liệu kế hoạch của mình có thành công lẽ ra cô không nên vội vàng mà nói ra mọi chuyện nhưng những uất hận quá nhiều khiến cô không thể kiềm chế thêm được nữa tấn phong dù ở rất yêu đan thủy nhưng dù sao giữa anh ta và trí nam cũng đã có một khoảng thời gian dài gắn bó anh em tốt của nhau nếu hắn vì trí nam mà từ chối cô cũng là điều dễ hiểu càng nghĩ đan thùy lại càng cảm thấy lo lắng hôm nay chị nam có một cuộc đàm phán với đối tác mà người đó không ai khác chính là lão cáo giả vĩnh hà hắn không thể ngờ rằng trên đời lại còn có kẻ khó đối phó hơn cả hắn sự việc hôm trước không thành đã khiến cho lão ta khó chịu với hắn nên lần đàm phán này càng phải thận trọng lão vĩnh hà là một ông trùm có tiếng trong thế giới ngầm đàn em dưới quyền nhiều vô kể xét về tuổi đời lẫn kinh nghiệm sống chị nam chẳng có gì để so bì đúng là bỏ quyết dày có móng tay nhọn hơn nữa trước đây hắn có tấn phong ở bên cạnh làm trợ thủ đắc lực nhưng này mối quan hệ đã chẳng còn như xưa hắn chỉ còn lại một mình nên không thể không lo lắng lão vĩnh hà nhìn từ bề ngoài luôn có một phong thái ung dung đĩnh đạc của một người thành đạt nhưng ẩn sâu trong tâm hồn là một con đỉa sống dai và hút máu người hắn trước khi có được ngày hôm nay thì cũng đã trải qua không ít thăng trầm biến cố người trong ngành ai cũng muốn có mối quan hệ hòa hảo với hắn bởi đây chính là con đường ngắn nhất để đến đích trong một nhà hàng theo phong cách cổ điển kiểu nhà vườn xứ huế Chị Nam đã đợi sẵn. Để tránh bị theo dõi, mỗi cuộc hẹn họ đều sắp xếp ở những nơi cách xa nhau và có đàn em canh chừng cẩn mật. Lão Vĩnh Hà bước vào, không quên mang theo vẻ mặt khó chịu, hắn giả vờ hỏi. Người anh em của cậu hôm nay không đến sao? Chị Nam đã ngầm hiểu ý, nhưng vẫn tỏ vẻ không hiểu hỏi lại. Không biết ông là vì quan tâm, nên hay là có ý gì khác? Hắn cười khinh khỉnh, khất thảm về phía của Chí Nam. Cậu đoán xem chị nam đã hiểu quá rõ con người lắm tay nhiều mắt này ông ta không có thứ gì là không biết ông ta có thể một tay che cả trời nên những lời hỏi thăm thế này chỉ nhằm mục đích để thăm dò chị nam cũng không phải là dạng vừa hắn thản nhiên đáp nếu biết thì tôi đã chẳng hỏi ông rồi lão vĩnh hà đắc chí cười to rồi cả hai nói vào việc chính chị nam muốn lão giúp mình làm quen với một công chức cấp cao bởi người này nếu chịu hợp tác thì đường làm ăn của hắn sau này sẽ rất thuận lợi Người này mới vừa nhậm chức, chưa tiếp xúc nhiều, nên hắn cần có người làm cầu nối. Lão Vĩnh Hà ngả đầu ra sau, đặt hai tay thoải mái lên sofa, bắt chéo chân, miệng cười tươi bởi hắn đã đón trước được ý đồ của đối phương. Hắn nghĩ, nếu để Chí Nam dễ dàng có cơ hội gặp người này, thì nhiều khả năng sau này sẽ giành mất mối làm ăn của hắn. Cậu nghĩ thử xem, hắn mới đến chưa lâu, cũng không thường tham gia các buổi gặp mặt. Nghe nói, người này xưa nay nổi tiếng thanh liêm chính trực, Tôi e là... Hắn ngập ngừng, khiến cho Chí Nam nóng lòng hỏi tới. Sao ông có thể nói thế được chứ? Ông là bậc thầy giao tiếp cơ mà. Không phải chỉ ở thành phố này, mà ở cái đất nước này, chẳng có công chức nhà nước cấp cao nào, là không có mối quan hệ hòa hảo với ông. Nếu không, sao ông có thể sống tốt như thế trong giới này? Nếu mà ông không muốn giúp Xuân, thì cứ ra điều kiện, tôi không ngại. Như bị điểm trúng huyệt, lão già liền thu lạnh nụ cười, nghiêm mặt nói. Là cậu nói đấy, đừng có trách tôi. Chị Nam không hề do dự đáp ngay. Được, ông cứ nói. Hắn lại cười rồi bình thản đáp. Cô gái hôm trước cậu mang tới cho tôi. Có thể để cô ta ở lại bên cạnh tôi được không? Chị Nam không thể ngờ. Lão già lại thù dai đến thế. Chuyện hôm trước hắn vẫn để trong lòng. Sắc mặt hắn trùng xuống, hắn lạnh giọng. Tôi cứ nghĩ ông muốn cái gì cao sang hơn. Hóa ra cũng chỉ là phụ nữ. Hắn lờ đi câu nói của chế nam mà nhấn mạnh lần nữa sốt cuộc là có được không cuộc đàm phán không những không thành công mà còn phát sinh rắc rối mới Trí nam vô cùng tức giận hắn đuổi hết đàn em ra ngoài rồi tự mình gọi điện bên kia là dòng của một người đàn ông khác đáp lại với thái độ tức giận không kém gặp nhau rồi nói chuyện cho rõ ràng hôm nay nếu không giải quyết triệt để tôi sẽ không để yên cho anh tắt máy sắc mặt chí nam lúc này rất khó coi đôi mày trao lại nụ cười lệch đi vì hắn đã mất đi một tri kỷ chỉ vì một người phụ nữ mà mình rất hận. Không lâu sau đó, nghe tiếng gõ cửa, Chí Nam nói to. Mời vào. Tấn Phong trong bộ vest sang trọng và lịch lãm, bước vào bên cạnh hắn là một người phụ nữ xinh đẹp, đan thủy. Chí Nam rất ngạc nhiên. Không biết đan thủy đến đây để làm gì? Không lẽ cô đã biết mọi chuyện? Không cần mời, hai người ngồi xuống ghế rất tự tin và thoải mái, ngắm nhìn căn phòng mà cô đã từng rất quen thuộc nội thất đã được thay đổi rất nhiều. Nhưng chiếc hộp bút hắn từng tặng cho cô vẫn ở đó. Chắc có lẽ hắn quá bận rộn nên chưa vứt nó đi. Phút chốc cô khẽ buồn vì những hồi ức xưa trở về trong tâm trí. Chị Nam ngồi đối diện hai người, ném ánh nhìn chán ghét cất giọng. Hai người có chuyện gì mà đến đây một đôi? Chẳng không phải đến để đòi nợ chứ. Tấn Phong không để hắn vòng vo thêm nữa, liền đi thẳng vào vấn đề. Công ty này không phải của một mình anh, Tôi cũng có một phần vốn. Vì thế, tôi có quyền tham gia vào việc kinh doanh của công ty. Tôi ủy quyền cho Đan Thủy sẽ là người thay tôi tới làm việc và giám sát mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Sau này, những việc liên quan tới công ty, cô ấy sẽ quyết định thay tôi. Chỉ nam quá bất ngờ khi nghe những lời này. Vậy là Đan Thủy đã đi trước cắn một nước cờ. Đúng thật, anh Hùng không thoát khỏi ải mỹ nhân. Chưa bao giờ Đan Thủy nhìn thấy sắc mặt của hắn lại khó coi thế này cô thiết nghĩ hắn sẽ càng hận cô hơn nhưng như thế cô lại vui bởi kế hoạch của cô bước đầu đã thành công nếu để cho đan thủy tiếp nhận vai trò tổng biên thập thì hắn sẽ phải ăn nói thế nào với kim quý nước đi này của đan thủy thật sự đã đưa hắn vào thế khó nhưng tấn phong giờ đã chẳng còn đứng về phía hắn hắn buộc phải một mình tự giải quyết mọi chuyện Chỉ nam nhìn đan thủy xinh đẹp trước mặt không khỏi cảm thán chỉ mới vài hôm không gặp cô đã trở thành con người khác hẳn Hắn cứ nghĩ cô sẽ mãi ngốc nghếch yếu đuối mãi là con rối trong tay để hắn sai khiến nhưng không tất cả đã là quá khứ hắn bây giờ chính là đang mắc kẹt trong một mớ hỗn độn tình bạn không còn lại thêm điều kiện ràng buộc với lão vĩnh hà những điều đó khiến cho đầu óc hắn như muốn vỡ tung tình huống thế này là điều mà hắn chưa bao giờ ngờ tới danh chính ngôn thuận trở lại thế giới trẻ trong lòng đan thùy rất vui nhưng con được phía trước rất dài chuyện gì cũng có thể xảy ra Đan Thủy rất muốn biết liệu Kim Quý sẽ trưng bộ mặt nào nếu biết Trí Nam để cô thay thế vị trí tổng biên tập của cô ta. Đan Thủy trang điểm thật đẹp, chọn một bộ quần áo sáng màu, vừa khiến cho cô nổi bật lại vừa thể hiện thần thái sang chảnh của một lãnh đạo. Tần Phong vừa đưa cô đi mua rất nhiều đồ hiệu, đây quả thật là lúc thích hợp để cô sử dụng chúng. Đan Thủy nhìn vào gương mỉm cười, đã lâu rồi cô không có được một cảm giác khảo hứng và thích thú như thế này nụ cười ngây thơ đáng yêu ngày nào đã không còn nữa thay vào đó là sự toan tính và hận thù luôn cháy trong tim đan thủy một mình lái chiếc xe sang trọng tới nhà xuất bản vì tấn phong bận việc nên không thể đi cùng cô đan thủy nhìn một lượt quang cảnh xung quanh chợt nhận ra không gian và nhân sự đã được thay đổi rất nhiều hầu hết nhân sự đều là người mới cô nghĩ thầm đổi chủ thì phải đổi cả con chó giữ nhà cô nhuẹn miệng cười khi hiểu ra chân lý Đan Thủy đẩy cửa bước vào phòng làm việc dành riêng cho tổng biên tập. Chiếc bàn làm việc được bày giữa phòng, trên bàn có những vật trang trí rất xa xỉ. Đây quả thật là phong cách rất riêng của Kim Quý. Từ nhỏ, Kim Quý đã rất thích những món đồ đắt tiền vì theo quan điểm của cô ta, nó thể hiện đẳng cấp của người sở hữu. Chính vì thế, mỗi khi Đan Thủy có bất kỳ món đồ nào thì bằng mọi giá, cô ta cũng phải có một cái tương tự. Thế là dần già, hai người gần như một cặp song sinh. Đan Thủy quan sát một lượt khắp căn phòng, rồi ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc giọt trong một góc. Tấm hình hai người chụp chung đã bị xé làm đôi. Đan Thủy nhặt lên, nắm chặt trong tay, phút chốc cô như muốn xé nát tất cả. Đan Thủy đã từng xem cô ta như người nhà, nhưng cô ta lại coi cô như một kẻ thù. Đan Thủy cảm thấy ghê tởm khi đứng trong căn phòng này, cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay tức khắc, nhưng lý trí mách bảo, hôm nay cô đến đây là để trả thù để khiến cho những kẻ đã từng khiến cô bị tổn thương phải trả giá. Đan Thủy bình tĩnh, ngồi xuống ghế xoay một vòng qua bức tường bằng kính, nhìn thẳng ra bên ngoài. Cô trầm ngâm, tâm tư khó đoán. Bỗng cánh cửa mở ra, Kim Quý bước vào, cô ta bàng hoàng và sừng sốt khi nhìn thấy Đan Thủy. Những dấu chấm hỏi cứ liên tục hiện ra trong đầu, khiến cho cô ta nhất thời không tìm được lời giải. Kim Quý đặt túi sách lên bàn, từ từ tiến lại gần và tỏ ra khó hiểu hỏi cô làm gì ở đây cô có biết nơi này không thuộc về cô không mau biến khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ đan thủy rất bình tĩnh trước những lời đe dọa của kim quý cô khẽ cười khiêu khích tại sao cô không tìm hiểu kỹ trước khi nói ra những lời này cô cũng biết là không đến những nơi không thuộc về mình sao nếu cô hiểu được điều đó sớm hơn thì đâu xảy ra những việc thế này kim quý không dám tin vào tay mình đan thủy vài ngày trước vẫn còn là kẻ vừa bị phá sản vỡ nợ không trốn nương thân thì này lại đứng trước mặt mình nói những lời cao ngạo, cô ta tức giận, tuồn ra những lời khó nghe hơn nữa. cô thật là không biết thân biết phận, bị người ta đá rồi mà còn tỏ vẻ thanh cao. tôi nói cho cô biết, ở đây chẳng còn bất cứ cái gì thuộc về cô nữa, tất cả mọi thứ ở đây đều là của tôi. cô biết điều thì hãy cuốn xéo đi. không khí mỗi lúc thêm căng thẳng, cuộc đối đầu giữa hai người phụ nữ chưa có dấu hiệu kết thúc. Đan Thủy nhìn thẳng về phía Kim Quý đáp. Người phải rời đi chính là cô. Bởi từ hôm nay, tôi chính là tổng biên tập của nhà xuất bản trẻ thế giới. Kiếm quý mặt biến sắc rất khó coi. Cô ta không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nó chẳng khác nào xếp đánh ngang tay. Vị trí này cô ta tốn không ít tâm tư mới có được. Sao lại có thể để mất vào tay kẻ khác chứ? Nhìn tờ giấy quyết định bổ nhiệm vị trí tổng biên tập mới có chữ ký của trí nam mà đan thủy đặt trên bàn. Kiềm quý bây giờ có muốn chối bỏ cũng không kịp. Vậy là cô ta đã bị gã đàn ông của mình luôn tin tưởng và yêu thương lừa gạt. Việc lớn thế này, hắn cũng không thèm bàn bạc với cô ta một lời. Bàn tay run run, kim quý cầm lên xem lại thật kỹ. Chữ ký hoa mỹ kia là của hắn, không thể lẫn vào đâu được. Cô ta giờ đã chẳng còn lời gì để nói. Kim quý bấm điện thoại, định gọi cho Chí Nam để xác nhận mọi thứ. Nhưng chưa kịp gọi thì hắn đã đến. Sắc mặt khó chịu, không cam tâm của hắn đã khiến Kim Quý hiểu ra mọi chuyện. Kim quý liền nằm lấy cánh tay hắn mà van xin. Xin hắn đừng thay thế cô ta. Nhưng hắn im lặng, khiến cho cô ta vô cùng thất vọng. Đan thủy đứng xem kịch hay, trong lòng sảng khoái vô cùng. Chi Nam đẩy kim quý sang một bên, rồi lại tiến tới gần phía của đan thủy nói như xa lệnh. Cô bây giờ đã là người của công ty, vì thế mọi việc trong ngoài cô đều phải lo. Với tư cách là người đứng đầu của công ty, tôi yêu cầu cô phải đề xuất dự án và kế hoạch sắp tới cho công ty làm thế nào để doanh thu đặt 200 tỷ trong năm nay? Cô đừng nghĩ có tấn phong chống lưng thì không ai dám làm gì cô. Ở đây, tôi mới chính là người có quyền hành cao nhất. Nghe xong những lời này, trong lòng kim quý có chút an ủi. Cô ta nhận ra mọi thứ vẫn còn đang uẩn khuất. Rất có thể, cô ta chỉ là vật hy sinh để che giấu cho một âm mưu to lớn hơn. Đan Thủy không hề lo lắng hay hoảng sợ trước những lời đe dọa trên. Cô tự tin đáp. Vậy trong trường hợp tôi vượt chỉ tiêu, thì anh định sẽ thường gì cho tôi? Chế Nam cau mày, vì từ trước tới giờ với anh ta, Đan thủy chỉ là một con cừu non, bỗng dưng hôm nay đáp trả thẳng thắn, khiến cho hắn không khỏi ngạc nhiên. Nhà xuất bản này sẽ là của cô, còn nếu không đạt được thì hãy biến mất mãi mãi đi. Đan Thủy cứng rắn, đáp lại một lời chắc nịch. Anh nói được là phải làm được. Giao ước giữa hai người được thiết lập, một lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể thu lại được. Chị Nam trở về phòng làm việc, Kim Quý cũng theo sau, cô ta hệt như một cái đuôi của hắn. Thấy Chỉ Nam không đả động gì đến mình, Kim Quý nóng lòng lên tiếng. Anh làm như thế là có ý gì? Chỉ Nam quay lại, ném cái nhìn khó chịu về phía cô ta. Chẳng có ý gì cả, chỉ là muốn trôn vui cô ta mãi mãi. Kim Quý nghe thế lạnh hết cả sống lưng, nhưng lòng vẫn vui, bởi nó chứng minh những gì cô ta nghĩ trong đầu là sai. Cô ta nũng nịu, lay cánh tay hắn. Vậy mà em cứ tưởng... Em tưởng gì chứ? Tưởng trong lòng anh có cô ta sao? đừng có mơ nhìn nụ cười khinh bỉ và bất cần của hắn Kiêm quý lại củng cố thêm niềm tin về mối quan hệ của bọn họ cô ta nhẹ giọng dỗ dành em chỉ nói thế thôi chứ em lúc nào cũng tin tưởng anh mà bất giác Kiêm quý nhớ ra cô ta giờ không còn là tổng biên tập nữa vậy thì vị trí của cô ta ở đây là gì kiếm quý ngước mắt nhìn hắn hỏi vậy giờ em làm gì ở đây chứ Chí Nam nhìn người phụ nữ bé nhỏ trong lòng âu yếm. Là cánh tay phải đắc lực của anh đôi tay khẽ vuốt mái tóc cá tính của cô ta, khóe môi nhếch lên, ánh mắt như đang tố cáo những gì hắn vừa nói chỉ là dối trá. Thử thách mà chị Nam đưa ra bước đầu đã khiến cho Đan Thủy gặp không ít khó khăn. Nhà xuất bản kể từ khi rơi vào tay của Chí Nam thì đã không còn chú trọng tới nội dung mà chủ yếu là doanh số. Nhiều tác giả lớn gắn bó thân thiết đã không còn mặn mà. Họ từ lâu đã lãng quên thế giới trẻ. Những đầu sách được xuất bản gần đây, nội dung không đặc sắc, nhưng được chọn do phù hợp với xu hướng của thị trường. Những độc giả khó tính đã không còn tìm thấy những cuốn sách hợp với mình. Doanh số của nhà xuất bản đã giảm sút rõ rệt, giờ muốn lấy lại danh tiếng và chỗ đứng không hề dễ. Huống chi là đạt 200 tỷ một năm. Chị Nam thật sự đã đi một nước cờ cao tay, khiến cho Đan Thủy phải chơi với. Nhưng Đan Thủy nếu muốn đánh bại được người đàn ông này, thì ván cờ này cũng nhất định phải thắng. Cô tuyệt đối không thể để hắn xem thường mình hơn nữa việc đầu tiên mà cô làm chính là tìm một bản thảo xuất chúng vì chỉ có nó mới khiến cô có cơ hội để lật ngược thế cờ cô đã gọi điện cho rất nhiều tác giả mà cô từng quen biết nhưng ai cũng từ chối với nhiều lý do khác nhau nhưng lý do thực sự chính là e ngại về danh tiếng và cách thức làm việc hiện tại của thế giới trẻ hết cách đàn thư chỉ còn có thể trông trở vào một người biết đâu người ấy có thể chỉ cho cô một hướng đi tốt nhất điện thoại bên kia đã đổ chuông Đàn Thủy vẫn đang chờ người bắt máy. Đã lâu rồi, họ không liên lạc với nhau. Cuộc thứ nhất kết thúc. Cô tiếp tục gọi thêm lần nữa, nhưng vẫn không có ai nghe máy. Không bỏ cuộc, cô quyết định gọi thêm lần nữa, và cô đã thành công. Bên kia điện thoại giọng của một người phụ nữ vang lên, quen thuộc. Không ai khác, đó chính là chị Hoa. Đàn Thủy cảm động đến suýt rơi nước mắt. Sau vài lời thăm hỏi, chị Hoa bắt đầu hỏi vào vấn đề chính. Ngoài chuyện hỏi thăm sức khỏe ra, thì em có chuyện gì cần chị giúp không? Đan Thủy ngập ngừng, nói ra những lời trong lòng muốn nói. Chị có quen với tác giả nào gần đây có tác phẩm chất lượng cần xuất bản không? Chị Hoài im lặng một lúc rồi từ từ nói. Chị nói thật, với khả năng hiện tại của thế giới trẻ thì khó hấp dẫn được những tác giả nổi tiếng. Nhưng mà chị có thể giới thiệu cho em một người. Còn việc có hợp tác được với nhau hay không thì phải xem khả năng của em thế nào. Tắt máy, đàn thủy không thôi nghĩ về những điều chị Hoa vừa nói. Ý kiến của chị rất hay, nhưng người ấy chưa chắc đã muốn hợp tác với cô. Mãi suy nghĩ, trời đã ngả về chiều từ lúc nào, cô không hề hay biết. Đan Thủy kéo cao tấm rèm nhìn ra bên ngoài, trời đang đổ mưa. Mưa không nặng hạt, nhưng lòng người ngắm mưa thì nặng chịu. Cuộc sống vô lo vô nghĩ mà cô từng có đã bị cơn mưa cuốn trôi từ lúc nào. Cốc cốc cốc. Đan Thủy giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Tấn Phong cầm một bó hoa hồng lớn trên tay, tặng cô, kèm theo một nụ hôn âu yếm. Đan Thủy khẽ cười, có lẽ trong khoảng thời gian gần đây, Tần Phong chính là người đã quan tâm cô nhiều nhất. Cô khẽ lùi về phía sau để đón nhận, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh. Tần Phong cảm thấy không hài lòng, liền mắng yêu cô. Em khách sáo với anh làm gì? Chúng ta giờ đã là người một nhà. Ba chữ người một nhà của hắn đã thức tỉnh cô. Trước đây cũng có người đã nói với cô như thế. Nhưng rồi, đó chỉ là những lưỡi chót đầu môi. Cô chợt chạnh lòng Nhưng cô cố gắng gượng cười Em hiểu rồi Tấn Phong nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn Như sự trừng phạt ngọt ngào Vóc dáng cao lớn của hắn Ôm trọn cô vào lòng, che chở và nâng niu Tan làm Hai người tay trong tay rời khỏi công ty Tấn Phong lịch sự mở cửa cho cô lên xe Hôm nay cô sẽ để xe ở công ty Bởi ngày mai người đàn ông này Sẽ lại đưa cô đi làm Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ Chị Nam vô tình đã nhìn thấy tất cả Hắn cau mày, nhăn nhó và khó chịu. Bản thân hắn giờ đây đang có rất nhiều mâu thuẫn. Chính hắn cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì. Hắn không yêu cô, nhưng phát ghen khi cô đi bên người khác. Thứ cảm giác khó chịu này cứ giày vò khiến cho hắn như muốn nổ tung. Vẫn như mọi ngày, đàn thủy thức dậy khi Tấn Phong còn đang ngủ say như một đứa trẻ. Dù đang ngủ, nhưng nét mặt vẫn rất tươi và đôi môi như đang trốn chím nụ cười hạnh phúc. Cô lặng ngắm gương mặt này lần nữa rồi chợt buồn vì trước đây cô cũng đã từng tin từng hy vọng vào một điều tương tự thế để rồi phải nhận lấy kết cục ê chề cô đứng dậy bước vào phòng tắm những giọt nước buổi sáng lạnh ngắt khiến tinh thần cô tỉnh táo khỏi những mộng tường cô nhận ra rằng mình đang sống trong hiện thực quá đỗi khắc nghiệt một giọt nước mắt kẽ lăn xuống khóe môi mặn đắng như những ngày tháng đau khổ cô đang phải trải qua tấn phong thức dậy không thấy cô bên cạnh anh lo lắng nhưng rồi vui ngay bởi bàn tay nhỏ bé của cô vòng từ sau lưng tới, ôm trọn cơ bụng săn chắc, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa lên tấm lưng rộng lớn bình yên đến lạ. Cảm nhận được sự an toàn và ấm áp từ cô gái mình yêu, Tần Phong khẽ cười nắm chặt tay cô, giữ như thế một lúc thật lâu. Kể từ khi sinh ra, anh đã là kẻ bị bỏ rơi, vì mẹ chỉ là người phụ nữ sống bám vào những người đàn ông giàu có, vợ con đề huề nhưng vẫn ham của lạ, chưa từng có một người phụ nữ nào cho hắn được cảm giác an toàn như bây giờ. Hắn mỗi lúc lại càng đắm sâu trong cảm xúc được yêu thương, được tôn trọng và được nâng niu. Phố Huế là tên của một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố này. Ở đây, truyền phục vụ các món Huế. Vào những ngày cuối tuần, khách đến rất đông, phải đợi tầm 45 phút. Nhân viên phục vụ là một cô gái còn rất trẻ, gương mặt dạng người bà giọng nói trong trẻo, có đôi chút trẻ con. Đàn Thủy đón lấy menu từ tay cô bé, vui vẻ gọi món. Đan Thủy chợt nhớ, có lần Tấn Phong nói đã lâu rồi, không ăn bún bò Huế, nên cô liền bảo. Bún bò Huế ở đây rất ngon, anh có muốn dùng thử không? Tấn Phong niềm nở, yêu chiều của người yêu. Đúng là trên đời này chẳng ai hiểu anh ngoài em, nhưng mà dù có ngon thì cũng sao bằng em được. Cô gượng ngùng và mắng yêu. Cẩn thận người ta nghe đấy, ở đây đông người lắm. Tần Phong thấy cô ngưỡng thì lại càng thích thú. Họ nghe, cho họ ganh tị luôn. Cô hử nhẹ một tiếng, hai người trò chuyện và cười nói vui vẻ. Chợt bên kia đường có một đám đông vây kín, một người dường như đang phỏng vấn người nổi tiếng. Cô nhổm người gần cửa kính để quan sát rõ hơn. Từ trong đám đông, một người phụ nữ mặc áo khoác dài, đội mũ đen và khẩu trang cố gắng che hết gương mặt. Cô ấy vội vã đi nhanh để đám người không đuổi kịp. Cô không biết là ai, nhưng dường như đã từng gặp gỡ. Cô cố gắng chắt lọc những thông tin mà mình có trong đầu, rồi giật mình khi nhận ra Người phụ nữ sau khi qua đường thì rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người. Đàn thủy vội vàng đứng dậy đuổi theo, làm cho Tấn Phong cũng không kịp ngăn lại. Cổ đèn giao thông trước mặt, nơi người phụ nữ vừa rẽ qua có một quán nhỏ bán đồ lặt vặt. Cô loay hoay vì mất dấu thì đám người cũng vừa đuổi tới. Họ nháo nhào cả lên. Cô không tiện nán lại lâu nên đành rời đi. Khi vừa quay lại chỗ trụ đèn lúc nãy, cô cảm nhận có ai đó đang tiến tới từ phía sau lưng. Đan Thủy giật mình quay lại, hóa ra là Ngọc Trai. Vậy là sau một thời gian im hơi lặng tiếng và tránh né truyền thông, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau. Trong thời gian qua, họ mỗi người một nơi, cứ ngỡ từ nay một đi không trở lại. Nhưng trái đất bốn dĩ hình tròn, chỉ cần còn sống là còn gặp lại nhau. Về nhà, cô rất lo lắng, không biết Ngọc Trai nghĩ thế nào về lời đề nghị của cô. Có khi nào Ngọc Trai vì chuyện cũng mà từ chối. Nếu bị từ chối, cô coi như đã hết đường đi. Nhưng nghĩ kỹ, Ngọc Trai bây giờ đâu còn là nhà văn tiếng tăm hiển hách. Cô ấy rất cần một cơ hội, một dự án thành công để hồi sinh. Tấn Phong đã về từ trước. Hắn rất lo lắng khi đàn thủy đột nhiên biến mất không nói một lời. Nhưng vẫn cố gắng tươi cười hỏi han. Em sao thế? Lúc nãy đi đâu mà không nói với anh một lời? Có biết là anh lo lắng thế nào không? Cô kéo hắn cùng ngồi xuống ghế sofa rồi nũng nịu. Em đuổi theo một người mà em nghĩ là bạn cũ. Nhưng mà thật tiếc chỉ là người giống người thôi. Tấn Phong dỗ dành cô. Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, em đừng buồn nữa. Đan Thủy tựa đầu lên vai hắn thân mật để hắn khỏi nghi ngờ cô. Trong đầu Đan Thủy bây giờ đang có rất nhiều lo lắng và toan tính. Cô cần sớm tìm được đôi sách cho những yêu sách của Chí Nam. Cô không biết tiếp theo Chí Nam sẽ làm gì, nhưng hắn là cáo già nên lúc nào cũng cần phải đề phòng. Qua tấm gương phản chiếu trước, cô bây giờ cảm thấy mình đã không còn là cô gái hiền lương của ngày xưa. Bởi vì cô không thể trở về những năm tháng ấy thêm lần nào nữa. Mỗi ngày, cô đều phải gồng mình và toan tính, và cũng không biết từ bao giờ cô tự chán ghét chính bản thân mình hơn. Chỉ còn vài ngày nữa là đã tới thời hạn mà lão Vinh Hà đưa ra những lời. Thế nhưng mà Chí Nam vẫn chưa tìm ra cách. Hắn suy đi tính lại. Đan Thủy bây giờ, dám đứng ngang hàng và lớn tiếng với hắn. Cũng chỉ là vì cô đang được người từng là anh em của hắn chống lưng. Vậy chỉ cần mất chỗ chống lưng, thì cô sẽ nằm trọn trong vòng khống chế của hắn. Chính vì thế, phi vụ lần này nhất định phải lôi kéo tấn phong tham gia. Nếu không được thì phải tính kế. Chỉ nam bàn bạc trước với lão về kế hoạch lần này. Không ngoài dự đoán, cái gì có lợi thì hắn liền lập tức đồng ý. Lão Vĩnh Hà là hổ ly tu luyện nhiều năm nên thành tinh. Lão ta vừa nghe xong những lời mà Chí Nam vừa nói, trong lòng liền có toan tính. Lão ta đoán chắc, sau lần này, Giữa trí nam và tấn phong, một chút niệm tình xưa nghĩa cũ cũng không còn nữa. Lão ta chẳng yêu thích gì đan thùy, nhưng nếu mà cô có thể khiến cho hai người đàn ông trở thành kẻ thù mãi mãi, thì lão chính là kẻ hưởng lợi nhiều nhất, vậy tội gì lại không dùng đến. Lão ta quất mạnh một cái, quả bóng gôn bay thật xa, cô đánh tuyệt đẹp khiến lão rất hài lòng. Đám đàn em xung quanh vỗ tay rôm rả, những kiểu nữ chân dài đi cùng không ngừng xuyết xoa, nịnh bợ, khiến cho lão ta một bước lên tiên. Tâm trạng của lão hôm nay rất tốt Nên làm gì cũng thuận lợi Ở một diễn biến khác Tấn Phong sau khi nhận được điện thoại của đàn em thân cận Liền tức giận vội vã lái xe đi ngay Trên đường Hắn không ngừng chửi thề Mà người được nhắc tới nhiều nhất Không ai khác chính là Chí Nam Chí Nam đã quá hiểu tính khí nóng nảy của Tấn Phong Cho nên đã bắt ghế đợi sẵn Chỉ cần chờ hắn đến Chiếc xe vừa phanh gấp trước cửa Tấn Phong không mảng tới những lời chào hỏi của đám đàn em Liền sấn sổ bước vào trong Chí Nam ra hiệu cho tất cả ra ngoài để hai người cùng nói chuyện. Không đợi cho Chí Nam cất tiếng thì Tấn Phong liền chất vấn. Tôi đã nói rất rõ rồi, chúng ta từ nay đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, sao anh lại còn lôi tôi vào trong chuyện này nữa? Chí Nam rất bình tĩnh đáp lại. Tôi biết chú giận tôi vì chuyện cũ, nhưng mà chúng ta gắn bó bao năm vào sinh gia tử. Tôi có phi vụ hời thế này, không thể không để phân chú. Hơn nữa trong vụ làm ăn này đối với chú, chỉ có lợi, không có hại hắn dừng lại rồi chậm rãi nói những lời rất hợp lòng người lão vĩnh hà từ trước tới nay đều luôn nhắm đến chúng ta ngay từ đầu lão ta đã biết quá nhiều chuyện về chúng ta nếu lần này chúng ta từ chối e là sẽ đắc tội với lão nếu điều đó xảy ra thật chỗ có biết hậu quả thế nào không tấn phong trùng lại bởi hắn biết kể từ khi đặt chân vào con đường này thì chỉ có thể đi tiếp và không thể dừng lại nhưng trước đây là vì hắn không còn sự lựa chọn nào khác trước những bất công và cạm bẫy của cuộc đời giờ hắn đã tìm được người mình yêu tìm được lẽ sống nên thật lòng chỉ muốn thoát khỏi cái thế giới sơ bẩn này thôi chẳng phải nếu không có tôi anh vẫn tự làm được sao tôi không cần bất cứ lợi ích nào từ việc này cả tôi sẽ rời đi vì thế từ nay đừng tìm tôi nữa chị Nam nghe thế liền lớn giận hắn nói như quát chú chưa hiểu vấn đề nữa sao tất cả mọi chuyện đều do cô ta mà ra lão Vĩnh hà đã để mắt tới cô ta Ngày nào chú còn vương vấn cô ta, ngày đó chú còn phải gặp nguy hiểm, có thể sẽ mất mạng đấy. Tần Phong cũng không nhượng bộ mà đáp trả đánh thép. Chúng tôi yêu nhau, lão ta có quyền gì mà chia cắt? Nếu hắn mà cứ ép tôi vào đường cùng, thì tôi cũng sẽ không để yên đâu. Chỉ Nam tiến lại gần hơn chút nữa, ánh mắt miêu mô dò xét tâm tư của Tấn Phong. Nếu như chú muốn thoát khỏi sự khống chế của lão, thì chỉ còn cách phối hợp với tôi, diễn thật tốt vở kịch này. Sau khi hạ được lão ta, chú có thể sống tiếp những ngày tháng an yên với người mình yêu tôi hứa sẽ để chú đi sau khi mọi chuyện kết thúc tấn phong dường như đã hiểu ra điều gì nên cơn nóng giận tạm thời dần xuống ngày lúc này chị nam hiểu ra rằng kế hoạch của hắn bước đầu đã thành công hắn ghé sát tai rồi thầm thì với tấn phong điều gì đó chỉ có hai người họ biết ngọc trai sau khi vướng vào thị phi thì đã không muốn bon chen đua tranh với người với đời cô đã rời thành phố tới vùng ngoài ô mua một căn nhà nhỏ, nhưng mà vẫn không từ bỏ ước mơ sáng tạo ra những tác phẩm hay. Trước đây, ngoài viết văn, cô còn tham gia sự kiện quảng cáo. Để tăng thu nhập và đáp ứng nhu cầu hư vinh cho bản thân, thì nay cuộc sống đã trở nên bình dị nhưng vẫn rất thú vị. Sau biến cố lớn, cô đã thay đổi suy nghĩ, sống chậm lại để tận hưởng kỹ hơn niềm vui của cuộc sống. Ngôi nhà ngọc trai đang ở, được thiết kế kiểu nhà vườn xứ Huế. Căn nhà được xây dựng chủ yếu từ gỗ nên rất mát xung quanh có một khu vườn rộng trồng rất nhiều hoa và cây ăn quả. Ngoài ra còn có cây cảnh nữa. Ngọc Trai có thói quen siêu tầm các loài cây, hoa quý hiếm, nên khắp nơi trong không gian sống của cô đều rợp bóng cây xanh và hương thơm dịu nhẹ của các loài hoa. Đã hơn một tuần kể từ khi gặp nhau, Ngọc Trai vẫn chưa liên lạc lại. Thấy thế, nên đàn thủy sốt ruột tìm đến nơi ở của cô. Nghe tiếng chuông cửa reo, Ngọc Trai đặt cốc nước đang uống dở trên xuống, rồi bước ra. Nhìn thấy Đan Thùy trong bộ vest sang trọng, trang điểm kỹ càng và mang theo bên mình một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ và lịch thiệp. Ngọc Trai chững lại vì không tin vào mắt mình. Người đàn ông kia sao lại có thể đi cùng với Đan Thùy? Tại sao hai người lại trông vô cùng thân thiết như một đôi tình nhân? Ngọc Trai nè sang một bên để hai người bước vào trong. Không gian bên trong không rộng lắm, nhưng sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và rất tiện nghi. Kể từ khi nhìn thấy Tấn Phong, thái độ của Ngọc Trai có gì khang khác? cô không còn tự nhiên và thay vào đó là sự bối rối và ngỡ ngàng đan thủy nôn nóng nên muốn vào thẳng vấn đề chuyện hôm trước em bàn với chị chị đã suy nghĩ tới đâu rồi ạ à? có thể nói cho em một chút được không ngọc trai mời hai người uống nước rồi từ tốn nói thật ra chị không muốn cuộc sống quá đua tranh, bon chen thật là không tốt kể từ khi chuyển về đây chị đã như một con người khác đời bình yên có lẽ là tốt hơn cả em ạ à. Đan Thủy vừa nghe đã ngầm hiểu ra ý của Ngọc Trai, nhưng cô không hề có ý định bỏ cuộc mà tiếp tục thuyết phục. Em biết là chị cần thời gian để bình tâm xem xét lại mọi chuyện. Nhưng lẽ nào chị có thể im lặng bỏ qua tất cả? Bỏ qua những người đã khiến chị mất hết danh tiếng và sự nghiệp ư? Chị không thể để họ xem thường chị, công chúng hiểu lầm chị. Ngọc Trai nghe những lời này, cũng thấy sao lòng chặt lưỡi. Đời thiếu gì chuyện bất công, chị đã quá mệt mỏi rồi. Đàn thủy khẩn thiết mong muốn Ngọc Trai quay trở lại, bởi đây là cơ hội duy nhất để cô trở mình. Nhưng trước thái độ dứt khoát của Ngọc Trai, Đan Thủy rất thất vọng, Tấn Phong ngồi bên cạnh không cầm được lòng mà lên tiếng. Có lẽ chị đang lo lắng, nếu lần này xuất bản không thành công thì sẽ còn thảm hại hơn nữa. Nhưng mà tôi đảm bảo cho chị chắc chắn là sẽ thành công. Còn nếu không thành công, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngọc Trai rất bất ngờ nên hỏi lại. Chú lấy cái gì để đảm bảo? Tấn Phong không ngần ngại trả lời. Tôi chính là cổ đông lớn đứng thứ hai tại nhà xuất bản tính tới thời điểm hiện tại. Tôi sẽ đem toàn bộ cổ phần của mình chuyển sang tên chị nếu dự án này thất bại. Vì thế chị không cần phải lo lắng nhiều. Ngọc Trai cười khổ. Chú làm thế thì tôi chẳng khác gì là ăn cướp. Để là của chú, tôi sao có thể... Tấn Phong một lòng kiên quyết. Tôi làm thế là vì tôi tự nguyện, chứ không phải là vì chị. Đương nhiên rồi, không phải là vì tôi, mà là vì mỹ nhân bên cạnh cậu. Ngọc Trai thầm nghĩ, Mười năm trước cậu ta còn là một thiếu niên bốc đồng, bỏ nhà đi bụi. Này đã trở thành một gã đàn ông ngông cuồng phách lối. Để rồi xem, liệu anh ta sẽ kiêu ngạo được tới bao giờ? Mười năm trước vào một đêm mưa gió, khi đang đi làm về trên con đường vắng vẻ, bỗng dưng ngọc trai gặp một đám thanh niên. Cô vội vàng quay đầu bỏ chạy, nhưng không ngờ bọn họ lại đuổi theo. Khi chạy tới ngõ cụt, không còn đường, cô đã khóc lóc van xin, nhưng bọn chúng cứ tiến lại gần, Tên cầm đầu đã nói những lời khiến cho cô phải sợ hãi. Cô ta cũng ngon đấy chứ, anh em xông lên. Đúng lúc bọn chúng định làm hại cô, thì một kẻ trong số đó đã ngăn cản giúp cô có cơ hội trốn thoát. Ngọc trai không biết vì lý do gì, hắn làm thế. Nhưng kể đó về sau, cô đã có cách nhìn khác về cuộc sống. Mười năm đã trôi qua, hôm nay cô gặp lại người đó. Anh ta có thể đã quên chuyện cũ, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ. Anh ta vẫn vậy, ngông cuồng và thích làm những điều khác biệt chị nam dạo này tung tích bất thường hẳn ta hãy đi sớm về trễ vốn tính hay nghi ngờ ghen tuông kim quý đã bí mật theo dõi hắn buổi chiều khi hắn rời khỏi nhà xuất bản kim quý đã theo đuôi và bất ngờ biết được hắn tới một tụ điểm ăn chơi có tiếng ở thành phố này nơi này kim quý đã từng đến nhưng không biết rằng chị nam chính là ông chủ hắn bước vào một căn phòng cửa khép lại bên ngoài có rất nhiều đàn em canh gác nên cô ta không thể đến gần để tránh sự chú ý của bọn chúng, Kim Quý sẽ qua hành lang bên phải lối tới nhà vệ sinh. Khi đi ngang qua nhà vệ sinh Nam, cô ta nghe thấy ai đó đang nhắc tới Chí Nam nên tò mò nán lại xem xét tình hình. Bên trong giọng của một người đàn ông lớn tuổi, vừa nói vừa cười cợt vang lên rất rõ. Chí Nam, thẳng danh con đó, sao có thể là đối thủ của tôi? Hắn tật không biết lượng sức mình khi lợi dụng tôi. Còn đàn bà đó nhìn là biết hắn thích cô ta, nhưng giờ đã ở bên cạnh thằng bạn thân của hắn, nên hắn không cam tâm hắn định lợi dụng tôi để phá đám đi mà nếu bây giờ tôi không dạy cho hắn một bài học nhớ đời lần này tôi phải khiến hắn dâng cô tá cho tôi bằng cả hai tay kim quý đã nghe hết mọi chuyện cô ta không hiểu giữa những người đàn ông này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ như là chuyện có lợi cho cô ta trở về nhà kim quý suy nghĩ mọi chuyện thật kỹ rồi quyết định hành động hôm nay đàn thủy vẫn đi làm như mọi ngày vừa vào văn phòng đan thủy giật mình khi kim quý cũng ở đó cô dự cảm điều chẳng lành cô đặt túi lên bàn tỏ vẻ bình thản hỏi có chuyện gì mà tới tìm tôi sớm thế này kim quý nhếch môi cười khinh bỉ đến xem cô từ khi cặp đại gia đã sống như thế nào đan thủy có chút khó chịu nhưng không để cô ta đắc ý liền đáp trước giờ có khi nào cô quan tâm đến tôi tự nhiên hôm nay đổi ý thế không quen kim quý bực bội ra mặt không kiềm chế được nói ra mọi chuyện cô cũng chỉ là một con dối để cho người ta khống chế và sai khiến thôi tấn phong anh ta không bảo vệ được cô đâu mà cũng có thể anh ta chỉ lợi dụng cô thôi và cả chí nam cũng thế nếu không tin thì cô có thể tìm hiểu xem gần đây họ đang có kế hoạch gì à còn chuyện này nữa đừng vội tin vào người mà mình chưa hiểu rõ về quá khứ của họ cái này tôi nhắc lại chờ cô hiểu rõ hơn ai hết nhìn dáng bộ mỉa mai và kiêu ngạo của kim quý Đan thủy thật sự rất tức giận, nhưng mà lời cô ta nói cũng rất đáng để cô phải suy nghĩ. Đan thủy suy nghĩ về những điều mà Kim quý nói. Cô nhận ra Tần phong dạo này rất hay ra ngoài. Mỗi khi có điện thoại, dường như đang giấu giếm điều gì đó. Có một lần Tần phong nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm, rồi đi ngay, mặc cho Đan thủy khuyên ngăn. Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm kể từ khi hai người quen nhau. Tần phong đã đặt sẵn bữa tối ở một nhà hàng sang trọng. Nhưng mà Đan thủy muốn dành cho anh bất ngờ nên sẽ tự mình vào bếp buổi chiều cô tan ca sớm để đi siêu thị mua ít đồ kể từ khi đến với nhau cô chưa từng nấu cho hắn bữa nào tại nhà nên sự kiện lần này khiến hắn vô cùng xúc động bữa tối chỉ có hai người trên chiếc bàn ăn sang trọng đàn thủy chuẩn bị rất nhiều món món nào nhìn cũng rất hấp dẫn tấn phong vốn từ nhỏ đã không có gia đình nên những bữa cơm ấm áp thế này luôn là điều mà hắn ao ước anh nên lung linh khiến cho không gian mờ mờ ảo ảo, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, tiếng leng keng của chuông gió hòa với tiếng chạm của ly rượu vang lên những âm hưởng tuyệt vời. Ánh mắt si mê của Tấn Phong nhìn cô thật khiến người khác phải ghen tị. Trong cơn say tình, hắn đã không kiềm chế được mà quấn lấy cô, hai cơ thể quyện vào nhau, một đêm hoan tình nữa lại trôi qua. Nửa đêm, khi Tấn Phong đã ngủ say như một đứa trẻ, cô bật dậy, cô cầm chiếc điện thoại của hắn ra ghế sofa rồi xem nhật ký của gọi và tất cả tin nhắn trong thời gian gần đây. Thật không thể tin, những gì kiếm quý nói đều là sự thật. Nước mắt lưng tròng, cô thật sự sợ hãi cuộc sống với những con người dối trá. Cô lúc đầu nghi ngờ hắn, nhưng với sự quan tâm, chăm sóc tận tình của hắn, cô đã dần dạ quên đi những nghi hoặc trong lòng. Nhưng thật không ngờ, hắn ngoài miệng nói đã cắt đứt với trí nam, toàn tâm toàn ý giúp cô. Nhưng thực ra vẫn qua lại với người anh em từng đồng cam cộng khổ cùng hắn. Đan Thủy cười khổ, dù sao họ cũng đã gắn bó với nhau như ruột thịt nhiều năm. Một cô gái yếu đuối như cô, sao có thể chia rẽ họ? Sau tất cả, đàn thủy vẫn thua sự yếu đuối trong trái tim mình. Cứ mỗi lần mở lòng tin tưởng thì một lần nữa lại bị lừa dối và tuyệt vọng. Chỉ Nam nhòi người với lấy điện thoại trên bàn khi nghe tin nhắn tới, miệng lẩm bẩm trời thầm. Không biết ai mà làm phiền sáng sớm thế này. Hắn bỗng giật mình, mở to mắt và dán sát vào màn hình. Khi nhìn thấy tên người mà hắn nghĩ sẽ chẳng bao giờ chủ động liên lạc với hắn nữa. Đan Thùy Hôm nay tôi muốn gặp anh, tôi có việc cần nói. Anh có thể từ chối, nhưng quyết định này sẽ khiến anh hối hận cả đời. Hắn im lặng, sửng sốt rồi lướt nhẹ ngón tay, một tin nhắn đã được gửi đi. Hắn bước xuống khỏi giường và nhà tắm, tiếng nước chảy ào ạt từ trên xuống, lạnh ngắt, khiến cho hắn tỉnh ngủ hẳn. Thân hình khỏe quán rắn chắc, phản chiếu trong ánh gương thật hoàn mỹ trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, thỉnh thoảng lại nhếch môi, biểu hiện một ý nghĩ sâu xa. Từ trước đến nay, chưa từng có ai đoán trước được những suy nghĩ của hắn. Hẳn như cơn gió thoảng qua rồi biến mất, để lại trong lòng người khác sự vương vấn. Sau một hồi thư giãn trong làn nước mát, hắn khoác chiếc khăn và bước ra ngoài. Chiếc khăn không dài cũng không ngắn, chỉ đủ để che đi những phần quan trọng ở thân dưới, cờ bụng lộ ra săn chắc tuyệt đẹp. Hắn ngồi trên ghế suy tư, nét mặt đăm chiêu khó hiểu, có chút do dự rồi bước vào trong chọn một bộ vest địch lãm khoác lên người và rời đi bước vào quán cà phê quen thuộc nơi hai người đã từng nhiều lần hẹn hò khi còn mặn nồng chỉ nam bỗng dưng trồn bước không gian quen thuộc cảnh vật quen thuộc nhưng tình cảm tâm tư đã đổi khác người hẹn hắn giờ đã không còn là cô gái ngây thơ cô tình nhân nhỏ bé mà là một cô gái trưởng thành trải qua bao thương tổn sâu sắc hắn chính hắn và những thù hận trong lòng hắn đã giết chết một tâm hồn thanh thuần. Hắn đảo mắt nhìn quanh và nhận ra Đan Thùy đang ngồi ở chiếc bàn cũ ngày xưa. Bất giác, hắn có chút dao động. Hắn nghĩ thầm, cô ấy có ý gì mà lại làm như thế? Chẳng nhẽ lại muốn ôn lại kỷ niệm xưa? Hắn chỉnh lại vạt áo rồi tự nhiên bước vào trong, đôi mắt vẫn lạnh lùng như xưa. Và đã dừng lại chỗ, quan sát một chút rồi ngồi xuống phía đối diện. Nhân viên phục vụ hỏi hắn có muốn gọi gì không? Hắn rửa tay và ra hiệu từ chối. Cô bình thản như một ngụm trà Tỏ vẻ không mấy để tâm đến hắn Hắn sốt ruột Hôm nay cô hẹn tôi ra đây có việc gì Cô nói nhanh đi tôi đang rất bận Cô nhìn hắn tử tốn đáp lại Anh bây giờ thật không giống anh của ngày xưa Anh trước đây Không đợi cho cô nói dứt lời thì hắn đã cắt ngang Chuyện đó đã là quá khứ Không còn ý nghĩa gì với tôi nữa rồi Nếu như mà cô không còn chuyện gì khác Thì tôi đi trước đây Hắn đứng dậy rời đi thì chợt nghe giọng của đan thủy vang lên rất rõ anh đã đi gặp lão vĩnh hà đúng không những chuyện làm ăn giữa anh và ông ta tôi đã biết hết rồi và còn cả những chuyện anh đã hứa hẹn với tấn phòng nữa tôi còn biết thường vụ nếu không có sự đồng ý của tôi anh khó lòng thành công chị nam chững lại ngồi xuống ghế thái độ lạnh lùng sao cô lại biết những chuyện này cô theo dõi tôi ư đan thủy vẫn bình tĩnh trả lời cái bây giờ anh nên quan tâm không phải là chuyện này mà làm sao để cho lão vĩnh hà cho anh cơ hội hắn hạ giọng điều kiện của cô là gì cô nhìn thấy hắn hạ giọng trong lòng có chút đắc ý nhưng vẫn không thể hiện ra cô nhìn hắn quan sát sự khó chịu trên gương mặt và đôi mày cau lại trông rất điền trai tôi muốn anh thực hiện tất cả những gì đã hứa với tấn phong và giữ bí mật về cuộc gặp của chúng ta hôm nay hắn cười khổ trong giọng nói có chút chua chát sao cô lại lo lắng cho hắn như vậy cô động lòng với hắn rồi à Tôi không nghĩ cô lại dễ dãi với đàn ông như thế, khi mà cách đây không lâu, cô vừa bị lừa một cú thật đau. Chí Nam vừa khơi dậy vết thương lòng của cô, khiến cho cô cảm thấy trái tim mình nhói đau. Hắn cố tình làm cô bị tổn thương lần nữa, nhưng cô thừa hiểu được ý đồ của hắn nên bình thản đáp. Đàn ông trên đời, không phải ai cũng xấu xa, người hiện tại có thể chưa phải là người tốt nhất, nhưng so với người trước đó đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, anh ấy cũng ở bên tôi những lúc mà tôi cần không toàn tính và luôn chăm sóc tôi tử tế. Tôi không tin, cả đời tôi chỉ gặp lại được toàn những loại cặn bã. Tôi không thể vì một gã tuổi nào đó mà đánh mất niềm tin vào cuộc sống được. Chí Nam, thừa hiểu những lời kia là nhằm vào mình nên trong lòng rất bực bội. Đôi mắt hắn đỏ rực lên vì tức giận, cứ tưởng đến để nghe những lời van xin, ai rẻ lại bị đá đều. Cô cứ thử đi, rồi sẽ có một ngày cô hiểu ra những gì tôi nói chỉ vì muốn tốt cho cô thôi. Đừng để đến lúc ê chè rồi Mới nhận ra đời thật là nghiệt ngã Đan Thủy chẳng buồn quan tâm hắn nghĩ gì Bởi hôm nay là do cô chủ động hẹn hắn Nên mục đích cô đã đạt được Thì sao phải bận lòng Vì những lời dư thừa kia Không gian cũ người cũ Nhưng mối quan hệ đã đổi khác Đúng như thỏa thuận Cô một mình lái xe tới sân gôn Và đợi Trí Nam ở đó Rồi hắn sẽ đưa cô đến gặp Lão Vĩnh Hà Để bàn chuyện làm ăn Tấn Phong đã ra ngoài từ sáng bởi vì có chuyện quan trọng cần bàn với đối tác. Đan Thủy không nói chuyện này với Tấn Phong bởi trong lòng cô đã có sự tính từ trước. Lâu lắm rồi, Đan Thủy không đến những nơi dành cho giới thượng lưu kể từ khi gia đình xảy ra biến cố. Quá nhiều chuyện không hay xảy ra khiến cô không còn mặn mà với những thú vui xa xỉ. Cô bây giờ chỉ muốn làm thế nào để trả được mối hận này càng sớm càng tốt. Nếu hôm nay không vì việc lớn, cô nhất định sẽ không đến nơi này ngắm mình trong bộ váy ngắn thể thao, cô rất hài lòng với vóc dáng xinh đẹp, thon thả, nhưng rồi lại đượm buồn khi nhớ về quá khứ một thời tươi đẹp. Cái thời vô lo vô nghĩ nơi còn đâu? Trong lúc chờ đợi, cô chỉnh lại lớp phấn phủ, một nhân viên nhận ra cô liền chào hỏi. Lâu lắm rồi em không thấy chị đến à? Cô ngẩng đầu lên, cô không nhận ra, nhưng vẫn cười chào hỏi thân thiện, cô rất vui vì có người nhận ra mình, cô chỉ sợ bản thân mình thay đổi tới mức người khác không nhận ra. Cô tự mỉm cười, đã lâu rồi cô không có cảm giác thú vị thế này. Bỗng nghe tiếng ai gọi từ phía sau, Đan thủy quay lại, chị Nam đã tới, hắn đi một mình, hắn ngồi xuống đối diện cô rồi ra vẻ như quan tâm vừa như đá đều. Sao cô đến sớm thế? Tôi qua không ngủ được sao? Cô mong chờ đến thế à? Nhìn bộ dạng cười cợt trêu ngươi của hắn, Đan Thủy cảm thấy thật ghê tởm. Tôi là người không có thói quen đến muộn, còn anh sao cũng đến sớm thế? Chẳng không phải mất ngủ chứ? Bị hỏi bất ngờ, chị Nam nhanh trí đáp. Ngủ rất ngon là đang khác. Từ xa, cô nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng. Cô ngầm nhận ra lão Vĩnh Hà, nhưng lão làm thế này thật là quá vô trương. Chiếc xe vừa dừng lại, nhân viên liền chạy tới mở cửa, cúi chào lịch thiệp. Lão ta không tới một mình, mà còn mang theo hai của em chân dài xinh tươi. Chắc hẳn, lão là kiểu người không sống được nếu không có phụ nữ bên cạnh. Chị Nam nháy mắt, ra hiệu cho cô đi cùng hắn tới chỗ lão Vĩnh Hà. Nhắc thấy cô, lão ta như mèo thấy mỡ, nụ cười nham hiểm chệm chệ trên môi. Lão vỗ nhẹ lên vai của Trí Nam rồi nhìn Đan Thủy cười lớn. Chú hôm nay thật không làm anh thất vọng. Nếu sau này được hợp tác dài dài cùng hai người thì còn gì băng? Nụ cười nham nhở, ánh mắt danh ma của hắn khiến cho Đan Thủy thật buồn nôn. Cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay tức khắc, nhưng đầm lao thì đành phải theo lao. Nắng hôm nay không lớn, khí trời có chút dịu nhẹ nên rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời nhân viên lái xe điện đưa họ ra sân lão vĩnh hà muốn cho đan thủy ngồi bên cạnh hắn nên đưa tay đỡ cô lên xe cô đã khéo léo từ chối bị từ chối hắn hơi ngượng ngùng nhưng với bản chất của một cáo già thì mấy việc này có là gì hai cô gái đi cùng hắn tỏ ra khó chịu khi bị đan thủy chiếm mất chỗ họ biểu môi mỉa mai nói cô có phúc mà không biết thưởng cô vẫn bình thản không quan tâm tới thái độ của họ bởi cô xưa nay không thích đôi co với những người không hiểu chuyện. Lão Vĩnh Hà lúc nào cũng muốn kẻ kẻ bên cô, điều đó đã khiến cho Chí Nam tỏ ra khó chịu. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay chẳng qua chỉ là để cho Chí Nam thực hiện được điều hắn đã hứa là đưa cô tới gặp lão ta. Còn những việc quan trọng thì họ sẽ chưa bàn đến. Cô cứ theo họ từ hết hố ga này cho tới hố khác mà vẫn không nghe ngóng được gì. Trong lòng có chút rút ruột. Thấy vậy, Lão Vĩnh Hà liền hỏi. Sao thế? Cô không thích môn thể thao này sao? Cô qua đây để tôi chỉ cho cô chơi. Hiểu được ý đồ của hắn, đàn thủy từ chối, nhưng trí nam đã cản lại. Cô ấy chơi không giỏi, nên nhất định phải nhờ những người có kinh nghiệm như ông chỉ dạy thêm. Cũng giống như lần trước, hắn cố tì đành mạnh cô về phía lão già kia. Lão ta thừa cơ hội, chỉ cô tư thế đứng sao cho vững, cầm gậy thế nào cho chắc, tạo đà ra sao. Rồi luồn bàn tay hư hỏng, qua vòng eo thon gọn của cô xoa nhẹ. Lão còn ghê tởm hơn khi cố tình nhòm ngó vòng một của cô và áp sát vào người cô. Đan Thủy rất căm phẫn, nhưng chẳng thể làm gì vì cô hầu như không đủ khả năng để phản ứng. Bỗng một cánh tay vùng lên đấm thẳng vào mặt lão, khiến cho lão choáng váng, xoay vòng rồi ôm mặt đau đớn. Tần Phong xông tới, định đấm thêm mấy phát thì bị Chí Nam ngăn lại. Hắn giữ chặt tay Tấn Phong ở phía sau, khiến cho Tấn Phong không di chuyển được. Lão Vĩnh Hà sau khi nhận được đòn trời giáng thì rất tức giận. Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào mặt và quát to. Thằng nhãi con, mày có biết tao là ai không mà dám đánh tao? Tao nói cho mày biết, tất cả là do anh em tốt của mày làm ra đấy. Nếu có ý kiến gì thì đi mà hỏi nó đi. Tần Phong tức giận, vùng mạnh tay nhìn thẳng về hướng của Chí Nam chất vấn. Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao anh lại nuốt lời? Anh là kẻ xào trá, từ nay tôi sẽ không tin anh nữa đâu. Tần Phong kéo tay đan thủy rời đi, Chí Nam nhìn theo trong sự tức giận. Nhưng mọi chuyện đã vỡ lờ, hắn bây giờ đã không còn đường lui. Lão già Vĩnh Hà một lần nữa sẽ không để hắn yên. 15 năm trước, Tấn Phong là một cô nhi, mẹ hắn làm cách nghề không ai muốn nhắc tới. Hắn chính là hậu quả của một lần tai nạn nghề nghiệp. Và cũng kể từ khi có hắn, công việc của mẹ hắn đã không còn thuận lợi như trước. Từ nhỏ, hắn đã bị người ta dèm pha dễu cợt, khinh bỉ. Vì tới cha mình là ai cũng không biết. Những lần bị ức hiếp, không một ai giúp đỡ hay bảo vệ. Hắn đã bị cô lập, rồi trở nên chán ghét cuộc sống, bỏ nhà đi bụi. Ngày hắn ra đi, mẹ hắn không hề tìm kiếm, thậm chí cả tuần liền, hắn không về nhà thì bà mới hiểu chuyện. Kể từ ngày đó, giữa hai mẹ con đã không còn liên lạc lại với nhau. Một đứa trẻ 15 tuổi bỏ nhà đi bụi, bán vé số, bán báo, bốc vác, lơ xe, nhặt ve chai, kiếm sống trường đời. Đã cho hắn được nhiều bài học quý giá. Một lần vì cạnh tranh khách hàng với người khác mà hắn đã bị đánh không thương tiếc trong lúc bị ép vào bước đường cùng, hắn đã không còn cách nào khác phải phản công. Đó là lần hiếm hoi, hắn dám đứng lên để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Nhưng một tai nạn xảy ra khiến cho hắn phải giam hãm tuổi trẻ của mình ở trong ngục tù. Vì bất đồng vì lợi ích nhóm người kia, cậy mình đông người yêu cầu hắn nộp tiền bảo kê. Kiếm tiền khó khăn, nhưng chẳng được bao nhiêu lại bị cướp hết. Hắn tức giận nhưng cao trào là việc họ xem thường người sinh ra hắn. Trong lúc phẫn nộ, hắn đã đâm chết một người trong số bọn chúng, nhìn cái xác nằm bất động dưới đất. Hắn hoàng sợ, vì đây là lần đầu tiên hắn cướp đi sinh mạng của người khác. Nhưng cũng kể từ đây, cậu bé nhút nhát trong con người hắn, dần biến mất, thay vào đó là một người đàn ông bản lĩnh, quyết đoán, việc gì cũng dám làm. Hắn sống không vì ai, chỉ vì chính bản thân mình, cho tới ngày gặp được người mà hắn muốn hy sinh tất cả. Có thể người đời trách cánh tàn nhẫn, và bản thân hắn cũng thấy mình sai. Nhưng mọi sự chịu đựng trên đời đều có giới hạn, một khi giới hạn bị phá vỡ thì điều tồi tệ nhất sẽ đến. Những ngày tháng trong tù, cuộc sống vô cùng khắc nghiệt mà cũ bắt nạt ma mới, cá lớn nuốt cá bé là điều không tránh khỏi. Vào một buổi chiều, khi đang ở sân tập thể dục, hắn bất ngờ bị một nhóm bạn tù đánh đập dã man. Mọi người không ai dám can ngăn, cứ ngỡ hắn đã phải bỏ mạng kể từ hôm ấy. Nhưng rồi thần chết đã từ chối hắn. Chí Nam chính là người đã cứu hắn, Kể từ đấy hai người tương sinh tương ái, giúp đỡ lẫn nhau và trở thành anh em một nhà. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được sự che chở và bảo vệ của ai đó, ấm áp đến nhường nào. Ngày tháng trôi qua đối với hắn đã trở nên quý giá hơn rất nhiều. Hắn quyết tâm sẽ trung thành tuyệt đối với người anh em này đến hết đời. Nhưng mọi chuyện đã không như ý. Tấn Phong không ngủ, lặng lẽ hút một điếu thuốc. Đã lâu rồi hắn không hút thuốc, vì đan thủy không thích mùi khói thuốc tỏa ra nhưng giờ những điếu thuốc này đang khiến hắn giải tỏa phần nào những suy tư ở trong lòng hít mạnh rồi thở nhẹ khói thuốc lan tỏa xung quanh từ điểm nhìn ban công của một căn hộ trên tòa nhà cao hắn chợt nhận ra sự tranh vênh mà bấy lâu nay mình không hề để ý đến bởi hắn luôn nghĩ đời mình lúc nào cũng gắn bó với người anh em tốt này nhưng nay có thể sẽ đoạn tuyệt ân tình chợt thấy lẻ loi và cô đơn vô cùng hắn thật ra không hung dữ cũng không tàn độc hay mưu mô xảo trá nhưng tuổi thơ thiếu tình yêu thương và sự quan tâm của đấng sinh thành đã khiến cho hắn trở nên cảnh giác đề phòng và ích kỷ hơn hắn phải nghĩ tới lợi ích của mình trước khi nghĩ cho người khác chị nam đã từng cứu hắn che chở cho hắn nhưng nay người anh em đó vì lợi ích riêng của mình mà gài bẫy và làm tổn thương cô gái hắn yêu thì cũng không thể trách hắn sao lại tuyệt tình sự kiên trì hay lòng trung thành của một con người cũng có giới hạn nếu bị áp bức thì đến cuối cùng ai rồi cũng sẽ phản kháng. Chỉ là hắn tiếc cho những năm tháng qua đã quá tin tưởng vào một kẻ lạnh lùng và máu lạnh như Trí Nam. Cầm điện thoại lên, hắn lặng lẽ xóa đi những tấm ảnh hai người chụp cùng nhau và số điện thoại của Trí Nam mà chỉ mỗi hắn biết. Sau đó hắn tháo xem ra, cố ý đánh rơi xuống mặt đường. Nét mặt bàng hoàng nhưng cũng rất quyết đoán vì hắn không thể giao dự thêm được nữa. Sự việc hôm nay thật sự đã khiến hắn rất thất vọng và niềm tin đã không thể cứu vãn. Sáng sớm, Tấn Phong đã thức dậy. Hắn ngắm nhìn Đan Thùy đang ngủ say thật lâu rồi mỉm cười. Có vẻ như hắn không còn giận cô nữa. Hắn thay quần áo, đợi cô sửa soạn rồi cùng tới nhà xuất bản. Tại nhà xuất bản, Tấn Phong đã thông báo cho Trí Nam về một cuộc họp quan trọng. Hắn muốn từ nay mình sẽ trực tiếp tham gia vào quản lý mọi hoạt động kinh doanh của nhà xuất bản với quyền hạn không kém Trí Nam là bao. Trí Nam dù hiểu được lý do tại sao hắn làm thế nhưng vẫn rất khó chịu. Nếu để Tấn Phong trực tiếp tham gia, hắn sợ những phi vụ làm ăn bất chính của mình sẽ bị bại lộ. Nhưng giờ Tấn Phong đã ở ngoài tầm khống chế của hắn, nên hắn nhất thời phải đồng ý, chỉ là sau này phải cẩn thận hơn. Khi Tấn Phong chuẩn bị rời đi, thì Chí Nam bỗng lên tiếng. Tôi thật không ngờ, con ngày chú lại tuyệt tình thế này. Tôi xưa này đối với chú luôn tốt, nhưng chú thật sự đã làm tôi thất vọng. Tấn Phong cười khổ lạnh lùng đáp. Những lời này nên để tôi nói mới phải anh trước mặt hợp với tôi những điều tốt đẹp nhưng sau lưng lại lén lút làm điều sai trái tôi không hiểu sao bây giờ anh lại trở nên thế này có lẽ hận thủ đã khiến anh mờ mắt chị nam đào mắt nhìn tấn phong giọng trầm trầm tôi vẫn cứ là tôi nhưng chú thì đã thay đổi kể cho chí nam nói gì tấn phong rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó từ nay hai người sẽ không cùng trí tuyến đường ai người ấy đi cuộc sống của ai người đó làm chủ cái khó lớn nhất đối với tấn phong bây giờ làm sao để gột rửa quá khứ với những điều không hay ho, để nó không trở thành điểm yếu của người khác lợi dụng. Làm sao để hắn thực sự được hạnh phúc bên người mình yêu? Hắn vốn biết, chỉ nam xưa nay không phải là người dễ đối phó. Liệu quyết định ngày của hắn có thật sự là đúng không? Dự án mới của Đan Thủy đã bắt đầu triển khai, ngay tổ chức cuộc họp nội bộ bàn thảo về dự án. Chí Nam và Kim Quý mắt tròn mắt dẹt khi Ngọc Trai xuất hiện. Chí Nam không hiểu vì sao Ngọc Trai lại đến, nhưng hắn đoán chắc rằng việc này liên quan tới đan thủy trước đây vì mưu kế của hắn mà ngọc trai vô tội bỗng trở thành tội đồ của công chúng vậy nay sự trở lại của cô ấy có phải đang nhằm vào hắn không chị nam vẫn bình tĩnh ngồi vào ghế chủ tọa bên phải là kim quý thư ký riêng của hắn tấn phong đan thủy và ngọc trai ngồi bên phải nằm cặp mắt chạm nhau không ai nói với nhau lời nào làm không khí ngày càng trở nên căng thẳng chị nam nhận ra cứ im lặng thế này cũng không phải là cách hắn đặt cây bút trên tay xuống bàn đào mắt nhìn qua trái chậm rãi nói rất vui khi được gặp lại chị scandal lần trước đã khiến danh tiếng của chị giảm đi không ít dự án lần này chị nắm chắc bao nhiêu phần trăm sẽ thành công lời nói của hắn là cố tình xoáy sâu vào vết thương của ngọc trai ngay khi câu nói ấy kết thúc ngọc trai cảm thấy nhói đau như ai đó vừa đâm dao vào trái tim mình cô cố gắng kìm nén thẳng thắn nói chuyện đó là do có người tâm địa độc ác chơi xấu Tôi không làm gì để phải hổ thẹn với lương tâm. Lần này trở lại, tôi nhất định phải để cái đó phải trả giá. Chị Nam nhếch môi và cười khinh thường. Chị nói hay lắm, nếu có bản lĩnh thì chị cứ làm. Dù sao ở đây, chị cũng đã có người cất nhắc, chứ không phải là thân cô thế cô. Miễn sao việc chị làm không ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà xuất bản. Nói xong, hắn nhìn Tấn Phong và Đan Thủy bằng ánh mắt diễu cợt. Hắn đang dùng chiêu khích tướng để Tấn Phong kích động và làm ra chuyện thiếu đúng đắn nhưng hắn sai rồi. Tấn Phong quá hiểu con người mưu độc kế thâm của hắn nên bình tĩnh đáp. Hôm nay chúng ta gặp mặt không phải để thử xem bản lĩnh ai thế nào mà để thảo luận về dự án mới và cũng là quan trọng nhất của nhà xuất bản trong thời gian tới. Đường đời muôn nẻo. Tấn Phong ra hiệu cho Đan Thủy chuyển bản thảo cho Chí Nam và Kim Quý rồi nói tiếp. Thị trường xuất bản trong những năm gần đây rất cạnh tranh nên dự án lần này cần phải được đầu tư kỹ lưỡng từ nhân sự tham gia kinh phí đến kế hoạch quảng cáo tiếp thị in ấn tôi đề nghị tất cả những việc này giao cho đan Thùy phụ trách trí nam nghe xong liền hiểu tấn phong cố tình không để hắn nhúng tay vào dự án này hắn im lặng không phản đối bởi hắn muốn xem họ sẽ làm gì để mang lại thành công cho dự án này khác với trí nam kiếm quý không giữ được bình tĩnh lên tiếng nếu anh đã nói đây là dự án quan trọng thì người đứng đầu nhà xuất bản như trí nam lại không được phép tham gia anh đừng quên anh ấy là một họa sĩ vẽ bia tay năng. Tấn Phong không muốn chấp nhất phụ nữ, nhưng cũng không thể im lặng. Càng ít người tham gia thì càng giữ được bí mật của công việc. Hơn nữa lúc trước Chí Nam đã nói, nếu Đan Thủy thành công trong dự án này, thì sẽ thực hiện những lời anh ấy trước đây đã hứa. Kim Quý thụ mặt, tỏ vẻ không hài lòng, còn Chí Nam vẫn nhất quyết im lặng, trong lòng hắn đã có sự tính. Tôi có thể không tham gia, nhưng Kim Quý sẽ thay tôi hỗ trợ dự án này. Bởi cô ấy là một người có tài năng, và hiểu biết khá nhiều về công tác truyền thông một dự án quan trọng không nên chỉ có một bên đảm nhiệm mà nhiều bộ phận cùng phối hợp để đảm bảo đôn đốc giám sát chặt chẽ để dự án không bị chậm tiến độ tôi tin anh không hẹp hòi tới mức một đề nghị còn con cũng từ chối kim quý nghe xong như mở cờ trong bụng hòa ra đằng sau vẻ mặt lạnh lùng kia chỉ nằm có lúc cũng rất quan tâm đến cô ta như vậy ở đây ai dám làm cô ta vật lòng chứ tấn phong biết mình rơi vào thế khó nhưng không thể từ chối lời đề nghị, dù sao ở đây. Chị Nam vẫn là người nắm quyền lực cao nhất. Tần Phong muốn hất cảnh anh ta thì cũng phải đợi thời cơ thích hợp, nhất là khi dự án này tạo được tiếng vang lớn trong ngành. Nhẫn nhịn thêm chút nữa rồi cơ hội sẽ tới. Được, nhưng anh hãy quản lý người của mình thật tốt. Tôi không muốn công sức của chúng tôi đổ sông đổ bể chỉ vì những sai lầm của cô ta. Cuộc họp kết thúc, Kim Quý lẽo đẽo theo sau Chí Nam khi hắn trở về phòng làm việc vừa đi cô ta luôn miệng cảm ơn hắn vì sự yêu ái lúc nãy anh ta dành cho cô nhưng trí nam chẳng buồn để ý vì đối với hắn kim quý chỉ là quân cờ khi nào thích hợp sẽ đem ra dùng hắn ngồi xuống ghế quay về phía trước mặt kim quý nhìn cô ta bằng ánh mắt của một con cáo già nhìn kiểu non thốt lên em không cần làm gì cả hãy giúp anh giám sát mọi động tĩnh của họ cứ để họ làm đi để rồi xem cái bọn ngu ngốc ấy sẽ làm được những gì ngài cũng chỉ như con gà mắc đẻ mà la quang quác Kim Quý chững lại, cô ta dường như cũng đã hiểu được ý trong lời nói của hắn. Lặng lẽ ra ngoài, không quấy rầy hắn nữa, trong lòng có chút lo sợ. Về phần của Ngập Trai, dự án lần này cô đã ấp ủ từ lâu và dành rất nhiều tâm huyết. Nó không đơn giản là một cuốn tiểu thuyết, mà còn là những lời khuyên, bài học kinh nghiệm được đúc kết từ chính cuộc đời nhiều thăng trầm của tác giả. Cô không cần hư vinh, chỉ cần độc giả cảm nhận được tấm chân tình trong mỗi câu mỗi chữ cô viết. Ngọc Trai trở về nhà, nhưng không thôi nghĩ về Tấn Phong, chẳng thiếu niên năm xưa dũng cảm và can đảm giải vây cho cô. Giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, dám đấu tranh chống lại những điều sai trái. Nhìn từ sâu trong đôi mắt hắn, cô cảm nhận được sự hối hận về những tội lỗi trong quá khứ. Phải chăng, hắn lúc nào cũng bị ám ảnh bởi quá khứ đầy vết nhơ của mình. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều có thể thay đổi, con người cũng vậy. Tuy nhiên, ký ức đau buồn là điều không thể gột rửa tấn phong đang cố gắng từng ngày thay đổi để trở về với cuộc sống bình thường nhưng liệu ai có thể chấp nhận và tha thứ cho quá khứ lỗi lầm của anh ta trời sắp đổ cơn mưa nên tối sầm lại hai giờ chiều mà cứ ngỡ như sắp tối ngọc trai suy tư cô không thể nào thoát ra khỏi ánh mắt mạnh mẽ nhưng đượm buồn của tấn phong năm tháng dù có đi qua thì ấn tượng ban đầu của cô về chàng trai ấy vẫn không thay đổi lần này cô trở lại không hoàn toàn là vì bản thân mình hay là vì Đan thủy mà có một phần là vì người ấy. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, trời trở lạnh, căn bệnh viêm phế quản của bà An lại tái phát. Những cơn ho kéo dài khiến cho cơ thể càng thêm mệt mỏi. Bà ngồi trên ghế, đan nốt phần còn dở của chiếc khăn len. Tự nhiên, trong khóe mắt của bà ứa ra một giọt nước lăn xuống khóe miệng, mặn đắng như là nước mắt. Bà dừng lại lấy tay lau vội, vì không muốn ai nhìn thấy, khuôn mặt buồn rười rượi chất chứa bao tâm tư lâu ngày chưa được giải bày. Bà An mở điện thoại ra xem, những tấm hình bà chụp chung với Kim Quý mấy năm trước hiện ra, khiến cho bà thêm xúc động. Kim Quý là cô con gái mà bà yêu thương nhất. Bà không biết tại sao, nhưng kể từ lần gặp đầu tiên, bà cứ cảm giác đứa trẻ này có một phần máu mủ với mình. Và cũng kể từ đó, bà An luôn chăm sóc và yêu thương Kim Quý như tình cảm của một người mẹ dành cho đứa con bé bỏng của mình. Bà An mở danh bạ, rồi gọi cho Kim Quý. Điện thoại bên kia reo lên một hồi, nhưng không ai nghe máy. Bà An vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vì biết đâu Kim Quý đang bận công việc. Khi bà An tuyệt vọng sắp tắt máy, thì đầu bên kia giọng của một cô gái vang lên, nhưng có vẻ hơi bực bội. Mẹ gọi cho con có việc gì không vậy? Con đã nói rồi mà. Con bận rộn lắm, nên khi nào rảnh thì con sẽ gọi cho mẹ. Còn bây giờ, khi Kim Quý định tắt máy, thì bà An giọng nói yếu ớt buồn bã. Mấy hôm nay mẹ ốm, không đi lại nhiều được. Nếu con có thể về sắp xếp thời gian thì hãy về thăm mẹ một chuyến. Lần cuối cùng con về cũng đã gần một năm rồi, mẹ rất nhớ con. Giọng nói như sắp khóc, khiến cho Kim Quý chững lại. Cô ta chần chừ một lát rồi cũng đồng ý về thăm bà trong tuần này. Bà ăn tắt máy, lòng phấn khởi hơn nhiều vì bà sắp được gặp cô con gái yêu của mình. Chẳng mấy khi Kim Quý về thăm nên bà phải cố gắng chuẩn bị cho cô thật nhiều món để không phụ công Cô không quản ngại đường xa xa xôi. Bà An dọn dẹp căn phòng mà trước đây bà đã để lại cho Đan Thủy khi mà cô qua đêm tại đây. Phòng của Kim Quý trước đây đang được sửa chữa lại cho khang trang và đẹp đẽ hơn. Căn phòng này không lớn cũng không nhỏ, chỉ là có chút hơi cũ vì lớp sơn qua thời gian cũng không còn đẹp như lúc ban đầu. Khi mở tủ áo ra để lau chùi và sắp xếp, bà An vô tình nhìn thấy một bức ảnh mà người trong ảnh không ai khác chính là cô em gái đã bị thất lạc của bà từ mấy mươi năm trước. Bên cạnh còn có một đứa bé, chắc hẳn là con gái của người phụ nữ ấy. Bà an sững người, tay chân bắt đầu run rẩy. Bà không dám tin vào mắt mình, nhưng sợi dây chuyền người phụ nữ trong hình đeo giống hệt sợi dây mà bà đang có. Khi bà còn nhỏ, cha bà đã làm cho hai chị em hai sợi dây chuyền giống nhau, với hàm ý mong hai người sau này sẽ luôn yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, luôn nhớ tới tình chị em máu mủ ruột thịt từng giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh. Khóe môi cong lên, bà ăn cười trong sự hạnh phúc. Bởi từ trước đến nay, bà luôn tự trách bản thân thiếu trách nhiệm, nên năm xưa lạc mất cô em gái. Bà ngắm nhìn rồi vuốt ve, nâng niu bức ảnh. Lồng ngực trái đập mạnh liên hồi, trong giây lát, bà quên đi căn bệnh mà mình đang mang ở trong người. Bà An vội lật qua lật lại để kiểm tra xem có thông tin nào khác được ghi trên bức ảnh này. Nhưng rồi bà đành tuyệt vọng. Bà vừa vui vì tìm ra được chút manh mối thì lại buồn vì dòng đời rộng lớn biết tìm đâu một người khi chỉ có mỗi bức hình đã xưa cũ. Cuối tuần, Kim Quý về thăm bà An như đã hẹn. Lần nào về, cô cũng mang theo rất nhiều đồ. Bà An đã không ít lần nhắc nhở cô đừng lãng phí tiền và quà cáp. Lần nào, Kim Quý cũng hứa là lần cuối, nhưng đến nay vẫn không hề thay đổi theo thói quen này. Nhìn túi đồ nặng chiếu trên tay con gái, bà An mắng yêu. Còn nhỏ này, đã nói không cần mà cứ lại... Kiếm Quý ngã đầu vào vai mẹ nũng nịu. Mẹ già rồi, nên là cần phải tầm bổ nhiều hơn. Hơn nữa con còn mua cho các em nữa mà. Bà ăn cốc nhẹ vào đầu cô, ánh nhìn trìu mến, thân quen vô cùng. Kiếm Quý theo mẹ vào trong. Sau khi thăm hỏi xong xuôi, bà An bắt đầu nói về chuyện mà mấy hôm nay mình vẫn để trong lòng. Kiếm Quý đón lấy tấm hình bà An đưa. Vừa xem xong, cô ngạc nhiên hỏi. Tấm hình này từ đâu mà mẹ có? Bà An thấy biểu hiện của cô rất lạ dường như cô có quen hai người họ bà kể mình đã nhặt được nó khi dọn căn phòng mà trước đây đan thùy từng ở kim quý nghe xong có chút ngờ vực cô không hiểu tại sao bà an lại quan tâm tới người trong bức ảnh mà cô thì đã biết chắc đó là hai mẹ con của đan thùy trước đây khi còn là bạn bè thân thiết đan thùy đã từng đưa cho cô xem bức ảnh này lúc đó cô rất ghen tị bởi đan thùy có mẹ còn cô thì không Giờ cô lại một lần nữa xem lại bức hình này, trong lòng thật không dễ chịu. Kim Quý gặng hỏi lý do bà An tại sao lại quan tâm tới hai người họ, lẽ nào đã từng quen biết. Trước những câu hỏi hóc búa của Kim Quý, bà An đành nói ra toàn bộ sự thật và bà rất muốn gặp họ một lần. Bà nhờ Kim Quý giúp mình tìm ra tung tích của họ. Kim Quý nghe xong liền không vui, sắc mặt trắng bệch, cô không thể ngờ nhân duyên giữa mình với Đan Thủy lại giải đến thế. Đã nói là không muốn sống chung dưới một bầu trời Mà nay người duy nhất yêu thương cô Người cô luôn xem là mẹ Lại có mối quan hệ huyết thống với người nhà đó Thật chớ trêu Kim Quý không nói lời nào rời đi Bà An nhìn theo Không hiểu tại sao thái độ của cô lại như vậy Lẽ nào bà đã làm gì sai Buổi tối Kim Quý ngắm nhìn bức ảnh hồi lâu rồi tự nhủ Nếu những gì mẹ nói là thật Thì sau khi họ gặp lại nhau Mẹ có còn coi mình là con gái khi biết hết mọi chuyện Nhưng nếu mình không giúp mẹ khi mà mình biết rõ về họ thì có tàn nhẫn lắm không? Một bên là người mẹ luôn yêu thương cô, một bên là kẻ thù, cô thật sự rất đắn đo. Nếu bà An biết Kim Quý đã từng làm những gì với gia đình em gái bà, thì liệu bà có tha thứ không? Nhưng nếu Kim Quý không giúp đỡ, thì sẽ phải mất rất lâu nữa bà An mới gặp lại người thân của mình. xét trên một khía cạnh nào đó, Kim Quý vừa tốt lại vừa không tốt. Kim Quý cứ chằn chọc, không sao ngủ được. Cô ta dù đã làm nhiều chuyện không đúng với Đan Thủy, nhưng vẫn luôn đối với bà An rất thật lòng. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai yêu thương cô như bà An, dù họ không cùng huyết thống. Nếu không có người phụ nữ nhân tử ấy, kiếm quý chưa chắc đã tồn tại được trong xã hội khắc nghiệt đến ngày hôm nay. Chuyện này bà An đã cầu xin cô giúp đỡ, thì lẽ nào cô lại đành lòng để từ chối? Trong một quán cà phê ngoài trời, mang phong cách gần gũi với thiên nhiên, bà An hai tay đặt trên đùi víu chặt vào nhau vì lo lắng và hồi hộp sau khi liên lạc với số điện thoại kim quý để lại cho bà trước khi rời đi bà đã hẹn gặp bà trúc để xác minh mọi chuyện bà đang nghĩ không biết lần này có nhận nhầm như những lần trước nữa không bởi từ khi trưởng thành đến nay bà đã nhiều lần tìm kiếm em gái của mình nhưng đã không gặp may bà đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng vào lần này giờ hẹn đã đến nhưng bà trúc vẫn chưa tới bà an mỗi lúc lại càng hồi hộp tim đập càng mạnh hơn. Bỗng từ phía xa xa, một người phụ nữ thanh mảnh, khí chất thanh cao, chậm rãi bước tới. Người phụ nữ lấy kính dâm xuống rồi hỏi. Cho hỏi chị có phải là chị An, người đã hẹn tôi không ạ? À? Bà An lúc này rất vui mừng, bởi bà luôn lo lắng việc bà Trúc sẽ từ chối gặp mặt. Bà An đứng dậy, đôi mắt to đen lay láy, chiếc mũi cân xứng, đầu mũi nhọn và kín, thận không thể nhầm lẫn vào đâu được. Bà An mừng rỡ, nằm lấy tay em gái suýt xoa, khiến cho bà Trúc bất ngờ. Bà Trúc ái ngại rút tay lại. Bà An nhận ra hành động của mình, có phần khiếm nhã, liền lên tiếng xin lỗi. Hai người ngồi xuống trò chuyện. Theo như lời bà An kể, bà Trúc đã bị thất lạc gia đình năm 6 tuổi. Năm đó, hai trẻ em đi chơi ở một khu vui chơi giải trí ở thành phố. Trong lúc đợi chị gái đi mua kem thì bà Trúc đã bị thất lạc. Gia đình đã đi tìm nhiều năm liền nhưng vẫn bật vô âm tín. Kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, Bố mẹ đã trách móc và không còn yêu thương bà An như trước. Mối quan hệ giữa bà An và gia đình đã trở nên xấu hơn. Sau này khi trưởng thành, bà An đã tìm mọi cách để bù đắp, nhưng vẫn không thể trở lại như xưa. Bà trông nghẹn ngào tháo sợi dây chuyền trên cổ đưa cho chị gái. Bà An đặt hai sợi dây chuyền cạnh nhau, thật giống nhau như đúc. Hai người không kìm được ôm nhau bật khóc. Trên mỗi sợi dây chuyền đều có khắc một chữ cái, đó là tên của hai người: An, Yên nhưng về sau khi được gia đình khác nhận nuôi thì bà trúc đã được đổi tên bao năm qua bà trúc vẫn giữ sợi dây chuyền nhưng không hề biết ý nghĩ của nó bà cũng đã không ít lần tìm kiếm người thân nhưng đều thất bại giờ đây khi muốn buông bỏ tất cả thì hạnh phúc lại đến bà trúc đã kể cho chị gái nghe về cuộc sống của mình trong mấy chục năm qua bà được một gia đình tử tế nhận nuôi và được thừa hưởng toàn bộ tài sản thừa kế vì bố mẹ nuôi của bà không có con ruột sau đó bà kết hôn với một người đàn ông tốt những tưởng cuộc sống sẽ luôn ngập tràn trong hạnh phúc nhưng ở đâu biến cố ập đến khiến cho bà mất tất cả bà trúc dừng lại khi nhắc tới gia đình riêng của mình giọng bà chua xót chất chứa bao vận uất bà lấy khăn lau những giọt nước mắt đắng cay vừa chảy ra khuôn mặt trùng xuống khiến cho người khác cũng đau lòng bà an chợt nhớ ra em gái bà còn có một đứa con gái liền hỏi còn con gái em thì sao đến bao giờ chị mới được gặp nó bà trúc ngẩng đầu lên lắc đầu tuyệt vọng em cũng rất muốn gặp nó nhưng đành chịu ạ Chẳng đời này không còn cơ hội nữa rồi bà an nghe thấy rất bất ngờ lẽ nào hai mẹ con không sống cùng nhau hay là nhưng bà chợt nhớ ra bức hình đó là của đan thùy bà an liền hỏi lẽ nào đứa trẻ đó không phải là đan thùy hai chữ đan thùy vừa cất lên bà trúc liền tức giận nói lớn nó chính là người đã khiến em không còn được gặp con em nữa rồi. Nếu không có nó, em đã có được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng sao chị lại biết nó? Bà An ngạc nhiên trước phản ứng của bà Trúc, nhưng theo bà biết, Đan Thủy không hề nghĩ thế, bởi nếu không, cô sẽ không mang theo bức hình của hai người. Bà An có biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng có lẽ em gái của bà đang trải qua những ngày bất hạnh không chồng, không con và chẳng còn tài sản. Đan Thủy đã từng tới chỗ chị và bức hình đó là do nó đánh rơi nên chị nhặt được mới biết về sự tồn tại của em. Bà chốc từ từ kể cho chị mình nghe về toàn bộ sự việc đau lòng mà đà đang phải trải qua. Bà không thể nào tin được đứa con gái mình đã nuôi nấng và yêu thương bao năm bỗng dưng lại không phải là con của mình. Hơn nữa, chính sự xuất hiện của nó đã chia cắt tình mẫu từ của bà. Ngày bà biết được điều đó, bà chỉ muốn sống tới bóp chết đan thủy bởi nỗi đau quá lớn nên bà không thể nào kiềm chế. Bỗng bà An nhận ra có điều gì bất thường trong câu chuyện em gái bà đang kể. Bà liền hỏi. Vậy là con em đã bị người ta cố tình đánh cháo à? Nếu con bé còn sống thì chắc này cũng tầm tuổi đan thùy. Bà Trúc im lặng, ngầm gật đầu đồng ý. Trong phút chốc, trong lòng của bà An hiện lên hình ảnh của một đứa trẻ bị bỏ rơi, khóc thét trong đêm mưa gió lạnh lẽo. Đứa trẻ mà mỗi khi nhìn thấy nó, bà luôn nhớ về cô em gái thất lạc của mình bà thật sự không tin hai người giống nhau chỉ vì trùng hợp ngẫu nhiên bà an im lặng một hồi lâu rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ chuyện qua rồi em đừng đau lòng nữa chị có điều này không biết nên nói hay không bà trúc nhìn thấy chị mình vân vân thì sốt ruột chị cứ nói đi nhiều năm trước chị có nhặt về một đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng không biết tại sao chị luôn cảm thấy nó rất giống em giống chị giống như người một nhà với chúng ta em nghe lời chị thử làm xét nghiệm adn xem sao bà trúc trầm ngâm suy nghĩ rồi đồng ý nhưng việc này chỉ hai người biết với nhau bởi sự việc chưa chắc chắn nên không thể nói trước được điều gì còn về phần cô gái kia bà an sẽ lựa lời nói khéo để cô đồng ý bà an mang theo tâm tư nửa vui mừng nửa lo lắng trở về nhà nút thắt bao năm đè nặng trong lòng cuối cùng cũng đã tìm được cách tháo gỡ bà chỉ còn mỗi một vấn đề lo lắng làm thế nào để thuyết phục được kim quý làm xét nghiệm bởi theo những gì bà quan sát kim quý dường như không mấy thiện cảm khi nhắc tới bà trúc sau hai ngày suy nghĩ bà an quyết định đích thân lên sài gòn tìm kim quý bà lặng lẽ tới nhà xuất bản mà không hề báo trước bởi bà biết nếu gọi trước thì kim quý sẽ từ chối vì nhiều lần bà an muốn tới thăm nơi con gái làm việc nhưng đều bị khước từ sáng sớm bà an đã tới nhà xuất bản bà mang theo một ít bánh mà cô yêu thích lần trước kim quý trở về rồi đi vội vàng nên bà đã không thể chuẩn bị cho cô nhiều món. Bà An hỏi thăm rồi nhờ một nhân viên đưa lên phòng làm việc của Kim Quý ngồi đợi. Vừa bước vào phòng, đập vào mắt bà là bức hình chân dung của Kim Quý rất lớn và rất đẹp. Trong hình, Kim Quý cười rạng rỡ Đây là bức ảnh cô chụp khi mới vừa tốt nghiệp. Bà An nhẹ nhàng chạm những ngón tay gầy guộc, ốm yếu, mân mê từng đường nét trên gương mặt của con gái bé nhỏ. Dù bà không phải là người đã sinh ra cô, nhưng mà đã chăm sóc, nuôi nấng và yêu thương ngay từ thuở nằm nôi, nên tình như mẫu tử. Nếu cô đúng thật là đứa cháu ruột bị thất lạc của bà thì tốt quá. Từ nay, họ đã trở thành người nhà thực sự của nhau. Đang say sưa nghĩ về những điều tốt đẹp, khóe môi của người phụ nữ lớn tuổi vô thức nở nụ cười hạnh phúc khi bất ngờ cánh cửa mở ra. Bà An giật mình quay lại, vừa thấy mẹ, Kim Quý vô cùng bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn nữa là thái độ của cô sau đó. Thay vì vui mừng cô tỏ vẻ khó chịu và bực bội kim quý dùng rằng hỏi sao mẹ lại tự ý tới nơi có làm việc mẹ có biết bà an thấy con gái không vui liền dỗ dành mẹ biết là mẹ sai nhưng mà lần trước con đi mà không từ biệt là mẹ buồn lắm hôm nay mẹ tới để xin lỗi con không để bà nói hết kim quý đã xua tay và ngắt lời mẹ đừng bao giờ nhắc tới hai từ mẹ con trước mặt con nữa con thật sự không muốn nghe đâu bà an tự nhủ không biết em gái bà đã làm gì mà khiến cho Kim Quý chán ghét đến vậy. Bà chợt nhận ra Kim Quý không hề biết Đan thủy không phải là con ruột của bà Trúc. Bà ăn lo lắng, liệu bà phải nói thế nào thì Kim Quý mới chịu xét nghiệm ADN. Nếu nói thẳng ra bà nghi ngờ cô và bà Trúc là hai mẹ con thì phản ứng của Kim Quý thế nào? Liệu có phải vì sốc quá mà cô sẽ từ mặt không gặp bà nữa không? Bà An sau vài giây trấn tĩnh, nhẹ nhàng bước tới sau lưng con gái, Bà khẽ vuốt lên mái tóc nâu vàng nổi bật của cô. Từng sợi tóc mảnh, nhưng có phần hơi cứng vì đã qua nhiều lần uốn nhuộm tạo kiểu. Bà An không kiềm được thủ thỉ. Mẹ xin lỗi, vì đã không ở bên những lúc con khó khăn và cô đơn nhất. Nhưng mẹ vẫn luôn mong con hạnh phúc. Kể từ lần đầu mẹ nhìn thấy con, mẹ đã rất muốn chúng ta là người một nhà. Kim Quý quay lại nhìn mẹ, với ánh mắt đầy tội nghiệp rồi ngã vào lòng mẹ thôn thức. Bà An ôm con gái vỗ về, Cảnh tượng này thực sự làm cho người ta cảm động. Sau một hồi nói chuyện, bà An rời đi, nhưng vừa ra khỏi cửa, bà đã vô tình nhìn thấy Đan Thùy. Bà Trúc chợt nhận ra lý do tại sao Kim Quý lại thấy khó chịu khi nhắc đến cô. Hôm nay là ngày bác sĩ sẽ trả kết quả xét nghiệm ADN. Hai chị em bà Trúc ngồi trong phòng đợi, vô cùng hồi hộp và lo lắng. Bà An nắm chặt tay em gái không ngừng động viên, an ủi. Nhưng chính bà cũng hồi hộp không kém. Rồi bỗng cô y tá gọi tên, Hai người bọn họ vội vàng vào trong để gặp bác sĩ trao đổi thêm. Rời khỏi bệnh viện, chị em bà Trúc nước mắt lưng chồng, ôm nhau trong hạnh phúc. Cương mặt rạng rỡ nụ cười hiền lành và nhân từ bà An động viên em mình. Vậy là tốt rồi, giờ chỉ còn mỗi việc làm thế nào để con bé đón nhận chúng ta thôi. Em phải thật bình tĩnh, dù trước đây nó đã từng gây ra những lỗi lầm gì, thì em cũng hãy tha thứ. Trên đời chẳng có gì quý giá bằng tình thân. Bà Trúc gật đầu đồng ý rồi theo thao. Em thật không thể ngờ Còn em đã chịu nhiều thiệt thòi như vậy khi lưu lạc bên ngoài Giá như mà em có thể tìm được con bé sớm hơn Bà Trúc không kìm được khóc à trên vai chị mình Bà An vỗ nhẹ vào vai động viên và chấn an Em đừng khóc nữa Vui lên mới phải Hai người trời định làm mẫu tử Thì rồi cuối cùng cũng gặp lại nhau Sau này hãy chăm sóc tốt và bù đắp thật nhiều Để con bé hiểu được rằng Chúng ta lúc nào cũng yêu thương nó Nói đoạn Bà An dừng lại suy nghĩ một lát rồi tiếp lời vậy giờ em định làm thế nào để đón con bé về sống cùng bà trúc im lặng một hồi sau cùng nhẹ nhàng nói chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi việc này sớm muộn rồi cũng sẽ có cách giải quyết chị đừng lo em tin con bé sẽ rất vui khi nhận được tin này bởi nó cũng rất cần phải có người thân trời bây giờ đã quá trưa nắng đã gay gắt hai người ngồi vào xe và từ từ rời đi trên đường họ đã trao đổi với nhau rất nhiều vấn đề báo tin cho kim quý rồi đây mọi chuyện liệu có diễn ra theo ý họ mong muốn sau khi biết được sự thật kim quý tinh thần bấn loạn vì cô ta chính là người đã tiếp tay cho trí nam hủy hoại sự nghiệp của cha mình cho đến thời điểm hiện tại bà trúc vẫn chưa biết được sự thật này nhưng kim quý thì vô cùng xấu hổ không dám đối mặt với mẹ ruột của mình bà trúc nghĩ rằng con gái oán trách mình nên không tiếp nhận bà bước tới bên cạnh cô nắm chặt tay cô hãy về với mẹ mẹ sẽ bổ đáp cho con những ngày thiếu thốn từ nay, mẹ sẽ làm tất cả để con được hạnh phúc. Kim quý nghẹn ngào, không biết phải nói thế nào bởi cô ta hiểu rất rõ. Mình không hạnh phúc là vì đâu. Cô ta giáp tâm hủy hoại gia đình người khác. Nhưng hóa ra đó lại chính là gia đình của mình. Nếu một ngày bà Trúc biết được toàn bộ sự thật, thì liệu có còn yêu thương cô ta nữa không? Kim Quý như người mất hồn, thờ thần ngồi khụy xuống ghế. Những lời bà Trúc nói cứ văng vẳng bên tay, khiến cho cô ta thêm hối hận và tự trách chính bản thân mình. Vì quá ích kỷ nên cuối cùng đã tự tay hủy hoại những thứ lẽ ra phải thuộc về mình. Sau bao nhiêu năm lưu lạc, Kim Quý đã tìm được người thân, nhưng đó lại không phải là ngày hạnh phúc, mà là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời cô. Cô nhận ra bố của mình đã không còn nữa, mà người làm ra điều đó là người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Lẽ ra, những bi kịch này phải thuộc về đan thủy. Nhưng cuối cùng, chính cô đã tự khiến mình rơi vào ngõ cụt. Bà An cũng ở bên cạnh An ủi, nhưng thái độ của Kim Quý thật sự rất khó hiểu. Dù bà khuyên thế nào, Kim Quý cũng vẫn im lặng, nước mắt lưng tròng, một lời cũng không nói. Buổi tối, Kim Quý một mình ở trong phòng, nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời bên ngoài tối mịt, mây đen từng mảng kéo tới che kín, không còn chỗ cho ông trăng, ông sao tỏa sáng. Ánh đèn thành phố mờ mờ ảo ảo, khiến cho mọi thứ như nhạt nhòa trước mắt cô. Kim Quý tự nhủ, mình từ nay sẽ phải sống thế nào đây? Cô có mẹ nhưng lại không dám nhận cô có người yêu nhưng đó lại là kẻ thù. cô có bạn thân nhưng từ lâu đã trở thành xa lạ. tại sao, tại sao người mất tất cả lại là cô ta? ngay trong đêm, kim quý đã gọi điện hẹn gặp trí nam vì cô ta muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình. kim quý sẽ không để cho trí nam một mình sở hữu mọi thứ khi nó lẽ ra phải là của cô ta. buổi sáng, trí nam trở về căn hộ của hai người đã từng sống cùng nhau. hắn tỏ thái độ khó chịu. Vì Kim Quý đã làm hao tốn thời gian quý báu của hắn Hắn ngồi xuống sofa Bắt chéo chân và lạnh giọng hỏi Tôi qua muộn như vậy gọi cho tôi có chuyện gì Em cũng biết là tôi dạo này rất là bận rộn Bọn người đó đang Hắn chưa kịp nói hết Thì Kim Quý đã ngắt lời Anh hãy chuyển sang tên tôi 50% số cổ phần Mà anh đang có tại nhà xuất bản thế giới trẻ Hắn nghe xong thì cười lớn Hắn vô cùng bất ngờ Hắn đặt tay lên trán Kim Quý xoa nhẹ Mới sáng sớm trời đã nắng đâu mà cô lại ấm đầu. Không lẽ cô hẹn tôi tới là để nói chuyện này? Cô thật lớn gan. Kim Quý đanh giọng đáp trả. Tôi chính là con gái ruột của ông Lý Chính Kỳ. Chính tôi mới là người thừa kế thế giới trẻ chứ không phải là đan thùy. Nếu như anh không đồng ý sang tên tôi, thì tôi sẽ tố cáo anh tội giết người. Tôi có tất cả bằng chứng phạm tội của anh. Chí Nam lúc đầu cảm thấy bất an, nhưng rồi hắn liền chấn tĩnh bước tới gần Kim Quý. Một tay hắn cố định cổ cô rồi để cô vào tường. Ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống. Nói lại lần nữa xem cô là ai. Kim Quý hô hấp khó khăn. Khải tay bấu chặt vào tay hắn để tìm cách gỡ ra nhưng không thành công. Đan Thủy đã đánh cắp thân phận của tôi ngay từ khi được sinh ra. Khiến cho tôi phải chịu bao khổ cực. Cô ta chính là tội đồ. Còn anh là gã đàn ông độc ác. Đã gãi bẫy khiến tôi trở thành quân cầu trong tay anh. Ngày đêm làm việc cho anh mà không hề hay biết đó là kẻ thù giết cha. Bỗng hắn thả tay ra, ngửa mặt lên trời và cười lớn. Nói hay lắm, cô đã tiếp tay cho kẻ thù. Đây chính là kết cục nến có của lão già Lý Chính Kỳ, hắn đáng bị như thế. Kim Quý ho sạc rụa, nhưng vẫn cố gắng gào lên để trách móc. Tại sao tôi lại gặp phải kiểu người rắn độc như anh chứ? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi bất công thế này? Chí Nam bóp lấy cảm Kim Quý, kéo lại gần mặt hắn rồi nhìn thẳng vào mắt nói. Người họ lý các người chẳng ai tốt đẹp cả. Ông trời thật là có mắt. Kim Quý cũng không phải dạng vừa, cô ta liền đáp trả. Tôi biết anh từ lâu đã yêu đan thủy. Nhưng bây giờ, với cô ta anh là kẻ thù giết cha. Là gã đàn ông bội bạc không hơn không kém. Trần tình của anh kiếp này coi như đã uổng phí rồi. Những gì Kim Quý nói cũng chính là điều mà Chí Nam bấy lâu đau đáu trong lòng. Nhiều lần hắn cố tình nói những lời cay đập, làm khó cho Đan Thủy cũng chỉ vì hắn ghen khi cô ngọt ngào bên người khác. Tự nhiên, hắn lại cảm thấy có một luồng khí nóng chạy lên cổ họng khiến những lời muốn nói rất khó thốt ra. Hắn ghét kim quý vì những lời cô vừa nói đã vơi bày hết tâm can của hắn. Hắn đã từng khiến cho đan thủy rất đau khổ, thậm chí lại còn dung túng cho kẻ khác làm nhục cô. Nên giờ không thể đến lại bên cạnh cậu xin cô tha thứ hay mặt dày cưa cầm lại từ đầu. Hắn hận bản thân mình, đã vì thù hận mà mù quáng, không phân biệt đúng sai thật giả thật ra trước đây đã có lúc hắn muốn vì cô mà buông bỏ thủ hận nhưng vì kim quý luôn ở bên nói những lời khích bác nên lửa hận lại bùng cháy dữ dội hắn càng lúc càng lún sâu vào vũng bùn chẳng thể nào có thể thoát ra được trở về nhà xuất bản trong lòng hắn rất bất an hắn không nhận mình đã hối hận vì lòng tự tôn của hắn rất cao nhưng lý trí mách bảo hắn thật sự đã sai đàn thủy đã từng nói rất đúng quan có đầu nợ có chủ những kẻ làm sai nhất định sẽ phải trả giá những việc mà hắn đã làm với đan thủy cứ lần lượt hiện về trong kỷ niệm những chuyện vui buồn không thể nào xóa bỏ hắn vì hận thù và mù quáng trách móc một cô gái vô tội nhưng hắn không thể nào hiểu nổi tại sao đan thủy đã biết sự thật này từ lâu nhưng vẫn giấu hắn phải chăng vì cô cũng rất hận hắn bỗng hắn nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau khi đó đan thủy rất ngại ngùng khép nép còn hắn kể từ khi đó đã ước rằng Giả như số phận sắp đặt cô ấy trong một gia đình khác thì tốt biết bao. Bao đêm, hắn thức trắng suy nghĩ có nên trả thù. Vì hắn tin rằng đôi mắt ngây thơ, trong sáng và tâm hồn thuần khiết ấy, đời này, kiếp này không thể là kẻ thù của hắn. Hắn nghĩ tới người anh em Tấn Phong, đã dứt áo ra đi để lại hắn cô độc, chống chọi với cả bẫy cuộc đời. Hơn thế nữa, hắn lại đang bị lão Vĩnh Hà chèn ép và cả kim quý trở mặt muốn chia đôi nhà xuất bản. Khó khăn đang vây hãm hắn, Ai giờ cũng rời xa hắn, hắn đau khổ, cô độc, liệu có phải là quả báo? Hắn úp mặt vào đôi bàn tay đã vấy máu của mình, muốn được tĩnh tâm, nhưng sự giàn vặt cứ dày vỏ tâm can hắn. Rồi đây, hắn phải đối mặt với cô như thế nào khi đã khiến cô đau khổ tới tận cùng? Người con gái mà hắn yêu, đã vì hắn mà đánh mất chính mình, vì hắn mà chịu đủ đau khổ và nhục nhã. Hắn sẽ phải làm thế nào để bù đắp, để chữa lành trái tim tổn thương ấy và để giành lại tình yêu của mình? Bỗng hắn nghe bên ngoài có tiếng nam nữ đang trò chuyện Âm thanh mỗi lúc lại gần hơn Hắn bình tĩnh lại Thì ra là Tấn Phong và Đan Thủy Đang bàn nhau về dự án mới Họ dự tính tuần sau sẽ đi miền trung Để tìm kiếm đối tác tiêu thụ cho sản phẩm mới Sẵn tiện sẽ đi nghỉ dưỡng cùng nhau Vì Đan Thủy rất thích biển Nên Tấn Phong cũng muốn dừng chân Ở một thành phố biển nào đó Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ Tấn Phong nhìn cô Với ánh mắt không thể giấu được sự si mê Đan Thủy rất vô tư, cô như đang trở về với những năm tháng trước đây sau bao sóng gió. Có thể nói tình yêu của Tấn Phong phần nào đã khiến trái tim cô vui trở lại. Chí Nam lặng lẽ quan sát cô từ phía sau cửa kính. Đôi mắt hắn hẳn rõ sự ghen tuông và bực tức, nhưng đành bất lực. Hắn bây giờ như một đứa trẻ hay giận hờn vô cớ. Chí Nam đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhằm tuyên bố sa thải kim quý với lý do thiếu trách nhiệm trong công việc, đồng thời hắn cũng quyết định đưa dự án cho Tấn Phong phụ trách. Còn, Đan Thủy chỉ giữ vai trò trợ giúp. Từ nay, cô sẽ làm thêm công việc thư ký của hắn. Đối với Đan Thủy, cô thật sự rất bất ngờ. Cô không biết hắn hận cô nhiều đến thế, thì tại sao lại muốn cô làm việc gần hắn? Chẳng phải sẽ rất chán ghét sao? Còn với Tấn Phong, đây quả thật là một thông báo chẳng có gì hay ho. Tấn Phong ngày sau đó đã phản đối quyết liệt. Chẳng phải anh nói, nếu Đan Thủy không thành công trong dự án lần này, thì sẽ xa thải cô ấy sao? Sao bây giờ cô ấy làm tốt thì lại không cho cô ấy tiếp tục? Anh làm vậy là có ý gì? Chí Nam lạnh lùng đáp. Dự án này bắt đầu đã lâu nhưng vẫn chưa có tiến triển khả quan. Tôi không tin vào khả năng của cô ấy. Nhưng với cậu lại khác. Chúng ta biết nhau nhiều năm. Cậu làm việc thế nào tôi hiểu rõ. Nên dự án lần này vẫn là nên do cậu phụ trách chính. Tân Phong cảm thấy rất khó hiểu. Nếu Chí Nam chỉ cắt quyền phụ trách của Đan Thủy thôi thì cũng có thể chấp nhận. Nhưng hắn lại muốn cô trở thành thư ký của hắn rồi còn chuyện kim quý đột nhiên bị sa thải. Càng lúc lại càng thấy dối rắm Tấn Phong bức xúc. Chẳng phải anh xưa này luôn muốn đàn thủy biến mất khỏi tầm nhìn sao? Tự dưng hôm nay lại điều cô ấy về làm thư ký riêng. Phải chẳng anh đang âm mưu chuyện gì? Nếu anh dám động đến cô ấy, tôi sẽ liều mạng. Chỉ Nam nghe xong liền cười to, âm thanh phát ra oang oang cả căn phòng. Làm ai nấy cũng phải e rè, hắn lạnh giọng. Liều với tôi sao? Cậu nhạy cảm quá rồi thư ký là thư ký thôi có gì mà to tát cậu sợ tôi cơm mất cô ấy à tôi không quen dùng lại người cũ anh tấn phong trừng mắt nhìn theo bóng lưng của hắn khuất qua cánh cửa đan thủy uất ức đến sắp phát khóc tên máu lạnh đó lại lần nữa xỉ nhục cô với cô hắn là tên ác quỷ máu lạnh ám ảnh cô đến suốt cuộc đời tan họp tấn phong và đan thủy trở về phòng làm việc bỗng tấn phong đập mạnh tay xuống bàn cô giật mình hoảng sợ cô từ từ bước tới bên cạnh hắn nhẹ nhàng buông lời. Anh đừng lo, biết đâu chuyện lần này đối với chúng ta lại là chuyện có lợi. Theo như anh nói, hắn vốn dĩ làm ăn bất chính. Nếu em có thể làm việc bên cạnh hắn, thì cơ hội tìm được bằng chứng để vạch tội hắn lại càng cao. Tấn Phong bên ngoài vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất lo lắng bởi lẽ chuyện làm ăn của Chí Nam không phải không liên quan đến hắn. Nếu chuyện bị phơi bầy, Tấn Phong ít nhiều cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Chuyện của đàn ông bọn anh, em đừng quá để tâm tự anh sẽ có cách giải quyết. Tấn Phong ôm Đan Thủy vào lòng, an ủi, rồi dặn cô phải cẩn thận với Chí Nam, nếu có chuyện không hay, phải báo với anh ngay. Ngày đầu tiên trên cương vị mới, Đan Thủy đã cố tình đi trễ, vì cô biết Chí Nam có cuộc họp quan trọng với đối tác vào sáng nay. Nhưng khác với những gì cô nghĩ, hắn sẽ lúng túng bối rối khi không có tài liệu. Nhưng không, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Khi cuộc họp sắp kết thúc, cô mới đến, nhưng hắn vẫn không hề tức giận mà chỉ cười. Với tôi, em vẫn chỉ là chú kiều non ngày nào. Muốn đấu sao? Em vẫn còn non và xanh lắm. Đan Thủy tức giận chửi thầm, rồi sẽ có ngày anh thất bại thảm hại trong tay tôi. Bàn làm việc của cô được sắp xếp ngay bên ngoài phòng làm việc của hắn. Cửa kính có một chức năng rất đặc biệt, nhìn từ ngoài vào sẽ không rõ, nhưng bên trong ra thì ngược lại. Chị Nam vừa làm việc, vừa để tâm quan sát mọi động tĩnh của Đan Thủy. Mỗi lần cô có điện thoại, Hắn đều cố gắng quan sát liệu có phải là Tấn Phong hay người nào quan trọng. Còn Đan Thủy, cô chẳng buồn quan tâm hắn, bởi từ lâu hắn đã chẳng còn là người được cô yêu thương. Mỗi ngày, hắn đều nghĩ xem làm thế nào để được nói chuyện với cô nhiều hơn, nên chính vì thế, hắn sai cô làm hết việc này tới việc khác, viết hết báo cáo này tới báo cáo khác, dù cho việc đó không cần thiết. Đan Thủy cảm thấy rất bực bội nên đã phản kháng. Anh đừng có trẻ con như thế, những chuyện này rõ ràng không cần thiết sao lại cứ nhất thiết phải làm? Hàn vẫn giọng điệu lạnh lùng mà phán. Vậy theo cô chuyện gì là quan trọng? Yêu đương, hẹn hò nơi công sở sao? Cô nghe xong không nhịn được cười mà đáp trả. Đúng thế, chỉ có anh rảnh quá nên đi làm những công việc vô nghĩa đó. Chị Nam đứng như trời trồng, nhìn cô bước đi bên cạnh người đàn ông khác mà lòng tức giận vô cùng. Hắn không hiểu sao, rõ ràng cô đã ở ngay trước mắt, nhưng hắn vẫn không có cách nào tiếp cận được. Phút chốc, Hắn thấy mình vô dụng như một khúc gỗ, không thể giao tiếp được với bất kỳ ai. Kể từ khi nhận lại con gái, bà Trúc luôn muốn được ngày ngày kể cận bên con để chăm sóc và yêu thương, nhưng đã nhiều lần bị từ chối. Hôm nay, sau một hồi này nỉ, cuối cùng Kim Quý cũng nhận lời đi ăn tối cùng bà. Bà Trúc đưa Kim Quý tới một nhà hàng mà bà rất thích và cũng thường xuyên lui tới, bởi muốn chia sẻ với cô những sở thích của mình để cả hai hiểu nhau hơn. Còn Kim Quý, cô đang rất bực tức chuyện trí nam thẳng tay xa thải cô nên muốn nhờ mẹ giúp đỡ để trả thù hắn. Bà Trúc sau khi nghe Kim Quý nói thì rất tức giận. Bà cũng có cùng suy nghĩ với cô phải lấy lại tài sản và trả thù cho chồng mình. Nhưng kể từ khi xa cơ thất thế, bà đã không còn giữ được mối quan hệ tốt với những người bạn giàu có và quyền lực. Giờ tìm một người để nhờ cậy thật không dễ. Bà Trúc im lặng, suy ngẫm một hồi lâu rồi vỗ lên vai con gái động viên. Con yên tâm, mẹ sẽ làm tất cả vì con. Mẹ nhất định sẽ không để kẻ đã bắt nạt con được toại nguyện. Kim Quý nghe mẹ nói thế, cơn giận phần nào cũng đã được nguôi ngoai. Còn về phần bà Trúc, trong suốt bữa ăn, bà luôn suy nghĩ làm thế nào để hạ bệ được trí nam lấy lại công bằng cho gia đình bà. Kim Quý thẩm nghĩ, nhận lại mẹ cũng rất hay, như thế sẽ có người đỡ đồn, có người để dựa dẫm và nhờ vả. Cô không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng trước mặt, mẹ sẽ làm tất cả vì cô, từ nay cô đã thật sự không còn cô đơn nữa còn trí nam cô nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận cả đêm bà trúc không ngủ bà đi qua đi lại bên trước giường bà thực sự rất muốn gọi điện nhưng rồi lại thôi bởi nếu ông ta thực sự còn nghĩ tới tỉnh cũ thì đã chủ động liên lạc từ lâu thế nhưng với hoàn cảnh hiện tại bà trúc đã chẳng còn ai để trông cậy nên phải thử một phen bà bấm vào mấy số điện thoại không hề được lưu rồi bên kia có tiếng đổ chuông sau chốc lát chờ đợi giọng nói của một người đàn ông vang lên ai đấy giọng nói ồm ồm một thời quen thuộc bà trúc vẫn chưa quên có lẽ thời gian trôi qua ai giờ cũng giả âm sắc cũng thay đổi nặng hơn nhưng vẫn không thể nhầm lẫn bà trúc chợt thấy tim mình nhói lên ký ức xưa trở về trong tâm trí mãi không thấy bên kia trả lời người đàn ông tỏ ra bực dọc hỏi lại lần nữa tôi hỏi là ai đấy bà trúc giật mình chậm rãi buông từng từ là tôi đây Người đàn ông chững lại dây lát rồi nói tiếp. Là bà thật sao? Lâu rồi không liên lạc tôi cứ tưởng bà Trúc cắt lời ông ta giữa chừng Lời này nên để tôi nói mới phải. Người đàn ông nhẹ giọng. Hôm nay bà gọi tôi có chuyện gì quan trọng không? Bà Trúc bị hỏi trúng tâm tư từ từ đáp. Ngày mai tôi muốn gặp ông. Tôi có chuyện muốn nói. Tắt điện thoại, bà Trúc trong lòng dối bời. Người đàn ông đó là tình đầu của bà. Trước khi gặp gỡ ông Kỳ, bà Trúc đã từng có một mối tình đầu không mấy suôn sẻ với một chàng trai mà gia đình bà kịch liệt phản đối bởi gia cảnh không tương xứng. Bà Trúc ngày đó là con gái nhà lành, được nuôi dạy tử tế. Còn chàng trai kia là một học sinh cá biệt, nghỉ học sớm, ra đời bươn trải. Sau khi biết chuyện hai người yêu hẹn hò yêu đương, gia đình bà đã đưa bà lên thành phố đi học. Hai người chia tay nhau từ đây. Ông Hà nhiều lần lặn lội từ quê lên thành phố tìm bà. Nhưng bị gia đình bà phát hiện, Thậm chí, mẹ bà Trúc còn dạo quyên sinh nếu như hai người con tiếp tục qua lại. Bà Trúc là người con duy nhất trong nhà, nên cha mẹ đã đặt hết tâm tư, tình cảm. Vì thế, việc bà có tình cảm với một chàng trai khối sách áo ôm, gia đình không rõ ràng, thực sự rất khó chấp nhận. Có một lần bà Trúc lén đi chơi với ông Hà, đến khi trở về đã bị cha mẹ bà bắt gặp. Ngoài mặt, bà bà Trúc to vẻ bình thường, nhưng sau đó đã tìm gặp và nói những lời khiến ông Hà cả đời không thể quên. Tôi biết cậu sẽ rất hận tôi. Nhưng khi nào cậu trở thành cha của một cô gái thì cậu sẽ hiểu. Chẳng cha mẹ nào muốn con mình ở bên một người mà tới cả bản thân mình cũng không lo nổi. Ông Hà cuộn tròn tay thành hình nắm đấm. Nỗi tội nhục này chẳng nước sông nào rửa hết. Cũng kể từ đó, ông bất chấp tất cả để thay đổi cách nhìn của người đời về bản thân ông. Kể cả khi phải làm những chuyện phạm pháp. Vậy sau khi bà Trúc quen biết với ông Kỳ và quyết định kết hôn, Hai tháng trước khi cưới, bà vô tình gặp lại chàng trai năm nào và tình cảm khi xưa một lần nữa bùng cháy. Bà cũng không biết người đó đang làm công việc gì. Chỉ biết hoàn cảnh đã đỡ hơn xưa, nhưng chắc chắn gia đình bà vẫn sẽ không đồng ý. Chuyện tái ngộ này chỉ có hai người biết, nhưng có một chuyện bà xưa nay luôn giữ trong lòng chưa từng nói với bất kỳ ai. Dù thời gian gặp lại ngắn ngủi, nhưng mối quan hệ của họ đã đi quá giới hạn. Lúc đó bà đã không nói với người ấy rằng bà sắp kết hôn. Sau đó anh ta nói phải ra nước ngoài công tác một thời gian nữa mới về. Và trong khoảng thời gian bà Trúc đã lặng lẽ đi lấy chồng. Ông Kỳ vẫn luôn yêu thương vợ mình hết mực, mà không hề biết rằng người phụ nữ ấy đâu chỉ có mỗi ông. Bà Trúc vẫn nghĩ chuyện này bà sẽ giữ kín tới cuối đời vì không muốn bất cứ ai bị tổn thương. Nhưng này mọi chuyện đã đi quá xa, bà quyết định nói ra để tìm kiếm sự yêu thương, che chở và giúp đỡ từ tình xưa. Bà cũng chỉ là phụ nữ, dù mạnh mẽ và cứng cỏi đến đâu thì cũng cần có một bờ vai để nương tựa hơn nữa hoàn cảnh hiện tại của bà cũng rất cần được che chở bà thật sự không biết người ấy liệu có còn yêu thương bà khi năm xưa đã rời xa để tìm kiếm hạnh phúc mới nhưng nếu ông ta thật sự vẫn còn tình cảm với bà thì sẽ không từ chối dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất nên bà buộc phải thử sau bao nhiêu năm không tin tức thì nay bỗng dưng người tình xưa chủ động liên lạc lại còn có chuyện quan trọng muốn nói lão vĩnh hà vô cùng vui mừng lão ta từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày gặp lại mối tình đầu giang dở của mình lão năm xưa vì cuộc sống mưu sinh nên đành bỏ lỡ tình yêu nhưng mọi thứ đều là do hoàn cảnh chứ thật tâm lão không hề mong muốn trước đây gia đình bà trúc đã rất khinh rẻ khi lão tay trắng nhưng lão chưa bao giờ trách móc vì lão hiểu không cha mẹ nào muốn gả con gái cho kẻ mà tới thân mình còn không lo nổi Mấy chục năm qua, lão biệt mãi cố gắng mà không hề oán trách. Nay người xưa trở về, liệu có phải ông trời đã cảm động trước chân tình của lão ta? Lão Vĩnh Hà đã tới chỗ hẹn từ sớm vì lão không thể ở yên tại nhà. 60 tuổi đầu, lão ta đã không còn là thanh niên trai trẻ. Nhưng với bộ vest lịch sự khác hẳn mọi ngày, chồng lão chẳng khác gì một ông chủ lớn. Lão không mang theo bất cứ tên đàn em nào. Và có lẽ, lão không muốn bà Trúc biết công việc sơ bẩn mà lão đang làm lão ta đặt một phòng riêng sang trọng và sốt ruột chờ đợi. Bà Trúc tới mang theo kim quý, nhân viên phục vụ dẫn đường cho họ. Nghe tiếng gõ cửa, lão Vĩnh Hà nói lớn. Mời vào. Bà Trúc và kim quý bước vào trong, khiến lão Hà ngỡ ngàng. Lão nhìn kim quý với ánh mắt tò mò. Sao cô gái luôn ở bên cạnh thằng nhãi danh đó cũng đến đây? Liệu có phải chuyện còn có ân tình gì khác? Lão lịch sự, mời hai người ngồi xuống rồi từ từ bắt chuyện. Bà có thể giới thiệu cho tôi biết đây là bà trúc nhìn kim quý với ánh mắt yêu thương nhẹ nhàng đây là kim quý con gái của tôi lão hà ngơ ngác không hiểu tại sao nhưng trong lòng có chút chua chát sắc mặt lão trùng xuống nuối tiếc quá khứ đã qua bà trúc dừng lại một hồi lâu rồi nhìn lão ta tiếp lời đồng thời cũng là con gái của ông những lời vừa nghe thấy như sét đánh ngang tay lão ta có nằm mơ cũng không thể ngờ được chuyện này lão chuyển ánh mắt nhìn về phía kim quý cô gái xinh đẹp, sảnh điệu kia lại là con gái của mình. Kim Quý nhìn cha mình có chút e rẻ sợ hãi. Bởi cô biết, ông ta rất nổi tiếng trong thế giới ngầm, mà sự việc này cũng vượt quá sự tưởng tượng của cô. Thấy Kim Quý có phần sợ hãi, lão nhẹ giọng trấn an. Còn đừng sợ, ta sẽ luôn đối tốt với con. Bỗng trên khóe mi của lão ta, rơi ra một giọt nước mắt. Có lẽ đã đâu lắm rồi, lão chưa xúc động nên có chút ngượng ngùng. Lão hạnh phúc biết bao nhiêu khi sau mấy chục năm đơn độc, bỗng nhiên lại có con gái và cả người phụ nữ mà mình vẫn ghi nhớ trong tim. đôi môi lão cứ vô thức mà mỉm cười như chưa bao giờ được cười. bà chúc nắm tay con gái nâng niu đặt trong đôi bàn tay thô ráp lâu ngày của người cha bao năm xa cách. bà xúc động khiến nước mắt không kìm được mà tuôn ra. lão hà thấy thế cũng xúc động theo cảnh tượng cả nhà đoàn viên thật khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. lại nói về lão vĩnh hà. Trong thế giới ngầm, ai cũng biết lão là ông trùm khét tiếng, hơn nữa lại tinh danh và máu lạnh. Thế nhưng trong số những người đàn bà đã từng qua tay lão ta, chưa có ai khiến cho lão rung động. Không phải vì lão không phải là đàn ông, mà bởi trong lòng lão, từ lâu đã có bóng dáng của người phụ nữ khác. Lão chưa từng tâm sự với bất kỳ ai về cuộc tình là vẫn giấu trong tim. Mãi cho tới hôm nay, hạnh phúc lại lần nữa đến. Trời cao đúng là có mắt, đã không phụ chân tình của lão, Lão tin tưởng người tình một cách tuyệt đối. Tin rằng cô gái ngây thơ năm nào vẫn còn đó dù cho dòng đời và thiên biến vạn biến. Lão tin cái gì cũng có thể thay đổi. Chỉ có người phụ nữ lão yêu là mãi mãi không đổi thay. Có được sự yêu thương và nuông chiều của cha, kim quý như hổ mọc thêm cánh. Đừng nói là một trí nam, mà mười tên như thế cũng không phải là đối thủ của cô ta. Cô ta sẽ cho hắn nếm trải cái cảm giác bị bỏ rơi, bị kẻ lạnh và mất tất cả. Từ ngày có con gái, Lão Hà dành nhiều thời gian đưa hai mẹ con cô đi mua sắm, ăn tối và đi chơi chỗ nọ chỗ kia. Đó là điều trước đây lão chưa từng làm. Những người phụ nữ khác chỉ đến khi lão cần, xong việc bố thí cho chút tiền rồi chẳng bao giờ gặp lại. Còn bây giờ, cuộc sống của lão đắm chìm trong niềm vui gia đình và yêu thương. Hôm nay, khi đang đi mua sắm, Kim Quý bộc bạch với hắn về việc cô muốn được sở hữu một công ty lớn. Thế là lão đã hào phóng hứa sẽ để con gái được như mong ước. Kim Quý dần nhận ra việc có một người cha giàu có tuyệt đến nhường nào. Bất cứ cái gì, lão cũng cơ thể cho cô, chỉ mong hai mẹ con cô sẽ dọn về sống cùng trong một mái nhà. Kim Quý do dự, vì trên thực tế tình cảm cha con giữa họ không thực sự thắm thiết, nhưng vì kế hoạch to lớn nên đã đồng ý. Từ ngày dọn về sống chung, Kim Quý lại càng được trai yêu thương và nuông chiều hơn nữa. Mỗi lần xuống phố đều có vệ sĩ riêng, đây thực sự là cuộc sống sang chảnh và quyền thế mà cô hằng áo ước. Cô ta bây giờ đã được sống đủ đầy, sung túc. Chỉ mỗi tội, cha cô ta làm cái nghề mà xã hội lên án. Tình cảm của Đan Thủy và Tấn Phong ngày càng trở nên gắn bó. Điều đó khiến cho Chí Nam ganh tị và tìm mọi cách để chia sẻ. Trước đây, hắn cũng làm như thế, nhưng thất bại. Vì thế bây giờ, hắn cần phải quyết liệt hơn nữa. Hôm nay, Chí Nam đã gọi Tấn Phong và Ngọc Trai vào phòng làm việc của mình. Tôi vừa mới liên lạc với một đối tác lớn ở miền Bắc để đàm phán cho việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sách mới của dự án lần này. Họ đã đồng ý và chi tiết cụ thể sẽ được trao đổi sau khi gặp trực tiếp. Tôi đã sắp xếp để tuần sau hai người sẽ ra miền Bắc một chuyến. Nếu mọi việc thuận lợi, thì dự án lần này sẽ rất khả quan. Tấn Phong nhăn mặt, cảm thấy việc này có gì không bình thường, liền hỏi. Anh nói dự án này giao cho tôi phụ trách chính, nhưng sau anh lại cứ xen ngang, lúc thì anh cắt người của tôi lúc thì tự ý liên lạc đối tác mà không hề báo trước bị chất vấn Chí nam tức giận cáo gắt người gì của cậu chứ người của cậu thì ở nhà cậu còn đây là công ty tất cả đều là nhân viên công ty còn việc tôi liên hệ với đối tác là tôi đang giúp cậu thôi tấn phong cũng tức giận cự lại tôi không cần anh giúp tự tôi sẽ có cách tấn phong bỏ ra ngoài mặc cho chí nam cố nói với theo nhớ lịch công tác đấy bên nhân sự sẽ liên hệ với cậu báo thời gian và địa điểm cụ thể về tới phòng làm việc tấn phong bực bội ngồi xuống ghế miệng lẩm bẩm hắn đang làm cái gì không biết rõ là muốn đẩy ải mình ngọc trai đã đứng bên cửa từ lúc nào cô gõ cửa theo phép lịch sự rồi bước vào cậu tức giận làm gì cái loại người ấy chỉ cần dự án này thành công là từ nay cậu sẽ không cần phải nhìn thấy hắn nữa tấn phong nghe xong cảm thấy có lý anh bình tĩnh lại hỏi vậy chị đã có dự tính gì chưa ngọc trai vốn là người làm việc gì cũng chu đáo suy trước tính sau nên dự án lần này cũng vậy cô nhìn tấn phong rồi nói chúng ta hãy nhân chuyến đi lần này tìm kiếm thêm vài đối tác ở miền bắc để hắn biết chúng ta có thể tự mình làm tốt mà không cần hắn giúp hơn nữa chúng ta cần phải bí mật chuẩn bị một số chuyện nếu không lỡ bị hắn đánh úp thì sẽ trở tay không kịp tấn phong gật đầu đồng tình nhưng trong lòng vẫn chưa hết ấm ức chuyện trí nam ngang nhiên kiếm chuyện anh thở dài Chị nam lắm mưu nhiều kế Tôi quen biết anh ta nhiều năm Từng vào sinh ra tử cùng nhau Nói tới đây Tấn Phong dừng lại Gặp người một lát rồi nói tiếp Không chiêu trò nào hắn không biết Có lúc rất tàn nhẫn Nhưng chưa từng phản bội anh em Tuy nhiên bây giờ mọi thứ đều có thể Cậu sợ anh ta sao Tấn Phong quay ngoắt sang phía Ngọc Trai Đang đứng cười lớn <cười> Sợ sao Nếu sợ thì đã không đối đầu Vậy cậu đang băn khoăn điều gì Tôi lo cho cô ấy trong lòng Tấn Phong bây giờ, Đan Thủy chính là toàn bộ nỗi bận tâm của anh ấy. Niềm vui, nỗi buồn của cô cũng chính là niềm vui nỗi buồn của anh ấy. Nếu ai đó làm cô bị tổn thương, thì anh sẽ trả lại họ gấp 10 lần. Hôm nay, Đan Thủy chuẩn bị quần áo, tài liệu cần thiết để ngày mai Tấn Phong ra Bắc công tác. Chuyến bay sẽ cất cánh sớm, cô sợ sẽ không kịp. Tấn Phong từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn. Anh bước tới ôm cô từ phía sau, Đan Thủy giật mình, quay lại mắng yêu. Anh hư ghê, không thể em đang làm việc sao? Tấn Phong hôn lên má, khiến gương mặt cô đỏ ửng vì ngại ngùng. Tình cảm ngọt ngào là gì đây? Có lẽ báo hiệu cho một đêm nồng ấm của đôi tình nhân trẻ. Cô Lý nhí. Anh tránh ra đi, em đang xếp đồ. Anh cứ quấy rối thế này, lặn em quên hết rồi lại thiếu cái nọ cái kia. Anh cứ thích quấy rối đây, em không thích sao? Tấn Phong bế thấp cô lên, rồi từ từ tiến về phía chiếc giường lớn anh đặt cô xuống giường sổ không quên lấy tấm thâm lớn của mình phủ lên người cô làn da ẩm ướt mát lạnh của cô thật khiến anh si mê vòng tay mỗi lúc càng siết chặt hơn cơ thể chạm vào nhau khiến cho cô mất tự chủ mà chuyển động theo sự dẫn dắt của anh đôi môi cô bắt đầu cảm nhận được sự ẩm ướt tiện nghi bị chiếm hữu nụ hôn di chuyển dần xuống hõm cổ bất giác cổ họng cô như muốn phát ra âm thanh Cả cơ thể cô nhẹ nhàng phối hợp nhịp nhàng cùng cơ thể mạnh mẽ của người đàn ông. Hai người như hòa chung làm một. Tấn Phong như hiểu rõ người tình, liền thừa thắng sông lên. Anh chuyển động nhẹ nhàng để cho đan thủy được thoải mái. Âm thanh của ái tình tràn ngập không gian ấm cúng và lãng mạn này. Họ tuy mỗi ngày đều bên nhau, nhưng hôm nay trước một chuyến công tác dài ngày, cả hai bỗng dưng cảm thấy trống vắng khi nghĩ về những ngày không gặp nhau. Hai tâm hồn cô đơn cần được sưởi ấm như những chiếc lá mùa đông được ngày nắng ấm 6 giờ sáng đàn thủy tiễn tấn phong ra sân bay anh biển dịn nắm lấy tay cô rồi kéo vào lòng hôn lên trán giọng nói ấm áp dặn dò em nhớ giữ gìn sức khỏe đợi vài hôm nữa anh về sẽ đưa em đi du lịch đó đây cho khuây khỏa nhé cô khẽ gật đầu cô cũng nhắc kéo anh màu vào trong kéo trễ giờ bay đôi tay của tấn phong biển dịn như thể muốn giữ mãi tay người yêu không chịu buông Ánh mắt buồn khiến cho cô không đành lòng. Cô véo nhẹ lên má anh, nựng một cái yêu thương. Anh lớn rồi mà cứ như con nít đấy. Đi công tác vài hôm, chứ có phải là vài tháng hay là vài năm đâu. Trở về, em sẽ bù đắp, đảm bảo anh sẽ không chịu thiệt. Em hứa rồi đấy nha. Được dỗ dành, Tấn Phong vui ra mặt. Nhà gái đông đúc người, nhưng họ vẫn vô tư thể hiện tình cảm không chút ngại ngùng. Ngọc trai đến từ nay đến giờ, đã vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ngọt ngào, đáng ghen tị của đôi chim sẻ. Cô chẳng nói gì, chỉ lắc đầu ngao ngán. Dù là tác giả viết không ít tác phẩm về tình yêu, nhưng dường như cô vẫn chưa quen việc chứng kiến trực tiếp màn phát đường ngọt lịm thế này. Cô suy ngẫm, rồi chợt nhận ra rằng phụ nữ đẹp nhất là khi được ở bên cạnh người mình yêu. Giả như cô cũng có một người đàn ông luôn quan tâm, chăm sóc cho mình thì hay biết mấy. Đan Thủy đứng bên ngoài nhìn theo, cho tới khi bóng dáng của Tấn Phong khuất hẳn, cô mới chịu quay về. Lần công tác này chỉ kéo dài một tuần, nhưng có lẽ khoảng thời gian xa nhau dài nhất kể từ khi hai người ở bên nhau. Về phía trí nam, không biết dạo này hắn làm sao, lại hay có hứng thú với những bìa sách mà hắn đã từng lãng quên. Dù một thời gian dài, hắn chưa ra mắt tác phẩm nào, nhưng nét vẽ vẫn rất đẹp và nhuẩn nhuyễn. Hắn lấy chiếc máy tính quen thuộc ra và khoe với cô chiếc bìa hắn vừa mới hoàn thành tối qua hắn dự định sẽ chọn in cho tác phẩm sắp ra mắt. cô đứng bên cạnh hắn, nhìn thoáng qua cách phối màu, so với trước không khác mấy, nhưng trong từng nét vẽ khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn nhiều. nhân vật trong chiếc bìa có những dòng buồn suy tư, dường như là chứa đựng những nỗi niềm khó giải bày cùng ai. nếu trước đây hắn thích những gam màu tươi sáng, thì nay lại chọn màu đỏ thẫm làm chủ đạo. đan thủy thầm nghĩ, mỗi một tác phẩm được tạo ra đều mang nỗi niềm của người nghệ sĩ. Cuộc sống của hắn không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu quyền lực. Vậy hà cớ gì hắn phải ưu tư và buồn phiền? Thấy Đan Thủy im lặng, không nói, hắn cất tiếng hỏi. Cô làm sao thế? Xem xong rồi thì ít nhất cũng nên có một lời đánh giá chứ. Cô nhếch môi và thầm nhủ. Nếu tôi góp ý thì anh có nghe không chứ? Cô vẫn im lặng, một lúc sau cô mới lên tiếng. Tôi cứ tưởng dạo này anh bỏ nghề họa sĩ để theo đuổi đam mê làm ông chủ rồi chứ. Hắn trừng mắt nhìn cô rồi lại lạnh lùng sao cô biết đó là đam mê của tôi hắn nhìn bộ dạng bối rối của cô rồi bật cười tiếp lời nói chơi thôi Chưa trở thành họa sĩ là ước mơ kể từ khi tôi còn rất nhỏ vì mẹ tôi cũng là họa sĩ chỉ tiếc là nhắc tới người mẹ quá cố mặt hắn liền đổi sắc mặt buồn rười rượi đan thủy có chút đồng cảm vì chính cô cũng là cô nhi thậm chí còn chưa từng gặp mẹ một lần cô không hiểu vì sao có lúc cô thấy rất hận hắn nhưng có lúc lại thấy hắn đáng thương có phải vì cô qua yếu đuối nên bị hắn lừa gạt hết lần này tới lần khác không? Hắn nói khi hắn còn nhỏ, hắn đã có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng rồi khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã qua đi rất nhanh. Ngày hắn nhận được tin bố vì hòa hoạn mà qua đời, hắn chỉ muốn lao ngay tới đó để được gặp bố lần cuối, nhưng mẹ đã ngăn hắn lại, dù trái tim bà cũng đang rất đau. Rồi số phận đã tệ bạc với hắn đến cùng, khi không bao lâu sau, mẹ hắn đổ bệnh rồi qua đời hắn sống với người chú hai người phải làm việc rất nhiều để kiếm sống chú của hắn vốn dĩ cơ thể yếu ớt hay đổ bệnh lại phải làm việc nặng nhọc nên cũng chỉ vài năm sau đã không còn bên cạnh hắn ông trời thực sự đã ban cho hắn một số phận quá đỗi nghiệt ngã tuổi thiếu niên hắn bước vào đời một thân một mình không nơi nương tựa những bước chân chập chững đã khiến hắn sa ngã vào con đường nhơ nhuốc ngày hắn gặp tấn phong cũng chính là ngày cuộc đời hắn sang một trang mới Giống như hắn, Tần Phong cũng chỉ có một mình, từ nhỏ đã đi bụi và chơi với một nhóm bạn du côn. Tuy nhiên, khác với họ, trong con người Tấn Phong vẫn luôn có khao khát được bảo vệ chính nghĩa. Và cũng trong một lần đứng lên bảo vệ kẻ yếu thế, hai người gặp nhau và kết tình bạn hữu. Trong hơn 10 năm qua, tình bạn của hai người luôn bền chắc, cho đến khi đan thủy xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Trận hắn dừng lại, cổ họng hắn như có cái gì chán ngang khiến câu chữ không thể phát ra dễ dàng. Tôi và Tấn Phong đã cùng nhau vào sinh ra tử. Không có chuyện gì chúng tôi không nói với nhau. Cũng không có chuyện nguy hiểm nào mà chưa từng trải qua cùng nhau. Tôi xem cậu ấy không chỉ là bạn mà còn như một người em ruột thịt. Một lần cậu ấy vì tôi mà chống lại mấy tên đầu gấu hung hãn. Tôi cứ nghĩ đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nhau. Tôi không biết cô nghĩ gì về cậu ấy. Nhưng tôi hy vọng cô sẽ không làm một người đàn ông tốt bị tổn thương cô hiểu những gì hắn đang nói cô liền đáp anh yên tâm tôi không phải là người có thói quen làm người khác tổn thương biết cô cố ý ám chỉ mình hắn chỉ mỉm cười cười khổ cô hiểu được vậy thì tốt trời đã buông màu hoàng hôn mọi người ai cũng chuẩn bị tan ca vậy là cả ngày nay cô chẳng làm được việc gì cả cô nghĩ đến những lời hắn nói rồi lại nghĩ về tấn vong bấy lâu nay cô vẫn ở bên cạnh nhưng thật sự chưa từng được nghe anh kể những chuyện này. Có thể đối với Tấn Phong, việc nhắc lại quá khứ chỉ khiến thêm đau lòng. Công việc của Tấn Phong và Ngọc Trai khóa thuận lợi, họ đã ký kết được nhiều hợp đồng với các đối tác lớn nhỏ, thậm chí có người còn chủ động liên lạc, như thể đã biết sẵn chuyện công tác của họ. Trước lúc đi, họ đã rất lo lắng, cứ nghĩ là chuyến công tác lần này, hắn sắp đặt có thể là một cái bẫy, nhưng thực tế lại thành công ngoài sức mong đợi những nghi ngờ trong lòng họ đã vơi đi rất nhiều. Buổi tối, hai người cùng nhau đi dạo bên hồ. Thành phố vào trời mát mẻ, từng làn gió mang hơi nước từ mặt hồ phả vào không khí. Ngọc trai hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ cảm thán. Lâu lắm rồi mới trở lại thủ đô, thành phố khác xưa nhiều quá, nhưng vẻ đẹp cổ kính vẫn vẹn nguyên như nhiều năm về trước. Tôi còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên ra thành phố này, được thưởng thức một que kem mà cứ ngữ trên đời sẽ chẳng còn loại kem nào ngon hơn thế kem này có một hương vị rất riêng mà bất cứ ai đã có dịp nếm thử thì sẽ chẳng thể quên bỗng ngọc trai nhìn về phía tấn phong cô tò mò hỏi Ngày nói cậu cũng xuất thân ở thành phố này vậy đã bao giờ thưởng thức kem này chưa tấn phong bật cười trong đau khổ nét mặt nhân lại rất thương cảm tôi làm gì có cái diễm phúc ấy tuổi thơ cơ cực nên một que kem cũng là điều xa xỉ ngọc trai trầm mặc như hiểu ra mọi chuyện cô liền rủ tấn phong tới tiệm bán kem chính hiệu để bù đắp phần tuổi thơ thiếu thốn ấy tấn phong dù không mấy hứng thú vì đang nghĩ về người yêu nhưng buổi tối nếu chỉ đi dạo cũng rất vô vị cô theo bước ngọc trai tới một cửa hàng đông đúc xếp hàng và đợi hơn 30 phút mới mua được hai cây kem ốc quý rồi hai người cùng nhau qua đường phía đối diện nơi có rất nhiều người đang đứng ăn kem để được trải nghiệm cảm giác ăn kem của người nơi đây. Kem không ngọt gắt mà rất thanh, kem rất mịn, mát dịu nhẹ, còn ốc quế lại giòn tan. Nhưng điều đặc biệt là cảm giác từng chút kem tan trong đầu lưỡi thật khiến cho người ta mê mẩn. Tấn Phong dù đã từng thử qua rất nhiều loại kem nổi tiếng, trong nước lẫn nước ngoài, nhưng chưa từng thấy loại nào đặc biệt thế này, anh bụt miệng thốt lên. Quả thận rất đặc biệt, đúng là chưa từng có ở nơi khác. Ngọc trai cười khúc khích tán đồng ý kiến của anh, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, ngọc trai hỏi tấn phong cơ duyên nào lại khiến cậu và đan thủy đến với nhau tấn phong khẽ nhích môi cười nhìn vào khoảng không gian đông đúc người qua lại trước mặt đáp tôi không biết nữa chỉ biết rằng ngay từ lần đầu gặp gỡ trái tim tôi đã rung động tôi nghĩ rằng chúng tôi có duyên phận nên mới gặp nhau trong một tình huống oai oăm như vậy tôi là chủ nợ còn cô ấy là con nợ giờ nghĩ lại tôi chỉ mong cô ấy tha thứ cho những lỗi lầm của tôi khi xưa ngọc trai thầm nghĩ phải chăng mọi mối nhân duyên trên đời đều bắt đầu bằng những lần gặp gỡ không ngờ tới ngày đó cô cũng gặp tấn phong trong một tình huống vô cùng nguy hiểm nếu lần đó không có anh liệu có phải cô nhưng sao hai người lại không thể bên nhau đôi mắt nặng trĩu ngọc trai quay đi cố che giấu nỗi thất vọng bấy lâu vẫn chất chứa trong lòng cô lớn hơn tấn phong vài tuổi nên hiểu rất rõ cảm giác cô đơn và chờ đợi mỏi mệt tên nhường nào mỗi ngày trôi qua cô đều mong mỏi được gặp lại chàng trai năm ấy. Nhưng khi đã đứng trước mặt nhau rồi, thì những lời trong lòng tuyệt nhiên không thể thốt ra được. Cô biết, Tấn Phong sẽ chẳng hiểu được tâm tư của mình, nhưng vẫn mong ngày ngày làm việc cùng nhau, gặp nhau và trò chuyện với nhau, như thế là đủ rồi. Thấy Ngọc Trai im lặng hồi lâu, Tấn Phong cất lời. Tác phẩm lần này của chị lấy ý tưởng từ đâu thế? Tôi nghĩ hẳn chị đã rất buồn, và có rất nhiều tâm sự không thể nói ra thành lời, cho nên mới tạo cho nhân vật của mình một số phận bi đát đến thế. Tôi không phải là người may mắn, nhưng mà tôi hiểu trên đời vẫn còn nhiều người kém may mắn hơn tôi. Câu nói của Tấn Phong như đã chạm vào nỗi đau ngọc trai luôn cố giấu. Ngay lúc này, cô rất muốn thổ lộ cho anh hiểu nỗi lòng của mình, nhưng lý trí cô đã ngăn cô lại. Vì nếu nói ra, có thể sau này họ sẽ không thể làm việc cùng nhau, cũng không thể là bạn bè của nhau. Bỗng điện thoại của Tấn Phong reo lên, hai người tạm thời dừng cuộc trò chuyện để Tấn Phong nghe máy. Một nhà sách lớn mới mở ở thủ đô mong muốn được hợp tác và đặt mua một số lượng lớn sách trong dự án sắp xuất bản. Vì họ muốn hai bên hợp tác lâu dài trong tương lai, nên để tạo lòng tin cho nhau, đợt này họ sẽ thu mua tầm 100.000 cuốn sách của dự án mới và 20.000 cuốn của những dự án đã xuất bản trước đó. Họ chỉ mong phía Tấn Phong có thể cho họ một cái giá ưu đãi hơn những khách hàng khác. Tấn Phong rất vui, Dường như thần may mắn đã mỉm cười với anh nên vội gật đầu đồng ý và liên liệt kẹt để bàn bạc chi tiết. Anh không hiểu vì sao mọi thứ lại thuận lợi đến thế. Có lẽ khi trở về, anh sẽ có rất nhiều chuyện muốn kể cho Đan thủy. Câu chuyện giang dở của hai người bọn họ cứ thế bị bỏ lỡ, cơ hội được thổ lộ tâm tình cũng qua đi. Ngọc Trai cũng vui lây, cô cười rất tươi, trai giấu những nỗi buồn trong lòng. Cô biết mọi chuyện đã được an bài, người đến sau vẫn mãi là người đến sau. Trở về khách sạn, Tần Phong liền kể cho Đan Thủy những thành tựu mà anh đạt được trong chuyến đi này và cũng hứa sẽ mang đến cho cô một món quà bất ngờ. Đan Thủy rất mong chờ nhưng không quên dặn anh làm việc gì cũng cần phải cẩn trọng. Thương trường là chiến trường, chỉ một cú sẩy chân, mọi công sức sẽ đổ sông, đổ bể. Đêm nay, chị Nam lại không ngủ. Hắn cầm điếu thuốc trên tay hít một hơi thật mạnh, ngả đầu ra phía sau, và những làn khói bạc vào không gian yên ắng. Hắn ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua và những lời Ngọc Trai đã từng nói với hắn nhiều năm trước. Ngày ấy thì mọi biến cô vẫn chưa xảy ra, có lần Ngọc Trai đã nói cô có thể đoán trước tương lai của một người bằng cách quan sát chỉ tay của họ. Chị Nam đã cười xéo cợt, cho rằng điều đó thật phi lý. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra đúng như lời tiên tri của Ngọc Trai. Hắn đã làm tổn thương một cô gái tốt, rồi khi muốn bù đắp vào hàn gắn thì người ta đã thực sự quên hắn rồi hắn tự nhủ sao mình lại ngốc đến thế cả đời mưu toan bon chen trành đùa với người với đời không kém cảnh ai nhưng lại đánh mất cái quan trọng nhất trong cuộc sống của mình tình yêu mà đan thủy dành cho hắn từ lâu đã chết giờ đây mỗi ngày gặp nhau cũng chỉ vì công việc hắn có quan tâm cô cũng không bận tâm nữa rồi kể từ khi biết được thân thế thực sự của đan thủy hắn đã rất hối hận và dằn vặt mỗi ngày nhìn thấy cô là một lần trái tim hắn nhói đau nó như đang bị ai mổ xẻ ra thành trăm mảnh, một thứ cảm giác còn đau đớn hơn cả hận thù. Đan Thủy ở ngay trước mắt, nhưng trái tim cô hẳn sâu những vết cắt đau đớn do hắn mang lại. Một bên là người phụ nữ hắn yêu, một bên là người bạn thân thiết, nhưng hắn đã từng nhận tâm làm tổn thương cả hai. Một mình gặp nhấm nỗi đau và sự cô đơn dù hắn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự gian vặt này. Hắn muốn được ôm người mình yêu vào lòng, nhưng làm thế nào để cô ấy mở lòng với hắn lần nữa thật sự là một câu hỏi không lời đáp màn đêm vô hình cứ thế vây lấy hắn hắn không phản kháng mà bất động chìm vào khoảng lặng ấy như phím đàn không gõ thành tiếng buổi sáng hắn tới công ty thật sớm và cho người đặt hai vé máy bay đi công tác nước ngoài gấp cô nhân viên cảm thấy rất lạ vì hắn xưa nay chưa từng làm việc gì đột xuất mọi thứ luôn phải diễn theo kế hoạch và nguyên tắc đã có sẵn tuy nhiên cô cũng chẳng dám thắc mắc bởi hắn là ông chủ Đan Thủy vừa đến thì đã nhận được thông báo, cô phải cùng với Chí Nam ra nước ngoài công tác mà chuyến bay 2 giờ nữa đã cất cánh. Đan Thủy rất ngạc nhiên, cô không hề muốn đi bởi chiều nay Tấn Phong sẽ trở về và họ đã hẹn là sẽ đi ăn cùng nhau. Đan Thủy bực bội, cô bước vào phòng làm việc của hắn mà không cần gõ cửa. "Tôi muốn biết tại sao lại phải đi công tác gấp như thế? Việc gì cũng cần phải có trình tự và kế hoạch chứ. Tôi không hề được báo trước, hơn nữa anh cũng không hỏi xem tôi có muốn đi cùng không?" anh xem tôi là cái gì vậy chị nam đứng dậy không nao núng hắn đưa hai tay vào túi và lạnh lùng nói đây là công việc và tôi là sếp của cô cô không có sự lựa chọn nào khác đâu cô càng tức giận hơn cô gắt gỏng anh có thể nói chuyện có lý lẽ hơn được không anh là sếp nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn gì cũng được hắn cười như đang cố tình dễu cợt cô những gì tôi vừa nói với cô là tất cả lý lẽ của tôi đấy anh Hắn rất nhanh đã lấy tay bịt miệng cô lại, không cho cô nói, rồi cười như cố tình trêu chọc cô. Chuyến công tác lần này liên quan tới dự án mà Tấn Phong và cô phụ trách. Cô không muốn làm gì đó để giúp hắn, cũng là giúp chính mình sao? Đan Thủy càng lúc càng thấy khó hiểu, không biết từ lúc nào mà hắn lại có ý tốt giúp đỡ hai người. Mỗi lời hắn nói ra đều khiến cô không thể phân thật giả. Cô do dự, cố nhủ thầm, nếu cô đi theo hắn, cô sẽ có thể giám sát mọi hành động của hắn. Nếu không phải vì dự án thì chắc chắn hắn cũng sẽ làm việc khác như thế với cô, chỉ có lợi không có hại. Nhưng không để hắn đoán được tâm tư, Đan Thủy làm mặt lạnh. Tôi tạm tin anh lần này, nếu mà tôi biết anh có ý khác, tôi sẽ không tha cho anh. Chí Nam cười rất tươi, có lẽ hắn quên mất bản thân cần che giấu cảm xúc khi đứng trước cô gái này. Trở về căn hộ, cô gom một ít quần áo cho vào vali, vì chuyến công tác lần này chỉ kéo dài 3 ngày 2 đêm, nên cũng không cần phải mang theo nhiều đồ, những thứ còn thiếu đến nơi cô sẽ mua. Điều mà cô lo lắng nhất chính là Tấn Phong. Liệu anh sẽ nghĩ gì nếu biết cô ra nước ngoài với Trí Nam? Nhưng nếu cô nói trước thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Đan Thủy cầm điện thoại trên tay do dự. Cô muốn gọi, nhưng rồi thôi. Tiền nhắn soạn giữa chừng rồi lại xóa. Nhắm nghiền mắt, cô tự nhủ, Tấn Phong rồi sẽ hiểu và thông cảm cho cô thôi. Cô nhìn sang phía đồng hồ treo tường. Cô sắp trễ giờ bay, Cô vội vàng kéo vali ra ngoài khóa cửa. Không gian bên trong căn hộ lại trở về trạng thái trống trải như lúc ban đầu. Ở sân bay, hắn đã ngồi ở hàng ghế đợi từ lâu. Tâm trạng của hắn hôm nay rất tốt, trái ngược lại với đan thủy. Thấy cô tới, hắn ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh, nhưng cô từ chối. Tôi muốn ra kia nhìn một chút. Tôi thích nhất là cảm giác được nhìn mọi thứ sau lớp kính. Vì như thế có thể chỉ mỗi mình nhìn thấy, còn họ thì không. Nói rồi, cô lướt qua hắn và đi qua hành lang phía trước. Cô đứng yên lặng trốn mục ra bên ngoài. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Không ai biết rằng cô ấy đang ngắm nhìn họ. Chị Nam bước tới bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng nói. Anh nhớ ngày xưa chúng ta đã từng trò chuyện với nhau. Ở một nơi tương tự như thế này. Lúc đó... Cô cắt ngang lời hắn. Đừng nói với tôi những chuyện của ngày xưa. Vì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi bây giờ không còn là tôi của ngày xưa và anh cũng vậy. Tôi không biết anh nghĩ gì. Nhưng với tôi đó là một quá khứ dại khờ và đáng quên nhận thấy thái độ cứng rắn của cô hắn biết bản thân có nói gì cũng vô nghĩa vì giờ cô đã không còn kiên nhẫn ngồi nghe hắn nói chuyện nọ chuyện kia giữa họ chỉ có công việc và không còn gì khác hắn cúi mặt nhìn về phía đan thùy đang nhìn mọi thứ vẫn bình thường chỉ có hai người bọn họ đã thay đổi hắn không trách cô tuyệt tình chỉ trách bản thân mù quáng không biết trân trọng nên đã đánh mất sân ga đông đúc người nhưng tâm hồn hắn lại rất trống trải vì không tìm được sự đồng cảm của bất cứ ai. Sau một chuyến bay dài, đàn thủy cuối cùng cũng được tận hưởng gió biển trong lành khi nơi cô tới là một hoang đảo. Cô ngạc nhiên, không hiểu sao lại đến nơi này. Còn trí nam chỉ cười cười, ánh mắt nhấp nháy, ẩn ý điều gì sâu xa rồi bảo: đây là chuyến du lịch dành riêng cho cô. Tôi chỉ muốn cho cô chút bất ngờ thôi. Đàn thủy há hốc mồm, không biết tại sao hắn lại làm thế. Hóa ra đi công tác chỉ là cái cớ. Vậy là cô đã mắc mưu hắn thêm lần nữa. Chiếc xe limousine sang trọng đón họ từ sân bay về khách sạn. Ngồi trên xe, đàn thủy không ngừng trời thầm. Cô tỏ ra bực bội, nhưng hắn vẫn bất động, vờ như không nghe thấy. Cô tự nhủ. Sao hắn lại có thể giả câm giả điếc giỏi đến thế? Ngày đầu tiên ở trên đảo, cô không hề biết hắn làm gì. Hắn chỉ đưa cô về nhận phòng khách sạn, rồi sau đó mất hút. Lúc đầu cô vì ghét phải đối mặt với hắn, nên cũng không để ý, nhưng tới chiều tối thì nhận ra hành tung của hắn có gì bất thường. Ở trong khách sạn cả ngày cô đâm ra chán trường. Cô thay chiếc đầm tím than, trước ngực có thắt chiếc nơ to, đeo túi sách màu đen, dự ra ngoài đi dạo biển, biết đâu tìm ra chút manh mối về hắn. Cô đón taxi tới một quán bar, nghe nói đây là quán nhiều người lui tới nhất ở hòn đảo du lịch xinh xắn này. Những người tới đây đủ mọi độ tuổi nhưng hầu hết là khách du lịch nước ngoài. Chen và dòng người đông đúc đang hòa mình trong tiếng nhạc sập sình cô chọn cho mình chiếc bàn nhỏ trong góc vì nơi đó ít người nhìn thấy cô người phục vụ đem cho cô một cốc rượu cô nhấc lên nhấp môi một chút lấy vị lâu rồi cô không uống rượu nên mùi rượu nặng khiến cô có chút không quen cô nhìn xung quanh quan sát bởi cô nghĩ nơi có nhiều người thế này chắc hẳn có thể tìm thấy hắn một lúc sau bao người qua lại nhưng cô vẫn không nhìn thấy hắn đâu đàn thủy hơi thất vọng vì coi như hôm nay cô chẳng có thu hoạch gì Bỗng cô nhìn sang bên trái, một người đàn ông ngoài 30 nhìn cô cười như muốn bắt chuyện. Anh ta nâng cốc, hướng về phía cô như muốn mời cô một ly. Cô không quen người này nên cố tình làm lơ mà không hề để ý sắc mặt không vui của anh ta. Đan Thủy rời đi khỏi quán bar, cô định sẽ trở về khách sạn vì biết đâu hắn đã về. Khác hẳn không khí ồn ào náo nhiệt của bên trong. Đường phố rất vắng vẻ vì đã gần nửa đêm. Đan Thủy vòng hai tay trước ngực bởi những cơn gió biển xe lạnh chiếc váy mỏng manh không thể khiến cô bớt lạnh cô bước thật nhanh vì cảm giác một mình ở nơi xa lạ khiến cô có chút sợ hãi cô càng đi lại càng cảm thấy đường về khách sạn xa hơn có vẻ như cô đã lạc đường lâu lắm mới có một chiếc taxi ngang qua nhưng không chiếc nào dừng lại cô thật sự không hiểu tại sao một nơi chuyên làm du lịch mà dịch vụ vận chuyển hành khách lại khó khăn thế này bỗng đan thủy cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình sống lưng lạnh buốt khiến cho cô dùng mình. Đan Thủy ngoảnh đầu, nhìn lại phố xá phía sau hoàn toàn trống trải, không một bóng người. Cô bước nhanh hơn, nhưng cảm giác bị theo đuôi vẫn không thuyên giảm. Càng đi, con đường phía trước càng thu hẹp, dường như cô đã đi vào một ngõ cụt. Đan Thủy hoảng hốt khi nhận ra phía trước đã không còn đường. Cô quay đầu nhìn lại phía sau, một người đàn ông cao lớn đang nhìn cô chằm chằm. Anh ta đang cười mãn nguyện, khi thấy cô không còn đường thoát thân. Rồi hai tên cao lớn nữa xuất hiện, Chúng cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian khuya khoát và vắng vẻ vô cùng ám ảnh. Cả ba cùng tiến lại gần, cô sợ hãi lùi về phía sau cho đến khi chạm vào chân tường ngã quỷ xuống. Khoảng cách giữa cô và bọn xấu xa ngày càng thu hẹp. Cô ngày càng nghe rõ tiếng cười xấu xa và tà ác của bọn chúng. Cô bật khóc vì quá sợ hãi. Cô van xin chúng tha cho cô, nhưng tất cả đều trở nên vô ích. Gã đàn ông đứng giữa, chính là người lúc nãy cô nhìn thấy trong quán ba tiến về phía cô hắn bóp chặt chiếc cằm xinh xắn của cô giọng nói lạnh lùng cô em bây giờ có dám từ chối anh không có biết anh là ai không mà xem thường hai gã đồng bọn thích chí cười cợt dám từ chối cả đại ca sao chắc từ nơi khác đến nên không hiểu luật để anh nói cho cô biết ở cái đảo này không có người phụ nữ nào dám từ chối đại ca nói rồi bọn chúng nhìn nhau cười mãn nguyệt cô run lên cầm cập nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh và chấn an bản thân. Cô nghĩ về những chuyện trước đây mình đã từng trải qua. Cô đã từng rơi vào tay của một ông trùm như Lão Vĩnh Hà và cả Trí Nam cũng không ít lần làm khó dễ cô. Cô tự nhủ, mình phải bình tĩnh mới hóa giải được khó khăn này. Cô lợi dụng lúc bọn chúng đang mải mê, với niềm vui chiến thắng, liền ném túi sách, áo khoác vào mặt bọn chúng và liều mình xông ra, nhưng không may bị bắt lại. Tên đại ca tát mạnh vào mặt cô, khiến cô ngã xuống đất. Hắn hùng hổ đè lên người cô và bắt đầu xé váy điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô cố vùng vẫy, khi hắn ghé xuống hôn, cô nhanh trí né sang một bên rồi cắn mạnh vào cổ hắn. Quá đau đớn, hắn hét lên, hai tên kia nhanh chóng tiến lại tiếp ứng. Trùng khóa chặt tay chân cô, cố định trên mặt đường, một bên váy bị xe rách. Cô hét lớn, nhưng đáng tiếc không có ai nghe thấy. Bỗng một tên bị kéo ra xa, tên còn lại bị ném lên không trung rồi rớt xuống rất mạnh. Tên đại ca nhận ra điều khác thường liền quay lại. Bốp, bốp. Hai cú đấm liên tiếp vào mặt, khiến cho hắn choáng váng, nhất thời không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi tỉnh lại, thì chỉ nam đã nắm tay và kéo đan thùy rời đi. Tên đại ca tức giận ra lệnh đuổi theo. Hắn và cô chạy được một đoạn, thì không thể tiếp tục vì cô chân bị trẹo. Hắn đưa cô nấp vào một góc bên đường, quan sát bọn lưu manh kia. Từ vị trí nấp của hai người, vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện của bọn chúng, tiếp tục tìm đi nếu để bọn chúng trốn thoát chúng ta sẽ rất khó nói chuyện với ông chủ mẹ kiếp hắn đập mạnh tay vào bức tường rồi cùng bọn đàn em tiếp tục truy đuổi đan thủy thấy chí nam cứu mình lúc nguy hiểm trong lòng có chút cảm kích nhưng cô vẫn không thể quên được hắn cũng là một tên xã hội đen đội lốt người tử tế và những việc hắn đã làm với cô chí nam cúi xuống xoa lên chỗ bị đau ở chân của cô đan thủy gạt tay hắn ra rồi quay mặt đi chỗ khác bỏ ra tôi không cần anh quan tâm. Biết cô giận mình, hắn im lặng, thật sự chưa bao giờ hắn dịu dàng như bây giờ. Hắn cởi chiếc áo khoác của mình cho cô mượn tạm, che đi chỗ chiếc váy bị rách. Cô rất giận, nhưng lại không thể từ chối. Bỗng từ xa có tiếng người nói, bọn liều manh kia đã quay lại. Hắn ép sát cô vào tường, che giấu, không để cho bọn chúng nhìn thấy. Bọn chúng tiến lại gần hơn, tên đại ca hằn học. Chắc chắn bọn chúng chưa thể đi xa được. Đây là địa bàn của tao. Tao không tin, lại có đứa thoát khỏi tay tao một cách dễ dàng thế này. Ở trong lòng trí nam, đàn thủy cảm nhận được từng nhịp tim hắn đang đập rất mạnh. Khi thoảng, hắn lại cúi xuống, nhìn cô gái bé nhỏ đang áp sát vào ngực mình, cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt và hành động của hắn đã tố cáo con tim hắn. Đàn thủy giật mình la lên khi có một con chuột vô tình chạy lại gần chỗ cô. Bà gái liều manh kia liền quay lại phía vừa phát ra âm thanh. Chúng quan sát và ngày càng tiến lại gần nơi hai người đang ẩn nấp. Trí Nam lấy tay bịt chặt miệng cô lại rồi nếp người vào bức tường quan sát. Chiếc váy dài của cô bất ngờ bị gió thổi tung. Một phần tà váy lộ ra ngoài. Bọn liều manh nhìn thấy liền chạy thẳng tới. Trí Nam không còn cách nào khác đành bảo đan tùy chạy trước. Còn mình sẽ giữ chân bọn chúng. Đan thủy không đành lòng. Nhưng nếu bây giờ cô ở lại cũng không thể giúp được gì. Hơn nữa lại còn đánh mất cơ hội tìm người tới ứng cứu. Đan thủy vừa rời khỏi thì sau lưng vang lên âm thanh của những cú da đòn bạo liệt đầy ám ảnh. Cô bị tai lại, vừa chạy vừa khóc. Khung cảnh phía sau lưng thật khiến cô không dám ngoái đầu nhìn lại. Chị Nam vốn dĩ cũng không phải là thư sinh yếu đuối. Những năm tháng lang bạt, bơn trải đã tôi luyện hắn thành một người đàn ông bản lĩnh. Tên đại ca vừa ra đòn, chị Nam đã kịp nắm lấy cánh tay hắn, bẻ ngược ra phía sau, khiến cho hắn đau đớn mà nhăn mặt. Đôi mắt đỏ lên vì tức giận. Thấy vậy, hai tên đàn em liền tấn công trí nam để giải vây cho hắn trí nam nhanh trí né sang một bên nhưng không quên ném hắn về phía hai người kia khiến cho cả ba tên choáng váng suýt ngã nhưng hắn cũng không phải dạng vừa cả ba xông lên cùng một lúc trí nam bị trúng một đòn ở bụng nhưng may thay không nặng lắm vẫn còn đủ sức để phản công trí nam vùng dậy nhanh như chớp hắn tung ra một cú đá rồi một cú đấm thẳng vào mặt của một trong ba tên hạ gục hắn hai tên còn lại có chút khiếp vía nhưng máu anh hùng hùng hục hắn vẫn không bỏ cuộc hắn rút dao tiến tới xoẹt xoẹt cành tay của chí nam bị thương máu bắt đầu chảy chí nam cau mày vì có chút đau đớn hắn lấy bàn tay còn lại bóp chặt không cho vết thương chảy máu hai tên lưu manh thấy mình giành được lợi thế liền cười dễu cợt mày tưởng bọn tao không biết mày là ai sao lấy được mạng mày thì tao có cái mà kể công với ông chủ rồi chí nam nhận ra ngay Hắn đang nhắc tới ai, lạnh lùng đáp trả. Làm được đi rồi hắn nói, còn chưa biết ai lấy mạng ai đâu. Hai tên kia thay đổi sắc mặt trước lời thách thức và hùng hổ vung dao. Xoẹt, chỉ nam né người, bắt lấy cổ tay hắn bóp mạnh rồi vặn ngược khiến hắn không chịu được mà đau, thả con dao xuống đất. Nhân lúc hắn thất thế, chỉ nam tung ra một đòn đánh sau gáy, khiến cho hắn nằm gục xuống đất. Tên đại ca thấy thế liền hoang hốt bỏ chạy. Khi đã hạ xong, cũng là lúc chị Nam cảm thấy khắp cơ thể đau nhói. Hắn đi loạn choạng vài bước thì nằm xuống đường bất động. Tỉnh dậy trên chiếc giường ở bệnh viện, chị Nam sừng sốt, không biết tại sao mình lại ở đây. Hắn thậm chí còn không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra vào tối qua. Toàn thân đau ê ẩm, nhưng hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng như đang rất khỏe mạnh. Cô rót cho hắn cốc nước. Cô kê cáo trước gối sau đầu, đỡ hắn ngồi dậy uống ít nước. Hắn nhìn cô với đôi mắt dịu dàng khác hẳn trước đây, nhưng cô cúi mặt cố tình tránh né. "Anh uống nước đi, bác sĩ dặn anh cần phải uống nhiều nước thì vết thương mới nhanh hồi phục." Khi tay cô vừa đưa cốc nước tới chỗ hắn thì bỗng nhiên cổ tay bị giữ chặt, hắn kéo cô lại gần. "Sao em lại quan tâm tới sức khỏe của tôi? Chẳng phải em rất hận và chỉ mong tôi sớm biến mất sao?" Đan Thủy giật mình rụt tay lại, cốc nước rơi xuống cô đáp. "Tôi quan tâm không phải vì quý mến anh." Mà vì ít nhất lần này anh đã cứu tôi Đối với tôi mọi thứ đều rất rõ ràng Quá khứ và hiện tại không thể xem là một Sắc mặt hắn trầm xuống đầy thất vọng Có lẽ hắn đang mong được nghe những lời Mà mình mong ước Nhưng không Những gì hắn vừa nghe thấy Chỉ khiến trái tim hắn đau nhói Nhưng hắn phải chấp nhận thôi Bởi mọi sự tên nông nỗi này Cũng là do hắn quá mù quáng Trong mắt chỉ có hận thù Đan Thủy quay người bước đi Nhưng một lần nữa bàn tay của ai đó giữ cô lại thật chặt cô cảm nhận được luồng khí nóng hổi đang loan tỏa trên bàn tay nhỏ nhắn của cô cô im lặng không nói một lúc sau người đàn ông với giọng nói trầm trầm cất lời bây giờ anh phải làm gì thì mới được em tha thứ đan thủy cảm thấy trái tim mình có chút động lòng nhưng mà những chuyện trước đây khiến cô không thể nào quên cô lạnh lùng nói tôi với anh ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm tôi không muốn tiếp tục sai lầm nữa lời của đan thủy như một gáo nước lạnh dội vào mặt khiến cho hắn đau đớn vô cùng về quá khứ ích kỷ và nông nổi của bản thân hắn nhắm nghiền mắt khi cô đã rời đi nỗi đau gặm nhấm trái tim khiến nó dỉ máu theo từng phút từng giây trước đây hắn đã từng bỏ qua lời mách bảo của trái tim để chạy theo lý trí nay hắn muốn quay lại sống thành thật với trái tim mình thì đã quá muộn kể từ khi đan thủy đau khổ rời đi hắn đã nhận ra cuộc sống của mình trở nên vô vị nhưng hắn không có cách nào thoát khỏi những suy nghĩ hận thù sự ra đi của cha mẹ và tuổi thơ bất hạnh đã hẳn sâu trong tâm trí hắn lúc hắn biết mình trả thù sai người và muốn bắt đầu lại mọi thứ đã quá muộn vết thương thể xác không thể dày vào hắn bằng vết cắt trong tim lồng ngực đau nhói hắn nhìn theo vóc dáng mảnh mai của người mình yêu rời đi đã rất nhiều lần hắn đấu tranh giữa tiếp tục trả thù và buông bỏ nhưng bất thành bởi chưa đủ quyết tâm hôm nay nhìn đan thủy lo lắng cho hắn hắn đã nuôi hy vọng về một tình yêu đậm sâu mà hắn đã từng có. Trong cuộc đời trí nam, những chuyện đau buồn không ít, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy thất vọng về bản thân như giờ. Hắn bây giờ không nghèo tiền bạc, nhưng lại nghèo nhân cách. Hắn không phải là người đáng để được tin tưởng hay gửi gắm yêu thương. Chị Nam có thể trạng tốt nên quá trình hồi phục vết thương diễn ra suôn sẻ, chẳng mấy hôm đã xuất viện. Vừa về đến khách sạn, hắn đã nhận được điện thoại của cấp dưới báo tên các hợp đồng đã ký kết có vấn đề hắn đặt điện thoại xuống bàn đi qua đi lại trầm ngâm hắn tự nhủ sao lại có chuyện nhiều hợp đồng được ký với cùng một người trong một thời gian ngắn chứ chuyện này nhất định có gì bất thường hắn ra lệnh cho cấp dưới nhanh chóng điều tra còn bản thân mình cũng âm thầm tìm hiểu theo cách của riêng hắn hắn lăn lộn ngoài xã hội bao năm bao người căm ghét hắn cũng không ít nhưng nếu việc này thật sự là có người mưu hại thì tâm cơ của kẻ này không hề đơn giản. Càng nghĩ hắn lại càng lo lắng, phải nhanh chóng tìm ra chân tướng, nếu không chị em Chị Nam báo với Đan Thủy, hắn ra ngoài có việc, còn không quên dặn cô hãy ở yên trong khách sạn. Hạn chế tối đa việc ra ngoài, cho đến khi hắn trở về. Vì hôm qua cô đã từ chối hắn lần nữa, nên khi đối mặt với cô, hắn có chút ngượng ngùng. Tôi ra ngoài một chút rồi về, em nhớ đừng đi lung tung. Cô nhìn thái độ khẩn trương của hắn, thì trong lòng giấy lên nghi vấn. Phải chăng lại sắp có chuyện không hay xảy ra nhưng cô vẫn lạnh lùng. Việc của anh không liên quan gì đến tôi. Anh đi đâu không cần báo với tôi. Hắn có chút thất vọng im lặng rời đi. Men theo đường lớn. chỉ Nam lái xe thẳng tới một căn hộ cao cấp của một người bạn mà hắn quen biết nhiều năm và cũng là đối tác trong rất nhiều vụ làm ăn từ hợp pháp đến phi pháp. Người đàn ông này tuổi đã ngoài 50, trên đầu lâm dâm tóc bạc. Ông ta sống một mình, khi Chí Nam đến, bọn họ rời đi để hai người thuận tiện trao đổi. Không gian bên trong rất trống trải, nội thất đơn giản, có thể thấy chủ nhân là người có lối sống giản dị. Nhưng không biết vì lý do gì, lại thuê rất nhiều vệ sĩ. Phải chăng ông ta làm công việc nguy hiểm? Họ ngồi xuống chiếc bàn lớn, đặt giữa phòng, cùng uống trà và trò chuyện. Khác với thái độ nôn nóng của Chí Nam, người đàn ông kia rất chậm rãi, nói cho hắn biết những chuyện ông ta biết. Gần đây lão Vĩnh Hà mới nhận lại vợ con, mà con gái của lão ta không ai khác chính là tình cũ của cậu. Chẳng cậu cũng không thể ngờ được chuyện này, nhưng mà tôi rất tò mò, không biết cậu sẽ xử trí thế nào. Trong phút chốc, Trì Nam ngây người, thì ra Kim Quý có chỗ dựa tốt như thế, nên mới có thể gải bẫy khiến Tấn Phong và hắn mắc mưu. Trì Nam im lặng một lúc rồi cất giọng. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, cuộc đời tôi quả thật là không thiếu chuyện đặc sắc. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ bại trong tay phụ nữ Ông ta bỗng nhiên cười lớn Cậu có thể không bại trong tay người phụ nữ này Nhưng theo như tôi biết Cậu đang bại trong tay một người phụ nữ khác Chí năm ngạc nhiên Trước câu nói đầy ẩn ý của ông ta Nên hỏi lại Ông nói vậy là sao Chẳng phải cậu đang ngày đêm lo lắng cho ai đó sao Chí Nam trưởng lại Khi bị nhận ra tâm ý Nhưng vẫn cố bình tĩnh không để lộ sơ hở Trong mắt ông Tôi là cười người yếu đuối vậy sao không, chỉ là anh Hùng không thoát khỏi ải mỹ nhân, cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng mà cậu yên tâm, ân tình của chúng ta tôi chưa bao giờ quên." Ông ta tiếp tục. "Nếu như mà lão Vĩnh Hà kia là thổ địa ở đất này, thì tôi chính là thổ địa của hòn đảo này. Những gì cậu đang cũng chính là những gì mà tôi nghĩ. Cậu đừng tưởng tôi già cả rồi nên qua mặt." Lão ta lại cười rất thỏa chí. chính năm hiểu ra mình đã đánh giá nhẹ người bạn này rồi. Theo như những gì ông ta nói, thì Lão Vĩnh Hà đang lên kế hoạch thanh trừng Chí Nam ngay sau khi hắn hết giá trị lợi dụng. Vì thế tình cảnh của Trí Nam lúc này rất nguy hiểm. Chỉ cần sơ hở một chút là có thể sẽ phải trả giá đắt. Trí Nam xưa nay chưa từng tin tưởng ai tuyệt đối ngoại trừ Tấn Phong. Nhưng đối với người đàn ông này, hắn vẫn giữ sự tôn trọng và tin tưởng ở một mức độ nhất định. Hắn suy nghĩ về những việc ông ta vừa nói, về vi vụ hai người đang hợp tác, và những lần lão vĩnh hà bóng gió về những lợi ích có được trong sự hợp tác này thêm vào đó là mối hận mà kim quý luôn giữ trong lòng thì những chuyện xấu hoàn toàn có thể xảy ra nhưng điều hắn lo lắng nhất lúc này không phải cho bản thân hắn mà là đan thùy các phi vụ làm ăn của hắn hầu hết đều có liên quan tới tấn phong nếu mọi chuyện vỡ lờ lão vĩnh hà cũng sẽ không để yên cho tấn phong như vậy thì đan thùy sẽ như thế nào hắn đã từng trải qua rất nhiều chuyện đau đầu nhưng chưa có lần nào khiến hắn lo lắng tới thế này. Hắn không nói với cô về tình hình hiện tại, vì lo rằng cô sẽ không tin và hơn nữa, nếu cô biết thì cũng chẳng thể làm gì. Trong thời gian sắp tới, hắn sẽ cho người âm thầm bảo vệ cô, còn về dự án sẽ tìm Kim Quý để thương thảo, vì ai tạo ra nút thắt thì phải do chính người đó tự tháo bỏ. Mỗi ngày, đàn thủy đều nhận được điện thoại của Tấn Phong, anh rất lo lắng, không biết bao giờ cô mới trở về anh hận bản thân mình, không thể chạy tới bên cô ngay lúc này. Những chuyện xảy ra, cô vẫn chưa nói với Tấn Phong vì sợ anh nghĩ nhiều. Đan Thủy vẫn tìm cách nói rằng chuyện công tác bị kéo dài do công việc gặp trục trặc. Khi nào về, cô sẽ giải thích rõ hơn. Việc Đan Thủy đến nay vẫn chưa trở về, khiến Tấn Phong trong lòng hoài nghi đã có việc không hay xảy ra nhưng lại không dám hỏi. Anh sợ cô trách anh, không tin mình, nhưng nếu cứ để tâm sự trong lòng thì lại rất khó chịu. Tâm sự này biết giải bày cùng ai Ngọc trai đứng bên ngoài đã lâu Nhưng không gõ cửa Cũng chẳng bước vào Cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nam tính Thanh tú đang trầm tư bên khung cửa kính Bỗng trong lòng dấy lên Một nỗi buồn tủi xót xa Cô hiểu rất rõ người đàn ông kia đang nghĩ gì Chỉ là tất cả những điều ấy Không dành cho cô Tấn Phong sau một hồi suy tư, chợt quay đầu nhìn ra phía cửa, bị bắt gặp bất ngờ. Ngọc Trai gượng gạo bước vào trong. Tôi mang tới cho cậu một thông tin có vẻ không tốt lắm. Nhưng mà tôi rất tiếc vì không còn cách nào khác. Đón lấy tập tài liệu trên tay Ngọc Trai. Tấn Phong thật sự không thể tin. Chỉ vài ngày trước anh ký kết được hàng loạt hợp đồng lớn. Kế hoạch in ấn, quảng bá đều được tiến hành. Vậy mà giờ họ lại muốn hủy hợp đồng. Có phải họ muốn ép anh vào bước đường cùng? Đôi chân run lên. Anh không trụ vững ngồi thụp xuống ghế, sắc mặt tái nhợt như không còn sức sống ngọc trai lo lắng cậu làm sao thế cậu phải bình tĩnh có thể ngay từ đầu chúng ta đã bị gài bẫy tấn phong nghe thế giật mình cậu cũng đang nghĩ tới điều ấy chị nói rất đúng nhưng kẻ nào mà lại muốn hại chúng ta liệu có phải là trò bẩn của anh ta ngọc trai do dự đáp nếu anh ta làm thế thì bản thân anh ta sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi không lý nào người làm việc này nhất định là người rất hận chúng ta nếu sự thật như những gì ngọc trai nói thì Đan Thủy có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tấn Phong chẳng nói gì, liền lấy điện thoại gọi cho cô. Ngay khi vừa nghe giọng nói của Đan Thủy vang lên từ bên kia điện thoại, Tấn Phong liền nói. Em đang gặp nguy hiểm, hãy ở yên đó, bây giờ anh sẽ mua vé, bay đến đó ngay. Đan Thủy không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, vì hai người đàn ông đều nói với cô như thế. Cô thuyết phục Tấn Phong hãy bình tĩnh và nói mọi việc rõ ràng xem. Anh đừng vội vàng, em không sao cả, ngày mai em sẽ về nước anh không cần lo lắng quá đâu anh thật sự rất lo cho em có ai đó đang cố gắng chơi xấu chúng ta và họ có thể làm hại em bất cứ lúc nào cô ngạc nhiên lẽ nào tấn phong đã biết được chuyện gì tại sao anh lại có những suy nghĩ bi quan như thế anh nói sao anh không biết phải giải thích chuyện này thế nào cho rõ ràng nhưng mà anh chắc chắn có người đang lên kế hoạch hãm hại chúng ta nhưng tại sao anh ta lại đưa em đến đó nếu như có chuyện gì không hay xảy ra với em thì đời này anh sẽ không tha thứ. Anh đừng lo, em sẽ sớm trở về, rồi chúng ta sẽ cùng nghĩ cách. Tấn Phong sau khi biết chính xác khi nào Đan Thủy về nước thì mới bình tĩnh lại. Anh bắt đầu kể cho cô nghe mọi chuyện. Trong từng lời nói, cử chỉ, anh đều thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho Đan Thủy mà không hề để ý tới việc Ngọc Trai cũng đang ở đó. Toàn bộ tâm tư của Tấn Phong bây giờ đều dành cho Đan Thủy mà không biết rằng bản thân mình cũng đang gặp khó khăn lớn các hợp đồng giao dịch bị hủy, một số lượng lớn sách xuất bản không tìm được đầu ra, đồng nghĩa với việc phải gánh chịu một khoản thua lỗ không hề nhỏ. Hơn nữa, khi bắt đầu dự án, anh đã mạnh mồm tuyên bố với Trí Nam nhất định sẽ thành công. Giờ sự việc ra nông nỗi này, thì biết ăn nói sao đây? Tấn Phong lo lắng cho Đan Thủy bao nhiêu, thì cô cũng lo lắng cho anh gần ấy. Nhưng anh cứ luôn nói mình không sao vì không muốn cô buồn thêm. Chuyện của những người yêu nhau thật sự rất phức tạp dù bản thân có vấn đề vẫn luôn thể hiện mình ổn vì không muốn ảnh hưởng đến người kia ngọc trai lặng lẽ rời vì hiểu rằng mình chỉ là người thừa tình cảm rồi chân thành đến đâu cũng không được đón nhận thì chỉ nên để trong lòng cô lớn hơn tấn phong vài tuổi và cũng đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống nhưng đây là lần đầu cô đau lòng nhiều thế này cô đã từng là một cô gái mạnh mẽ nhưng từ khi thần tình yêu gõ cửa trái tim mạnh mẽ đã dần trở nên yếu đuối phải chăng phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng luôn cần một bờ vai nương tựa sáng sớm khi đan thủy vừa xuống máy bay đã nhìn thấy tấn phong đến đón dù trước đó cô đã dặn anh không cần đến cô sẽ tự đón taxi về nhà vừa chạm mặt trí nam tấn phong đã tiến lại gần có phải anh cố tình kéo dài chuyến công tác này để chọc giận tôi chí nam cười chê giễu. cậu nghĩ thế sao Vậy đúng là như thế đấy. Chị Nam quay sang nhìn về phía Đan Thùy cười đầy ẩn ý. Đàn ông điên cuồng vì cô cũng nhiều nhỉ. Nên cô đâu cần thêm ai khác đâu. Tấn Phong không kìm được cơn tức giận. Liền bùng nắm đấm. Nhưng Đan Thùy đã dự đoán trước liền kéo anh lại. Kệ anh ta đi. Chúng ta về thôi. Khi hai người đã rời đi thì nghe giọng Chí Nam nói với theo. Về công ty tôi sẽ tính chuyện của cậu. Vừa đến công ty, Chí Nam đã triệu tập cuộc họp khẩn. Hắn chỉ trích việc Tấn Phong quá sơ suất trong việc ký hợp đồng với khách hàng, khiến cho nhà xuất bản rơi vào hoàn cảnh khó khăn như hiện tại. Tân Phong, ngay từ đầu tôi đã nói cậu không phù hợp với công việc này, nhưng mà cậu cứ cãi. Giờ xảy ra chuyện, cậu định chịu trách nhiệm như thế nào? Tân Phong biết mình đang vào thế khó, nhưng vẫn không nhượng bộ. Họ chỉ mới đề nghị hủy hợp đồng, chúng ta có thể thương lượng và cho họ thêm ưu đãi để giữ những hợp đồng này. Chi Nam lớn giọng. Sao có thể như thế? Giá cả như thế đã phải chăng rồi giờ lại thêm ưu đãi thì chúng ta không khác gì làm không công cậu định xem nhà xuất bản ra để làm từ thiện sao anh chỉ nam kiên quyết phản đối đối sách của mình khiến tấn phong rất tức giận không để tấn phong có cơ hội lên tiếng Trí nam tiếp lời cậu có biết người cố tình cài bẫy chúng ta là ai không Mọi người ngơ ngác nhìn Trí Nam Hắn lạnh lùng đáp Kim quý Hôm nay Những cuốn sách đầu tiên trong dự án xuất bản mới nhất được chào bán ở khắp các hiệu sách lớn của thành phố. Và chỉ sau ngày đầu tiên, doanh thu đã đạt con số kỷ lục. Tấn Phong, Đan Thủy và Ngọc Trai vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao nhiều hợp đồng bị hủy nhưng sách vẫn được bày bán như bình thường và còn đạt thành tích đầy bất ngờ. Nhưng có lẽ, người đang không hiểu nhất về chuyện này là mẹ con bà Trúc. Buổi tối, Kim Quý cùng mẹ đang uống trà ở phòng khách và bàn tán về việc số sách của Đan Thủy có thể sẽ nằm kho đợi tới mối mọt viếng thăm. Họ vừa nói vừa cười khoái trí, thì bỗng chương trình tin tức đưa tin về việc dự án của Đan Thùy đang bội thu và có thể sẽ được bình chọn bestseller chỉ sau một ngày bày bán. Bà Trúc đặt tách trà xuống bàn, giận dữ tắt TV, còn kiếm quý cũng rất ấm ức, cô ta nhìn mẹ với vẻ mặt đáng thương. Bà Trúc thấy thế liền dỗ dành con gái. Để mẹ nói bà còn cho người điều tra xem thế nào, không thể có chuyện này được. Kim Quý được thể tiếp lời mẹ phải nói bà trừng trị thẳng tay những kẻ chống đối chúng ta nếu có kẻ nào ở sau lưng giúp đỡ họ thì phải cho kẻ đó biết thế nào là kết cục thảm hại của kẻ nhiều chuyện bà trúc gật đầu tỏ ý đồng tình với kim quý bà nhấc máy gọi cho lão vĩnh hà chẳng bao lâu sau hai người nghe ngoài cửa có tiếng chào hỏi của đám đàn em họ biết lão vĩnh hà đã về tới kim quý chạy tới nắm lấy tay ba mình và nũng nịu bà có biết chuyện gì đã xảy ra không không biết vì lý do gì nhưng bọn người đáng ghét kia đã làm kế hoạch của chúng ta thất bại rồi. Nhìn vẻ mặt vui cười giả tạo của hắn trên tivi Con hận không thể đánh cho hắn mềm xương sống ra. Lão Vĩnh Hà nhìn thấy sắc mặt vợ con không vui thì đau lòng. Lão rộ dành. Con, đừng lo. Thua keo này thì ta bày keo khác. Ba của con lăn lộn trên thương trường bao năm. Chưa có chuyện gì là chưa từng trải qua. Chỉ một thằng danh con thì đâu thể làm khó ba. Bà nhất định sẽ điều tra ra chuyện này và dạy cho hắn một bài học đích đáng vì đã làm con gái ba không vui. Nhưng chúng ta cần biết chuyện này là do trí nam cao tay hay là có kẻ khác ở đằng sau chống đối chúng ta? Ông Vĩnh Hà chợt thắc mắc ở cái đất nước này liệu có còn kẻ nào dám đối đầu với ông sao? Nếu thực sự là như thế thì át kẻ đó đã không còn thiết sống nữa rồi. Ông nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn nà mềm mịn và an ủi con gái động viên. Còn yên tâm, không phải tự nhiên bà có được địa vị ngày hôm nay. Vì thế kẻ nào làm con không vui cũng là đang đắc tội với ba. Cả nhà ba người cười ha hả rất khoái trí. Lão Vĩnh Hà còn nói ngày tận thế của Chí Nam sắp đến rồi. Nhà xuất bản nhất định sẽ là của Kim Quý. Đến lúc đó, Kim Quý muốn làm gì cũng được. Có được lời đảm bảo của người ba quyền lực, Kim Quý thực sự đã yên tâm. Cô ta hí hửng uống tiếp tách trà còn đang răng dở và trò chuyện cùng ba mẹ rất vui vẻ. Nhưng bà Trúc có vẻ không vui lắm vì những gì ông Hà vừa nói khiến bà có phần lo lắng và sợ hãi. Nếu một ngày sự thật bị bại lộ, với tính cách mạnh mẽ, yêu hận phân minh thì mẹ con bà khó lòng được tha thứ. Kim Quý quá vô tư, chỉ biết đòi hỏi nọ kia và quá tin tưởng vào người đàn ông mình vẫn gọi là ba. Mà không hề nghĩ tới một ngày nào đó, thế cục có thể chuyển rời. Chỉ năm may mắn, nhờ có người giúp đỡ thu mua toàn bộ số sách bị hủy hợp đồng, nên nhà xuất bản vẫn duy trì được hoạt động bình thường lão vĩnh hà cũng chẳng khó khăn gì để điều tra ai là người đã làm ra việc đó lão vĩnh hà âm thầm điều tra những người liên quan tới trí nam cuối cùng cũng tìm được ra manh mối lão ta quyết định tung ra một đòn đánh quyết định để tiêu diệt kẻ bấy lâu đã trở thành cái gai trong mắt mình vụ làm ăn giữa hắn và trí nam bấy lâu vẫn bị trì hoãn nhưng hắn biết nó quan trọng với trí nam nên nhất định trí nam sẽ không bỏ lỡ nhận được tin của lão vĩnh hà chị nam đã cảnh giác tuy nhiên hắn không thể thẳng thừng từ chối vì thế lực của hắn hiện tại chưa đủ mạnh để công khai chống lại lão ta người mà chị nam cầm gặp là một khách hàng cao cấp họ muốn được kiểm tra trước sản phẩm mẫu mới quyết định hợp tác hay không lão vĩnh hà dặn hắn phải chuẩn bị thật kỹ lần này không được phép thất bại bảy giờ tối đúng như đã hẹn chị nam một mình tới nhà hàng mà lão đã nói nhưng mọi người vẫn chưa tới Hắn được nhân viên phục vụ dẫn lối vào căn phòng đã được đặt sẵn ngồi đợi. 15 phút trôi qua rồi, 30 phút vẫn không thấy ai đến. Chị Nam cảm thấy có điều gì bất thường. Hắn bắt đầu lo lắng, cánh cửa đột nhiên mở tung. Một nhóm công an xông vào, yêu cầu lục soát vì nghi ngờ hắn đang lưu trữ hàng quốc cấm. Chị Nam lúc này đã nhận ra mình đang đối mặt với chuyện gì. Với khả năng của một người lăn lộn bao năm, hắn bình tĩnh đứng dậy cho công an lục soát mà không hề thay đổi sắc mặt. Sau khi lục xót xong xuôi, không tìm được chứng cứ phạm tội. Người đội trưởng sắc mặt thất thường, vì không thể ngờ tình huống này lại có thể xảy ra, bởi hắn đã nhận được nguồn tin đáng tin cậy. Có người đang giao dịch hàng cấm ở đây. Hắn ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó, có lẽ để báo cáo. Xong việc, hắn quay trở lại với gương mặt khó chịu. Nhưng chị Nam vẫn đứng đó, bình tĩnh, sắc mặt của anh ta như đang nói rằng, tôi vô tội. Sau khi công an rời khỏi, Chí Nam thở vào nhẹ nhõm vì hắn đã bị đâm một dao từ sau lưng. Chí Nam vốn tính cẩn thận, suy nghĩ trước sau thấu đáo, nên đã phần nào nhận ra sự bất thường của cuộc hẹn này. Ông Vĩnh Hà cũng được chia phần, nhưng tại sao chỉ có mình hắn tham gia giao dịch? Nhưng hắn đồng ý là vì muốn gặp đối tác, rồi sau đó sẽ thương lượng một cuộc giao dịch ở địa điểm khác, mà Lão Vĩnh Hà không hề biết. Nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn có thể chiếm luôn mối làm ăn này từ tay Lão Vĩnh Hà. Sau này không cần phải nghe theo sự sắp đặt của lão." Chí Nam nghĩ thầm, sau chuyện này, lão Vĩnh Hà chắc chắn sẽ càng tức giận và trả thù hắn gay gắt hơn. Vì vậy, hắn cần nhanh chóng hành động để tìm đường riêng cho mình. Trong một cuộc chiến sinh tử, nếu nhất định chỉ một người được sống, thì hãy làm mọi cách để bản thân được sống. Kế hoạch vô không bất thành đã khiến mối quan hệ giữa lão Vĩnh Hà và Chí Nam đi vào giai đoạn căng thẳng nhất. Cả nhà lão ăn không ngon, ngủ không yên ngày đêm tìm cách trả thù hôm nay là sinh nhật của tấn phong đan thủy muốn dành cho anh một bất ngờ nên từ sáng cô đã đi siêu thị để mua sắm cô biết cái mà tấn phong thích nhất chính là bữa cơm gia đình ấm cúng tấn phong từ nhỏ đã không có người thân bên cạnh nên cảm giác đơn độc luôn khiến anh buồn lòng đan thủy còn nhớ lần đầu tiên cô nấu bữa tối cho anh anh đã rất cảm động đó cũng chính là lần đầu tiên có người đàn ông vì cô mà rơi lệ. Cô nghĩ tới việc anh sẽ vui, sẽ hạnh phúc khi được ăn bữa tối do chính cô chuẩn bị thì lòng cô không kìm được mà vui thầm. Đan Thủy đẩy xe đi dạo một vòng quanh siêu thị, chọn rất nhiều thứ, toàn những món anh thích. Cô biết tính anh rất kỹ, nên mua bất cứ cái gì, cô cũng cẩn thận xem hạn sử dụng và nơi sản xuất để tránh mua phải hàng dởm. Lần trước vì cô sơ ý mua phải đồ hết hạn khiến cho anh đau bụng hai ngày liền, mỏi mệt và không thể ra ngoài. Cô bất giác mỉm cười, vì anh dù có thế nào cũng không dám giận cô. Ngược lại tấn phong vì sợ đan thủy tự trách bản thân buồn giàu, cho nên cố gắng lấy lòng cô. Trên đời, đan thủy chưa từng gặp người đàn ông nào lại quan tâm và yêu chiều cô đến thế. Tần Phong rất thích gọi tay heo nên cô đã ghé sang quẩy thịt lựa một chiếc thật tươi về làm gọi. Sau hai tiếng đồng hồ mua sắm, cuối cùng mọi thứ cũng đã đầy đủ, cô ra quầy tính tiền rồi ra về. Đồ đạc rất nhiều, cô khó khăn lắm mới mang được tới chỗ đậu xe. Cô mở cốp bỏ mọi thứ vào trong. Bất giác, cô nhận ra nhà xe lúc này rất vắng vẻ, đến cả bảo vệ cũng không thấy. Cô nhìn quanh không thấy có gì bất thường, liền mở cửa xe. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tay cô bất ngờ bị ai đó quá lại ở phía sau, miệng bị bịt chặt bởi một chiếc khăn. Chiếc khăn được tầm hóa chất Khiến cho cô khó thở Cô cố gắng hô hoán Nhưng cũng chỉ kêu lên vài tiếng u ớ Rồi rơi vào trạng thái ngất xỉu Tỉnh lại trong căn phòng u ám Đàn thủy hoảng sợ kêu lên Có ai không? Cứu tôi với Tiếng kêu cứu ngày càng nhiều Khiến cho những tên ở ngoài cánh cửa bên ngoài nghe thấy Chúng chạy vào Nhìn cô gái với ánh mắt dễu cợt Cô em đang kêu ai thế? Nơi này chẳng ai biết cả Đừng có tốn công tốn sức nữa Nói rồi, hắn ném cho cô một ổ bánh mì. Chắc là cô cũng đói lắm rồi. Ăn đi, rồi ngoan ngoãn ở đó, đừng có quấy phá nữa. Nếu không vì ông chủ căn dặn, không được để cô chết, thì bọn tôi đã chẳng cần phải tử tế thế này đâu. Những lời hắn nói khiến cho Đan thủy nửa tỉnh nửa mê. Cô nhận ra mình đã bị bắt làm con tin. Tính mạng của cô phụ thuộc vào kẻ bắt cóc mà cô thì lại không biết hắn là ai. Cô cố gắng đứng dậy hỏi bọn chúng. Ai đã làm việc này? Hãy nói cho tôi biết là ai tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể cho các anh. Bọn chúng nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng không chút thương cảm. Một tên trong số đó nói lớn. Đây không phải việc có tiền là có thể giải quyết được. Cô đã chọc giận tiểu thư của chúng tôi nên phải trả giá đắt. Bây giờ có cầu xin cũng vô ích thôi. Đan Thùy nhầm trong đầu tiểu thư là tiểu thư nào chứ? Cô không hiểu bọn chúng đang nhắc tới ai. Rồi cô chợt nhớ ra chuyện, chị Nam đã từng nói, kiếm quý giờ đã là con gái của ông trùm đúng rồi giờ cũng chỉ có cô ta là hận cô nhiều đến như thế đan thủy tựa vào tường tuyệt vọng cô không thể ngờ xuyên nợ của hai người vẫn chưa kết thúc cô đã phải trải qua biết bao đau khổ nhưng đến tận bây giờ kim quý vẫn chưa thể bỏ qua mọi chuyện hơn nữa từ đầu tới cuối kim quý đã rất nhiều lần làm tổn thương cô căn phòng này khiến cô sợ hãi và nhớ lại lần bị trí nam bắt cóc và giam giữ ở một khu nhà bỏ hoang nếu không có tấn phong có lẽ cô vẫn còn chịu khổ rất nhiều Hút chốc, hình ảnh của Tấn Phong tràn ngập trong tâm trí của cô. Cô ước gì, anh cũng ở bên cạnh cô lúc này để bảo vệ và chăm sóc cho cô. Càng nghĩ, đan thùy lại càng tuyệt vọng. Tấn Phong sau khi không gọi được cho cô nhiều lần liên tiếp, anh dự cảm có chuyện không hay liền tìm đến Trí Nam. Vừa bước vào phòng, anh liền chứng kiến cảnh Trí Nam nổi giận không kìm được cảm xúc đập phá đổ đạc. Chiếc điện thoại bị ném không thương tiếc, rơi xuống trước mặt Tấn Phong. Anh hậm hực chửi rủa Lão già khốn kiếp Chuyện đế tiện như thế này mà cũng làm được Có giỏi thì đấu với tôi đây này Tấn Phong bắt đầu hiểu ra mọi chuyện Anh bình tĩnh Bước lại gần nhìn vào mắt Trí Nam rồi hỏi Có phải đã xảy ra chuyện gì với cô ấy rồi không Rốt cuộc anh đang giấu tôi chuyện gì Trước sức ép của Tấn Phong Trí Nam trầm giọng Chẳng có chuyện gì to tát cả Lão Vĩnh Hà đang giữ đàn thủy Để uy hiếp chúng ta đầu hàng hắn Cái gì Đàn thủy bị bắt cóc chưa rõ sống chết thế nào mà anh nói là không có chuyện gì to tát ư sao anh lại có thể máu lạnh đến thế tôi nói cho anh biết nếu có chuyện không hay xảy ra với cô ấy tôi sẽ không để yên cho anh đâu trước thái độ tức giận của tấn phong chị nam cũng không nhượng bộ mà hết lớn cậu nói cứ như thể cô ấy là do tôi bắt cóc vậy nếu cậu thật sự tài giỏi thì sao lại không bảo vệ được cô ấy cậu đến đây hùng hổ với tôi thì có ích gì lão già đó vẫn còn chưa ra điều kiện chứng tỏ cô ấy vẫn đang an toàn nếu cậu không bình tĩnh mà làm loạn lên thì mọi chuyện không biết sẽ như thế nào nữa đâu. Tấn Phong rất nóng lòng muốn cứu Đan Thùy. Không được, tôi phải đi tìm lão ta, không thể cứ ngồi yên đợi mãi được. Đứng lại, không được đi. Bỗng điện thoại của Chí Nam reo lên và vỡ không khí căng thẳng. Hai người nhìn vào chiếc điện thoại màn hình chẳng chịt vết nứt. Alo. Bên kia, giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên, giọng cười lạnh tới giợt người. Mày bắt máy nhanh quá, khiến tao rất bất ngờ cô ta chỉ mới mất tích có vài tiếng đồng hồ mà mày đã lo lắng tới vậy sao tao rất nóng lòng xem kịch hay chị nam tỏ ra điểm tĩnh đáp trả mọi chuyện không như ông nghĩ Tôi việc gì phải bận tâm đến cô ta đối với cô ta tôi hận còn không hết cớ sao lại phải lo lắng ông bắt nhầm người rồi giọng cười lại càng rõ ràng hơn cho thấy hắn không hề tin vào lời của chí nam vừa nói không tao chẳng nhầm gì cả nếu không quan trọng sau lần trước mày phải bất chấp bảo vệ cô ta mà không tiếc đến tính mạng? Âm thanh trong điện thoại không to, cũng không nhỏ, đủ để cho Tấn Phong nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Hòa ra lần trước, đàn thủy cùng chí nam ra nước ngoài cũng gặp chuyện không hay, nhưng cô không hề kể cho anh biết. Tấn Phong rất buồn, không biết cô còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa. Lão Vĩnh Hà lại tiếp tục công kích. Nếu ta đoán không nhầm, thì người anh em của mày cũng đang ở đó, mày có muốn biết giữa mày và anh ta cô ta sẽ chọn ai không chị nam bớt giác giật mình nhìn tấn phong thật ra điều mà lão ta vừa nói cũng chính là điều mà hai người từ lâu vẫn canh cánh trong lòng lão giả mưu mô quỷ quyệt này từ lâu đã đi guốc trong lòng họ tao có một vụ làm ăn cần có một người giao hàng trong hai đứa bọn mày chỉ cần một đứa làm được tao sẽ thả cô ta ra chắc mày vẫn nhớ chuyện lần trước chứ nếu bọn mày dám phản bội thì đừng có trách tao nói xong, lão liền cúp máy, nhưng giọng cười mãn nguyện của lão vẫn vang lên văng vẳng bên tai, ám ảnh không dứt. Trì Nam và Tấn Phong đều nhận thức được việc mà họ đang phải đối mặt không phải là một chuyện đơn giản. Điều kiện mà họ cần thực hiện là một chuyện phạm pháp, nếu làm theo họ có thể sẽ có nguy cơ phải chết dục trong tù, nhưng nếu không làm thì Đan Thủy sẽ chết. Liệu có cách nào để vẹn toàn cả đôi đường? Lần này Lão Vĩnh Hà thật sự đã hiện nguyên hình của một con cáo già danh mãnh. Lão chỉ muốn ép trí Nam và Tấn Phong vào bước đường cùng. Loại người như lão thật sự không đáng tin. Trên gương mặt, nếp nhăn dính díu vào nhau, đôi mắt to nhỏ không cân bằng và cách nhìn khó đoán. Lão Vĩnh Hà tỏ ra là người rất nguy hiểm. Một khi lão đã dùng tâm làm việc gì, thì đời này sẽ không thay đổi. Tấn Phong biết rất rõ, việc lão muốn đối với anh thật sự rất khó khăn nhưng anh không thể không cứu đan thùy còn Trí nam bên ngoài tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng hắn biết nếu lão vĩnh hà không đạt được mục đích tuyệt đối sẽ không thả người nhưng liệu sau khi đáp ứng mọi điều kiện của lão thì lão ta có giữ lời hứa không nếu lão ta thật sự nuốt lời thì đan thùy sẽ như thế nào lão vĩnh hà đã tính toán mọi việc hắn sắp xếp địa điểm diễn ra cuộc giao dịch chính là công xưởng bỏ hoang nơi Trí nam đang sử dụng làm trụ sở cho băng nhóm của hắn vì nếu vì vụ thành công, người hưởng lợi nhiều nhất chính là lão ta. Còn nếu thất bại, chỉ Nam sẽ là người gánh mọi hậu quả, chẳng liên quan gì đến lão. Quả thật, một nước cờ vẹn toàn. Muốn đánh bại đối phương, việc đầu tiên là phải hiểu lòng hắn, nhìn ra được suy nghĩ của hắn, nếu không cả đời chỉ là kẻ thất bại. Nhưng lão Vĩnh Hà thật sự rất cao tay khi địa điểm diễn ra giao dịch hàng cấm và nơi hắn giam giữ đan thủy cách xa nhau. Nghĩa là sau khi kết thúc cuộc giao dịch, Chị Nam lại phải tới nơi khác để đón cô Mà quãng đường di chuyển tầm 30 phút đi xe hơi Điều đó có nghĩa Nếu lão ta muốn nuốt lời Thì Chí Nam cũng không còn cách khác Thời gian còn lại chỉ có hai ngày Chị Nam cần nhanh chóng tìm ra phương án đối phó Nếu không Hắn sẽ phải mất tất cả Chị Nam trầm tư rất lâu Rồi cho đàn em đến gọi Tấn Phong đến Bởi hắn rất cần sự hợp tác của anh Trong trường hợp này Tấn Phong sau khi nghe tin cảm thấy rất bất ngờ Nhưng tình thế lúc này không cho phép anh lựa chọn hợp tác với chí nam đã là sự lựa chọn duy nhất trong căn phòng quen thuộc nơi hai người vẫn hay gặp gỡ trò chuyện khi còn là anh em vào sinh ra tử tấn phong bước vào trong có chút lo lắng bởi anh không hiểu vì sao chí nam lại chủ động tìm mình nghe có tiếng bước chân bước vào chí nam quay lại nét mặt lạnh tanh hắn hỏi cậu nghĩ thế nào về điều kiện của lão vĩnh hà tấn phong đã hiểu điều hắn vừa mới nhắc tới anh bình tĩnh trả lời Lần này lão ta chắc chắn là muốn xóa sổ chúng ta. Hắn giữ đàn thủy chỉ là cái cớ, mục tiêu chính vẫn là chúng ta. Nếu trở khử được chúng ta, địa bàn của lão lại được mở rộng và thế lực lại càng mạnh hơn. Lão sẽ độc chiếm khu vực này, từ nay sẽ tao hồ tung hoành. Tôi chỉ không biết tại sao lại là cô ấy. Không, tôi muốn hỏi. Cậu có nghĩ là lão sẽ giữ lời hứa không? Tấn Phong không cần suy nghĩ liền đáp. Chắc chắn là không rồi. Bởi nếu lão ta giữ chữ tín, thì đã không có nhiều người vì mắc mưu của lão mà chết. Chỉ Nam chợt nhớ lại cách đây vài hôm, hắn suýt chết. Chút nữa đã bị lão hại chết thì liền giật mình. Hắn làm mặt nghiêm trọng hỏi. Vậy bây giờ dự định của cậu là gì? Tấn Phong ngạc nhiên nhìn hắn, như thể hai người không liên quan gì tới nhau. Tại sao tôi phải nói với anh? Chúng ta là một phe sao? Chỉ Nam liền đáp. Đúng thế, bây giờ tôi muốn chúng ta hợp tác với nhau. Tại sao chứ? Chỉ Nam quả quyết. Dù cả hai chúng ta, có kẻ thù chung là Lão Vĩnh Hà đáng ghét. Chúng ta không thể cứ yên lặng để cho người ta bắt nạt. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện và bắt đầu cuộc sống mới rồi. Tấn Phong không nói gì, chỉ đáp một lời gọn lòn. Vậy mà tôi cứ nghĩ là anh yêu cô ấy. Lời của Tấn Phong đã chạm nỗi đau sâu thẳm trong lòng hắn. Hắn yêu một cô gái nhưng bị từ chối vì quá khứ đã từng khiến cô đau khổ đến tột cùng hắn chẳng còn tư cách để xin cô tha thứ cũng chẳng còn mặt mũi để nói lời yêu thương lần nữa hắn đau khổ nhưng nỗi đau đó hắn một mình gánh lấy không một người động viên an ủi và sẻ chia dù một người đàn ông có mạnh mẽ đến đâu những tổn thương vì tình cũng có lúc khiến họ đau đớn không thôi hắn không khóc không buồn không than thở bởi sợ người khác biết mình yếu đuối rồi sẽ biến nó thành điểm yếu của hắn từ nhỏ đến lớn hắn bị ức hiếp nhiều rồi nên từ khi có cơ hội trở mình, hắn quyết tâm sẽ không trở lại những ngày đen tối ấy. Hắn bây giờ chỉ có thể tiến về phía trước, chứ không thể nào lùi bước. Trước khi người chú qua đời, ông đã bày tỏ tâm nguyện muốn hắn sau này sẽ trở thành người mà người người kính nể, người người ngưỡng mộ. Vì ông đã từng là kẻ yếu bị trả đạp, bị đối xử bất công mà không ai binh vực. Nên ông thấu hiểu nỗi đau, nỗi nhục của kẻ thất bại. Ngẫm lại, chỉ nam bây giờ đã là thủ lĩnh của một băng nhóm, dưới hắn có rất nhiều anh em vào sinh ra tử. Nếu hắn quay đầu, thì ngày tháng sau này của họ phải tính sao? Con chó không chủ, chẳng khác nào chó hoang có gì ăn nấy. Cái chết cận kề, không tự định đoạt cho số phận của mình. Hơn thế nữa, người đang bị bắt giữ làm con tin lại là người phụ nữ hắn bất chấp để có được. Đàn thủy đã cho hắn biết thế nào là tình yêu và những nỗi đau mà nó mang lại. Thông thường, cái gì mình càng cố gắng giữ thì lại càng dễ mất. Nếu lần này hắn lại đánh mất cô điều đó đồng nghĩa cuộc sống của hắn đã thực sự trở nên vô nghĩa thời gian giao dịch đến gần chị nam dặn dò đàn em rất kỹ và bố trí lực lượng trong ngoài theo kế hoạch hắn sắp xếp hai địa điểm giao dịch tại công xưởng này nhưng chỉ có một nơi thật sự diễn ra nơi còn lại dùng để ngụy trang và tạo hiện trường giả trong thời gian chị nam thực hiện cuộc giao dịch thì tấn phong sẽ dẫn vài đàn em đến nơi đàn thủy bị giam giữ bí mật cướp người kế hoạch đã vạch ra Vấn đề chỉ là liệu có được thành công như mong đợi. Nửa đêm, chị Nam nhìn đồng hồ khi giờ hẹn chỉ còn 30 phút nữa. Hắn không phải lần đầu thực hiện những vi vụ. Nhưng việc lần này thật sự có tính chất quan trọng hơn hẳn. Chỉ cần hắn sơ xuất một chút thì đan thủy sẽ rất nguy hiểm. Hắn không biết bên kia tấn phong có thuận lợi tiếp cận nơi giam giữ của đan thủy. Vì lão Vĩnh Hà rất đa nghi nên chắc chắn có phòng bị cẩn thận. Các vị trí cảnh giác đều được bố trí. Chỉ cần một báo động là tất cả sẽ cùng liên thủ tấn công. Màn đêm yên tĩnh, không khí lạnh dần, tiếng côn trùng, tiếng gió nhẹ nhẹ tạo nên một không gian hoang vắng tới giận người. Chí Nam vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ đợi, từng giây trôi qua đều khiến hắn lo lắng. Hắn không lo cho bản thân mình mà lo lắng cho người con gái hắn yêu. Bỗng đàn em báo, từ xa có ba chiếc xe hơi đang tiến tới. Hắn đứng bật dậy quan sát, tất cả các đàn em đều đặt trong tình trạng cảnh giác cấp độ cao nhất. Chiếc xe chạy vào bên trong. Chị Nam ra lệnh cho đàn em mở cửa rồi lục soát, không cho bất cứ ai đem vũ khí vào trong. Các vị khách có vẻ không vui, nhưng miễn cưỡng thực hiện. Thủ tục hoàn tất, họ được dẫn đường đi vào bên trong. Chị Nam đang đợi sẵn, món hàng họ cần cũng được chuẩn bị chu đáo. Tên đại ca của bọn chúng không mấy thiện cảm hỏi. Bản hóa tiếp khách của các anh là thế sao? Nếu đã hợp tác thì nên tin tưởng nhau chứ. Cớ sao lại phải thu giữ vũ khí của chúng tôi? Còn các anh thì được giữ vũ khí trong người. Nếu có gì bất chắc xảy ra với chúng tôi thì phải làm sao? Chị Nam lạnh lùng đáp. Không phải tôi không tin anh, mà là không tin kẻ khác. Mong anh thông cảm. Hắn tỏ ra khó hiểu, nhưng việc lớn vẫn quan trọng hơn nên đành bỏ qua. Hắn hỏi. Thứ tôi cần anh đã chuẩn bị đủ chưa? Chị Nam ra hiệu cho đàn em đặt chiếc vali chứa đẩy hàng lên bàn trước mặt để hắn kiểm tra. Tên đại ca nhìn thấy, liền cho đàn em đặt chiếc vali đầy tiền bên cạnh, Cuộc giao dịch bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Một bên kiểm tra hàng trắng, còn bên kia kiểm những sấp tiền, thao tác hành động diễn ra nhanh chóng và chuyên nghiệp. Cuộc gặp chỉ kéo dài 10 phút, nhưng ai cũng hồi hộp lo lắng. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, những việc khách trở lại xe và rời đi. Nhưng khi sắp lên xe, bỗng một vài tên đàn em của bọn chúng xả súng vào đám người của Chí Nam, khiến cho bọn họ không kịp trở tay. Chí Nam liền ra hiệu cho đàn em đóng cửa lại, bắn trả và không để chúng chạy thoát. Tiếng súng vang lên liên hoàn, bọn chúng càng bắn càng hăng, không có dấu hiệu dừng lại. Chí Nam nhận ra mục tiêu của bọn chúng, chính là tính mạng của hắn nên truy sát đến cùng. Chí Nam ra lệnh cho đàn em bao vây trước, để bọn chúng không thể thoát ra khỏi cổng rồi sẽ tấn công tứ phía. Khu vực này hoang vu, đường xá chật hẹp, nên nếu muốn thoát thân khi bị truy sát không phải là chuyện dễ. Lão Vĩnh Hà cứ nghĩ lão ta thông minh, mà không nghĩ đây là lãnh địa của Chí Nam. Sau một hồi đọ súng, đối thủ bắt đầu có dấu hiệu xuống sức do sắp hết đạn. Những đợt bắn trả của bọn chúng thưa dần. Chí Nam ra lệnh cho đàn em tấn công mạnh hơn để tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Đang đánh trả quyết liệt, Chí Nam chợt nhận ra Lão Vĩnh Hà đã thất hứa việc đó đồng nghĩa với Đan Thủy đang gặp nguy hiểm. Hắn một mình lái xe theo cửa sau để đến ứng cứu cho tấn phòng. Chí Nam liên tục đạp chân ga cho chiếc xe lao nhanh nhất có thể. Trong đầu hắn lúc này chẳng có gì ngoài sự lo lắng và tức giận. Hắn hận, mình không thể cứu cô sớm hơn. Ở một diễn biến khác, Tấn Phong sau khi phục kích tiêu diệt được năm tên gác cửa, đã từ từ tiến vào bên trong. Ngôi nhà bà Đan Thủy bị giam giữ, thật sự ở một nơi không ai ngờ tới. Xung quanh không có dấu vết có người từng sinh sống. Ngôi nhà sập sệ, mục nát, bên ngoài có rất nhiều khúc gỗ lớn, giống như căn cứ của bọn buôn gỗ lậu. Hóa ra, Lão Vĩnh Hà tham gia buôn bán rất nhiều loại hàng lậu khác nhau cho nên hắn mới nhanh chóng giàu lên và có thế lực lớn như vậy. Tấn Phong bước nhẹ nhàng tới một căn phòng tối đen. Anh nghe tiếng nói chuyện của hai người đàn ông ở bên trong. Họ đang nói về Trí Nam. Ông chủ nói khi nào bọn kia giết được Trí Nam. Lấy được tiền rồi thì chúng ta sẽ giết cô ta. Một cô gái xinh đẹp thế này mà phải chết thật đáng tiếc. Hay là chúng ta... Bọn chúng cười khanh khách như đang nung nấu một ý định xấu xa với cô gái tội nghiệp. Tấn Phong giả vờ gây ra tiếng động để dụ chúng ra ngoài. Một tên nghe thấy liền hét lên. Ai ở ngoài đó? Không thấy ai trả lời. Tên kia liền bảo đồng bọn ra ngoài xem xét tình hình. Khi hắn vừa ra khỏi cửa, Tần Phong từ trên tuột xuống, dùng hai chân kẹp cổ vặt mạnh, khiến hắn chết ngay tức khắc mà không kịp hấp hối. Xong xuôi, anh tìm chỗ nấp gần đó để đợi xem tình hình. Tên kia sau khi đợi một lúc lâu, không thấy đồng bọn quay lại liền ra xem. Tần Phong phục kích từ sau lưng, đánh hắn một cước, kết thúc cuộc đời của một tên lưu manh ngắn số. Tấn Phong mở cửa tiến vào bên trong, đàn thủy bị bịt miệng trói hai tay, hai chân nằm yên không thể cựa quậy. Thầy Tấn Phong, cô không thể gọi, chỉ biết khóc trong vui mừng và tủi thân. Tấn Phong nhanh chóng cởi trói và ôm cô vào lòng. Đan Thủy hoảng sợ khóc nước nở. Từng giọt nước mắt rơi xuống, ướt đậm vai anh là hiện thân của nỗi sợ hãi trong lòng cô trong suốt mấy ngày qua. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Tấn Phong ôm chặt người yêu vào lòng, dỗ dành, mà chính anh cũng đang rất đau lòng. Anh dìu cô ra bên ngoài, tới chỗ chiếc xe đang đợi sẵn. Thật không may đúng lúc đó, mấy tên bước vào, phát hiện bọn họ đang chạy trốn liền nổ súng. Tấn Phong đẩy đan thủy ngã xuống đất, còn bản thân đỡ đạn cho cô. Phát súng trí mạng, khiến cho anh bị trọng thương, máu ở vùng bụng chảy ra thấm đậm áo anh rồi ướt cánh tay cô. Một vài giọt bắn lên gương mặt sợ hãi và tiểu tụy khiến cô chết lặng. Cô không thể khóc thành tiếng. Bàn tay run lên, hai người nấp vào một góc. Bên ngoài tiếng súng vẫn vang lên một cách đáng sợ. Tên đàn em của Tấn Phong đang cố gắng chống trả. Anh ta hét lên. Hai người lên xe mau. Đàn Thủy Lê từng bước nặng nề, dịu Tấn Phong đến gần cửa xe. Cô đưa anh lên xe trước. Khi cô chuẩn bị lên xe, thì bất ngờ một chiếc ô tô lao tới. Đèn pha khiến cho đàn Thủy nhói mắt, không nhìn rõ đối phương. Chiếc xe không có dấu hiệu dừng lại. Khi đến gần, đàn thủy hoảng sợ và ôm đầu hét lên dầm trong phút chốc đầu óc đan thủy quay cuồng cô không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết rằng chiếc xe đang nhầm vào mình đến khi mở mắt cô chợt nhận ra một chiếc ô tô khác đã lao ra phía trước để chặn chiếc xe ấy và người đang nằm gục trên vô lăng mặt đầy máu không ai khác chính là trí Chí nam đàn thủy gào thét thảm thiếp trong đêm vì không thể chịu đựng được, được những đà kích này trong một thời gian ngắn ngủi tỉnh cũ tình mới đều vì mình mà gặp nạn. Hai người đàn ông, hai cuộc tình đều vì cô mà bị thương, bị hãm hại. Một cô gái yếu đuối, sao có thể đối diện với sự thật nghiệt ngã này? Người cô yêu vì cô mà trúng đạn, người cô hận cũng vì cô mà không biết sống chết thế nào. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình sợ hãi và đáng thương như lúc này. Cô chỉ muốn thời gian hãy quay ngược lại và hiện thực nghiệt ngã này sẽ không phải là sự thật. Sau khi gây tai nạn, Kim Quý và đám đàn em của cô ta vội vàng rời đi. Không gian lại trở về yên tĩnh với tiếng khóc thế lương của cô gái vọng ra thật ám ảnh. Đan Thủy nhanh chóng đưa cả hai tới bệnh viện. chị Nam đã bất tỉnh, còn Tấn Phong vết thương vẫn đang chảy rất nhiều máu, chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngồi trên xe, Tấn Phong không ngừng gọi tên Đan Thủy. Đan Thủy đã dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình để sưởi ấm cho anh. Cô không ngừng động viên. Anh cố lên, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi đến bệnh viện thì sẽ không sao nữa đâu các bác sĩ sẽ chữa trị cho anh mà tấn phong lắc đầu cố cười trong đau đớn em đừng lo nếu một ngày không có anh bên cạnh anh ta sẽ chăm sóc cho em anh biết anh ấy rất yêu em nhưng vẫn cố dối lòng không thừa nhận bởi mỗi lần trước anh lại thấy bản thân từng có lỗi anh mong em hãy mở lòng cho anh ấy và cả bản thân mình để có cơ hội làm lại từ đầu anh ấy chưa từng vì ai mà hy sinh nhưng hôm nay lại vì em mà không tiếc bản thân mình một người đàn ông sẵn sàng chết vì một cô gái thì chị có thể lại yêu đan thủy vừa khóc vừa lắc đầu nguẩy nguậy nhưng mà em có anh rồi em không cần ai khác ngoài anh cả anh cố chịu đựng thêm chút nữa tấn phong thều thào anh không đủ khả năng bảo vệ em ở bên anh em sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi em cần một người mạnh mẽ và bản lĩnh hơn chăm sóc em trọn đời. Đàn Thủy gào khóc trong bất lực, cổ họng nghẹn đắng không nói thành lời. Cảm giác này, cô đã từng trải qua khi gia đình gặp biến cố, nhưng lần này còn mạnh mẽ và thảm hại hơn nữa. Bao nhiêu cố gắng thể hiện, cố gắng mạnh mẽ trong suốt thời gian qua đã trở về số không. Chiếc xe vẫn chạy, nhưng nhiệt độ cơ thể của người đàn ông trong vòng tay cô đang giảm dần. Hơi lạnh ấy chuyển xuống tay cô, rồi lan dần trong từng tế bào và tâm trí của cô khiến cho nó dần mất hết ý thức. Người đàn ông từng cứu cô thoát khỏi những ngày tháng đen tối, người chăm sóc cô tới trọn đời. Này đã bỏ cô một mình trên thế gian đầy những cạm bẫy. Tháng ngày cô đơn, lần nữa ủa về, khiến cho cô bút nhói con tim. lồng ngực trái nặng trĩu, trái tim tổn thương bị sát muối, khiến cho nỗi đau tăng thêm ngàn lần. Thông tin về cuộc đọ súng kinh hoàng đêm qua đã lan truyền khắp nơi. Tất cả các kênh tin tức lớn nhỏ đều rầm rộ đưa tin. Đáng chú ý là clip của một người qua đường quay lại cảnh một chiếc ô tô sang trọng màu đỏ cố tình gây ra tai nạn rồi bỏ trốn. Hai vợ chồng lão Vĩnh Hà đứng ngồi không yên khi giờ này vẫn chưa nhận được tin tức của Kim Quý. Tối hôm qua, Kim Quý sau khi biết nơi Đan Thủy bị giam giữ, liền lao xe đến. Việc của ta muốn tận tay giết chết Đan Thủy kẻ đã cướp mất những gì thuộc về mình bà trúc bỗng thấy mí mắt chớp chớp dự là có điều chẳng lành liền bảo chồng hay ông cho người đi tìm xem sao cả đêm con không về nhà rồi nếu có chuyện gì xảy ra với nó thì tôi không thiết sống nữa nhìn gương mặt lo lắng buồn khổ tột độ của vợ lão vĩnh hà không cầm lòng liền ra lệnh cho đàn ông tội bay mau đi tìm cô chủ về đây cho tao nếu không tìm thấy thì đừng có trở về Bọn đàn em mau chóng đi tìm Nhưng chỉ vừa ra tới cửa liền quay vào báo Cô chủ về rồi Cô chủ về rồi thưa ông chủ Bà chúc mừng rỡ vội bước ra Kim quý đầu tóc rũ rượi vô cùng hoảng sợ Ông chầm lấy mẹ vừa mừng vừa sợ khắp nước nở Mẹ ơi Mẹ ơi con sợ lắm Con không biết tại sao lại như thế Giờ con phải làm sao đây à mẹ Bà Trúc cốt hoảng không kém Giữ chặt lấy kim quý rồi gặng hỏi Có chuyện gì Còn cứ bình tĩnh nói cho ba mẹ biết bà mẹ sẽ luôn bảo vệ không để bất cứ ai làm hại đến con kim quý run rẩy hai tay lạnh ngắt bấu víu vào mẹ nói từng từ khó nhọc con con đã giết người bà trúc và lão hà vô cùng ngạc nhiên họ nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu lão vĩnh hà tiến đến đỡ lấy kim quý con nói rõ ra xem nào tại sao lại xảy ra chuyện này kim quý sợ hãi lắp ba lắp bắp con con chỉ muốn tự tay mình kết liễu cô ta nhưng mà khi con đạp ga lao thẳng tới Thì chỉ nam từ đâu bất ngờ chạy xe tới Con không phanh kịp Để đã khiến hắn bị thương rất nặng Giờ công an đang giáo suyết chi tìm thủ phạm Bà ơi, mẹ ơi Con không muốn đi tù xin hãy cứu con Kim Quý gào thét trong sợ hãi và đau khổ Nhìn con gái trong tình cảnh này Bà Trúc rất đau xót Bà cầu xin lão Vĩnh Hà Tôi xin ông, hãy nghĩ cách cứu nó Tôi và ông chỉ có mỗi nó Nếu nó phải đi tù Thì tôi cũng không thiết sống nữa lão vĩnh hà rồi chưa biết phải làm gì tiếp theo khi kế hoạch đã thất bại không những thấy mà là còn thất bại thảm hại lão trong lòng không vui nhưng con gái vẫn là quan trọng nhất lão liền ra lệnh cho đàn em chuẩn bị hành lý giấy tờ cần thiết để kim quý xuất ngoại tạm thời bà sẽ cho người đưa con ra nước ngoài nhưng mà chắc là các sân bay và bến tàu đều đã bị phong tỏa còn phải chịu khó vượt biên bằng đường bộ thôi nghe đến đây bà trúc không kìm được bật khóc sao có thể thế chứ còn gái chúng ta xưa nay chưa từng làm những việc nguy hiểm đó. Ông tính cách khác đi. Lão Vĩnh Hà ôm lấy vai vợ an ủi. Bà cứ bình tĩnh đi. Tình thế bây giờ rất khẩn cấp. Nếu không nhanh lên, có thể trễ. Đến lúc công an tìm đến đây thì muốn chạy cũng không thoát được. Kim Quý ôm chặt lấy mẹ. Một bước cũng không rời. Hai mẹ con quyên quyết không rời xa. Lão Vĩnh Hà không còn cách nào khác. Kéo Kim Quý ra rồi giao cho đàn em thân tín, hộ tống, trên chiếc xe khác rời đi. Bà Trúc chạy theo chiếc xe khóc lóc, hai tay đập mạnh vào ngực, nước nở oán trách lão Vĩnh Hà vô tâm. Sao ông không để cho mẹ con chúng tôi được sống cùng nhau? Đồ Độ độc ác ông nói đi. Lão Vĩnh Hà nắm chặt hai tay vợ, nét mặt đau khổ và hét lớn. Nếu nó bị bắt, thì có thể phải nhận án tử hình bà có biết không? Tôi cố ý giết người đấy. Tiền tức đã bị lan truyền khắp nơi, rồi chúng ta có thế lực lớn đến đâu, cũng khó lòng mà thoát tội. Bỗng bà Trúc lặng người đi không nói một lời nào, Mọi hành động đều tạm thời ngừng lại. Bà buông tay, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cổ họng như bị ai đó bóp chặt, không thốt nên lời. Lão Vĩnh Hà từ từ tiến vào ôm vợ vào lòng. Bỗng có tiếng còi xe của lực lượng công an hú vang, ẩm thanh mỗi lúc một gần hơn. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, nhận ra có chuyện chẳng lành sắp ập tới. Khi chiếc xe tiến sát vào trong và dừng lại, các chú công an nhanh chóng xuống xe để thi hành nhiệm vụ. Người đội trưởng tới trước mặt lão Vĩnh Hà. Cho hỏi, ông bà có mối quan hệ như thế nào với cô Kim Quý? Lão Vinh Hà rất bình tĩnh đáp. Nó là con gái của tôi. Người đội trưởng không ngạc nhiên về câu trả lời này bởi anh đã được cung cấp thông tin về sự việc lần này. Vậy ông bà nghe cho rõ đây. Con gái của ông bà bị truy tố về hành vi cố ý lái xe gây tai nạn cho người khác. Chúng tôi có bằng chứng xác thực. Bây giờ ông bà gọi cô ấy ra đây theo chúng tôi về đồn. Nếu chống đối, sẽ phải chịu mọi hình thức trước pháp luật. Sau khi thấy hai vợ chồng họ im lặng, không đáp một hồi lâu, đội trưởng ra hiệu cho đồng nghiệp lục soát để bắt người, nhưng lão Vĩnh Hà đã ngăn lại. Anh không cần phải tìm, vì người lái chiếc xe vào thời điểm đó, chính là tôi. Bà Trúc thật không dám tin, lão Vĩnh Hà đã đứng ra gánh tội thay cho Kim Quý. Lão ta càng làm như thế, bà lại càng sợ mọi chuyện bị bại lộ. Lão Vĩnh Hà theo công an rời đi, trước khi đi, lão còn căn dặn vợ đợi lão trở về vì bọn danh con này sẽ không thể làm khó dễ lão ta. Trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, bà Trúc gần như mất tất cả. Con gái phải trốn biệt xứ, con chồng thì vào tù, bà ngã quỷ xuống nền đất rồi ngất đi. Khi ông chính kỳ mất, nhà xuất bản phá sản, sự thật con gái bị tráo đổi, bị phơi bày, bà đã tuyệt vọng đến mức gần như muốn tự kết liễu đời mình. Khó khăn lắm, mới tìm lại được gia đình thì lần nữa đánh mất. Bà Trúc đỡ đẫn, nhìn theo cảnh sát dẫn ông Vĩnh Hà rời đi. Nước mắt đầm đìa không nói nên lời. Liệu tất cả mọi chuyện có phải là báo ứng? Đã hai tháng rồi, kể từ khi lão Vĩnh Hà vào tù, nhưng bà Trúc chưa một lần vào thăm. Lão ta tìm mọi cách để thăm dò tin tức bên ngoài, nhưng vẫn bật vô âm tín. Cái tay quan chức cao cấp, sau khi nghe tin lão bị bắt cũng cắt đứt liên lạc. Lão vô cùng tức giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn chúng ngay bây giờ. Hôm nay, khi lão đang ủ rũ trong phòng giam đặc biệt, thì một cán bộ chạy giam báo tin có người nhà tới thăm lão. lão suy tư trong cuộc đời lão xưa nay không thiếu kẻ thù chỉ thiếu người chi kỷ. thực sự không biết là ai mà lại tới tận đây thăm lão. không lẽ lão đi theo cán bộ tới phòng gặp người thân. trước mặt lão là một người phụ nữ ốm yếu da mặt xanh xao và đôi mắt thâm quần do nhiều ngày mất ngủ. hắn không thể ngờ người phụ nữ hắn luôn yêu thương lại ra nung nỗi này trong lòng vô cùng xót xa. Lão ngồi xuống ghế, nhấc điện thoại lên nhưng rất lâu mới tốt nên lời. Bà sao thế? Sao lại không tự chăm sóc cho mình? Bà đừng lo lắng cho tôi. Ở trong này tôi vẫn đang sống tốt. Tôi lo cho bà lắm biết không? Bà Trúc im lặng không nói một lời. Những giọt nước mắt trực sẵn ở khóe mi, lão Vĩnh Hà lo lắng hỏi. Tôi đã nói gì để bà buồn sao? Tôi xin lỗi bà đừng khóc nữa. Bà Trúc vẫn im lặng, nước mắt chảy thành dòng ướt đẫm gương mặt hốc khác, khiến cho sự đau khổ càng được thể hiện rõ hơn lão vĩnh hà chứng lại lão nhận ra có điều gì đó bất thường liền hỏi bà có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi sao tôi biết lần này bị bắt lành ít dữ nhiều nên nếu bà có gì muốn nói thì hãy nói đi nếu không may này có khi lại phải hối hận bỗng bà chúc bật khóc thành tiếng bà vội vàng lấy khăn lau nước mắt nhưng làm sao qua được mắt lão vĩnh hà lão nhẹ nhàng hỏi bà cứ nói đi bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng lắng nghe bà nói Bà Trúc sau khi kiềm chế được cảm xúc thì từ từ nói. Trước khi nói, tôi muốn xin ông hãy tha thứ cho tất cả những chuyện tôi đã làm. Tôi biết ông yêu thương hai mẹ con tôi, vì thế xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Bà Trúc dừng lại xúc động. Lẽ ra ngay từ đầu, tôi không nên lừa dối ông, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi đã từng rất yêu và mong muốn chúng ta sẽ gắn bó bên nhau suốt đời. Việc năm đó chúng ta không thể bên nhau là do định mệnh, nhưng tôi không ngừng trách bản thân quá yếu đuối không dám đấu tranh vì tình yêu nên đã để người mình yêu đau khổ. Tôi xin lỗi. Nhưng có một chuyện nữa tôi muốn nói. Kim Quý không phải là con gái của ông. Bà Trúc ngập ngừng khi nói ra bí mật động trời này. Bà biết Lão Vĩnh Hà có lòng tha thứ cho bà. Nhưng bà không muốn ôm gánh nặng trong lòng mãi. Bà nghĩ dù sao Lão cũng yêu bà thật lòng. Qua bao năm tình cảm vẫn không thay đổi. Hơn nữa bây giờ Lão lại tình nguyện ngồi tù thay con gái của bà. Thì chẳng có lý do gì bà phải lừa dối Lão ta. Khi ông quay lại tìm tôi hơn 20 năm trước Lúc đó tôi đã mang thai Tôi sợ ông biết tôi đã có người khác Sẽ làm hại gia đình tôi Nên tôi đã nói dối Kim Quý là con gái của tôi và chồng tôi Ông Chính Kỳ Lão Vĩnh Hà cảm thấy lồng ngực đau nhói Như bị ai cố tình bóp chặt Lão cứ ngỡ sau bao nhiêu năm bươn chảy, Cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc bên những người thân yêu Nhưng hóa ra Lão đã bị người phụ nữ mình yêu thương nhất lợi dụng Mà không hề hay biết Bao lâu nay bà đã lừa tôi Tại sao lại lừa tôi Tôi đã đối với bà rất tốt Tốt hơn bất cứ người phụ nữ nào trên cuộc đời này Bà biết không Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc Như khi được gặp lại hai mẹ con bà Nhưng giờ bà nói tất cả chỉ là cho lừa bịp Bà Lão gào thét trong đau khổ Tôi hận bà Nếu một ngày tôi được ra khỏi đây Hai mẹ con bà sẽ không được sống yên đâu Lão thật không ngờ Lão cũng có ngày bị mắc mưu người khác Cả đời đi săn lão ta chưa bao giờ hiểu được cảm giác con mồi khi xa lưới nhưng hôm nay lão đã được mở rộng tầm nhìn người lão tin tưởng nhất lại chính là kẻ phản bội vết cắn này thực sự quá sâu trái tim của người đàn ông hóa đá vừa được hồi sinh thì nay lại đóng băng lần nữa nhìn người phụ nữ trước mắt lão ta cảm thấy thật ghê tởm lão tính trước tính sau để có ngày hôm nay nhưng cuối cùng lại mất tất cả trong tình huống chớ trêu thế này lão ta thật sự không thể hiểu nổi người phụ nữ kia mãi mãi không tiết lộ sự thật này thì có phải hắn sẽ trở thành trò cười của thiên hạ cả đời khôn lanh hơn người nhưng có ngày dại dột vì tình rời khỏi nhà tù lạnh lẽo và buồn bã bà trúc không trở về biệt thự sang trọng mà lái xe chạy một mạch về nơi ở của chị gái bà an rất ngạc nhiên không biết vì lý do gì mà bà trúc lại tới đây đột ngột nhưng lòng lại rất vui bà nhìn xung quanh không thấy kim quý liền hỏi chỉ có mỗi em sao kim quý đâu Bà Trúc mệt mỏi đáp Chuyện này em sẽ nói với chị sau Em định ở lại bao lâu Lần trước em đã hứa Khi nào có dịp em sẽ ở lại lâu hơn Không được nuốt lời đâu đấy Đúng thế Lần này em sẽ ở lại đây luôn và không đi nữa Bà An nghe thế Nụ cười trên môi sần tắt Bà nhận ra điều khác thường liền hỏi Đã có chuyện gì xảy ra với em sao Bà Trúc gượng cười Chẳng có chuyện gì cả Chỉ là em chán cuộc sống nơi đô thành Nên muốn về đây dưỡng già Bà ăn nghe xong thì cảm thấy nhẹ nhõm. Thế thì tốt, chị cứ tưởng... Tưởng gì thế? Hỏi lắm thế làm gì chứ? Buổi tối, hai người nói chuyện với nhau tới tận khuya. Họ đã kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Những năm tháng bị thất lạc, bà ăn luôn cắn rứt lương tâm. Nên từ khi gặp lại nhau, bà luôn xem gia đình em gái là tất cả lẽ sống của đời mình. Bà sẽ chăm sóc họ tốt nhất có thể. Sau khi bà An rời khỏi phòng, cũng là lúc trời bất chợt nổi rông xét rồi đổ mưa rất to. Tiếng mưa lấn át toàn bộ những âm thanh khác, khiến cho căn phòng trở nên vắng lặng và buồn bã. Bà Trúc từ từ mở vali, lấy ra một lọ thuốc đặt trên bàn, đôi tay run run rót ly nước. Bà biết, nếu một ngày lão Vĩnh Hà được ra tù, thì lão ta sẽ không để yên cho hai mẹ con bà. Nhưng nếu cứ giấu mãi trong lòng, thì bà luôn dằn vặt, tự trách và cũng chẳng thể sống nổi. Chi bằng, bà dùng tính mạng của mình để đổi lại sự bình yên cho con gái bà trúc hiểu rằng việc bà làm sẽ khiến cho chị gái đau lòng nhưng bà đã không còn cách nào khác lão vĩnh hà là người yêu hận vân minh người nào phản bội lão thì lão nhất định không tha thứ còn một điều bà vẫn thấy chưa an lòng đó là kim quý từ khi bỏ trốn bà vẫn chưa nghe được bất cứ tin tức nào về con gái nước mắt lăn dài nỗi lòng của người mẹ ai thấu rõ càng ngẫm bà trúc lại càng cảm thấy đau lòng Bà cầm nắm thuốc trên tay Những viên nhỏ nằm chồng lên nhau Trong lòng bàn tay nhăn nhúm Bà nhắm mắt ực một cái Rồi trở về giường đi ngủ Như chưa có gì xảy ra Ngày mai khi bình minh thức giấc Có lẽ bà đã tới một nơi rất xa Trong căn phòng trống trải Phủ màu trắng chủ đạo của bệnh viện Không gian yên ắng tới đáng sợ Đan Thủy im lặng Nhìn đăm chiêu ánh mắt hiện lên rất nhiều tâm tư Nếu phải dùng từ nào đó để nói lên nỗi lòng của cô Thì chỉ có thể là đau lòng. Nghe tiếng gõ cửa, cô giật mình quay lại. Ngọc trai tới bệnh viện, mang theo ít đồ ăn cho Đan Thủy. Nhìn Chí Nam nằm yên bất động trên giường, không phải sống, cũng không phải chết. Ngọc trai xót xa tay cho Đan Thủy. Kể từ khi được đưa vào bệnh viện, Chí Nam chưa một lần tỉnh lại. Đan Thủy vẫn ngày ngày túc trực bên cạnh chăm sóc. Ngọc trai khẽ gọi. Đan Thủy à, em ăn chút gì đi. Em cần phải ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe với tình hình hiện tại thì không biết bao giờ anh ta mới tỉnh lại em cứ không ăn uống mãi chỉ sợ anh ta chưa kịp tỉnh thì em đã không trụ nổi nữa rồi đan thủy quay lại nhìn ngọc trai với đôi mắt buồn bã chẳng biết từ khi nào ngọc trai không chỉ là đồng nghiệp người bạn mà còn là chị gái thân thiết của cô những ngày qua ngọc trai đã giúp cô lo cho công ty đám tang của tấn phong giờ lại tới cả chuyện của trí nam nữa đan thủy bước tới bên ghế sofa và ngồi xuống Hai tay mỏi mệt, rót một cốc nước. Cô hớp một ngụm rồi đặt xuống, giọng nói ủ rũ. Bác sĩ nói anh ấy bị tổn thương dây thần kinh rất nặng, cần điều trị thời gian dài. Còn cơ hội tỉnh lại vẫn còn, nhưng mà rất hiếm hoi. Nhiều lúc em chỉ muốn mặc kệ mọi chuyện, vì chính em cũng đang có chuyện đau lòng rồi. Nhưng mà em lại không nỡ, bởi giờ ngoài em ra, anh ta đâu còn ai quen biết. Có thể chị nghĩ em nhu nhược, yếu đuối, không quên được quá khứ, nhưng suy cho cùng anh ta cũng vì cứu em mà gặp nạn. Ngọc Trai nhẹ nhàng nắm lấy tay cô an ủi. Cuộc sống của mỗi người luôn có những chuyện khiến họ đau lòng. Chuyện này thật sự quá sức chịu đựng, nhưng mà chị tin em sẽ vượt qua nó. Những sóng gió trong đời chính là ngã rẽ để giúp chúng ta trưởng thành, bản lĩnh và thành công. Cuộc gặp gỡ của hai người đúng là định mệnh. Nếu không thì tại sao đi một vòng, trải qua nhiều chuyện như vậy cuối cùng vẫn không cắt đứt bỗng Ngọc trai dừng lại ánh mắt trầm xuống dường như cô đã nhớ ra lại những chuyện không vui của chính mình rồi tiếp lời khi bị độc giả vào ngành xuất bản tẩy chay chị chỉ muốn tự kết liễu chính mình bởi chị nghĩ rằng cả đời mình chỉ có thể làm mỗi việc sáng tạo ra những tác phẩm văn học nếu không được sáng tác nữa thì chẳng khác nào là chết những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gò má ngọc trai cố gạt đi gượng cười đôi lúc chỉ những lần bấp ngã và thất bại sẽ giúp bản thân nhận ra giá trị thực sự của mình trong cuộc sống chẳng có ai thành công mà chưa một lần thất bại chúng ta cũng vậy thôi đan thủy đã hiểu vì sao từ trước tới nay tác phẩm của ngọc trai luôn có dấu ấn của những trải nghiệm cuộc sống và triết lý sâu xa bởi chính bản thân cô ấy cũng đã trải qua không ít những thăng trầm cô im lặng một lúc rồi lại nói có chuyện này em muốn nhờ chị giúp ngọc trai ngừng mặt lên ánh mắt chăm chú sao thế Chị giúp em quản lý nhà xuất bản nhé. Em biết, em không nên làm khó chị, nhưng bây giờ ngoài chị ra thì em không còn ai khác. Thời gian sắp tới có thể em rất bận nên không đến công ty thường xuyên được, mọi chuyện nhờ chị cả. Em sẽ chăm sóc cho anh ta như bây giờ và sau này cũng thế ư? Đan Thủy không trả lời, nhưng trong lòng Ngọc Trai đã rõ, một cô gái nặng tình bao giờ cũng khổ, vì như cô, chưa từng được nghe lời thổ lộ của người đàn ông cô yêu nhưng vẫn nguyện ở bên giúp đỡ đồng hành. Đan Thủy vẫn còn hy vọng, vị trí nam vẫn còn nằm đó, nhưng Tấn Phong thì... Giả như Tấn Phong cũng có thể dành chút thời gian để suy nghĩ về cô, thì cô sẽ được an ủi phần nào. Những bước chân vô thức tiến về phía trước, cũng giống như Ngọc Trai, vô thức đi tiếp quãng đời phía trước, dù chỉ còn một mình. Cuộc sống rất nhiều bất ngờ, trưởng thành là khi ta hiểu rằng có rất nhiều thứ không như ý, nhưng vẫn phải chấp nhận. Sau khi Ngọc Trai đi khỏi, Đan Thủy một mình nhìn về phía chiếc giường, nơi mà Chí Minh đang nằm, lòng dậy lên một con sóng bút nhói. Người cô yêu đã không còn nữa, người cô từng yêu, không biết đến khi nào tỉnh lại. Cô tự hỏi lòng, tất cả những gì mình đã làm, đã có đúng không? Cô đã mạnh mẽ hơn nhiều, kể từ lần đầu tiên mất người thân. Nhưng, ở một góc nào đó, trong trái tim cô, sự yêu đuối vẫn tồn tại. Tất cả mọi thứ như một cơn ác mộng, tàn phá cuộc sống và tâm hồn của cô mỗi ngày cô ở đây nhìn người đàn ông nằm trên giường rồi lại nghĩ về tất cả những chuyện mình đã trải qua có lúc cô rất hận trí nam kim quý nhưng có lúc cô lại thầm cảm ơn họ vì nếu không có họ có lẽ cô đã gục ngã từ lâu họ bị hận thù lòng tham mà hãm hại cô nhưng cô không thể cũng vì thế mà làm những việc xấu xa vì như thế cô giống họ ích kỷ và hẹp hòi nếu ngay từ đầu Cô biết Trí Nam vì hận thù mà tiếp cận cô. Có lẽ cô đã khuyên ngăn anh không tạo ra sai lầm. Tình yêu lẫn trong thù hận đã làm cho tất cả cùng đau khổ. Nhưng đó là những thử thách của cuộc đời mấy ai tránh khỏi. Nhìn người đàn ông nằm trên giường như khúc củi vô tri vô xác không biết ngày nào hồi phục. Đan Thủy tự hỏi lòng mình nên tha thứ hay buông bỏ hoàn toàn. Trí Nam từng là người đàn ông mang lại cho cô bao niềm vui và hy vọng. Cô đã từng yêu bằng tất cả sự chân thành Nhưng rồi một ngày Anh ta khiến trái tim mình vụn vỡ Khi nhận ra trong cuộc tình mình Mình chỉ là kẻ ngốc Là con dối cho người ta sai khiến và lợi dụng Đan Thủy Từ tiểu thư giàu sang Bỗng chốc mất đi toàn bộ người thân Trở thành kẻ bơ vơ và lạc loài Đang lúc nỗi đau chưa nguôi Thì anh ta lại sỉ nhục Xúc phạm thậm tệ Khiến cô có lúc chỉ muốn chết đi Nhưng mọi thứ chưa dừng lại khi cô vừa tìm được một người đàn ông khác yêu thương và che chở anh ta lại ngăn cản. Thái độ và hành động của anh ta rất mâu thuẫn. Yêu, nhưng lại giống như không yêu. Có thể nói, chị Nam là người đàn ông cô yêu nhiều nhất, cũng chính là người khiến cô đau khổ nhất. Dù sau này, đã có lúc hắn hối hận và muốn làm lại từ đầu cùng cô, nhưng tình yêu đó liệu có thể tin tưởng? Tuy nhiên, những lời hắn nói trước lúc chìm vào giấc ngủ dài đã khiến cô luôn phải suy ngẫm. Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em, đã khiến em chịu bao nhiêu khổ sở, nếu có ngày chúng ta bên nhau lần nữa, anh sẽ không khiến em thất vọng. Giọng nói yếu ớt, như đang cố sức, dồn toàn bộ những sức lực cuối cùng thốt ra, mang theo trong nó là sự hối lỗi và mong ước thiết tha được quay lại như lúc ban đầu. Nhiều đêm, kể từ sau hôm ấy, cô cứ chợp mắt là nghe thấy giọng nói quen thuộc của Trí Nam và cả hình ảnh hấp hối đẫm máu của Tấn Phong. Hai người đàn ông ấy đã khiến cô hiểu thế nào là đời nhiều ngang trái. Tấn Phong thừa biết, trái tim cô chưa thật sự cắt đứt với trí nam. Nhưng vẫn cô chấp ở bên, để anh muốn dùng tình yêu của mình để chữa lành vết thương đang âm ỉ của cô. Những đêm cô gọi tên người cũ trong mơ, Tần Phong như chết lặng. Nhưng anh vẫn không từ bỏ, bởi cô gái ấy tuy nhỏ bé, nhưng với nghị lực kiên cường đang từng ngày cố gắng vượt qua nỗi đau. Vậy tại sao một người đàn ông cứng cỏi trải đợi như anh lại phải dừng lại? Tình yêu là vậy đây, càng muốn quên thì lại càng không thể quên. Đan Thủy đang vệ sinh cá nhân cho Chí Nam thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của bác sĩ. Cô ngẩng mặt lên thì ra bác sĩ và y tá vào thăm khám. Sau một hồi kiểm tra, vị bác sĩ nhìn cô với ánh mắt thương cảm, giọng nói ấm áp động viên. Tình hình này chưa có dấu hiệu quả quan, người nhà cần cố gắng nhiều hơn nữa. Nhìn thái độ ngậm ngùi không dứt khoát của ông ấy, bất giác trong lòng cô có chút bất an, cô nôn nóng hỏi lại. Có chuyện gì không hay sao? Liệu tôi có thể làm gì để giúp được anh ấy không? Việc cô có thể làm là hãy quan tâm tới anh ấy bằng cách trò chuyện, đọc sách để khiến não anh ấy có thể hiểu và giao tiếp dần dần, sau đó mới có thể phục hồi ý thức. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này không phải đối với mọi bệnh nhân đều như nhau, vì thế vấn đề thời gian là không thể nói trước được. Nghĩa là có thể sau vài tháng anh ấy sẽ tỉnh, cũng có thể vài năm, hoặc là không bao giờ. Vị bác sĩ im lặng không nói, chỉ nhằm gật đầu đồng ý. Ông ấy làm công việc này mấy chục năm nên hiểu rõ xác suất hồi phục trở lại bình thường thấp tới nhường nào, nhưng cũng không thể vì thế mà cắt đứt mọi hy vọng, chỉ biết phải cố gắng hết mức có thể. Đan Thủy bây giờ, không người thân, vào hoàn cảnh của Chí Nam cũng vậy. Vì thế cô hiểu hết những nỗi đau mất mát mà anh ta từng trải qua, nên nỗi hận trong lòng đã nguôi ngoai phần nào. Cô thầm nghĩ, nếu bây giờ đến cả cô cũng rời xa thì cuộc đời anh ta rồi sẽ đi về đâu giữa hai người bây giờ vẫn còn nhiều khúc mắc nhưng cũng có rất nhiều điểm chung nên phần nào đồng cảm chỉ là những việc đã xảy ra trong quá khứ nhất thời chưa thể gạt bỏ hoàn toàn ngọc trai bận rộn với công việc ở nhà xuất bản nhưng tuần nào cũng đến thăm mỗi lần như thế lại mua cho cô rất nhiều từ vật dụng quần áo tới thức ăn đối với cô không biết từ bao giờ ngọc trai như một người chị gái cận kề chia sẻ buồn vui. Hôm nay, Ngọc Trai lại đến và mang theo nhiều tài liệu cần ký. Nhìn chúng, Đan Thủy chẳng buồn hỏi tới, nhưng Ngọc Trai đã nhắc nhở cô. Chị biết là mọi chuyện đang rất tệ, nhưng dù sao nhà xuất bản cũng gắn bó với em bao năm. Hơn nữa đó là sự nghiệp cả đời của ba em. Em cần phải giữ gìn, chị chỉ có thể giúp em quản lý những việc vặt. Còn việc quan trọng, em vẫn phải tự mình quyết định. Chị biết em đang rất khó khăn vì quá nhiều chuyện đau lòng trong thời gian qua, nhưng mà em cũng nên chú ý chăm sóc bản thân, đừng để đổ bệnh. lâu rồi, kể từ khi không còn ai thân thiết, Đan Thủy đã phải tập làm quen với cuộc sống cô độc, không người hỏi han chăm sóc. Những lời khuyên nhủ của Ngọc Trai thật sự khiến cho cô cảm động. Đan Thủy gạt nước mắt, lấy lại sự tập trung. Em phải ở đây chăm sóc anh ấy trong một thời gian dài, vì thế em ủy quyền để chị quyết định mọi việc ở nhà xuất bản. Nên mọi giấy tờ văn kiện này. Chị toàn quyền quyết định, chỉ khi nào có việc đặc biệt quan trọng thì hãy thông báo cho em Em quyết định rồi, nếu anh ấy tỉnh lại, em sẽ cho anh ấy thêm cơ hội nữa Ngọc trai thật sự cảm thấy vui mừng khi cuối cùng đan thủy cũng mở rộng lòng mình tha thứ Giống như cô đã từng rất ghét hắn, nhưng rồi cũng bỏ qua mọi chuyện để làm lại từ đầu Ngọc trai hiểu rõ, đây là một quyết định rất khó khăn Bởi tất cả những gì Chí Nam mang lại cho đan thủy, thực sự không thể tha thứ nhưng nếu giữ mãi trong lòng sự hận thù, dần dần sẽ mất đi năng lượng tích cực. Hơn nữa, chị Nam đã thành ra như thế này cũng coi như đã bị trừng phạt. Con người, ai cũng mắc sai lầm, ai cũng từng bị tổn thương. Quan trọng là biết hối lỗi và tha thứ để ngày tháng sau này được sống tốt hơn. Đêm hôm đó sau khi kế hoạch thất bại, Kim Quế đã vội vàng tẩu thoát. Ở nước ngoài một mình, cô ta phải tự lo cho chính mình. Từ sau khi Lão Vĩnh Hà bị bắt, các tài khoản ngân hàng bị phong tỏa và tài sản bị tịch thu để điều tra. Các khoản tru cấp cho Kim Quý vì vậy bị cắt đứt. Kim Quý phải thuê một phòng trọ nhỏ, tiện nghi đơn giản nhất có thể để tiết kiệm chi phí. Vì nhập cư bất hợp pháp nên cô ta không thể tìm được việc làm tử tế. Hơn nữa tình hình hiện tại, Kim Quý vẫn chưa thể xuất đầu lộ diện do lệnh truy nã. Các mối quan hệ bạn bè, dù thân thiết mấy, cũng đều không thể nhờ vả. Sống ở nước ngoài, nhưng thân mang trọng tội, lúc nào cũng phải cảnh giác nếu để bị bắt cô ta có phải đối mặt với án phạt nghiêm khắc những ngày lần trốn cô ta chỉ ăn mì gói thì thoảng lại ra ngoài mua thêm thức ăn lúc nào cũng lén la lén lút kim quý cố gắng liên lạc về việt nam nhưng đành bất lực cô ta rất muốn biết ba mẹ ở nhà có bình an không một hôm khi trời đã chuyển về khuya kim quý đánh liều kim quý đánh liều ra trạm điện thoại công cộng gần đó cô ta dùng những đồng tiền cuối cùng để thực hiện cuộc gọi với mong mỏi được gặp người thân. Cô ta nhìn quanh không thấy bất cứ ai thì yên tâm bước vào. Kim Quý nhấc điện thoại, bắt đầu bấm số, điện thoại bên kia không đổ chuông khiến cho cô ấy lo lắng không yên. Vì quá lo lắng nên Kim Quý không để ý chiếc xe hơi đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Khi phát giác quay lại, ánh sáng từ đèn xe tỏa ra khiến cho cô ta lóa mắt. Gương mặt gầy, hốc hác bị ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng càng trở nên hao gầy, dầm. Chạm điện thoại bị chiếc xe tông cực mạnh vỡ nát. Những mảnh nhỏ bay tung tóe. Kim Quý ngã xuống, toàn thân đầy máu tươi, rơi vào hôn mê sâu. Vài giây sau, người đàn ông gây tai nạn mặc ốc phục gọn gàng, sang trọng, từ trên xe bước xuống. Anh ta vô cùng sợ hãi, mặt không còn chút máu. Nhìn hiện trường tai nạn, đầy những mảnh vỡ, cùng một xác người không biết sống chết, đang nằm, anh ta vô thức lùi ra xa. Nhưng với bản lĩnh của một bác sĩ, anh ta bình tĩnh lại xem xét tình hình, sau khi xác định cô gái vẫn còn sống, anh ta nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Thật may, bệnh viện nằm cách đó không xa, cũng là nơi anh đang công tác. Nên khi vừa tới, các đồng nghiệp liền nhanh chóng phối hợp đưa bệnh nhân vào cấp cứu. Sau khi kiểm tra toàn bộ, bác sĩ phẫu thuật chính xác, nạn nhân bị thương rất nặng, toàn bộ gương mặt đã bị hủy hoại và cần phải phẫu thuật gấp. Lúc này, vị bác sĩ kia mới nhận ra anh ta không hề biết diện mạo của cô gái trước khi bị tai nạn. Mà cô lại không có bất cười, giấy tờ tùy thân hay người nhà. Bên trong đồng nghiệp hối thúc vì nếu muộn có thể sẽ không qua khỏi. Sau vài phút lưỡng lự, anh vội vàng lấy một bức ảnh từ trong ví của mình, ngắm nhìn một lần nữa trước lúc đưa cho đồng nghiệp lòng thầm nhủ. Xin lỗi cô. Đồng nghiệp nhìn thấy bức ảnh, ngạc nhiên muốn anh khẳng định thêm lần nữa. Anh chắc chắn chứ? Anh gật đầu không một chút do dự. Ừ. Đồng nghiệp hiểu ý, liền ra hiệu cho ekip nhanh chóng thực hiện các phẫu thuật. Đây là một trường hợp nạn nhân bị thương rất nặng nên thời gian phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ. Hơn nữa, để có thể phục hồi toàn bộ gương mặt một cách hoàn hảo nhất, cần phải trải qua ít nhất 10 lần phẫu thuật lớn nhỏ. Thời gian chữa trị sẽ kéo dài gần một năm, còn hiệu quả sẽ được kiểm chứng qua từng lần tái khám. Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, anh bác sĩ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đây mới là giai đoạn chữa trị thời gian đầu, tiếp theo còn rất nhiều việc cần phải làm. Anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho cô gái này trong suốt thời gian chữa trị, vì anh đã khiến cô ta phải mất đi chính mình. Thay đổi toàn bộ gương mặt một người chẳng khác nào là thay đổi thân phận và cuộc đời của họ. Vì rất có thể, sau khi tỉnh lại, người ấy không thể trở lại cuộc sống bình thường mà phải đối mặt với những xáo trộn lớn. Anh là Tôm Trần, một bác sĩ gốc Việt, gia đình anh di cư sang Campuchia từ khi anh 6 tuổi. Bố anh vì làm ăn thua lỗ nên đã bán hết tài sản đưa vợ con trốn chạy trong đêm. Sau khi sang đây, anh được đi học và có một khoảng thời gian du học ở Anh trước khi trở về cách đây 3 năm. Anh đã từng kết hôn cách đây 4 năm với một người con gái anh yêu say đắm và cũng là đồng nghiệp thân thiết nhất. Cả hai gắn bó với nhau từ tuổi sinh viên. Những tưởng mối tình đẹp đẽ này sẽ có cái kết viên mãn. Nào ngờ một năm sau khi kết hôn thì vợ anh qua đời trong một tai nạn giao thông kinh hoàng. Khoảnh khắc, anh Tôm nhìn thấy Kim Quý nằm bất động trên mặt đất, cả người đầy máu đã khiến anh nhớ lại cảnh tượng năm xưa. Lòng đau như dao cắt, anh không muốn có thêm bất cứ ai phải trải qua những gì anh và vợ mình đã phải trải qua. Năm ấy là vì anh vội vàng tới bệnh viện cấp cứu một bệnh nhân đang trong cơn nguy cấp nên đã bị một xe tải đụng trúng. Từ đó về sau, Tông không bao giờ tự lái xe ra ngoài, nhưng hôm nay tài xế bận việc, xin nghỉ mà anh lại có việc cấp nên đành phải tự lái. Kể từ khi chuyện đau lòng đó xảy ra, anh tự giam mình trong công việc khiến bản thân bận rộn không dứt và trái tim cũng đóng cửa. Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian nữa, anh mới có thể quên đi quá khứ để sống một cuộc đời bình thường như bao nhiêu người khác. Điều anh lo lắng bây giờ, không phải sợ cô ấy không hồi phục, mà sợ cô ấy sau khi biết sự thật, sẽ không tha thứ cho anh. Anh trách bản thân mình đã quá chén nên mới gây ra tai nạn, nhưng đáng trách hơn nữa vì sự ích kỷ của bản thân mà đã lợi dụng cô gái này, biến cô ấy thành thế thân cho người vợ quá cố của mình. Sau ba ngày hôn mê, cuối cùng Kim Quý cũng trở về từ cõi chết. Đôi mắt thường ngày vụ đầy lớp phấn trang điểm, này hốc hác cao gầy đi rất nhiều. Bởi mi nặng chịu không buồn động đậy. Kim Quý vẫn chưa biết mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra. Kim Quý xoay người cử động. Trần nhận ra toàn bộ cơ thể đang bị cố định bởi những băng gạc trắng. Trần bị cố định bởi bột rất nặng nề. Càng cố gắng di chuyển thì lại càng đau đớn, Kim quý hoảng loạn, sở lên gương mặt xinh đẹp của mình, nhưng làn da mịn màn thường ngày đã bị tấm gạc trắng quấn chặt chi chít. Từng cơn đau buốt truyền đến từ bên dưới, hành hạ thể xác lẫn tâm trí cô ta. Quá sốc, Kim quý đã la hết inh ỏi, khiến các nhân viên y tế hoảng loạn chạy tới giữ chặt cô trên chiếc giường bệnh nhân, ra sức động viên an ủi, số khác thì đi tìm bác sĩ. Kim quý thật sự không thể chấp nhận hiện tại như một vế vật. Cô gào khóc thảm thiết, toàn thân trắng muốt, màu trắng ám ảnh của những vật dụng băng bó bệnh nhân các bác sĩ sau khi hay tin liền chạy tới họ đứng kín giường khiến cho cô ta thêm sợ hãi mở to mắt nhìn những người xa lạ trước mặt trong đầu kim quý hiện lên trăm ngàn câu hỏi ở đâu tại sao như thế nào sau vài phút ban đầu xôn xao anh bác sĩ cho mọi người giải tán rồi ngồi xuống bên cạnh kể lại mọi chuyện cho kim quý nghe xong cô ta còn gào khóc to hơn nữa hoàn cảnh không nhà không người thân không tiền bạc lại còn mang trọng thương thật sự rất bế tắc bác sĩ không nói cho cô ta biết chính anh là người gây tai nạn vì sợ cô ta kích động sẽ xảy ra chuyện không hay nhưng trong lòng rất áy náy điều quan trọng nhất là sau khi vết thương lành lại gương mặt kia không phải của kim quý mà là của một người khác thì cô ta sẽ như thế nào cô bị thương rất nặng tạm thời chưa thể cử động mạnh trong thời gian tới nếu cần gì cô cứ nhờ nhân viên y tế giúp đỡ cô tên gì cô có cách nào để liên lạc với người thân không anh ta sửa lại ga giường cho thẳng kê lại gối thái độ ân cần chăm sóc kim quý im lặng cô không biết phải trả lời thế nào vì bản thân đang lẩn trốn nên không muốn bất kỳ ai biết những thông tin cá nhân của mình y tá đứng bên cạnh nói mấy câu gì đó kim quý nghe không hiểu có lẽ là ngôn ngữ địa phương kim quý bình tĩnh nhìn những người xung quanh với ánh mắt dò xét dường như không ai nhận ra cô nên trong lòng có chút yên tâm vài ngày tới có lẽ cô sẽ ở lại đây anh bác sĩ đành bất lực khi bệnh nhân cứ im, không xác định được nhân thân, có lẽ vì vẫn còn chưa ổn định được tâm lý. Anh để cô ở lại bệnh viện, tiếp tục điều trị cho đến khi khỏi hẳn. Mỗi ngày sau khi tan làm, anh ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô ta, vì ở đây duy nhất anh là người phải chịu trách nhiệm cho việc này. Đã một tuần rồi, anh không về nhà kể từ khi người vợ yêu thương đã ra đi. Căn nhà đối với anh không còn quan trọng nữa. Mỗi khi trở về cảm giác trống vắng và điều hưu khiến cho anh thêm đau lòng. Ba năm rồi, ngôi nhà không được chăm sóc nên tường nhà đã loang lổ những vết sơn bạc màu. Cầu thang đầy bụi do thiếu sự quan tâm của chủ nhà. Khoảng sân rộng nơi hai vợ chồng hay đánh cầu lông và kể cho nhau nghe về ước mơ về một gia đình có tiếng khóc trẻ thơ. Giờ chỉ là một khoảng đen chia cắt giữa quá khứ và hiện tại. Những bữa cơm vui vẻ từ lâu chỉ còn là kỷ niệm. Mỗi bữa, anh thường ăn vội những phần hamburger và uống nước ngọt có ga rồi lại tiếp tục làm việc điên cuồng hàng ngày anh cố gắng nói chuyện thật nhiều để khiến cho kim quý mở lòng chia sẻ nhiều thông tin và cảm xúc giúp cô có cái nhìn lạc quan về thế giới mình đang hiện hữu những câu chuyện anh kể thường rất hài hước khiến cho cô vui vẻ hẳn lên tiếng cười bắt đầu vang vọng trong căn phòng bệnh lạnh lẽo bỗng anh dừng lại có chút do dự cô có muốn tôi liên hệ với người nhà của cô không qua lớp khăn trắng kín mít, Tôm nhìn thấy nụ cười của cô gái tắt dần, chuyển sang tâm trạng buồn bã. Cô nghiêng đầu về phía đối diện đáp nhẹ. Không. Tôi nghĩ họ nên biết tình trạng của cô và ở bên cạnh cô lúc này. Kim Quỳ vẫn im lặng, vì hơn ai hết, cô hiểu ở hoàn cảnh hiện tại, cô phải tự sinh tự diệt, chưa làm gì có ai bên cạnh quan tâm chăm sóc. Cô có muốn trở về gia đình cũng không được nữa rồi, vì bản thân đã gây nhiều tội ác. Anh bác sĩ kia rất lương thiện, nhưng không biết vì sao lại phải trải qua những bi kịch đau lòng như thế. Còn bản thân cô chỉ sợ đời này sẽ không được tha thứ. Cô ước mình có thể quay lại những ngày tháng có cha mẹ ở bên để được trò chuyện mỗi tối, xem tivi, ăn cơm cùng nhau. Bây giờ cha mẹ thế nào, một chút tin tức cô cũng không hề có. Hai đất nước nằm cạnh nhau nhưng đường về nhà lại xa vời vợi. Nếu cô không nói, tôi cũng không ép, nhưng thời gian tới cô vẫn phải ở lại đây chuyên tâm điều trị. Trong vòng 3 tháng nữa, tình hình sẽ ổn hơn, nhưng vẫn chưa thể xuất viện. Nếu cô cần bất cứ điều gì, hay muốn chia sẻ điều gì thì cứ liên hệ với tôi. Nhìn bóng lưng của tôm rời đi, Kim Quý cảm nhận sự ấm áp, bao dung tỏa ra từ tâm của một người đàn ông từng trải, hiểu người, hiểu đời. Cô đã từng yêu một người đàn ông rất nhiều, nhưng sau cùng đó chỉ là một tình yêu ngu ngốc. Giá như anh ta không mang sự dối trá bước vào đời cô, thì có thể mọi chuyện đã không đi tới bước này càng nghĩ lại, càng hận gã đàn ông xấu xa đó ngàn lần. Hôm nay, Tôm sau khi tháo băng, phát hiện một vết mổ trên kiên mặt kim quý có dấu hiệu nhiễm trùng, nên đã quyết định phẫu thuật gấp để ngăn chặn trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Bác sĩ, cho tôi muộn gương, tôi muốn xem gương mặt của mình có gì thay đổi. Kim quý hồi hộp, đợi bác sĩ đem gương cho mình. Tôm bước vào ra hiệu cho mọi người ra ngoài rồi ngồi xuống bên cạnh kim quý. Cô chưa thể tự ra gương được đâu, tay cô vẫn còn đau, nên không thể vận động nhiều hay là tự do cầm nắm. Vậy anh cầm gương giúp tôi. Bác sĩ vẫn kiên quyết từ chối. Trên mí mắt của cô có một vết cắt sâu, nên là cô tạm thời chưa thể mở mắt. Chúng tôi cần kiểm tra mức độ quan trọng của vết thương bằng các kỹ thuật chuẩn đoán tinh vi hơn. Kiểm quý hốt hoảng quay về phía tôm giọng lạt đi. Không phải anh định nói, tôi sau này sẽ không thể nhìn thấy nữa chứ. Không, không phải thế, chỉ là cần kiểm tra chuyên sâu. Cô đừng lo lắng quá, Tôi muốn tới bệnh viện khác hiện đại hơn để điều trị. Bác sĩ tức giận đứng dậy nói với giọng cứng rắn. Cô không tin tôi sao? Với lại cô không giấy tờ tùy thân, không có người nhà, cũng không có tiền. Cô nghĩ xem ở đâu sẽ đồng ý chữa trị cho cô? Kim Quý im lặng rồi sau đó bật khóc nước nở. Nước mắt chảy thành dòng thấm ướt cả gương mặt. Những tấm băng gạt mỏng không ngăn được những giấc. Những tấm băng gạt mỏng không ngăn được những giọt nước mắt nhỏ thấm vào trong ảnh hưởng tới vết thương. Tôm tức giận nói lớn. Cô đừng cố chấp nữa. Chúng tôi đang làm mọi cách để chữa trị cho cô. Vì thế cô cần phải hợp tác với chúng tôi. Cô có biết những vết thương này chưa lành hẳn. Nếu để bị ướt thì tình hình sẽ tệ hơn. Tôi biết hoàn cảnh của cô rất bất hạnh. Nhưng mà nhiều người khác cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự như cô. Họ cũng đã vượt qua. Cô còn trẻ. Tôi tin sự phát triển của y học sẽ giúp cô quay về với cuộc sống trước đây của mình. Anh im đi. Anh biết gì mà nói. Anh biết trước đây tôi từng sống thế nào sao? Tôi hạnh phúc hay bất hạnh sao tôi bất giác lặng người có lẽ anh đã hơi quá đáng khi chưa hiểu rõ về cuộc sống của cô ấy trước đây có thể anh đã không cẩn thận trong lời nói nên đã chạm vào vết thương lòng của cô anh hạ thấp giọng an ủi xin lỗi vì tôi đã to tiếng với cô nhưng dù chuyện gì xảy ra thì cô cũng phải dũng cảm đối mặt vì đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề cô đừng lo tôi và các đồng nghiệp của mình sẽ dốc hết sức giúp đỡ cô anh không hiểu được đâu Tôi thật sự đã mất tất cả rồi. Nhìn vẻ mặt đau khổ không nói nên lời của Kim Quý. Tôm lại nhớ tới bản thân mình trước đây. Khoảng thời gian đầu sau khi xảy ra biến cố, nhiều đêm anh mất ngủ. Hình ảnh người con gái anh yêu và giọng nói ngọt ngào của cô lúc nào cũng trong tâm trí anh. Tôm thật sự không biết phải làm thế nào. Nếu một ngày, có một cô gái giống hệt cô đứng trước mặt anh, nhưng lại có tâm hồn của một người khác. Anh biết, mình chưa thực sự quên đi quá khứ, nên vẫn cố gắng cứu vãn bằng mọi cách quá trình chữa trị kéo dài rất nhiều những cuộc phẫu thuật lớn nhỏ được tiến hành nhằm mục đích đưa kim quý trở lại bình thường và cô đã phải chịu đựng mọi sự đau đớn rất may cho cô những lúc như vậy luôn có tôm bên cạnh chăm sóc và động viên tối nay tôm không có ca trực anh trở về nhà từ sớm nhưng không ngủ được anh ngồi một mình bên trước máy tính xem lại những bức ảnh ngày xưa sau khi vợ mất những tấm ảnh này đã được cất đi vì sợ mỗi lần nhìn thấy lại thêm đau lòng ba năm rồi anh mới xem lại lần nữa trong lòng có rất nhiều cảm xúc ngày mai kim quý sẽ được tháo băng hoàn toàn và cô được xem toàn diện gương mặt của mình sau một năm chữa trị tôm nghĩ có lẽ kim quý cũng không ngủ được vì háo hức nhưng hơn ai hết anh biết chắc chắn cô sẽ rất sốc nếu biết sự thật bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa cơn mưa lớn dần nhưng vẫn không thể sánh kịp những cảm xúc nặng trĩu trong lòng anh tôm ngửa đầu ra sau ghế nhắm nghiền mắt cậu mong mọi chuyện suôn sẻ và kim quý sẽ thấu hiểu nỗi lòng của anh sáng sớm tôm đến bệnh viện vừa vào phòng làm việc đã thấy cấp dưới hoảng hốt báo tin cô vừa nói vừa chỉ tay về phía phòng bệnh của kim quý bác sĩ bác sĩ à có chuyện không hay rồi cô ấy cô ấy tôm vội vàng chạy vào rồi bỗng dưng chân chết lặng khi tới cửa cô gái đang nhìn vào gương rồi cậu xé gương mặt của mình gào thét kia, sống hệt người vợ quá cố của anh. Từ khuôn miệng, chiếc mũi, bờ môi, tất cả như từ một khuôn đúc ra. Một đồng nghiệp thân thiết, khẽ chạm vào vai anh, ngậm ý cảm thông rồi rời đi. Tôm thật sự không thể tin, mình lại được gặp lại hình dáng vẫn luôn ở trong tim một lần nữa. Kim quý không ngừng chất vấn mọi người. Tại sao các người lại khiến tôi thành bộ dạng thế này? Chẳng phải nói sẽ chữa trị cho tôi sao? Sao lại ra nông nỗi này? Tôm bước vào giữ, dử lấy cánh tay đang cố gắng hủy hoại gương mặt của cô, ôm cô vào lòng để cô cảm nhận chút ấm áp của sự cảm thông. Vì tai nạn khiến cho gương mặt cô chấn thương nghiêm trọng, cho nên mọi người không còn cách nào khác là phải phẫu thuật để cứu sống. Tôi xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của cô trước khi phẫu thuật, nhưng thực sự chúng tôi không có sự lựa chọn khác. Vậy đây là gương mặt của ai đây? Cả căn phòng im lặng, mọi người lần lượt ra ngoài, lúc này chỉ còn lại Tôm và Kim Quý, đợi khi cô bình tĩnh lại, Tôm nhẹ nhàng nói đó là một người từng rất thân thiết với tôi nhưng nay không còn trên cuộc đời này nữa những lời buồn bã kèm theo ánh mắt hối hận của tôm khiến cho kim quý hiểu ra mọi chuyện cô dần tiết chế rồi từ từ nói vậy sau này tôi phải sống như thế nào với diện mạo này chứ lẽ nào phải thay đổi thân phận sao cô không muốn như vậy sao lúc này kim quý mới chợt nhận ra cô bây giờ là tội phạm bị truy nã ở trong nước nên việc thay đổi gương mặt có khi là chuyện tốt vì không ai nhận ra cô thì cô sẽ có cơ hội sống một cuộc sống bình thường và thậm chí có thể trở về nước một cách dễ dàng mà không bị phát hiện. Ngày Kim Quý xuất viện, Tôm lái xe đưa cô về nhà, anh còn đặc biệt sắp xếp cho cô một căn phòng rộng rãi trên lầu. Lúc ở bệnh viện, Kim Quý nhiều lần nói về những món đồ mình thích, nên Tôm đã sưu tập và trang trí chúng trong căn phòng của cô thật tươm tất. Nhìn không gian ngập tràn hoa và những món đồ mình thích, Kim Quý cảm giác nơi đây dường như là thiết kế dành riêng cho mình cô nhìn tôm với ánh mắt thán phục và biết ơn anh thật sự chu đáo quá sao anh có thể nhớ được tất cả những gì em nói em cứ nghĩ từ nay mình sẽ không còn ai làm bạn không còn ai quan tâm nữa nhưng may mắn đã gặp được một người bạn tốt như anh tôm vẫn chưa đủ can đảm để nói cho kim quý biết cô bây giờ đối với anh chỉ là một hình nhân thay thế người vợ ngắn số ngoài ra không còn gì nữa anh tốt với cô một phần vì có lỗi trong vụ tai nạn phần khác là vì gương mặt của cô. Sau này em cứ ở đây, những chuyện khác thì từ từ tính. Nhà anh rất ít khi có người tới, còn anh chủ yếu ở bệnh viện nên là em không cần phải ngại. Công việc ở bệnh viện bận rộn đến mức anh không còn thời gian về nhà nữa sao? Lời của Kim Quý khiến cho Tôm chợt buồn. Anh không phải không có thời gian, chỉ là không muốn nhớ tới những bữa ăn rộn rã tiếng cười của hai người, nay chỉ còn lại một không hẳn như vậy sự hở hững của tôm khiến cho kim quý đề tâm. cô cảm nhận được có gì đó khang khắc trong thái độ của tôm khi về nhà. dường như anh đang giấu điều gì. tôm trở về phòng, anh bước vào phòng tắm, dội mạnh từ trên xuống khiến cho bản thân tỉnh táo hơn trong dòng nước lạnh ngắt. khi chiếc áo sơ mi được cởi bỏ, toàn bộ quân ngực lực lưỡng lộ ra như một tuyệt tác nghệ thuật. Mở vai rộng lớn hứng từng đợt nước như đang cố gắng buông bỏ tất cả. Tôm dùng đôi bàn tay to lớn vuốt mạnh để gạt hết nước trên mặt, theo từng đợt hy vọng những ma sát mạnh mẽ sẽ khiến anh tỉnh táo hơn sau tất cả mọi việc. Nhưng nước cứ rơi không ngừng, đến lúc không thể cố thêm được nữa, anh trùng gối ngồi tựa vào tường. Hình ảnh người vợ anh yêu tha thiết cứ hiện về, dù thầm nhủ cô ấy chỉ là thế thân, nhưng đang chìm đắm trong đau khổ và dày vò, bỗng tôm có lớp cửa kính mờ của phòng tắm, anh nhìn thấy ai đó đang đến gần, tôm vội mở cửa bước ra bị bất ngờ kiếm quý trượt chân ngã nhau vào lòng tôm anh vội đỡ lấy cô khiến cho cả hai áp sát vào nhau cơ thể ướt át của tôm bỗng nhiên nóng lên như được nung trong lò luyện thép bốn mắt nhìn nhau ngượng ngùng trong lúc bối rối bỗng nhiên gò má đang nóng rát của tôm được làm dịu bởi bờ môi mềm mọng của ai đó nó như chất kích thích khiến cho anh không kìm được cảm xúc đáp trả mãnh liệt anh bạo liệt quá chặt môi cô gái rồi chiếm lấy cả cơ thể cô đôi tay rắn chắc bế thấp cô lên giường một cách đầy dứt khoát cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp hai cơ thể nhịp nhàng cùng hát vang giai điệu tình yêu mật ngọt từng cái xiết tay cười chỉ âu yếm nụ hôn mãnh liệt đã khiến tôm lần nữa được sống trong cảm giác hạnh phúc của nhiều năm trước tôm như bị chúng bùa yêu miên man không dứt càng kéo dài thì lại càng nắm chìm lý trí đã bị đánh bại bởi những cảm xúc trỗi dậy mạnh mẽ trong tim một năm sau tôm đã đưa kim quý trở về đất mẹ với tư cách là phu nhân của anh, nhưng không hề biết rằng bản thân lâu nay vẫn luôn bị người phụ nữ mưu mô này lợi dụng. Việc cô ta trở về nước là vì vài hôm trước, sau khi nghe tin ông Vĩnh Hà được đồng bọn giúp đỡ vượt ngục thành công, cho nên Kim Quý nuôi hy vọng gặp lại cha mẹ để gia đình đoàn tụ. Vừa đặt chân tới sân bay, Tùng đã ngỏ lời muốn tới gặp cha mẹ vợ, nhưng Kim Quý ngăn lại. Chuyện gặp ba em thì để thêm ít hôm nữa đi. Em đi đã lâu, hơn nữa gương mặt lại thành ra thế này. Em sợ sẽ làm họ nhất thời không chấp nhận nổi. Mẹ em tuổi đã cao, lại bị bệnh với huyết áp, nên em lo. Em thật sự rất hiếu thảo. Ước gì mai này, anh cũng có một cô con gái như em. Về già, không phải sợ không có người chăm sóc. Hay là... Tôm vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu một cách mở ám. Hay tối nay, mình lên kế hoạch làm ngay luôn. Kim Quý ngắt anh một cái rõ đau, rồi giả vờ trách mắng. Anh chỉ được mỗi chuyện ấy là giỏi họ tỉnh tứ trêu chọc nhau khiến cho bác tài xế ngồi phía trước cũng phải ngượng ngùng giả vờ như không biết chuyện gì hôm nay tôm đi cùng vợ tới bệnh viện để gặp viện trưởng trong lúc hai người bàn bạc với nhau về công việc sắp tới của tôm kim quý một mình đi dạo quanh khuôn viên của bệnh viện hành lang phía trước rộng thanh thang nhưng vắng người qua lại đây có vẻ là khu dành riêng cho khách vip nên an ninh rất nghiêm ngặt những người không liên quan thì không được phép đến kim quý tò mò bước đến gần một phòng bệnh cô ghé mắt vào xem bất ngờ nhìn thấy người đàn ông gương mặt trắng bệch xanh xao vóc dáng hơi gầy nằm im bất động trên giường kia không ai khác chính là trí nam kẻ mà cô ngày nào cũng mong hắn chết thảm kim quý nhìn quanh không thấy ai nên liền lẻn vào trong cô bước đến đầu giường nhìn thật kỹ để xác minh lần nữa từ trong ánh mắt sắc xảo hiện ra một nụ cười gian ác kim quý tự độc thoại với chính mình không ngờ anh cũng có ngày hôm nay hai chúng ta xem ra tôi chưa phải là người thảm nhất Tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt cho những gì anh đã gây ra cho tôi. Lúc trước, anh lừa tôi tán cửa nát nhà, nếu không vì anh thì tôi đã không phải trốn chui trốn lủi như hôm nay. Cũng may ông trời có mắt, nên tôi có cơ hội gặp lại anh. Giờ anh xem, anh như phế vật, cả ngày chỉ biết nằm im, bất tài vô dụng chứ kìa. Còn cô ta nữa, người anh luôn yêu thương và bất chấp tất cả để bảo vệ, sao cô ta không ở bên cạnh chăm sóc anh? Nói rồi, cô ta nhìn bình thuốc đang được truyền vào trong cơ thể của trí nam cười đắc ý kim quý tử tử vạn van cho thuốc chạy nhanh hơn cơ thể vốn yếu ớt của trí nam không chịu được liền phản ứng dữ dội kim quý lấy chiếc gối ở đầu giường đặt lên mặt anh rồi giữ chặt bỗng ngón tay của trí nam cử động khiến cho cô ta hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài đúng lúc đó máy theo dõi sinh tồn phát ra chuông báo động đội nghị y bác sĩ vội vàng kéo tới không gian trở nên xôn xao kim quý lo lắng không biết có ai đã nhìn thấy cô ta rồi vội vàng rời khỏi bệnh viện. Sau hơn 2 giờ được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, tình hình sức khỏe của Trí Nam đã ổn định trở lại. Khi các bác sĩ vừa ra khỏi phòng, đàn thủy liền lao tới. Anh ấy thế nào rồi ạ? À? Bác sĩ nắm lấy tay cô an ủi. Không sao nữa rồi, tôi có tin tốt cho cô đây. Ý thức của anh ấy có dấu hiệu phục hồi tốt, nghĩa là anh ấy có khả năng sắp tỉnh lại. Nghe đến đây, đàn thủy không cầm được nước mắt rơi lã trã, cô luôn miệng cảm ơn bác sĩ. Ngọc trai ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên bờ vai mảnh mai, không nói lời nào, nhưng chừng ấy cũng đủ để cho đan thủy an lòng. Cả buổi trưa, đan thủy không ăn cơm nhưng miệng vẫn luôn mỉm cười, có lẽ mọi nỗ lực của cô sắp được đền đáp. Đan thủy, em sẽ làm gì đầu tiên ngay khi cậu ấy tỉnh lại? Bị hỏi bất ngờ khiến cho đan thủy lúng túng. Em cũng không biết nữa, chỉ cần anh ấy tỉnh lại là em đã mãn nguyện lắm rồi. Ngọc trai mỉm cười thầm nghĩ, Trải qua bao sóng gió, Đan Thủy vẫn giống hệt như cô gái ngày đầu mới yêu. Thời gian này, em sẽ ở lại đây. Nếu lỡ như anh ấy tỉnh lại bất ngờ không ai bên cạnh, chắc chắn sẽ rất buồn. Em lúc nào cũng vậy, chỉ lo nghĩ cho người khác. Bản thân em cũng cần được nghỉ ngơi, nên phải chú ý giữ gìn. Đan Thủy nhìn Ngọc Trai, thầm cảm ơn vì cô ấy đã luôn ở bên cạnh khi mình cần và luôn quan tâm tới suy nghĩ và cảm xúc của cô. Đã bao giờ chị yêu ai đó rất nhiều, nhưng tình yêu lại không được đền đáp chưa Ngọc trai khẽ quay đi chỗ khác Khóe mắt cay cay rồi mỉm cười Đã từng Nhưng đó đối với chị là một mối tình đẹp Người ta không đền đáp Là vì chị chưa từng thổ lộ Đã có lúc chị tự trách mình yếu đuối Thiếu can đảm Nên đã để tình yêu của mình chết yểu Nhưng sau ngẫm lại Như vậy có khi lại rất hay Vì tới sau cùng vẫn có thể là bạn tốt của nhau Tình yêu thật khó nắm bắt Có lúc cứ tưởng ở trong tầm tay nhưng tất cả chỉ là giả dối để rồi có lúc cứ nghĩ đã mãi mãi mất đi hòa ra lại rất gần cả hai chúng ta đều là người trong tim đã có vết thương tình yêu hy vọng sau này sẽ được đền đáp bằng hạnh phúc họ nằm tay nhau rưng rưng nước mắt đồng cảm tình cảm thân thương như ruột thịt bỗng đan thủy nhìn sang phía giường chị nam đang cử động những ngón tay cô vội vàng lao tới nằm lấy tay anh vừa mắng vừa lo lắng anh à anh anh có nghe em nói gì không Ngọc Trang chạy vội đi tìm bác sĩ. Khi cô vừa đi, chị Nam nhấp nháy mi mắt rồi từ từ nhìn lên trần nhà, cẩn thận quan sát. Đan thủy vẫn ở đó, giữ chặt tay anh một giây cũng không rời. Chị Nam từ từ buốt những sợi tóc rối, buông xuống che đi một phần gương mặt xinh đẹp của đan thủy. Cô mừng rỡ nước mắt tuôn dài. Anh có nhìn thấy em không? Chị Nam nở nụ cười và nhìn cô gật đầu. Đàn thủy ôm chầm lấy anh khóc nước nở. Bao nhiêu lo lắng đều buông bỏ, những cảm xúc giấu kín bấy lâu, bỗng theo những giọt nước mắt tuôn trào như những bông hoa đợi mùa xuân đến đua nở. Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, cuối cùng chúng ta cũng được bên nhau. Chị Nam bởi mi khẽ ướt, anh thì thầm. Em không còn hận anh nữa sao? Em không, anh chẳng phải đã liều mạng để bảo vệ em sao? Em tha thứ cho anh. Cuộc trò chuyện thân mật đã bị Kim Quý đứng bên ngoài nghe thấy. Cô ta vẫn như vậy, dù thay đổi gương mặt, nhưng tính cách ích kỷ độc ác vẫn không thay đổi. Vừa bước lên, cô ta đã lầm nhầm trong đầu những lời thù hằn. Dựa vào cái gì mà hai người lại được hạnh phúc bên nhau, còn tôi lại chịu cảnh tan cửa nát nhà. Bất kỳ ai chỉ cần đắc tội với tôi, thì đời này tôi sẽ không để yên. Chạy đi. Kim Quý hét lớn vào mặt tài xế, nhưng mà ông ta không những không sợ mà còn từ tố nói. Hai người đó là gì của cô, mà cô có vẻ ghét họ đến vậy. Kim Quý cảm thấy thái độ người tài xế có gì rất lạ. Qua gương chiếu hậu, cô nhận ra không ai khác chính là ba của mình. Ông ấy vừa mới vượt ngục, vóc dáng gầy gò, làn da đen nhèm và ánh mắt thốc khác cao gầy. Ba! Kiềm quý gọi lớn, ông Vĩnh Hàng ngạc nhiên, không nhận ra cô con gái bấy lâu ông ta tìm kiếm lại ở ngay trước mắt. Kể từ khi ông biết bà Trúc lừa mình, thì tình yêu đã hóa thành sự lừa dối và hận thù. Nhưng với sự trải đời của mình, ông cẩn thận xác minh. Cô gái, người giống người trên đời không thiếu, hơn nữa tôi không có con gái Nên có lẽ cô nhận nhầm rồi Không, con không nhầm Sau đó, Kim Quý lấy chiếc đồng hồ đính đá quý rất đẹp Trên mặt có một vết sức lớn khắc sâu Đó là chiếc đồng hồ Đã gắn với ông Vĩnh Hà Từ những ngày đầu khởi nghiệp Sau này ông tặng cho Kim Quý khi hai người nhận nhau Chính chiếc đồng hồ này Đã cứu mạng ông ta Ở trong một lần bị kẻ thù truy đuổi Bà, đây là quả ba tặng Còn đã bất chấp tất cả để giữ lấy nó Bà không nhận ra sao Lúc này, Ông Vĩnh Hà có phần yên tâm, đây chắc chắn là kim quý. lạo dâng dâng nước mắt. Nhưng sao còn lại ra nông nỗi này? Kim quý ấm ức cái hết đầu đuôi sự tình, bỗng cô dừng lại hỏi. Mẹ con đâu? Mẹ vẫn khỏe chứ ạ? À? Ông Vĩnh Hà gạt đi những giọt nước mắt buồn bã. Bà ấy vì nhớ con nên rất thay đổi bệnh. Bà mau đưa con đi thăm mẹ đi. Không được. Bây giờ ba là tội phạm truy nã. Mẹ con đi theo ba chẳng khác nào là đồng phạm. Nếu mà ba đưa con tới đó nhiều khả năng chúng ta sẽ bị bại lộ, như vậy rất nguy hiểm. Nhưng con, nghe lời ba, con về nhà đi, ba sẽ liên lạc với con sau. Họ trao đổi phương thức liên lạc rồi Kim Quý rời đi. Lúc này, ông Vĩnh Hà khẽ cong môi cười đắc ý. Mày vẫn chưa biết người đàn bà dối trá đó không còn nữa, còn tao cũng không phải là ba của mày. Hôm nay, đàn Thủy xin bác sĩ cho Chí Nam xuất viện về nhà, bởi vì anh đã quá ngắn ngầm với chiếc giường bệnh. Về nhà, việc sinh hoạt ăn uống đi lại sẽ thoải mái hơn. Với lại, chị Nam không muốn đan thùy vì mình mà vất vả ra vào bệnh viện, ăn uống qua loa. Mỗi lần nhìn thấy cô ăn vội hộp cơm mua trước cổng bệnh viện, anh lại thấy mình có lỗi khi không chăm sóc cô tốt hơn. Cô đỡ chị Nam ngồi xuống ghế sofa, do nằm quá lâu trên giường nên tạm thời chân anh đi lại khó khăn một chút. Nhưng theo bác sĩ, nếu mà tập luyện thường xuyên thì một thời gian ngắn nữa sẽ đi lại bình thường. Ánh mắt tỉnh tứ mật ngọt ngày nào đã trở lại khiến trái tim cô rộn ràng. Em ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói. Cô bối rối ngồi xuống bên cạnh. Bỗng, anh choàng người ôm cô vào lòng, khuôn mặt điển trai áp sát, làn hơi ấm áp vào vào mặt cô, khiến cho đôi gò má của cô ửng hồng vì ngại ngùng. Cô đẩy nhẹ miệng lý nhí. Anh kỳ ghê, ban ngày ban mặt lại trêu gẹo con gái nha lành. Anh chỉ muốn ôm vợ một chút thôi mà, em không thích sao? Không phải chỉ là... Lời còn chưa dứt, bởi môi căng mọng của cô đã bị ai đó chiếm giữ từng giây từng phút từng hơi thở cứ thế quyện chặt vào nhau anh siết chặt cô như thế chỉ sợ cô chạy mất trước đây họ đã từng ngọt ngào nhưng hiểu lầm đã chia cắt tình yêu để rồi khi nó trở lại anh nhất định sẽ nắm lấy thật chặt cảm xúc mỗi lúc càng thăng hoa cô cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ người anh dường như đã ngoài sức kiềm chế cô bất ngờ để anh ra thật mạnh không kịp phản ứng anh chưa kịp nói gì cô đã chạy về phòng để lại anh trong sự hụt hẫng anh nhìn theo mỉm cười đầy ẩn ý những ngày sống cùng nhau chị Nam lúc nào cũng nhắc tới chuyện cưới hỏi nhiều lúc khiến Đan Thủy không chịu nổi trách anh vội vàng chúng ta vẫn còn trẻ em còn phải lo việc của nhà xuất bản chuyện kết hôn cứ để từ từ chị Nam nghe thấy hởn rỗi ra mặt anh cho rằng Đan Thủy không còn yêu anh như trước nữa nên cố tình chỉ hoãn không phải anh hối thúc em, chỉ là sau khi kết hôn, chúng ta vẫn có thể lo cho nhà xuất bản. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, anh muốn ngày nào còn giống trên đời đều phải là những ngày có nhau. Anh nói cứ thể hai chúng ta, một trong hai sắp chết vậy đấy. Cô khẽ cười, vì cảm thấy anh lúc này hệt như một đứa trẻ. Em cứ như vậy, ở trước mặt anh cười cười nói nói, làm sao mà anh chịu nổi? Anh kéo lấy tay cô, ôm cô vào lòng âu yếm thân mật. Cô không biết tại sao, từ sau khi tỉnh lại, anh ấy cứ quấn lấy cô. Cô đi ra ngoài tầm 30 phút là gọi điện nhắn tin. Cô đi công tác xa thì liền đòi đi theo như cái đuôi không thể tách rời. Ngậm lại cô lại thấy vui, như thế vẫn tốt hơn trước đây, xem nhau như kẻ thù. Hôm nay, cô phải tới nhà xuất bản từ sáng sớm vì cô phải tham gia sự kiện ký tặng độc giả và quảng bá tác phẩm mới nhất của Ngọc Trai. Sự kiện này đặc biệt quan trọng, vì nếu dự án này thành công sẽ giúp cho nhà xuất bản tạo được chỗ đứng ngày càng vững chắc trong giới xuất bản. Rất nhiều độc giả đã tới từ sớm, điều đó cho thấy sức ảnh hưởng và sự thành công của tác phẩm ngoài mong đợi. Chị Nam không đi cùng em sao? Lúc em đi anh ấy vẫn đang ngủ, nên là em không nỡ gọi. Đàn ông được cưng chiều quá cũng dễ sinh hư lắm, em phải cẩn thận. Vậy để tối em về dạy dỗ lại anh ấy ạ. À? Hai người nhìn nhau cùng cười. Ngọc Trai luôn là người chị tinh thần ở bên cạnh, khiến đàn thủy như được chăm sóc, được bảo vệ và được quan tâm. Đến tối khi sự kiện kết thúc, cô đã mời mọi người cùng đi ăn tối. Họ đến một nhà hàng sang trọng gần đó. Nhiều người cho rằng nên ăn ở một nơi bình thường để tiết kiệm chi phí. Nhưng Ngọc Trai cho rằng tất cả mọi việc thành công là do sự đóng góp của toàn thể nhân viên nên cần có một bữa tiệc chỉnh chu thay cho lời cảm ơn. Đan Thủy thấy rất vài nên liền đồng ý. Nhà hàng họ chọn chuyên phục vụ món ăn Pháp không gian bên trong thoáng đẳng, sân thượng rất rộng, có thể nhìn thấy cả thành phố. Phía trước là một chiếc bàn dài, dường như được bố trí cho một nhóm bạn, xung quanh được trang trí bởi những lãng hoa hồng lớn. Một đồng nghiệp không kìm được đã suýt xoa. Dường như ai đó sắp tổ chức tiệc cầu hôn. Nhân viên phục vụ hướng dẫn họ ngồi vào bàn. Đan Thủy ngạc nhiên, không hiểu ai lại chuẩn bị chu đáo thế. Cô nghĩ có thể đã có nhầm lẫn. Chúng tôi không đặt bàn trước vì thế, anh nhân viên đẹp trai nhanh nhẩu đáp chị không đặt, nhưng mà có người khác đã làm việc đó vì chị. Mọi người quay hết nhìn sang phía cô tỏ ý ngưỡng mộ, còn Đan Thùy nhìn Ngọc Trai với ánh mắt tò mò. Rồi từ phía sau, một chàng trai ôm bó hoa hồng lớn tiến đến, anh ấy trao bó hoa cho cô rồi từ từ quỷ gối. Đồng ý lấy anh nhé. Mọi người reo lên đầy phấn khích, những chào pháo tay giòn giã, khiến cho Đan Thùy ngại ngùng, mặt cô nóng bừng bừng vì tình huống quá bất ngờ. Đồng ý đi, đồng ý đi. Mọi người đồng thanh hô lớn, anh lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, từ từ đeo vào ngón áp út cho cô. Ánh mắt si tình của Trí Nam đã nói lên tất cả tâm ý. Hôn đi, hôn đi. Cảm xúc vỡ òa trong những lời cổ vũ nhiệt tình. Nụ hôn nồng cháy trao môi là hiện hữu của tình yêu trải qua bao thăng trầm, sóng gió. Suốt bữa tiệc, mọi người thay nhau hỏi về thiên tình sử của họ. Một đồng nghiệp nữ nói đùa. Anh chị trước khi trải qua biến cố, chắc hẳn đã từng yêu nhau sâu đậm. Thật may sau khi tỉnh lại, anh vẫn còn giữ nguyên trí nhớ, nếu không lại phải tốn công yêu lại từ đầu. Trước những lời nói đùa như thật này, chị Nam vui vẻ đáp. Chúng tôi bây giờ đang làm lại từ đầu, bởi sau tất cả tôi nhận ra rằng trên đời này chẳng điều gì quan trọng bằng việc hai người yêu nhau và được sống hạnh phúc bên nhau. Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận, thật may chúng tôi có cả hai. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng một nhân viên phục vụ từ dưới chạy tới thông báo. Đàn thủy bị ngất trong nhà vệ sinh nữ, không đợi thêm giây phút nào, anh liền xuống dưới và đưa cô vào bệnh viện. Ngồi trên xe cứu thương, anh luôn nắm chặt tay cô và lòng cầu nguyện cho người anh yêu bình an vô sự. Tình hình có vẻ nghiêm trọng. Đàn thủy đã ở trong phòng cấp cứu hơn 2 giờ, nhưng mà chưa có tin tức gì mới. Bỗng có một bác sĩ từ trong đi ra. Chị Nam liền chặn lại hỏi. Bác sĩ à, cô ấy sao rồi? Vị bác sĩ lắc đầu, sao vẻ không được khả quan lắm. Sức khỏe của cô ấy đang rất yếu, Chúng tôi nghi ngờ cô ấy có một khối u trong não nên cần phải thêm các xét nghiệm chuyên sâu mới có thể đưa ra được những chuẩn đoán cuối cùng. Dựa vào mối quan hệ đồng nghiệp của Tôm, Kim Quý đã tìm gặp bác sĩ phụ trách chữa trị cho Đan Thủy. Với tư cách là vợ sắp cứu của Tôm, Kim Quý đã được đón tiếp niềm nở. Tôi và Tôm là bạn của nhau kể từ khi còn học ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy ở lại học chuyên sâu, còn tôi đã trở về nước công tác. Mãi đến hôm nay mới gặp lại, nhưng mà trong thời gian qua vẫn liên lạc trao đổi công việc cùng nhau lần này anh ấy về và dự định ở lại làm việc lâu dài tôi rất vui không để vị bác sĩ kia nói tiếp kim quý vội cắt ngang hôm nay tôi đến tìm anh không phải để nói về anh ấy hay về tình bạn của hai người mà về công việc hiện tại của anh nhìn ánh mắt trầm xuống và giọng điệu nghiêm túc của kim quý vị bác sĩ cảm thấy có điều bất thường công việc của tôi thì sao chứ tôi biết bố anh đang mắc bệnh hiểm nghèo cần một khoản tiền lớn để chữa trị và tôi có thể giúp anh giải quyết vấn đề đó. Tôi không hiểu ý cô lắm. Tôi không biết cô nói thế là ý gì. Tôi chỉ có một điều kiện duy nhất. Người đàn ông dừng lại suy nghĩ, ánh mắt dò xét. Điều kiện gì? Kim Quý cười nham hiểm. Bệnh nhân của anh, Đan Thủy. Tôi không muốn cô ta khỏi bệnh. Bong! Ly cà phê trên bàn bỗng rơi xuống do vị bác sĩ không cẩn thận vừa va chúng. Anh ấy lung túng. Tôi là một bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân, và chữa bệnh là trách nhiệm và cũng là mong muốn của tôi không ai có quyền ra điều kiện hay là ép buộc tôi làm trái lương tâm trái đạo đức nghề nghiệp tôi không biết tại sao cô lại có suy nghĩ đó nhưng có lẽ hành động này của cô đã phụ lại chân tình của bạn tôi anh đừng có tốn thời gian để lo cho bạn anh trong khi người anh cần lo là bố anh gia đình của anh nếu không có tiền đưa bố anh ra nước ngoài chữa trị ông ấy có thể sẽ rời đi mãi mãi lúc đó mẹ anh sẽ thế nào gia đình của anh sẽ ra sao có bao nhiêu người sẽ quan tâm Chuyện anh không hạnh phúc Chuyện anh mất mát và đau thương như thế nào Vẫn là câu nói ấy từ xưa đến nay chưa từng sai Người không vì mình chơi chu đất diệt Nhưng cô làm thế thật vô lương tâm Tôi không biết giữa cô và cô ấy đã từng xảy ra chuyện gì Nhưng mà hành vi của cô Chẳng khác nào âm mưu giết người Cô đừng hỏng biến tôi thành công cụ để cô lợi dụng Kim Quý cười lớn Cô ta không những không sợ mà còn thách thức Lợi dụng ư Lợi dụng là chỉ một bên có lợi còn chúng ta cả hai cùng có lợi, nên phải gọi là hợp tác. Tôi quên, chưa nói với anh điều này. Bạn gái của anh rất xinh, chỉ tiếc là anh có bạn gái sau khi đã kết hôn. Ông trời thật khéo trêu đùa. Hơn nữa, cô ta mắc bệnh nan y khó chữa. Nếu quá trình phẫu thuật có xảy ra sai sót cũng chẳng ai hay biết. Vị bác sĩ sắc mặt tối sầm, khi nghe những lời kim quý vừa nói, anh chỉ tay vào mặt cô và hét lớn. Thật ra cô là ai? Cô theo dõi tôi. Kim Quý gạt mạnh tay anh ta, cười cợt đáp trả. Như tôi đã nói trước đấy, chúng ta là đối tác tin cậy của nhau. Tôi là người anh không thể từ chối, vì từ chối thì đồng nghĩa với bất hạnh. Phục vụ thanh toán. Kim Quý rời đi trong sự hoan hỉ, bởi cô ta gần như nắm chắc được phần thắng. Cô ta đã nắm được điểm yếu của đối phương nên không ngại tấn công mạnh mẽ. Đêm nay, Kim Quý ở nhà một mình vì tôm được một đồng nghiệp nhờ hỗ trợ cho một ca cấp cứu nguy hiểm. Kim Quý vừa nâng ly rượu định nhấp một ngụm thì điện thoại reo. Bà đã chuẩn bị đủ số tiền con cần. Bây giờ con ra chỗ cũ để nhận bởi vì bà không thể chuyển khoản. Kim Quý vội vàng thay quần áo rồi lái xe chạy đi. Nơi họ gặp nhau nằm trong một con ngõ hẹp ngoài ô thành phố. Tuy đi hơi xa nhưng đây chính là nơi lý tưởng để hẹn gặp bởi ít người qua lại. Ông Vĩnh Hà đưa chiếc túi đường tiền rồi dặn dò Kim Quý. Còn phải luôn để mắt tới thằng bác sĩ đó. Đừng để cho nó bán đứng chúng ta, nếu mọi việc suôn sẻ, coi như chúng ta đã nhổ đi một cái gai trong mắt. Bà yên tâm, cô ta chết là đáng. Những kẻ làm chúng ta tổn thương nhất định phải trả giá đắt. Tính cách này của con rất giống ta, thật không hổ danh là con gái của ta. Sau khi nhận được tiền, Kiệm Quý nhanh chóng rời đi. Ông Vĩnh Hà nhìn chiếc xe hơi sang trọng đi xa rồi nhổ mạnh xuống đất, cười khinh bỉ thầm nhủ. <laughs> con gái ư, ừ, tao khinh. Ở một diễn biến khác, chị Nam nhìn người con gái mình yêu ngày càng gầy đi, sắc mặt nhợt nhạt, giọng nói yếu ớt càng thêm đau lòng. Chị Nam đã nhiều đêm không ngủ, anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào bên Đan Thủy. Anh chợt nhận ra trước đây, khi anh hôn mê, thì cô đã vất vả thế nào khi chăm sóc anh. Anh chỉ mong muốn bệnh viện nhanh chóng sắp xếp thời gian thực hiện phẫu thuật vì còn chữa trị là còn hy vọng. Anh sợ nếu kéo dài, cô sẽ không còn đủ sức để chịu đựng. Thật khó tin khi một người cách đó vài hôm vẫn còn cười nói vui vẻ thì giờ đây đã cận kề với tử thần. Đan Thủy, hứa với anh là em sẽ không sao, chúng ta sẽ sống cùng nhau, đến răng long đầu bạc. Khó khăn làm mới được bên nhau, sao em lại nỡ để anh một mình? Chị Nam nắm chặt đôi tay gầy, lạnh ngắt, nâng niu thì thầm như lời trách móc. Bỗng dưng anh dừng lại, đôi mắt ngấn lệ. Nếu chưa có ngày hôm nay, ngày từ đầu anh đã không để em rời đi. Anh đã chẳng còn ai thân thích, nếu lại mất em anh sợ. Bỗng cô tỉnh dậy, Cô nhìn Chí Nam bằng ánh mắt ấm áp, xen lẫn sự mệt mỏi. Sao anh không về nhà nghỉ ngơi? Bệnh viện ồn ào sẽ khiến anh cảm thấy không thoải mái đấy. Em ở đây thì anh có thể đi đâu được chứ? Đối với anh, nơi thoải mái nhất chính là nơi có người anh yêu. Anh nựng nhẹ gò má, khiến cho đan thủy ngại ngùng. Cô nhìn quanh không thấy ai nên có chút yên tâm. Đây là nơi công cộng, anh phải giữ ý tứ. Nếu để người khác nhìn thấy thì họ sẽ đàm tiếu đấy. Đã thích lại còn bày đặt, Bác sĩ nói bệnh tình của em thế nào? Anh đang cười bỗng dưng im lặng rồi cố tỏ vẻ mọi thứ vẫn tốt. Bác sĩ nói em làm việc quá sức đến cơ thể suy nhược, cần ở lại bệnh viện theo dõi và điều trị cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Trong thời gian tới không nên làm việc, nhưng mà em yên tâm, anh đã sắp xếp mọi việc xong xuôi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em nên là em không cần phải lo lắng. Đan Thủy nằm lấy tay anh, nhìn anh say đắm, hai ánh mắt chạm vào nhau ấm áp như mặt trời đỏ rực của buổi chiều tà. Sáng sớm, chị Nam về nhà, nấu cho cô ít cháo thịt bò và mang thêm quần áo vào bệnh viện cho cô. Đã lâu rồi không vào bếp, nên anh có chút căng thẳng. Sau khi nêm nếm xong xuôi, anh cho vào hộp đựng để mang đi. Vừa bước ra xe, điện thoại của bệnh viện gọi tới, báo tin đan thủy sẽ được phẫu thuật vào 10 giờ sáng nay. Anh mừng rỡ chạy một mạch tới bệnh viện, anh đã chờ đợi tin tức này lâu lắm rồi. Đan Thủy à, Đan Thủy, chúng ta có tin vui rồi. Đan Thủy ngạc nhiên, không hiểu anh đang nói chuyện gì. Anh đang nói chuyện gì vậy? Tác phẩm mới tạo nên kỳ tích sao? Chị Nam chợt nhận ra Đan Thủy vẫn chưa biết tình hình sức khỏe hiện tại của cô ấy, nên anh giả vờ gật đầu đồng ý. Vậy anh mau nói rõ sự tình cho em nghe. Thôi, em đang mệt, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh kéo chăn ngang bụng, rồi đỡ cô nằm xuống cho đỡ mỏi lưng. Cô cảm thấy anh đang cố tình giấu cô chuyện gì, nên hoài nghi. Mấy ngày nay, cô thấy anh rất lạ. Ngoài miệng anh nói sức khỏe của cô không có gì nghiêm trọng, nhưng lại thường xuyên ra ngoài trao đổi riêng với bác sĩ. Đan Thủy nắm tay giữ Chí Minh ở lại. Đan Thủy nắm tay, giữ Chí Nam ở lại. Anh ngồi xuống đây, em có chuyện muốn nói với anh, có phải anh có chuyện gì giấu em không? Bị chất vấn trực tiếp, anh lúng túng tìm cách chống chế cho qua chuyện, anh sợ cô biết thì lại càng thêm lo lắng. Mọi thứ vẫn đang bình thường, em cứ yên tâm ở lại bệnh viện nghỉ ngơi đi. Không, em muốn biết sự thật. Trước thái độ kiên quyết của cô, chị Nam không còn cách nào khác đành nói rõ bệnh tình cho cô biết. Cô nghe xong, sắc mặt rất xấu, nước mắt ướt đẫm khóe mi trong sợ hãi. Cô không biết tại sao ông trời lại đối xử với cô bất công như vậy. Lẽ nào bao nhiêu khổ cực cô trải qua vẫn chưa đủ. Căn bệnh này đã một lần nữa cướp đi những gì tốt đẹp nhất mà cô có trong cuộc đời. Niềm tin, tình yêu và tương lai. Anh ôm cô vào lòng, anh cảm thấy bản thân mình có lỗi vì sau tất cả mọi nỗ lực anh vẫn không thể bảo vệ được cô. Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng ồn ào, sợ một y tá tới báo tin các phẫu thuật sẽ bị hoãn lại. Vì có người tố cáo bác sĩ phẫu thuật, đã nhận hối lộ để làm điều mờ ám. Bệnh viện nhận thấy tính chất của sự việc rất phức tạp, nên phải trì hoãn đợi đến khi tìm được bác sĩ phù hợp thay thế. Anh tức tốc đến tìm giám đốc bệnh viện để nói rõ sự tình. Ở đây, anh đã xem được một đoạn video của một người phụ nữ đưa cho bác sĩ một túi sách đựng tiền và yêu cầu anh ta tạo ra một sai sót trong quá trình phẫu thuật khiến cho Đan Thủy tử vong. Chị Nam thật sự không thể tin lại có người muốn hại cô tàn nhẫn như vậy. Có lẽ giữa họ đã có một mối thù sâu sắc. Nhưng lạ thật, vóc dáng cử chỉ, giọng nói và ánh mắt sắc bén của nàng này nhìn rất quen. Anh ngớ người trong giây lát rồi lầm nhầm. Kim Quý, chính là cô ta hai tay run lên, trí nám thất thần trong phút chốc rồi vội vàng rời đi. Anh nhờ bà tất cả các mối quan hệ để tìm hiểu tung tích của kim quý. Thật bất ngờ khi phát hiện cô ta vẫn còn sống, thậm chí là sống tốt với thân phận của một người khác. Về phía kim quý, sau khi biết bản thân bị bại lộ, cô cầu xin Tôm hãy giúp mình thêm lần nữa. Tôm à, xin anh hãy cứu em, em biết là anh yêu em. Nếu em biết tại sao lại còn lợi dụng anh. Anh yêu em, điều đó không đồng nghĩa em được phép dẫm đạp lên tình yêu của anh mặc dù trước đây anh có lỗi vì đã khiến em phải sống với thân phận người khác nhưng thời gian qua anh đã cố gắng bù đắp cho em rất nhiều từ lâu anh đã không còn coi em là thế thân của vợ cũ nhưng mà em lại khiến anh thất vọng em đã từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi bên cạnh anh nhưng khi nhìn thấy cô ta hạnh phúc thì em lại không cam tâm tại sao họ hại em nhưng họ lại được sống vui vẻ và bình an tôm lắc đầu tỏ vẻ tuyệt vọng trước thái độ cố chấp của kim quý người phụ nữ này có lẽ không thể cảm hóa được ngay từ đầu em đã sai lòng đố kỵ và tham lam đã khiến em trở thành con người xấu xa và độc ác em có bản lĩnh làm thì phải có bản lĩnh gánh lấy trách nhiệm kim ký quỷ xuống nắm chặt tay tôm cầu xin khẩn thiết những giọt nước mắt tuôn dài khiến tôm vừa giận lại vừa thương em không thể vào tù anh hãy đưa em trở về nơi chúng ta đã từng bên nhau hạnh phúc rời ra nơi này em sẽ được an toàn bây giờ thân phận đã bị bại lộ việc xấu em làm có chứng cứ rành rành có muốn tránh cũng không được Kim Quý bùn rụt buông tay. Ánh mắt cô ta tối dần, bỗng cô ta cười lớn trong đau khổ. Là ông ta, chắc chắn ông ta đã bán đứng em, ngoài ông ta ra thì không còn ai khác. Em nói ai vậy? Bên ngoài bỗng vang lên tiếng còi của xe cảnh sát, Kim Quý bịt chặt hai tay, hoảng sợ trốn phía sau ghế sofa. Lúc bị giải đi, Kim Quý không ngừng la hết thảm thiết. Không phải tôi, tôi vô tội, Tôi mà anh hãy cứu em. Bỗng dưng, cảm giác chua xót bùng lên, khiến cho tôm ngậm ngùi. Anh lại lần nữa thất bại trong tình yêu vì đã trao chân tình cho kẻ bất lương. Ở trong tù, Kim Quý đã giao ra bằng chứng của kẻ đồng phạm, vì vậy lão Vĩnh Hà cũng không thoát được tội. Cô ta sớm biết mẹ mình đã tự tử, cô ta tự tính lợi dụng ông ta thêm một lần nữa. Không ngờ, lão cáo giả đó đã nhanh hơn một bước. Tuy nhiên, chứng cứ này vẫn có thể chặn đường lùi của lão. Tôi sao có thể dễ dàng chết một mình? Duyên nợ của chúng ta vẫn chưa dứt, ông phải đi cùng tôi. Ở một diễn biến khác, Lão Vĩnh Hà sau khi nghe tin Kim Quý bị bắt liền vui mừng ra mặt. Lão ngửa mặt cười mãn nguyện. Ta đã nói rồi, tất cả những kẻ lừa dối và phải bộ ta đều không có kết cục tốt đẹp. Hắn đã chờ đợi kết cục này lâu lắm rồi. Nếu không trả được hận, hắn nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Nhưng hắn lại không ngờ, trong lúc hắn hoan hỉ thì cảnh sát đã bao vây bên ngoài, chỉ cần thời cơ thì sẽ tóm gọn một mẻ. Bỗng bên ngoài có tiếng loa phát thanh khiến cho hắn giật mình. Ông Vĩnh Hà, ông đã bị bao vây. Nếu ông chịu đầu hàng, thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Khốn nạn! Lão ta vội cầm súng, đạn đã lên nòng. Lão cố thủ để chờ đàn em đến ứng cứu. Nhưng tiếc thay, ba tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào. Hắn liều mạng, phá cửa và nổ súng liên thanh trốn ra ngoài. Nhưng không ngờ, bên ngoài lực lượng quá đông. Cuối cùng lão ta đuối sức, không chống trả nổi, bị trúng đạn và tử vong. Cuộc đời của một người đàn ông lăn lột, bon chen, đua tranh vì bản thân mà làm biết bao chuyện hại người hại đời. Đến cuối cùng đã kết thúc trong cảnh lạnh lẽo bi thảm. Không tiền tài, không người thân cũng chẳng ai xót thương. Tình hình sức khỏe của Đan Thùy ngày càng tệ đi. Bác sĩ cho hay nếu cô không được phẫu thuật trong tầm này thì tình huống xấu nhất rất có thể xảy ra. Những cơn hôn mê kéo dài thường xuyên đến nỗi và cứ mỗi lần tỉnh lại là cô lại gọi tên Trí Nam. Nhưng chị Nam mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi tìm bác sĩ giỏi chữa trị cho cô. Mấy đêm liền mất ngủ, anh trong tiểu tụy chẳng khác gì người đang bệnh nặng. Anh cố gắng ăn chút bánh mì với trứng, thì bỗng tivi phát đi tin tức, kim quý công nghi cô phải chịu án tù lên đến 10 năm sau tất cả những chuyện tồi tệ mà cô ta đã gây ra. Trên tivi, kim quý không những không hối lỗi, mà còn nở nụ cười ngạo nghễ như đang thách thức luật pháp và dư luận. Chỉ nam cuộn tay thành hình nắm đấm, hận không thể giết chết cô ta ngay lúc này. Bông anh nhớ ra, người chồng hiện tại của Kim Quý cũng là một bác sĩ nổi tiếng. Dù anh ta không thuộc khoa ung bướu, nhưng mà đây cũng là một cơ hội khiến cho Chí Nam vội vã đi tìm. Bước vào không gian phòng làm việc của Tôm. Chí Nam thật sự rất ngạc nhiên. Mọi thứ được bài trí rất đơn giản, trái hẳn với phong cách sống khoa trương của Kim Quý. Chí Nam thật sự không hiểu tại sao hai người họ lại có thể bên nhau. Nhìn thấy Chí Nam, Tôm phần nào đoán được lý do anh đến đây. Tôm mời Chí Nam ngồi xuống, bước tới chỗ máy pha cà phê lấy cho anh một ly. Anh dùng cà phê đi. Ở chỗ tôi chỉ có thứ này, không biết anh có thích không? Không sao, tôi cũng rất hay uống cà phê bởi vị đắng của nó hòa trong vị ngọt của đường, vô tình tạo thành hương vị vốn có của cuộc sống. Tôm cười tỏ vẻ đồng tình. Là nghệ sĩ nên tâm hồn anh thật lãng mạn. Anh không nói vòng vo mà anh đi thẳng vào chủ đề chính. Bạn gái tôi mắc bệnh u não, tình hình sức khỏe của cô ấy ngày càng tệ. Tôi biết, anh là một bác sĩ giỏi, tôi nghĩ anh có thể giúp cô ấy. Anh không nghĩ tôi sẽ từ chối, vì giữa tôi và Kim Quý từng là vợ chồng ư? Trí Nam chứng lại trầm ngâm một hồi rồi thẳng thắn đáp, tất cả mọi thứ đã bắt đầu từ sự thù hận và những sai lầm của tôi. Đan Thủy vô tội và Kim Quý cũng không hoàn toàn có lỗi. Nếu tôi không cố tình kéo cô ấy vào, thì có thể cuộc đời của cô ấy và tôi đã khác. Vậy anh có thể nói cho tôi nghe tất cả mọi chuyện được không? Vì như thế Tôi mới có thể đưa ra quyết định giúp anh hay không? Trong phòng làm việc yên tĩnh, hai người đàn ông trò chuyện, ánh mắt của Tôm thoáng chốc xa xăm, có phần thông cảm và thấu hiểu. Anh tùy thoảng quay mặt đi chỗ khác, cố tình để cho Chí Nam không đọc được tâm tư của mình. Đời người, ai cũng phải trải qua những chuyện vui buồn, nhưng có lẽ bi kịch của những con người này đã vượt quá sự chịu đựng của họ. Tôm nhớ lại lời cha anh từng nói, hãy sống như thế nào để khi cần gì lại càng cảm thấy bản thân mình hạnh phúc. Lần đầu tiên, chị Nam hoàn toàn trải lòng toàn bộ câu chuyện trước một người lạ. Anh không muốn giấu giếm bất cứ điều gì, bởi vì anh bây giờ chỉ cần cứu được đan thủy thì việc gì anh cũng làm được. Bỗng, chị Nam bước tới trước mặt tôm quỷ gối cầu xin, khiến cho tôm vừa bất ngờ lại vừa khó xử. Anh không biết đan thủy là cô gái thế nào, nhưng tình yêu phải thật lớn và mãnh liệt mới có thể khiến một người đàn ông vì cô mà hạ mình trước người khác anh đang làm gì thế? Tôi xin anh hãy cứu cô ấy. Tôi biết anh là người tốt, anh nhất định sẽ không thể đứng yên khi bệnh nhân đang chết dần chết mòn mà không làm gì. Tôi sẵn sàng đáp ứng tất cả những điều kiện mà anh đưa ra. Từng lời anh nói đều rất chân thành, những tâm sự chất chứa bấy lâu theo dòng cảm xúc tuôn trào khiến tôm cũng vì nó mà cảm thông. Anh nói lời phải giữ lấy lời. Đời này tôi ghét nhất là ai lừa dối tôi. Tôm bình thản bước tới bàn làm việc, trầm tĩnh cất giọng căn bệnh này không thuộc lĩnh vực chuyên môn của tôi nhưng mà tôi có thể giới thiệu cho anh một đồng nghiệp khác là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điều trị căn bệnh này anh yên tâm tôi sẽ không làm anh thất vọng tìm thấy hy vọng trí nam trong lòng rất vui vậy là cô vẫn còn cơ hội tiếp tục sự sống một năm sau hôm nay ngọc trai ra sân bay để đón trí nam và đan thủy trở về sau khi chữa trị ở nước ngoài vừa gặp nhau họ đã vui mừng khôn xiết đan thủy xinh đẹp hơn trước rất nhiều cô ôm trầm lấy ngọc trai đôi mắt rướm lệ như vừa đoàn tụ với người thân trong gia đình sau thời gian dài xa cách em nhớ chị nhiều lắm chị gầy hơn trước rồi chị có khỏe không ngọc trai xua tay tươi cười ra hiệu cho cô dừng lại em hỏi nhiều như vậy làm sao mà chị ý trả lời kịp được xoay một vòng chị xem nào em càng ngày càng trẻ ra chắc là do anh chàng này khéo chăm đấy cô nhìn theo hướng ngọc trai đang nhau mắt liền hiểu ý duyên trời định rồi chị ạ à. Hai người huyên thuyên mãi, mà quên mất trí nam cũng đứng đó. Mãi một lúc sau anh mới hắng giọng. Chúng ta về nhà thôi. Về rồi nói thêm, ba ngày ba đêm nữa cũng được. Lại nhắc tới Kim Quý, sau khi về nước, Trí Nam đã tới trại giam thăm cô. Anh muốn nói cho cô biết toàn bộ sự thật mà Tôm chưa từng nói với cô và cũng để thực hiện lời hứa của mình với Tôm. Kim Quý vừa bước ra phòng trò chuyện với người thân, nhìn thấy Trí Nam liền quay đầu, nhưng Trí Nam kịp lên tiếng gọi cô lại lâu giờ không gặp cô vẫn ổn chứ kim quý ngửa mặt lên trời cười khổ ánh mắt buồn bã bỗng trở nên sắc lẹm anh đủ khả năng để hiểu sao lại còn hỏi tôi hôm nay anh cố tình đến chọc cho tôi tức chết sao cô vẫn thế ngang bướng và lúc nào cũng muốn mình thắng anh không muốn sao chị nam nhìn thẳng vào mắt kim quý tử tốn đáp đó là chuyện của quá khứ tôi đã học được cách sống chậm lại quan tâm và thấu hiểu rốt cuộc hôm nay anh đến là để nói chuyện gì với tôi Thầy Kim Quý gấp gáp. Chị Nam không đợi nữa, liền nói hết mọi chuyện. Tổng đã về nước rồi. Anh ấy muốn nhờ tôi gửi lời xin lỗi. Vì anh ấy chính là người đã gây ra vụ tai nạn và phẫu thuật gương mặt của cô giống hệt vợ anh ấy. Kim Quý thẫn thờ. Hòa ra bấy lâu nay, anh ấy chỉ xem cô là thế thân của vợ cũ. Lòng ngực trái nhói lên một cơn đau buốt như muốn xé nát tâm can. Dù Kim Quý cố tình lợi dụng anh để làm chuyện xấu, nhưng cô vẫn luôn nghĩ dù cả thế giới có quay lưng lại với mình, thì tôm vẫn sẽ luôn bên cô. Vì cô chính là người mà anh yêu nhất. Đồ xấu xa. Sao anh ta dám đối với tôi như thế? Tôi còn tưởng tôm không đến thăm tôi vì cảm thấy có lỗi. Vì không thể giúp tôi rời khỏi nơi quỷ quái này. Hóa ra. Đồ tôi. Kim Quý hét lớn vào mặt của Trí Nam. Cơn lửa tức giận từ trong tâm can như muốn thiêu cháy cả căn phòng này. Cả một chuyện nữa. Vẫn còn sao? Chắc chắn chuyện anh và Đan Thùy hạnh phúc như thế nào à? Trước thái độ mỉa mai của Kim Quý, Chí Nam từ từ đáp. Tôi muốn tôi tha thứ cho cô. Sau này khi nào cô ra tù, chúng ta vẫn có thể giữ mối quan hệ bạn bè. Ai mượn anh ta lo cho tôi, cút đi. Cô nổi giận để làm gì? Lời tôi đã hứa tôi nhất định sẽ làm. Cút, cút ngay. Kim Quý như muốn phát điên, cô ta gào thét, đập phá đổ đạc. Và cố hết sức mở còng tay nhưng bất thành. Ngày tháng sau này đối với cô ta là cả một bầu trời đen tối cuộc đời là những tháng ngày buồn vui hạnh phúc và khổ đau và nó chỉ thực sự dừng lại khi nào ta kết thúc cuộc đời